theo tuế nguyệt đạo quả bắt đầu thành thánh, chương 201, vết nước không gian như nước thủy triều an nhạc động tâm, tuế nguyệt trường hà hiện ra đại sát phạt, tiếng nổ, giống như là cổ lão tự trong miếu, gõ nện vang vọng trầm trọng đồng chung, tạo nên tiếng chuông, kích thích màng nhĩ, trung chuyển linh hồn, toàn bộ cửu cảnh cổ thành, đều là tại thời khắc này, lâm vào tĩnh lặng, vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đồng tử khó mà ức chế khuếch tán phóng to, trong lòng chấn kinh, lộ rõ trên mặt, bởi vì, giờ phút này tràn ngập bọn hắn trong đôi mắt hình ảnh đủ để cho bọn hắn suốt đời khó quên quả thực quá mức khủng bố giống như cổ lão thần thoại tái nhập tại hiện thế bắt cảnh người tu hành một đánh một trong chiến đấu đánh đổ một tôn sông cửu cảnh viên mãn lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu nửa bước thập cảnh cường giả đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi tình huống nếu là tại bên ngoài nói ra chuyện như thế sợ là sẽ phải bị thế nhân mỉa mai chế dẻo không chỉ bởi vì lẫn nhau ở giữa trên lệch không ngừng một cái đại cảnh giới, bởi vì bị đánh nổ chính là nửa bước thập cảnh, mà không phải sơ nhập cửu cảnh người tu hành, tại cửu cảnh lĩnh vực, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ còn có viên mãn, cùng với nắm giữ đại đạo hình thức ban đầu nửa bước thập cảnh, trên lệch đều không thể khinh thường, có thể là, an nhạc không chỉ có vượt ngang đại cảnh giới, càng là vượt qua rất nhiều tiểu cảnh giới, tại thân thể chiến đấu bên trong, ngạnh bính phía dưới, mạnh mẽ đánh nổ hổ hải thân thể hổ hải. Có thế tuyệt đối không phải cái gì tầm thường kẻ yếu, có thể tu hành đến nửa bước thập cảnh, không có tầm thường, cơ hồ đều là thiên phú trác tuyệt hạng người, cảnh giới tu hành càng cao, liền càng ngày càng khó mà ngang qua trên lệch mà giết địch, bởi vì, có thể tu hành đến đại cảnh giới, cơ hồ không có kẻ ngu dốt, về việc tu hành đều có kinh người cùng phi phàm thiên phú, cho nên, cửu cảnh trong cổ thành người tu hành nhóm mới là vô cùng rung động, vì một màn trước mắt mà kinh hãi. An Nhạc này một trận chiến, sợ là sáng tạo ra truyền thuyết cùng thần thoại, đi tới, tại mặt da ngoài phủ đệ ngưng trệ ở bước chân hổ tan, trên khuôn mặt đã sớm bị không thể tưởng tượng nổi bao trùng, không ngờ tới, hổ hải thế mà sẽ gặp này trọng thương, An Nhạc. Đây là cái gì quái vật a, à? đây là cái này tu hành cô đơn thời đại, đủ khả năng đảng sinh yêu nghiệt sao? Hổ Hải tu hành như vậy đến nửa bước thập cảnh, lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu, che đậy bạch hổ tiên của thế gia hậu duệ thiên kiêu vậy mà đều bị sỉ nhục đánh nổ thân thể. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, hổ hải thiên phú, có thể là đạt được lão tiên trưởng công nhận, cũng không so chưa trưởng thành, bị an nhạc giết chết hổ thương yếu bao nhiêu, thậm chí, hổ hải tương lai, nếu là có thể trở lại thượng thương, đạt được tiên của bạch hổ thế gia chủ gia thừa nhận, đạt được tài nguyên bồi dưỡng, đặt chân thập nhất cảnh. Thành tựu tiên quân, cũng chưa chắc không thể, nhưng mà, hôm nay này bại một lần, sợ là vỡ vụn hổ hải tất cả tưởng niệm, chặt đứt tương lai của hắn. Tiên cổ bạch hổ thế gia hậu duệ nhất mạch, tất cả mọi người đều có chút khó mà tiếp nhận sự thật này, hổ hải bại, mà lại là bị sỉ nhục đánh nổ thân thể thảm bại, tại một đánh một chiến đấu bên trong, bị trấn áp phong mang. Đã từng cùng an nhạc cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ vào cửu cảnh cổ thành ngồi cưỡi hung cầm tiên nhân hậu duệ hổ khuê, giờ phút này sớm đã toàn thân nổi lên lãnh ý, đưa ra tiên huyết, nhưng tiên quân khôi phục hổ nguyệt, giờ phút này sớm đã lâm vào ngu dại hình dạng, bị trước mắt giống như đã từng quen biết hình ảnh, cho trùng kích tâm cảnh gợn sóng, ý tuyệt vọng dâng lên, trong miệng không ngừng lầm bầm, làm sao lại như thế, tại sao lại như thế, tiên huyết bay vào thập cảnh tiên của chiến trường, tiên quân nghe được ý chí của ta cùng cầu xin, vì sao? An nhạc còn có thể sống được đi ra thập cảnh tiên của chiến trường. Thậm chí còn chiếm được trên thực lực tăng lên cùng nhảy vọt, càng có thể thực hiện cùng hổ hải chém giết. Hổ Nguyệt hết sức tuyệt vọng, cảm giác mình bị tiên quân ý chí cho lừa gạt, đưa ra tiên huyết, đưa cái tịch mịch, an nhạc vào thập cảnh tiên của chiến trường thời điểm, bất quá là thất cảnh thôi, khi đó, an nhạc tối đa cũng liền cùng bình thường cửu cảnh sơ kỳ một trận chiến, có thể là, lại từ thập cảnh chiến trường trở về, an nhạc tu vi phá vỡ mà vào bát cảnh, vậy mà có thể cùng hổ hải chém giết, thậm chí đánh nổ hổ hải thân thể, tốc độ tăng lên như vậy, hổ Nguyệt đôi mắt hôi bại xem không đến bất luận cái gì hy vọng nàng đưa ra tiên huyết chẳng lẽ là thành toàn an nhạc hay sao trừ bỏ rung động không thể tưởng tượng nổi khó mà tiếp nhận trước mắt hình ảnh tiên cổ bạch hổ thế gia hậu duệ bên ngoài cửu cảnh trong cổ thành bên ngoài vào mộ tám người tu hành nhóm càng là chấn động vô cùng từng cái trong mắt đều là toát ra vẻ chấn động đặc biệt là những cái kia cùng an nhạc đối địch người càng là hoảng hốt hai tôn tây lương địa ngục phủ diêm vương quanh thân quỷ khí âm trầm bọn hắn thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng chế dẻo, chuẩn bị thu lại an nhạc thi thể, tiến hành luyện hóa. Kết quả, an nhạc thế mà cho bọn hắn ngạc nhiên lớn như vậy, đến mức những cái kia bình thường cửu cảnh phán quan nhóm, thì càng là hoảng hốt, bởi vì an nhạc có thể đánh nổ hổ hải, đánh nổ bọn hắn. Sợ là càng thêm dễ dàng, nguyên mông đế quốc cửu cảnh bên trong người nổi bật, lần này tại cửu cảnh trong cổ thành được một kiện quạt lông chí bảo cùng một khỏa cổ lão bảo đang cửu cảnh đại viên mãn cường giả cầu lôi, hắn ngăn ở tố châu thượng sư môn hộ trước, giờ phút này trong lòng kinh hải không thôi, còn lại nguyên môn đế quốc cửu cảnh đều là biến sắc, chấn động tại an nhạc tốc độ phát triển, quả thực quá mức đáng sợ, đệ nhị sơn chủ tô chim tiên cười ha hả cản trở lấy hổ điền, ý cười dạt dào trong đôi mắt, cũng là có một vệt vẻ khiếp sợ phun trào, cho dù là hắn, đều có chút mộng tiểu sư đệ. Thế mà mạnh như vậy, có thể trực tiếp đánh nổ hổ hải rồi, hổ hải có thể là nửa bước thập cảnh, tìm hiểu ra đại đạo hình thức ban đầu quái vật A, cho dù là hắn tô chim tiên tới giao phong, đều chưa hẳn có thể tùy tiện thắng chi, càng không nói đến nói muốn đánh bạo hổ hải, mặt khác sơn chủ càng là mộng nhiên, thứ ba sơn chủ văn lữ thượng, đệ tứ sơn chủ lý huyền cơ, thứ năm sơn chủ cố hải đường các loại, nghẹn họng nhìn trân trối, đệ lục sơn chủ hai tay ôm ngực, lãnh khốc khuôn mặt đều có chút khó mà kéo căng ở, khóe môi đang run rẩy tiểu sư đệ. 6A, này đặc nương cũng quá sáu đi, hổ hải đều có thể đánh nổ, vậy có phải hay không nói hắn lão lục cũng căn bản gánh không được an nhạc một quyền, trong chớp mắt. Hắn lão lục, lại trở thành thánh sư rất nhiều sơn chủ trong các đệ tử hạng chót tồn tại, đệ lục sơn chủ khuôn mặt duy trì lấy lạnh lùng thần thái, nhưng trong lòng lại là hoảng đến một nhóm, áp lực to lớn vô cùng. Hắn vừa được một trận truyền thừa, đạt được một thanh cấp thứ nhất chí bảo cổ kiếm, Hoàng Thiện Hồng Trần kiếm nói, đặt chân cửu cảnh hậu kỳ, có thế giờ phút này nghĩ đến, căn bản không coi là cái gì, này truyền thừa. Không có chút nào thơm, đương nhiên, trong mọi người kinh hãi nhất. Vẫn là muốn thuộc hoa phu nhân, hoa phu nhân khuôn mặt tuyệt mỹ, ngồi ngay ngắn ở cổ ốc bên trong, tràn đầy mờ mịt, nhìn hổ hải bị đánh nổ thân thể, bay tứ tung máu thịt, tóe mở huyết hoa. Để cho nàng nổi lòng rung động, đã từng tồn tại giả tâm, mong muốn đặt chân tu hành lĩnh vực thiếu niên, tại nàng dẫn đường phía dưới, bây giờ, vậy mà đã đạt đến như thế độ cao, trong lúc nhất thời, dòng suy nghĩ của nàng đúng là lớp đầy tràn ngập đầy phức tạp, còn nhớ được năm đó sống trời bể nước bên trong, thiếu niên ôm quyền chấp tay, trong đôi mắt giấu trong lòng đối với tu hành khát vọng cùng giả vọng, không cầu kim ngân, chỉ cầu tu hành điển tịch, một khắc này, thiếu niên mới chỉ là cái vừa mới ngưng luyện ra linh khí hoàn thành tu hành khải môn người mới, có thể thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt bất quá nháy mắt, thiếu niên đã tại trên con đường tu hành chạy như điên, trưởng thành trở thành cường giả đỉnh cao, nàng cũng là không có năng lực, lại vì thiếu niên nhóm lửa trên con đường tu hành thanh đăng. Oanh, hổ hải máu thịt nổ tung, tuế mở máu thịt giống như bom bay tứ tung, như muốn xuyên thủng hư không, đục xuyên cổ thành, máu và xương đều là nổ tung, băng cơ ngọc quốc triệt để biến thành tàn phế, ngọc cốt nhúng máu, nện rơi trên mặt đất, như bùng nhão mười phần làm cho người ta căm ghét. Người đáng chết, hổ hải thể xác bị đánh bạo, thế nhưng nguyên thần nhưng như cũ sinh tồn, thoát ly máu thịt, hoành không mà lên, hào quang vạn trượng. Có thế hổ hải một trái tim đã sớm chìm vào đáy cốc, máu thịt bị đánh bạo, cái kia nguyên thần liền không chỗ theo, sẽ chỉ ở thiên mà ảnh hưởng hạ càng ngày càng khô kiệt, cuối cùng chết đi. Dù cho sống chui nhủi ở thế gian, cũng triệt để không có tiềm lực, khó mà cải biến lưu lạc hiện trạng bi thống, tuyệt vọng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc, xông lên hổ hải trong lòng, nhưng cuối cùng, đều hóa thành bất đắc dĩ cùng kinh dị, an nhạc đứng lặng tại mặt gia phủ đệ chỗ sâu, quanh thân khí huyết bùng cháy, hư không giáp ngân mang sáng lạng, theo thập cảnh chiến trường trở về hắn, giống như một tôn trở về thần chỉ, khí phách mạnh mẽ lại đáng sợ, toàn thân trên dưới sen lẫn cổ lão kinh văn, phóng thích ra mãn hoang khí tức, cực kỳ không tầm thường, ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm hủy diệt khí phách lại thêm màn trụ bên trong luyện hóa hai tôn sơn hà đỉnh, an nhạc bây giờ thân thể, tại thập cảnh phía dưới, tuyệt đối là sừng sững tại đỉnh phong nhất một nhóm kia, trọng yếu nhất chính là, này còn không phải an nhạc cực hạn, an nhạc gân cốt bên trong, khí huyết giống như sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn cuồn cuồn, cường thế đánh nổ hổ hải thân thể, trên cơ bản là an nhạc cho đến tận hôm nay có khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hư không tán thủ, cổ lão kinh văn. Hai Tôn Sơn Hà đỉnh còn có Tuế Nguyệt khí gia trì, như thế bùng nổ, chính là An Nhạc toàn lực ứng phó dưới cực hạn hiện ra, kết quả cũng là cũng không nhường An Nhạc thất vọng, thành công đánh nổ nửa bước thập cảnh hổ hải thân thể, ít nhất mang ý nghĩa, An Nhạc nếu là không sử dụng Tuế Nguyệt khí, đối đầu nửa bước thập cảnh, đã không còn là đã từng cái kia vô pháp phản kháng, có tranh phong tư bản, thậm chí giải quyết đối phương tư bản, An Nhạc bao trùm hư không giáp, đầu vai sinh bảo thụ, bảo thụ phú lưu quang, ánh mắt quét nhìn hổ hải đằng không nguyên thần an nhạc động sát tâm dự định chém giết hổ hải lập uy bất quá hổ hải mặc dù thân thể bị đánh bạo có thể là nguyên thần của hắn lại không phải yếu đuối chính là là chân chính cửu cảnh viên mãn nguyên thần thân thể một đạo bên trên an nhạc đến cổ kinh khắc ấn đến sơn hà đỉnh gia trì có thể là tại nguyên thần một đạo bên trên an nhạc lấy được gia trì liền ít đi rất nhiều duy nhất có thể cầm ra chính là tuế nguyệt trường hà dị tượng cùng với tâm kiếm Cổ lão kinh văn mặc dù đồng dạng khắc tại nguyên thần bên trên, có thể là chỗ thực hiện gia trì, cũng không thịt trên người gia trì khổng lồ như vậy. An nhạc mặc dù nghĩ thật chém giết hổ hải, có thế lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cấp độ nguyên thần bên trên trên lệch vẫn là vô cùng rõ ràng. Hổ hải rõ ràng cũng biết điểm này, trong đôi mắt thậm chí có từng điểm từng điểm điên cùng tuôn ra. Hắn đang tự hỏi như thế nào lợi dụng tự thân nguyên thần tới áp chế cùng chém giết an nhạc, nhưng đồng dạng. Hổ Hải mong muốn chém giết An Nhạc, cũng rất khó làm đến, trừ Phi Nguyên thần của hắn tiến vào An Nhạc Tâm thần không gian, dùng 10 phần cường thế lực lượng nguyên thần, một chút lột bỏ An Nhạc nguyên thần, cuối cùng thực hiện chém giết, thậm chí, Hổ Hải còn có thể vì vậy mà đoạt được một cái đoạt xá cơ hội. Cứ việc, nghĩ như thế, cơ hội hết sức xa vời, có thể là Hổ Hải không muốn từ bỏ, Hổ Hải nguyên thần phun tỏa hào quang, tiên đài cao trúc chín tầng, nguyên thần ngồi ngay ngắn, như thần chỉ lâm thế một cổ bí pháp vận dụng thoáng chốc hổ hải nguyên thần phía trên nguyên thần chi quan đều ngưng tụ cuối cùng lại hóa thành một cây thần mâu ầm ầm bắn ra trường mâu xuyên thủng gào thét hướng phía an nhạc đâm tới an nhạc ngưng mắt mi tâm hào quang như sương mù trong lòng hơi có chút cảnh giác tinh thần của hắn lực lượng xen lẫn hình thành phòng ngự muốn ngăn lại này một mâu an nhạc có thể cảm nhận được hổ hải quyết tuyệt đó là một loại đem hết thảy đều quên sạch sành sanh muốn tới một trận liều chết phấn đấu, hổ hải không muốn dùng nguyên thần thân thế sống tạm, ít nhất, muốn kéo lên an nhạc chôn cùng, trốn chạy, đó không phải là hổ hải như vậy thiên kiêu phong cách, hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, thần tâm xen lẫn như lưới lớn, nhưng mà, thần mâu lại không thể chống cự xuyên thủng an nhạc thần tâm bố trí lưới lớn, xoẹt tiếng vỡ vụn, an nhạc khuôn mặt khẽ biến, đứng lặng tại chỗ, thân thể khí tức chìm nổi, thần tâm lùi về trong cơ thể đắm chìm tiến vào thần tâm không gian chiến trường hổ hải này là hoàn toàn không để người sống đường nguyên thần vào an nhạc tâm thần không gian chỉ còn lại có hai cái kết cục không phải an nhạc nguyên thần tịch diệt chính là hổ hải nguyên thần tịch diệt hai chọn một kết cục rất là tàn khốc dù cho hổ hải thắng đoạt xá an nhạc thân thể có thế thịt trên người không phù hợp cũng sẽ nhường hổ hải rất khó lại thực hiện cảnh giới bên trên bay vọt cùng tăng lên con đường phía trước đã đứt hổ hải một thắng tương đương với thời đại này hai cái tuyệt đại thiên kiêu kết thúc, một màn này, để cho người ta người biến sắc, thế nhân đều vì hổ hải quyết tuyệt mà biến sắc, hổ tan trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ đau thương, nàng phiêu phù ở mặt gia phủ đệ trước đó, giờ phút này không do dự nữa, ngang tàn ra tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm đột nhiên quét ra, cuốn theo lên cực kỳ đáng sợ kiếm cương, kiếm ngân vang vang vọng, kiếm ảnh tầng tầng, giết, hổ tan giọng dịu dàng quát chói tai trên dung nhan tuyệt thế sát cơ cuồng cuộn tiên tư chập chờn múa kiếm như mộng huyễn muốn thừa dịp an nhạc cùng hổ hải tiến hành nguyên thần giao phong thời điểm đối hắn thân thể ra tay ảnh hưởng an nhạc nguyên thần bất quá kiếm quan chưa hạ xuống an nhạc đầu vai bảo thụ lại không vui ngươi cái tiểu nương bì làm ngươi cây da là bài trí đúng không ngươi cây da tung hoành tiên cổ chiến trường thời điểm ngươi cái tiểu nương bì vẫn chỉ là quả trứng đâu bảo thụ miệng pháo lên tiếng thế nhưng cành cây lại là ngang tàn bắn ra mà ra, phiến lá như đao, nhánh cây như thần mâu. Trên nhánh cây, có cổ lão kinh văn quanh quẩn, mặc dù kinh văn chữ viết không nhiều, nhưng đối với nhánh cây tăng phúc cũng là to lớn. Kiếm khí cùng nhánh cây va chạm, hổ tan cửu cảnh viên mãn tu vi bùng nổ, vậy mà khó mà chém đi an nhạc đầu vai sinh ra bảo thụ cành cây, điều đó không có khả năng. Hổ tan cũng là ngưng mắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra kinh hải, này khỏa bảo thụ nàng nhận ra, lúc trước bị hổ hải một chiêu liền bị oanh cành cây đứt gãy, trú thảm liên tục, làm sao hiện tại? Bảo thụ cành cây thế mà có thể đỡ nổi ánh kiếm của nàng, gia cản, cản cản cản, bảo thụ cành cây loạn quét, giống như vô số bóng mâu đè lên nhau, xen lẫn liên miên, kiếm khí dồn dập bị ngăn lại, kiếm quan khó mà xâm nhập, cây cùng kiếm va chạm, có kim thiết giao thương thanh âm, trung chuyển không dứt, mà nguyên thần ở giữa tranh phong, kỳ thật rất ngắn, tại hổ hải hóa thân thần mâu thân thế, đục xuyên an nhạc tâm thần phòng tuyến thời điểm, liền đã đã chú định chiến cuộc, nguyên thần cuộc chiến, liền đã kết thúc, oanh, hổ hải nguyên thần tại an nhạc tâm thần trong không gian hiển hóa, một thanh trường thương tiên quan tung hoành, hóa thành hổ hải tiên phong đạo cốt nguyên thần, hắn nhìn chầm chầm an nhạc ngồi ngay ngắn ở tâm kiếm phía trên, lao nhanh tại tuế nguyệt trường hà dị tượng bên trong nguyên thần, chỉ cần yên diệt an nhạc nguyên thần, hắn hổ hải mới có thay vào đó tư cách, nguyên thần tranh phong ngươi không phải là đối thủ của ta ta thế tất sẽ giết ngươi dù cho bởi vậy nhường tự thân trầm luân khó mà lại như lúc trước có tuyệt thế yêu nghiệp thiên phú có thế ngươi quá nguy hiểm ngươi phải chết hổ hải băng lãnh nói ra nhưng mà an nhạc ngồi ngay ngắn ở thất thải tâm kiếm nước chảy xiết tại tuế nguyệt trường hà bên trong nguyên thần chậm rãi tranh mắt ánh mắt khép mở có tia sáng kỳ dị sáng tối chập chờn tự tin như vậy có điều luyện thần cửu cảnh viên mãn cảm ngộ đại đạo hình thức ban đầu, hoàn toàn chính xác có phần tự tin này tư bản, có thế nhục thể của ngươi, cũng đồng dạng tự tin, lại bị ta chém đi, bạo thành đầy đất cẩu đều căm ghét không ăn thịt nát. An nhạc nguyên thần mở miệng, thanh âm đàm thoại rất bình tĩnh, có thể nói ngữ lại mang tới một vệt nhục nhã chi ý, hổ hải nguyên thần hào quang chói lọi, vô cùng cường đại, nguyên thần hào quang khuếch tán tự hồ muốn dùng tự thân nguyên thần quang minh bao phủ an nhạc thần tâm không gian mỗi một cái góc, tại uy thế bên trên triệt để trấn áp, tiên đài chính tầng cao huyền vu không, đúng là tại an nhạc tâm thần trong không gian như thần chỉ ngồi cao, nhìn xuống an nhạc, biểu hiện ra cực hạn bá đạo, thân thể bị trảm, đó là bởi vì ngươi thân thể có gì đó quái lạ, cái kia cổ lão kinh văn tràn ngập mang hoang khí tức, giống như là thời kỳ viễn cổ truyền thừa đến nay tu hành pháp, chắc hẳn kinh văn chính là ngươi vào thập cảnh tiên cổ chiến trường đoạt được cơ duyên, có thể là... Nguyên thần của ngươi nhưng lại không được đến cơ duyên gia trì. Hổ hải ngồi cao tiên đài, đã không muốn lại tiếp tục nói chuyện với nhau, bởi vì cả hai ở giữa chỉ còn lại có ngươi chết ta sống, không cần thiết nhiều nói nhảm. An nhạc lại là cười một tiếng, khuôn mặt bên trong toát ra một vệt dị sắc, ngươi nói đúng phân nữa, nguyên thần của ta hoàn toàn chính xác không có có cơ duyên gia trì. Nếu là tại bên ngoài, nguyên thần của ta trả lại xác thực không làm gì được ngươi, có thế. Làm nguyên thần của ngươi tiến nhập tâm ta thần không ở giữa, chỗ này là thuộc về ta lĩnh vực, ngươi có biết hành vi của ngươi, là đang tìm cái chết a? À. hổ hải hiếp mắt, nguyên thần chi quan đại thịnh, tiên đài phía trên, vô số nguyên thần xiền xích bắn ra, soạt tiếng ở giữa, cuộc bắt hướng an nhạc nguyên thần cùng tâm kiếm, uy hiếp lớn nhất chính là an nhạc tâm kiếm, hổ hải cũng rõ ràng, trấn áp tâm kiếm hắn trên cơ bản liền có thể đứng ở thế bất bại, đến mức an nhạc nói hắn đang tìm cái chết, hổ hải là lơ đỉnh, bởi vì tại cấp độ nguyên thần bên trên cực lớn trên lệch, khiến cho hắn vẫn tồn tại hy vọng, hu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, an nhạc thân thể đến cổ kinh tăng phúc, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, có thế nguyên thần liền chưa hẳn thấy, mà an nhạc hết sức bình tĩnh nhìn cuốn tới từng sợi nguyên thần xiên xích, cũng không quá lớn động tác, hắn nói hổ hải là đang tìm cái chết, tự nhiên là có hắn bằng chứng, bởi vì thần tâm không gian bên trong. Ẩn chứa an nhạc bí mật lớn nhất, đó chính là đạo quả không gian, an nhạc cũng không tính lãng phí thời gian, nguyên thần hào quang bắn ra, sau một khắc, toàn bộ thần tâm không gian đều rung chuyển, hổ hải nguyên một, hắn khoái động ra nguyên thần xiền xích, vậy mà từng khúc vỡ nát, sau đó, hổ hải liền thấy được an nhạc nguyên thần phía dưới trường hà suối chảy lao nhanh, đúng là bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ trong đó, tạo thành một cổ khổng lồ hấp lực, đây là cái gì, hổ hải bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cực hạn kinh khủng mối nguy, tuyệt đối không thể bị hút vào trong đó, một khi hút vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ đây là thân là thiên kiêu trực giác hổ hải trong lòng run sợ muốn rách cả mí mắt không ngờ tới an nhạc tại nguyên thần một đạo bên trên vậy mà cũng tồn tại có ác chủ bài đây rốt cuộc là quái vật gì a à? dựa theo lão tiên trưởng nói nhân gian trung thổ long mạch phân loạn sơn hà đỉnh di thất không phải nơi đó tại một cái tu hành suy kiệt thời đại sao tại sao lại sinh ra an nhạc dạng này quái vật thiên kiêu chẳng lẽ an nhạc chính là lão tiên trưởng nói tới một thời đại tất nhiên sẽ đản sinh thiên địa con trai, oanh, mạnh mẽ hấp lực, bàn bạc nhường hổ hải vượt quá tưởng tượng, hắn cửu cảnh viên mãn nguyên thần, tại cổ lực hút này trước mặt, căn bản như bọc biển, vừa chạm vào liền phá, khó mà chống lại, hổ hải nguyên thần theo tiên đài bên trên bị lấy đi, rơi vào an nhạc nguyên thần quanh mình xoay tròn thời không trong không gian thần bí, đợi đến hổ hải nguyên thần thư thái, liền thấy được từng khỏa giống như đại tinh huyền không kỳ dị hình ảnh an nhạc nguyên thần phiêu phù ở không gian này bên trong đạm mạc nhìn xem hắn hổ hải nguyên thần ở chỗ này cũng là hóa thành một ngôi sao có thể là hào quang vô cùng nhỏ bé căn bản khó mà chống lại một chút nơi này là nơi nào hổ hải kinh dị nói nguyên thần của hắn đã cảm giác ngộ ra được đại đạo hình thức ban đầu có thể là ở chỗ này hắn lại ngay cả đại đạo cảm ứng đều bị chém đi ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần biết tử kỳ của ngươi đã tới An nhạc nhẹ nói ra, sau một khắc, giơ tay lên, nhẹ nhàng một gõ, hổ hải nguyên thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đập tới, thúc đẩy nguyên thần của hắn, ngang tàn đụng vào một đầu lao nhanh xen lẫn dòng sông bên trong, đó là kinh khủng bực nào dòng sông A, mỗi một đóa bọt nước treo lên, đều tượng trưng cho tuế nguyệt xuất hiện ở thay đổi biến hóa, một sợi xen lẫn hơi nước, đều tràn ngập thời gian lực lượng, hổ hải nguyên thần ngã vào đầu này trường hà bên trong, trong nháy mắt bị lao nhanh dòng sông nuốt mất một cái bọt nước đánh tới, cọ rửa mà qua, hổ hải nguyên thần tựa như giấy trắng, một chút tan rã, cuối cùng nát vụn, triệt để tiêu tán, thần tâm trong không gian, an nhạc ý thức trở về, nguyên thần mi tâm hào quang đang không ngừng lấp lánh, sáng chói lại chói mắt, trước mắt của hắn không ngừng có xuất hiện ở lấp lánh mà qua, đó là hổ hải cả đời tuế nguyệt hình ảnh, cái này hình ảnh không ngừng tràn ngập trong đầu của hắn, giống như là nổ tung một đóa pháo hoa, an nhạc nguyên thần nhắm mắt, duy trì lấy thần tâm không gian ổn định. Này chút nổ tung tuế nguyệt hình ảnh, vô pháp ngưng tụ thành tuế miệt đạo quả, giống như là bị bỏ qua, cọ rửa đi rác rưởi, dần dần tiêu tán giữa thiên địa, an nhạc cũng sẽ không đi trí nhớ, đi đón bàn những ký ức này, bởi vì không cần thiết, thậm chí còn có thể dẫn đến ý thức của mình hỗn loạn, được không bù mất, bất quá, hổ hải nguyên thần trừ khử, tiên đài tự nhiên cũng là từng khúc nổ tung, thuần túy thần tâm lực lượng ngưng tụ mà ra tiên đài, sụp đổ đổ sụp về sau, hóa thành tinh thuần tâm thần lực lượng, bị an nhạc tâm thần không gian thôn vệ, an nhạc luyện thần bát cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà tại thời khắc này, đạt được chậm rãi tăng lên, trực tiếp phá vỡ ngăn trở, đặt chân đến luyện thần bát cảnh hậu kỳ, nguyên thần có thế ngao du thiên địa, cảm ngộ ra thiên địa ý chí, như sương mù dày tỏ khắp ở chung quanh, an nhạc nguyên thần tranh mắt, đôi mắt toát ra vẻ chấn động, đó là đối chân chính tuế nguyệt trường hà lực lượng trung động cường đại như hổ hải nguyên thần cửu cảnh viên mãn có thể là bị tuế nguyệt trường hà cuốn vào liền đóa bọc nước cũng không từng thay nhau nổi lên liền trực tiếp tiêu vong cái này khiến an nhạc tại rung động đồng thời có chút kinh hỷ đây coi như là hắn một lần nếm thử mà nếm thử kết quả rất là khiến người vui vẻ có thể hắn có ứng đối cường giả tuyệt thế tư bản cho dù là thập cảnh thậm chí là thập nhất cảnh an nhạc đều có ác chủ bài ứng đối đương nhiên an nhạc cũng biết một cái hổ hải nguyên thần bị tuế nguyệt trường hà chỗ cọ rửa chỗ khuếch tán ra tới trí nhớ trung chuyển tinh thần của hắn đánh thẳng vào hắn linh hồn nếu là một tôn thập cảnh chính là thập nhất cảnh cường giả nguyên thần bị tuế nguyệt trường hà cọ rửa tinh thần của hắn không gian khả năng chưa hẳn chịu nổi cái kia phần trí nhớ nổ lớn bởi vậy cái này ứng đối ác chủ bài kỳ thật vẫn là tồn tại có nguy hiểm đương nhiên an nhạc thực lực đủ mạnh liền có thể ứng đối ít nhất lần này thí nghiệm cùng nghiên cứu, khiến cho hắn đối tuế nguyệt trường hà lực lượng có toàn nhận thức mới, ngoại trừ có thể mượn tuế nguyệt khí bột phát ra siêu việt cấp độ lực lượng bên ngoài, tuế nguyệt trường hà cũng là kiên thủ hắn nguyên thần một cái lớn nhất nội tình. Hổ hải triệt để vẫn là nguyên thần tịch diệt, tiên đài sụp đổ, an nhạc sau lưng, có đại đạo hình thức ban đầu sụp đổ về sau, hình thành mưa ánh sáng tại dội, đang toàn lực ra tay, muốn chém ra bảo thụ cành cây hổ tan, bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, cầm kiếm tay đang run rẩy, nàng tóc xanh bay lên, ngẩng đầu lên, đối diện chính là bầy vẫy mà đến mưa ánh sáng, ẩn chứa trong đó hổ hải đại đạo hình thức ban đầu khí thế, nguyên thần tịch diệt, đại đạo sụp đổ. Hổ hải ca, triệt để đã chết đi, nguyên thần chi tranh, vậy mà như thế thảm bại, hổ tan cả người đều lâm vào mờ mịt, bởi vì, hổ hải nguyên thần tan tác quá nhanh, cơ hồ có thể nói là bị miễu sát, giờ khắc này, an nhạc mở mắt ra, trên người khí tức cường thịnh hơn, hai con ngươi lóe ra hào quang giống như hai vòng huy hoàng mặt trời chiếu rọi vạn dặm an nhạc quay đầu nhìn về phía đầu vai bảo thụ tán dương một câu làm rất tốt bảo thụ lập tức vặn vẹo cành cây nó nếu là cá nhân giờ phút này tất nhiên đem bộ ngực của mình đập băng vang bảo thụ hưng phấn nói rất tình nguyện làm vui ca cống hiến sức lực trừ phi tiểu thụ chết đi bằng không nhạc ca thân thể tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm an nhạc giơ tay lên hổ hải bị hắn dùng thân thể lực lượng cường đại đánh bay chí bảo trường kích vắt ngang tới bị hắn nắm trong tay cổ lão kinh văn xen lẫn an nhạc khí huyết như núi lửa phun trào giống như viễn cổ thần ma bào hiếu chém giết hổ hải về sau dũng cảm tâm đạo quả tức thời bắt đầu phản hồi thanh khí đây là hết sức đặc biệt bản nguyên thanh khí có thể làm dùng cho thể xác cùng nguyên thần an nhạc suy đoán đạo quả chỗ ban thưởng có lẽ là đẳng cấp cao nhất chí tôn bản nguyên thanh khí thanh khí cọ rửa lưu chuyển bị an nhạc trưởng khống một phân thành hai một phần gia trì thể xác một phần gia trì nguyên thần vừa mới dung hợp thôn vệ tiên đài năng lượng mà động đảng tâm thần không gian cùng tâm kiếm tại thời khắc này triệt để ổn định lại thiên địa ý chí bị thanh khí giao hòa không ngừng mà bị an nhạc nhận thấy ngộ bất quá an nhạc luyện thần cảm ngộ chính là tuế nguyệt đại đạo nhiều như vậy bản nguyên thanh khí đầu nhập trong đó vậy mà không thể vọt tới bát cảnh viên mãn rõ ràng tuế nguyệt đại đạo mạnh mẽ cần nhiều tư nguyên hơn, cùng với An Nhạc càng nhiều cảm ngộ được làm cơ sở. Đến mức thân thể thì là chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cái cổ lão kinh văn giống như ngọn lửa màu vàng bùng cháy, chiếu rọi An Nhạc giống như văn minh cổ xưa bên trong tân hỏa, gánh chịu lấy văn minh dư vị. Oanh, thanh khí trùng kích vào, An Nhạc đoán thể triệt để đặt chân bát cảnh hậu kỳ, cũng là bắt đầu đối bát cảnh viên mãn khởi sướng trùng kích, khí tức lại tăng lên nữa An Nhạc, trên người bá đạo chi ý càng rõ ràng cầm trong tay hổ hải trường kích bước ra một bước hư không giáp lấp lánh ngân mang không gian nhảy vọt thần thông bùng nổ trong nháy mắt liền vượt ngang cự ly ngắn xuất hiện ở hổ tang trước mặt bạch hổ tiên cổ thế gia hậu duệ bên trong kỳ nữ hổ tang giờ phút này tâm đều đang run sợ trường kích quét tới vừa nhanh vừa mạnh bá đạo vô biên thô bạo kích mang rút kích hư không liền là ngươi muốn tại cùng hổ hải nguyên thần quyết đấu thời điểm đối ta thân thể ra tay an nhạc lãnh khốc nói không có chút nào bởi vì đối phương là tiểu tiên nữ mà có bất kỳ nhân từ nương tay. Hổ tan thần tâm run sợ lại bối rối, dù sao an nhạc chém giết hổ hải bá đạo khí phách hiển hiện, như cùng phong sậu vũ sông loạn dòng suy nghĩ của hắn, vội vàng rút kiếm ngăn cản, kiếm lại là bị an nhạc một kích cho đánh bay. Phốt, tiên khí bắn ra, tấm lụa như đánh gãy, vẫn như trước bị an nhạc dùng xích tâm sơn hà kiếm ý thi triển nện xuống một kích cho xé rách. Hổ tan cái kia mềm mại tuyệt mỹ thân thể, lập tức chịu một kích suýt nữa bị chặn ngang chặt đứt, có thế cái kia uyển chuyển vừa nắm, khiến cho máu người mạch phúng trương vòng eo, liền máu tươi phun ra, bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu thịt tàn lụi, hổ tan sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem cái này không lưu tình chút nào, nửa điểm không thương hương tiếc ngọc an nhạc, đồng loạt ra tay, chung quanh, đột nhiên có gầm nhẹ thanh âm nổ vang, an nhạc cho thấy mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, nhưng không ít cùng an nhạc đối địch cường giả đều là có chỗ hoảng sợ. Hai tòa quỷ khí âm trầm, vong hồn phun trào diêm la cung khuyết, liền xuất hiện tại an nhạc trên đỉnh đầu, bao phủ mặt da phủ đệ, ngang tàn nện xuống, an nhạc nghiêng nắm trường kích, dáng người thon dài bị hư không ngân giáp nơi bao bọc, ánh mắt sáng chói, mi tâm lóe ánh sáng, trạng thái liên tục tăng lên, đối mặt nện xuống hai tòa cung khuyết, an nhạc một tay ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, xa xa chỉ thiên, toàn thân thể phách âm vang, đen nhánh cứng cáp sợi tóc bay lên, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều là phun ra kiếm khí kiếm khí vệt trắng như sương, chính khí trường tồn, hạo nhiên kiếm khí cùng cung khuyết va chạm, hai tòa diêm la trong cung điện lập tức phát ra không bờ bến kêu rên, giống như là có quỷ khí bị tịnh hóa tan rã, hai tòa trong cung điện vô số vong hồn bị chém đi, bụi về với bụi, đất về với đất, diêm la trên cung điện, càng là hiện ra vết trạng, chấn động ngói đen, gần sóng không ngớt, làm sao sẽ mạnh như vậy, địa ngục phủ hai tôn diêm vương quá sợ hãi, bọn hắn có thể là cửu cảnh viên mãn diêm vương là địa ngục phủ thập đại diêm vương bên trong mạnh nhất hai người có thế hôm nay dùng đánh lén phương thức ra tay thế mà vô pháp trấn áp an nhạc ngược lại bị đã thương nặng diêm la cung khuyết địa ngục phủ quân đều bị nhạc ca tại thập cảnh địa cung bên trong chém đi các ngươi không quan trọng hai tôn diêm vương cũng cảm mạo đầu an nhạc ngân giáp chói lọi đầu vai chập chờn bảo thụ cành cây rút kích gào khóc phát ra tiếng mà an nhạc cũng không nhiều lời thân thể hư không lấp lánh bỗng nhiên tan biến tại tại chỗ, hướng phía một tôn ẩn nấp diêm vương đánh tới, bảo thủ kêu gào lời nói, chấn động tại hư không, hai tôn diêm vương khẽ giật mình, lập tức xùy cười rộ lên, địa ngục phủ quân vẫn lạc, bị an nhạc chém giết, đây là cái gì càng rỡ lời nói. Quả nhiên là hung hăng càng quấy đến cực hạn, địa ngục phủ quân chính là thập cảnh bên trong người nổi bật, làm sao lại bị an nhạc chém giết, liền thập cảnh đều không phải là an nhạc, lấy cái gì tới trảm, bọn hắn rất nhanh đoán được, đây bất quá là cái kia không biết xấu hổ bảo thủ nhiễu loạn bọn hắn nổi lòng một loại lời nói thủ đoạn muốn để cho đấu trí của bọn họ hoàn toàn không có khó mà đối chiến an nhạc tự nhiên cảm nhận được bọn hắn không tin khóe môi treo lên một vệt ý cười một tay đánh ra không gian trữ vật ấn thoáng chốc một đạo giống như tia chớp màu đen vết nứt không gian tại trong hư không nổ tung vắt ngang mà qua mà cái kia màu đen vết nứt không gian bên trong chứa đựng địa ngục phủ quân tòa kia trân quý đến cực điểm u minh cung khuyết cùng cuộn sát khí dậy sóng quỷ khí theo cái kia u minh trong cung điện hiện ra hai vị địa ngục phủ diêm vương theo trong cái khe thấy được một góc u minh cung khuyết thoáng một cái hai tôn diêm vương thần tâm hoảng hốt phân loạn không ngớt trong lòng ngưng tụ sát cơ triệt để nát vụn bọn hắn chính là chính thống địa ngục phủ diêm vương đối với địa ngục phủ truyền thừa vạn năm tuế nguyệt chí bảo u minh cung khuyết sao lại nhận không ra u minh cung khuyết rơi vào an nhạc trong tay chẳng lẽ cây kia không biết xấu hổ cây nói chính là thật, địa ngục phủ quân thật bị hắn chém giết. Bằng không u minh cung quyết như thế nào di thất, hổ tan che eo ở giữa vết thương, nhìn thấy hai tôn diêm vương, đấu trí hoàn toàn không có, hơi biến sắc mặt, cắn răng nói, hắn không có khả năng giết thập cảnh, có thể chẳng qua là hắn trong chiến trường nhặt đến chí bảo, các ngươi nên làm là giết hắn, đoạt lại chí bảo, vãn hồi u minh mặt mũi, nhưng... An nhạc giờ phút này đã lân cận một tôn diêm vương, trường kích nện xuống, hư không tán thủ cũng là đánh ra, ngũ tạng bên trong, cổ yêu ý chí tuôn ra, kết hợp hư không tán thủ chân ý, hóa thành một đầu thượng cổ hổ yêu, phốt, diêm vương đổ máu, thân thể gần như rạn nứt, bắn ngược mà ra, nện ở cổ thành mặt đất bên trên, chọc cho mặt đất tồn tại vạn năm gạch xanh, ầm ầm phá toái bay tứ tung, an nhạc một chiêu này, sát tính mãnh liệt, bất quá, hai tôn diêm vương hợp lại, lại có từng tôn cửu cảnh phán quan theo ẩn nấp bên trong giết ra, tiên nhân hậu duệ một phương cửu cảnh cường giả, cũng không chút do dự ra tay, tỉ như đã từng ngồi cưỡi hung cầm hổ khuê, nguyên môn trong đế quốc cũng là có cửu cảnh võ tướng tham dự hỗ trợ, bao quát hai tôn diêm vương cùng với tiên tử hổ tan bên ngoài, lại thêm bảy người ra tay với an nhạc, một cái chớp mắt mà thôi, mặt da trước phủ đệ an nhạc, liền bị cường thế vây công, bất quá, an nhạc một người đối địch, vui mừng không sợ, Trường kích vung lên, thân thể như thượng cổ hung thú, cổ lão kinh văn lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ như kim hỏa lại cháy lên, đủ loại năng lượng dội mà tới, tiên quang, khí huyết, nguyên thần chi quan các loại đều nện xuống. An nhạc cũng là toàn lực ứng phó, hạo nhiên kiếm khí, hư không tán thủ, cổ yêu ngũ cầm các loại lực lượng bắn ra, đối kháng vô số cường giả lực lượng, thậm chí còn không rơi vào hạ phong. Tiên cổ thế gia hậu duệ, các ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút các ngươi tiên quân cũng là bị ta nhạc ca chém giết các ngươi cũng dám cùng nhạc ca đối địch đầu vai bảo thụ gào khóc kêu gào an nhạc ánh mắt sáng lạng thần tâm khẽ động bên hông kiếm trúc thanh sơn bên trong lập tức tràn lan ra điểm điểm thuộc về hổ phách tiên quân tiên đạo bản nguyên quy về đồng nguyên khí thế vừa xuất hiện cho dù là tiên tử hổ tang đều là thân thể cứng đờ trong đôi mắt không thể tưởng tượng nổi cùng run sợ tiên quân xuất thế bị chém giết lúc trước thiên địa rung chuyển Bọn hắn Bạch Hổ Thế Gia Tiên Nhân Hậu Duệ trong lòng sinh ra một vệt bi ai cảm xúc, nguyên lai là thật, Bạch Hổ Thế Gia Tiên Nhân Hậu Duệ nhóm đều là cảm nhận được cực hạn bi thương, mà An Nhạc thừa dịp cơ hội, dao động hư không giáp không gian nhảy vọt, xuất hiện ở hổ tang uyển chuyển bên người, thừa dịp đối phương cực kỳ bi ai sau khi, hư không tán thủ ném ra, hướng phía đối phương kiều diễm tuyệt mỹ khuôn mặt vỗ tới, muốn đánh nổ đầu lâu của chúng nó, hổ tang lấy lại tinh thần, toàn lực chống cự nhưng như cũ là chậm một nhịp, mềm mại tuyệt mỹ khuôn mặt mặc dù chưa từng bị đập nát, có thế lồng ngực trực tiếp bị nện lõm, quyển chuyển dáng người, lại cũng mất quyển chuyển, nhạc ca làm tốt lắm. Cây da liền phiền này so da còn có thể xoay tiểu tiên nữ, bảo thụ lập tức tân bốc, cười to lên, cùng lúc đó cành cây như thần mâu quật, kinh văn lấp lánh ẩn hiện, xảo quyệt, gian trá, lưu manh, hổ tan sắc mặt trắng bệch liền tiên quân ngã xuống bi thương đều biến mất, chỉ còn lại có đối an nhạc cắn răng nghiến lợi thống hận, cửu cảnh trong cổ thành, không ít nữ tính người tu hành sắc mặt hơi hơi biến hóa, đồng dạng là bị an nhạc ngoan lệ chấn nhiếp, cái tên này. Treo lên nữ nhân tới, có thế không chút nương tay, vòng eo, khuôn mặt, lồng ngực. Chuyên chọn nữ tử yêu quý địa phương thống kích, cửu cảnh trong cổ thành, triệt để phân loạn, chiến đấu khai hỏa, cổ trong phòng, có khí tức thăng hoa bắn ra, đệ nhị sơn chủ tô chim tiên ngang tàn ra tay, toàn lực ứng phó đúng là đem ở lại giữ hổ điền cho trấn áp đánh không ngừng ho ra máu một bên khác tố châu thượng sư trực tiếp tế ra lưu ly bảy màu cửu cảnh tâm kiếm kinh khủng thần tâm gợn sóng ngang tàn trảm ra chém thẳng nguyên thần mà đi cầu lôi tay cầm quạt lông mảnh vung lên vung ra phá thần chi phong cùng tâm kiếm va chạm tâm kiếm bên trên lưu ly thần quang lập tức ám đạm rất nhiều tố châu thượng sư sắc mặt hơi hơi trắng bệt, tuy nhiên lại cũng không thu hồi tâm kiếm phật hiệu tụng niệm ống ánh dưới mặt bàn chân như sinh liên hoa nâng lên tâm kiếm tiếp tục đưa vết mà ra thứ ba sơn chủ đệ tứ sơn chủ thứ năm sơn chủ đệ lục sơn chủ đều là toàn lực ra tay không giữ lại chút nào cửu cảnh trong cổ thành khí tức mạnh mẽ trùng kích giao phong va chạm năng lượng tứ tán vỡ bờ chọc cho không ít cổ ốc yên diệt tường thành rạn nứt không gian đều có vết nứt văng đầy hiển hiện không ngừng khuếch tán đang ở giao phong rất nhiều người trong lòng kinh hãi chỉ cảm thấy cửu cảnh cổ thành không gian trở nên vô cùng yếu ớt, trong lòng run sợ vô cùng, an nhạc khí tức chìm nổi, đối mặt mười vị hợp lại giết hắn cường giả, ngạnh bính mấy chiêu về sau, liền bắt đầu mượn nhờ hư không giáp không gian nhảy vọt năng lực, không ngừng chu toàn, lấy một địch mười, mặc dù có bảo thủ tương trợ đối kháng, nhưng đối thủ bên trong càng có hai tôn diêm vương cùng hổ tan dạng này cửu cảnh viên mãn. An nhạc còn thật không có đi đến như vậy vô địch mức độ, một đánh một, hắn có thể cùng cửu cảnh viên mãn một trận chiến có thể là rất nhiều cửu cảnh hợp lại đầu sắt cứng đối cứng cái kia thật chính là đang tìm cái chết không gian càng yếu ớt giống như là muốn sụp đổ an nhạc tránh qua tránh né vô số cường giả vây công ánh mắt ngưng tụ lẩm bẩm nói thập cảnh các cường giả bị phong tỏa ở cung điện dưới lòng đất cơ duyên đều đã xuất thế nhìn tới trừ bỏ lăng mộ bên ngoài mộ táng muốn sụp đổ triệt để vùi lấp an nhạc lời nói cũng không che lấp, thanh âm vang vọng, trong lời nói chỗ nói ra mật tân, nhưng cửu cảnh trong cổ thành giao phong không ít cường giả sắc mặt đều là biến hóa, cái gì, thập cảnh các cường giả bị phong tỏa tại thập cảnh tiên của chiến trường địa cung bên trong, trừ bỏ thập cảnh tiên của chiến trường, còn lại mộ tán khu vực, đều là muốn sụp đổ, đây là giả A. Chẳng qua là an nhạc vì để cho mọi người không nửa vây công hắn mượn cớ A. Có thể là lúc trước bảo thủ nói tới an nhạc trảm địa ngục phủ quân, trảm bạch hổ tiên quân các loại sự tích, đều là đạt được xác minh, có thể. Lần này cũng là thật đây này, cầu lôi cầm trong tay chí bảo quạt lông, khí tức hùng hồn, áp chế tố châu thượng sư tại đánh, có thế giờ phút này, hắn quạt lông nhẹ lay động, phá thần chi phong bừa bãi tàn phá, vậy mà thật nhường không gian từng khúc bạo liệt, không gian làm thật trở nên yếu ớt, thật muốn đổ sụp, cầu lôi biến sắc, ngưng mắt nhìn lại, liền thấy cổ thành bên ngoài không gian, vậy mà tại không ngừng yên diệt, Mông lung tại mưa bụi bên trong sông núi, đúng là bị vết nứt không gian xoắn nát, chiếu rọi vạn cổ đèn trong, lửa đèn dập tắt, giống như vĩnh màn đêm sắp buông xuống, tất cả mọi người đều là lông tơ dựng thẳng, biết lần này thủy hoàng cổ mộ thăm dò xem như triệt để kết thúc, không lo được tại tranh phong, hiện tại là đào vong thời gian, giữa trời ở giữa vết nứt xen lẫn thành hải dương cuốn tới, bị nuốt hết người, xuống tràn giống như chết tại mặt gia phủ đệ đã từng xen lẫn vết nứt không gian thủy triều khảo nghiệm bên trong như vậy hài cốt không còn, nguyên thần yên diệt, oanh, một đường to lớn vô cùng vết nứt không gian vắt ngang tại trên không cổ thành, màu đen vết nứt chỗ sâu, có vệt trắng hào quang phun trào, mọi người cảm giác được ngoại giới khí tức, bọn hắn vào mộ tán, là thông qua long mạch hình thành môn hộ, mà bây giờ, nguyên môn hoàng đế bị phong ấn ở thập cảnh lăng mộ, long mạch lực lượng cũng là bị trấn áp, tự nhiên mất đi long mạch mở cửa năng lực, cầu lôi trong lòng chấn động không ngừng, bởi vì một màn này xuất hiện, cũng là ấn chứng an nhạc trong giọng nói biểu đạt nguyên môn hoàng đế chờ thập cảnh cường giả bị phong cấm tại địa cung bên trong cái này khiến cầu lôi hít sâu một hơi hiểu rõ làm tin tức này truyền đến bên ngoài thiên hạ thế cục sợ là muốn phát sinh kịch liệt trung chuyển môn hộ không nữa liền chỉ có vết nứt không gian hiện ra mọi người chỉ có thể xuyên qua vết nứt không gian mà rời đi mười phần nguy hiểm cũng đừng không biện pháp làm nguy cơ sinh tử đứng trước không có người đang chăm chú tại giao phong huyết chiến hổ tang Hổ Điền cùng Hổ Nguyệt chờ tiên nhân hậu duệ, nỗi lòng xúc động, cảm xúc phức tạp, thông hướng ngoại giới môn hộ mở ra, bọn hắn có cơ hội rời đi này phong cấm vạn năm tuế nguyệt mộ tán, hưu hưu hưu, tiếng xé gió vang vọng, thế lực khắp nơi đều tại cửu cảnh viên mãn cường giả dẫn đầu dưới, chịu lấy vết nứt không gian cắt chém cùng trùng kích, hướng phía vết nứt chỗ sâu cửa vào thỉ vút đi, cầu lôi cuốn theo chí bảo mang theo nguyên môn đế quốc vô số cường giả, địa ngục phủ cường giả lại có hai tôn diêm vương dẫn đầu tiên nhân hậu duệ một phương thì là thân thể thụ trọng thương, đổ máu không thôi hổ tan cùng hổ điền dẫn đầu, bọn hắn đụng vào trong cái khe không gian, có thế bao quát cửu cảnh viên mãn cường giả ở bên trong, đều là bị không ngừng phá toái hạ sen lẫn thành vết nứt không gian thủy triều cắt chém trùng kích, từng cái máu tươi dội hư không, mười phần chật vật, dù cho mạnh như cầu lôi, cũng là trở nên y phục lam lũ, vết thương gian đầy. An nhạc hư không giáp ngân mang chói lọi, hắn xuất hiện ở đệ nhị sơn chủ tô chim tiên bên người, Hoa Phu Nhân, Tố Châu Thượng Sư, Đệ Lục Sơn chủ mấy người cũng tề tụ, một đám người gặp mặt, đại gia theo sát ta, An Nhạc nói ra, lời nói xong, hắn đem chí bảo đại kích thu nhập vết nứt không gian, hai tay kết ấn, không gian ấn dùng dập sen lẫn chiếu rọi tại quanh thân, đúng là đúc thành thành một chiếc không gian tàu thuyền, An Nhạc cất bước hoành hành, sôi nổi đặt chân vết nứt không gian bên trong, không gian tàu thuyền cuốn theo lấy mọi người xông vào to lớn vô cùng vết nứt không gian bên trong, cái kia lít nha lít nhít vết nứt không gian thủy triều đánh tới, vậy mà dùng dập bị không gian ấn chỗ vút lên, an nhạc một đám người tại không gian ấn bảo vệ dưới, lông tóc không tổn hao gì, có loại tại trong cái khe không gian dạo chơi ngoại thành vượt qua nhẹ nhàng thoải mái cảm giác, cùng nguyên mông đế quốc, địa ngục phủ, bạch hổ thế gia tiên nhân hậu duệ chờ trận doanh các cường giả, đổ máu vết nứt, thân thể máu me đầm địa hình ảnh cùng trạng thái, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. An nhạc hư không giáp ngân mang sáng lạng, quanh thân không gian ấn xoay quanh xen lẫn, tóc đen tại vết nứt không gian dưới, cứng cáp bay lên, nhìn từng vây giết hắn, cùng hắn tranh phong hổ tan, diêm vương, cầu lôi chờ cửu cảnh viên mãn cường giả, trong lòng không khỏi hơi động một chút, có một cái to gan ý nghĩ tuôn ra, có lẽ, hắn có khả năng nếm thử mượn nhờ trận này vết nứt không gian thủy triều, đem đám này kẻ địch, toàn bộ lưu lại, chương 202, an nhạc mượn loạn lưu thanh toán các cường giả, về hiện thế chiến lực kinh thiên hạ trang trước chương tiếp danh sách trang kế tiếp, đứng đầu đề cử, đỉnh chuỗi thực vật mảnh thú ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần lính đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi nữ xứng nàng thiên sinh tốt số chư thiên thời đại mới kiếm tiên 3.000 vạn ta thật không phải ma thần vũ trụ cấp sủng ái theo hướng tới bắt đầu chế bá, ngành giải trí, vết nứt không gian như triều cường thay nhau nổi lên, lẫn nhau vuốt ve va chạm, mơ hồ có khủng bố đến cực điểm tiếng vang tại trong hư không quanh quẩn khiến cho người lông tơ dựng thẳng, nguyên lai. Like, này tòa mộ tán, cũng không phải là kiến tạo tại ly dưới chân núi, mà là dùng mạnh mẽ không gian đại đạo, tách trời ra một cái thiên địa hoàn toàn mới, một cái tiểu thế giới tới làm làm mộ tán, Mai tán tuyệt thế đế hoàng lăng mộ, mà bây giờ, lăng mộ bên trong một trận màn lớn khép kín, long mạch bị trấn áp, khó mà lại hình thành môn hộ có thể cung cấp xuất nhập, liền xuất hiện không gian sụp đổ hình ảnh, mất đi long mạch lực lượng tới ổn định không gian, vết nứt không gian liền như sóng triều mãnh liệt, không gian đại đạo lực lượng ở trong hư không dòng nước xiết tuôn ra đảng, mạch nước ngầm bào hiếu, thời khắc này không gian loạn lưu, cho dù là thập cảnh cường giả ngã vào trong đó, đều muốn ăn được thiệt lớn, phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nếu là không am hiểu không gian đại đạo, bị như triều cường vết nứt không gian cho cuốn vào, chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ một cái xuống tràn, an nhạc tìm hiểu không gian chính ấn, bây giờ mặc dù chưa có thể hoàn mỹ phục khắc chính cái không gian ấn, thế nhưng vượt qua hư không cần có na di ấn hắn lại là sớm có nắm giữ liên tục đánh ra không gian ấn lẫn nhau đang xen kẻ hô ứng cuối cùng giống như hóa thành một chiếc ở trong cơn bão táp theo gió vượt sóng tàu thuyền chở đầy an nhạc rất nhiều người quen đụng vào hư không vượt qua tại vết nứt không gian triều cường bên trong năm vị sơn chủ tố châu thượng sư hoa phu nhân đám người đều là yên lặng không thôi nhìn xem một màn này trong đôi mắt có chút hoảng hốt có chút tâm quý thậm chí còn toát ra từng vệt cười trên nỗi đau của người khác cùng với vui mừng. Vui mừng an nhạc tại mặt gia trong phủ đệ đạt được không gian ấn truyền thừa, có thể bố trí không gian ấn, sáng lập không gian chiến thuyền, gánh chịu bọn hắn vượt qua hư không vết nứt thủy triều, có thể lông tóc không tổn hao gì, nhẹ nhàng thoải mái thoát thân. Nếu là an nhạc chưa từng nắm giữ truyền thừa, bọn hắn đám người này sợ là cũng muốn như nguyên môn đế quốc, tiên nhân hậu duệ, địa ngục phủ quỷ tu tà tu nhóm một dạng, bị cuồng bạo lại sắc bén vết nứt không gian cho cắt chém y phục lam lũ, thân thể tràn đầy vết rách, không được phun ra máu tươi, các sư huynh sư tỷ, tố châu thượng sư, hoa phu nhân. Ta dùng không gian ấn sen lẫn tàu thuyền, trước độ các ngươi ra vết nứt không gian đi, an nhạc tóc đen cứng cáp, toàn thân bao trùm ngân giáp, đầu vai sinh một gốc chập chờn cành cây lá xanh run run bảo thụ, đứng lặng tại không gian ấn sen lẫn tàu thuyền đầu thuyền, nhẹ nói ra, tàu thuyền phía trên, mọi người đều không ngốc, từng cái đôi mắt gận sóng, nỗi lòng chấn động, bọn hắn đều đoán được An Nhạc nói lời nói này mục đích, trước đưa bọn hắn rời đi, tự nhiên mang ý nghĩa An Nhạc muốn lưu lại, An Nhạc lưu lại tới làm cái gì, làm đạt được mặt gia truyền thừa, tại không gian nhất đạo so với ở đây người tu hành đều có thành tích thiên kiêu, An Nhạc lưu lại. Còn có thể là cái gì, tự nhiên là vì thanh toán, vết nước không gian như sóng triều, cứ việc cảm giác áp bách rất lớn, nhưng là đối với An Nhạc mà nói, thì thật cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy qua, mặc dù không thể nói là như cá gặp nước, có thế ít nhất so với rất nhiều người tu hành sẽ thật dễ dàng rất nhiều, chính ngươi cẩn thận, làm việc nên nắm chắc một cái độ lượng, tự thân an nguy trọng yếu nhất, đệ nhị sơn chủ Tô Chim Tiên, khuôn mặt cười ha hả chi sắc tan biến, nghiêm mặt mở miệng, thứ ba sơn chủ Văn Lữ Thượng, đệ tứ sơn chủ Lý Huyền Cơ, thứ năm sơn chủ Cố Hải Đường ba người cũng đồng dạng mở miệng nhắc nhở An Nhạc, nhưng An Nhạc tỉnh táo chớ có bởi vì tính toán mà tống tán chính mình, vậy thì có chút được không bù mất, nhạc ca, chúng ta còn muốn gây sự sao? Hư Không Đổ Sụp. Gia, yeah, tiểu thụ cảm thấy, chúng ta vẫn là chiến thuật tính rút lui tới tương đối tốt, chớ có sông nguy hiểm như thế lớn hành vi, ổn một điểm, ổn một điểm. An Nhạc đầu vai bảo thụ, cành cây bên trên kim văn sáng lạng, lại là đung đưa cành lá, mở miệng nói ra, Hư Không Đổ Sụp, không gian đại đạo quy tắc phân loạn xuất thế tại vết nứt bên trong sen lẫn cọ rửa, triều cường mười phần khủng bố, đủ để yên diệt cường giả thân thể cùng linh hồn, bảo thụ cũng sợ a, à, có loại mong muốn nửa đường bỏ cuộc xúc động, an nhạc lường bảo thụ liếc mắt, ngươi đang sợ, cây gia ta làm sao lại sợ. Bảo thụ lại là cành cây lắc lư, không khỏi kiên cường phản bác, hắn là một gốc tự xưng là da cây, làm sao lại sợ, nó chẳng qua là chiến thuật tính rút lui, không cần thiết tại không gian loạn lưu bên trong, quyết đấu sinh tử, đi dây thép ngược lên đi chi nguy hiểm hành vi ngươi bây giờ là có thể thoát ly ta sau đó rời đi lối ra hào quang đang ở trước mắt ngươi trực tiếp rời xa ta sẽ không ngăn ngươi an nhạc nói hết sức trực tiếp cũng là hết sức chân thành nhạc ca thật nó khóc chết muốn khóc đến chết bảo thụ là nửa điểm đều không tin cái này thỉnh thoảng dùng bảo kiếm đâm cây an nhạc tà nhạc ca ngươi là xem thường cây da ta là đang vũ nhục cây da nhạc ca muốn chiến cây da ta phụng bồi tới cùng, cây da thanh âm cao vút, lập tức biểu quyết tâm, an nhạc cười một tiếng, cong ngón búng ra, kiếm trúc thanh sơn thỉ cướp mà lên, chuẩn xác không sai đâm vào bảo thụ phía trên đã sớm mở ra hốc cây phía trên, chọc cho bảo thụ hồn thể rung lên, suýt nữa rơi xuống một mảnh lá, mọi người thấy an nhạc ý niệm đã quyết, liền chưa từng lại khuyên can, an nhạc hướng phía mọi người nhẹ gật đầu, hư không giáp lóe lên ngân mang, mặt nạ rủ xuống, chỉ có hai con ngươi bại lộ ở trong hư không hắn giống như một đạo sao chổi, quét lên quan vĩ, đụng vào hư không thủy triều bên trong. An nhạc thậm chí chưa từng vận dụng không gian ấn, hư không giáp làm tam gia chí bảo, chính là nắm giữ không gian đại đạo mặt gia cự tử luyện chế. Mặt gia cự tử vì thập nhất cảnh tôn giả, đối với không gian lý giải, tuyệt đối là năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đứng lặng tại đỉnh phong mấy vị kia. Bởi vậy, hư không giáp ngân mang lấp lánh, tại đen như mực trong hư không, giống như một ngọn đèn sáng, mười phần dễ thấy vạn phần chói mắt, vết nứt không gian trùng kích tại giáp vị bên trên, phát ra nổ vang âm vang, giống như là kim thiết giao thương thanh âm, giống như bão cắt bên trong, vô số đất cắt trùng kích gõ vào kim loại trên binh khí tiếng vang. An nhạc bây giờ tu vi mặc dù như cũ vô pháp phát huy ra hư không giáp chân chính lực lượng, thế nhưng, luyện thần đặt chân đến bát cảnh, hắn đối hư không giáp luyện hóa, cũng dần dần đạt đến khoảng 7 phần 10, trưởng không có thể nói là thuận buồn xuôi gió vết nước không gian xen lẫn như nước thủy triều bên trong, an nhạc thân hình, đúng là giống như một đóa nước chảy bèo trôi huy hoàng mặt trời, hấp dẫn hết thảy cường giả tầm mắt, nguyên mông đế quốc một phương, mưa đồ lôi cầm đầu cửu cảnh các cường giả, nhìn nước chảy bèo trôi, lão đảo mà đến ngân giáp an nhạc, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bọn hắn giờ phút này dùng tự thân khí huyết cùng lực lượng nguyên thần, đối kháng vết nước không gian lực phá hoại, từng cái bị cắt chém huyết dịch tràn trề, bộ dáng thê thảm không gian như nước thủy triều dưới bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận tại đồ lôi khí thế dẫn dắt dưới hướng phía lối ra hướng đi mà đi không đến mức bị loạn lưu rút đi ngã vào trong cái khe bị xé thành phấn vụn cái này trong lúc mấu chốt bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn đều đủ để để bọn hắn trong lòng run sợ mà an nhạc xuất hiện không hề nghi ngờ chính là cái ngoài ý muốn này nhìn xem không ngừng đến gần an nhạc cho dù là đồ lôi trong lòng cũng là tại cuồng nộ bào hiếu ngươi không được qua đây a à? có thể là bọn hắn hiển nhiên là vô pháp tả hữu an nhạc hành vi ai bảo bọn hắn một nhóm người này khoảng cách an nhạc gần nhất đâu đồ lôi trong tay theo cửu cảnh trong cổ thành lấy được quạt lông chí bảo tản ra hơi hơi hào quang khuếch tán ra khí thế tràn ngập bao phủ lại tất cả mọi người bảo hộ lấy bọn hắn suy yếu vết nứt không gian mang tới ảnh hưởng trọng điểm thì là chiếu cố một chút tu vi yếu đuối cửu cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ người tu hành tránh cho bọn hắn bị chém đi thân thể lột bỏ nguyên thần, có thế làm an nhạc người khoát ngân giáp xuất hiện, cản trở tại phía trước lúc, đồ lôi nắm quạt lông tay cũng nhịn không được lắc một cái, an nhạc. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng quy vu tận sao, đồ lôi lạnh giọng nói ra, khí huyết trên người tràn ngập, trấn áp chung quanh sen lẫn vết nứt không gian, hắn dáng dấp lớn lên không bị cản trở, trâu tóc bay lên, có thảo nguyên dũng sĩ đặc hữu phong cách hình dáng, cao lớn vạm vỡ, trâu tóc đều dựng, giờ phút này há mồm bào hiếu, vừa ý đầu lại là trầm trọng, an nhạc ánh mắt lạnh khóc, nhìn chầm chầm đồ lôi, mặt nạ dưới khuôn mặt lạnh lùng, cũng không muốn nhiều lời, thậm chí chưa từng có nhiều lời nói, đơn giản là đồ lôi ra tay cản trở tố châu thượng sư, tham dự vào hổ hải ngồi sổn giết hợp mưu bên trong, đã như vậy, an nhạc đương nhiên sẽ không mềm lòng, đây là thanh toán, các ngươi cùng hổ hải hợp lại, liền nên biết có hôm nay, an nhạc nhấp nhô nói, lời nói nói xong, An nhạc giống như mọc rễ đâm vào trong hư không, hư không giáp bắn ra ngân mang an nhạc tay nắm không gian ấn lại là chính đại không gian ấn bên trong không gian bạo liệt ấn ấn thành an nhạc mảnh đánh ra không gian bạo liệt ấn ầm ầm nổ tung trong nháy mắt quấy đến an nhạc trước người chỗ khu vực càng ngày càng rối loạn cùng loạn tượng hiển hiện không gian bạo liệt ấn lẫn vào tựa như là đang cấp sao động vết nứt không gian triều cường lại thêm một mồi lửa nhưng ánh lửa đốt cháy càng mãnh liệt oanh đồ lôi sắc mặt đại biến đen như mực vết nứt uống lượng xen lẫn, dường như hình thành gió lốc kéo tới, quy năng tăng lên, bởi vì bị an nhạc quấy, thủy triều càng thêm đáng sợ. Phốt, cầu nứt trong tay quạt lông hào quang không khỏi bị không gian triều cường rút kích ám đạm xuống dưới, cái này nhất gia trí bảo, dù sao không phải là không gian đại đạo loại chí bảo, bản thân chính là miễn cưỡng cản trở, nhưng hôm nay, theo an nhạc quấy sóng lớn, vì sóng lớn thêm sóng, khiến cho chí bảo hào quang triệt để bị xé nứt, tiếng hét thảm bùng nổ từng vị nguyên môn đế quốc sơ nhập cửu cảnh người tu hành, lập tức bị vết nứt trút kích, bọn hắn căn bản gánh không được bây giờ thế tới càng hung mảnh vết nứt thủy triều, mất đi chí bảo hào quang bảo hộ, đồ lôi cũng cứu không được bọn hắn, ba ba ba, giống là cái gì sụp đổ, giống như từng con con rùi bị vật bắt mũi cho đánh nổ lốc bốt tiếng không ngừng nổ lên, đồ lôi giận dữ, có thể là không có biện pháp, thủy triều đánh tới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tự vệ, khí huyết khuếch trương, như một đoàn huyết sắc đèn lồng bay lên, nguyên thần chi quan sụp sôi tràn lan, cắt gao nhìn chầm chầm an nhạc, cũng không dám cùng an nhạc quá nhiều dây dưa, sợ an nhạc lại nhiều đánh mấy cái không gian ấn, trước lấy càng kinh khủng thủy triều, an nhạc có hư không giáp bảo hộ, tự nhiên không việc gì, thậm chí có thể thoát thân, bọn hắn bị cuốn vào, xuống tràn nhưng chính là chết, thân thể bị bạo, nguyên thần bị chém, tiếng kêu trên liên hồi thanh âm không ngừng liên miên, sinh tử trước đó tai vạ đến nơi riêng phần mình bay, cho dù là đồ lôi, đều khó mà duy trì phong độ, thân thể bên trên trải rộng vết máu, đó là bị tầng tầng xếp, như liên miên bất tuyệt vết nứt sóng lớn xé rách chém ra vết thương, mười phần chật vật, đồ lôi phá vỡ phân loạn vết nứt không gian thủy triều, theo sát ngồi không gian ấn sen lẫn thành chiến thuyền sơn chủ nhóm cùng hoa phu nhân đám người, ra mộ tán, an nhạc không có truy, bởi vì hắn biết không để lại đồ lôi, làm nguyên môn đế quốc cửu cảnh viên mãn, nửa bước thập cảnh, thực lực tuyệt đối không yếu, chính là nguyên môn đế quốc đỉnh cấp cường giả, không kém gì Diệp Long Thăng chờ tuyệt thế võ tướng. An Nhạc nếu là muốn cưỡng ép lưu hắn lại, để không gian loạn lưu lực lượng giết hắn, căn bản không có khả năng. Huống hồ, An Nhạc quấy sóng lớn, tự thân cũng gặp không gian bạo động loạn lưu trùng kích, cho nên bỏ mặt đồ lôi thoát đi. Đồ lôi có thể trốn, có thế nguyên môn đế quốc còn lại cường giả liền không có vận tốt như vậy. Sơ nhập cửu cảnh người tu hành, thân thể nổ tung nổ làm sương máu chớp mắt liền bị vết nứt nuốt mất chỉ còn lại có hư vô mờ mịt nguyên thần ngạnh kháng vết nứt trút kích vung vải điểm điểm nguyên thần chi huyết gian nan chạy trốn cửu cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ người tu hành hơi khá hơn một chút có thế thân thể cũng là rạn nứt không ngừng vung vải máu tươi cứ việc không bị thủy triều đánh nổ có thế thân thể sớm đã giống như ngàn đao bầm thây máu me khắp người thân thể tàn phế bạo động không gian loạn lưu trùng kích An nhạc cũng là chịu mấy đạo kinh khủng vết nứt trùng kích, cuốn theo tại hư không giáp dưới hắn giống như sóng đánh bóng da bị đánh bay ra rất xa. May mà hắn dùng thần tâm khống chế, miễn cưỡng nắm giữ phiêu lưu phương hướng, hắn trôi hướng hổ tan, hổ điền cùng hổ khuê chờ tiên nhân hậu duệ phương hướng, bị hù tiên phong đạo cốt bọn hắn, từng cái sắc mặt ảm đạm, hoảng sợ không thôi, cách biểu lộ, phản phất liền có thể nghe được bọn hắn lòng tuyệt vọng tiếng, ngươi không được qua đây a à, nguyên mông đế quốc các cường giả thảm trạng, bọn hắn đều là thấy, cũng không nguyện đi vào theo gót, nhưng mà, an nhạc quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, ổn định thân hình về sau, không chút do dự đánh ra không gian bạo liệt ấn, nhưng không gian loạn lưu bên trong, nổi lên ba động khủng bố, nhấc lên sóng lớn càng thêm cuồn cuộn, đồng dạng rú thảm tràn ngập, băng cơ ngọc quốc tiên nhân hậu duệ, một cái chớp mắt liền bị nuốt hết rất nhiều, có tiên nhân hậu duệ theo thủy triều bên trong trở về, mặc dù bị gọt phá máu thịt mô hình hồ, băng cơ ngọc cốt sớm đã không còn tiên khí, trở nên giữ tận huyết hồng, có thế ít nhất là còn sống, mà có tiên nhân hậu duệ thì triệt để không có tin tức, bị thủy triều triệt để xoắn nát, mịt mù không một tiếng động, hổ tan đôi mắt đỏ bừng, bị đánh nát lồng ngực, liên tiếp, hận không thể xé nát an nhạc, nuốt sống ăn hắn máu thịt, dù sao, ở đây tiên nhân hậu duệ đã là trấn phong tại tiên bên trong chiến trường cổ, cuối cùng một nhóm mầm móng, bọn hắn nếu là chết đi, này nhất mạch có thể sẽ triệt để tại trong thiên địa tịch diệt hổ tan thân thể tàn phá giờ phút này càng là đau thương an nhạc đúng lý không tha người vậy mà lại lần nữa đánh tới hư không giáp hào quang hạo đảng mặc cho vết nứt không gian rút kích hư không giáp cái kia tán phát ngân mang ẩn chứa không gian đại đạo khí tức giống như có quy tắc xen lẫn chải vuốt bạo động loạn lưu an nhạc ổn định thân hình giống như đỉnh tim thợ săn bắt đầu đi săn tiên nhân hậu duệ an nhạc ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt, hổ tan tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đều là phẫn nộ, an nhạc từng bước ép sát, để cho nàng thấy nghẹt thở, không nghĩ tới, tại sắp lao ra mộ tán, đăng lâm mong nhớ ngày đêm ngoại giới thời điểm, sẽ bị an nhạc ngăn lại kích, an nhạc nhưng căn bản không muốn nhiều lời, nhìn chầm chầm vết nứt không gian liền hạ tử thủ, hư không tán thủ lên tay, toàn thân khí huyết xen lẫn, hung hăng vỗ xuống, các ngươi đi, nhất định phải sống sót trở lại thượng thương hổ điền ngươi bảo vệ tốt hổ nguyệt, mang lên còn sót lại hỏa chủng, trở về chúng ta sau vạn năm tuế nguyệt đến nay mong nhớ ngày đêm tiên cổ thế gia, kéo dài thuộc về chúng ta vinh quang, hổ tan khẽ kêu lên tiếng, bị an nhạc nện nát tiên nữ thân thể mềm mại khí huyết dân trào, thậm chí không quan tâm không gian loạn lưu, tuyệt nhiên thẳng hướng an nhạc, nàng dự định bỏ qua tự thân, cản trở an nhạc, thậm chí cưỡng ép lưu lại an nhạc, hổ tan rất rõ ràng, Hôm nay tiên cổ thế gia hậu duệ những người khác muốn sống rời đi chỗ này, buông xuống hiện thế, nàng chỉ có hy sinh chính mình, cản trở an nhạc cái này hư không bên trong thợ săn, bằng không, chết đi hậu duệ sẽ rất rất nhiều, chân chính có thể rời đi, có thể chỉ có một cái cửu cảnh viên mãn hổ điền, nếu là chết một mình nàng, có thể đổi lấy rất nhiều hậu duệ rời đi này bị phong ấn vạn năm tuế nguyệt địa phương quỷ quái, thấy đến bên ngoài quang minh, nàng. Chết cũng không tiếc, hổ tan thân thể bạo liệt, nguyên thần bắn ra cực điểm vần sáng, nguyên thần chi quan chói lọi vô cùng, quét qua hư không, như trường đao chém tới, đao mang bên trong ẩn chứa một cổ bậc cân quắc không thua đấng mày râu quyết tuyệt cùng chịu chết xúc động, hư không tán thủ cùng đao mang va chạm, trực tiếp bị hổ tan bùng cháy tự thân toàn lực một chiêu cho chém đi, đao mang thế đi không giảm, an nhạc toàn thân kịch chấn, hư không giáp dưới thân thể, kinh văn màu vàng ống lấp lánh hào quang, như hỏa diễm bùng cháy, thân thể lướt ngang xê dịch, cây dâu hổ điện hai con người bên trong tràn đầy luồng nhiệt, cực kỳ bi thương, nhưng hắn biết, không thể lãng phí hổ tan hy sinh chính mình chỗ đổi lấy thời gian, cuốn theo lấy hổ nguyệt đám người, mang lên hổ khuê các loại hậu duệ, hướng phía lối ra thỉ vút đi, an nhạc bị hổ tan cho đuổi theo đánh, làm nữ tử điên lên, làm thật được xưng tụng là phong ma, tiểu tiên nữ triệt để tâm thái nổ tung, vì vậy tại thời khắc này, lựa chọn muốn cùng an nhạc đồng quy vu tận, có thể là, an nhạc tự nhiên không muốn, hư không nhảy vọt về sau, kéo dài khoảng cách, khiên vết nước trùng kích, thoát ly chiến trường, chỉ còn lại có hổ tan nguyên thần giấy lên hào quang tại chậm rãi tan biến ám đạm, cuối cùng triệt để không có hào quang, dần dần tịch diệt xuống, an nhạc khí huyết cuồn cuộn, bị hổ tan toàn lực ứng phó ra tay, cho đập thật là có điểm không thoải mái, mà theo hổ tan hy sinh, xem vết nước không gian thủy triều uy năng càng ngày càng kinh khủng, giống như tuyệt thế hung thú đang gào thét, đối với xúc phạm hắn uy nghiêm người tu hành nhóm, thực hiện dùng nghiêm trị, an nhạc không tiếp tục đi quấy rối cùng đi sang Tây Lương địa ngục phủ những người tu hành kia. Trên thực tế cũng không cần thiết, bởi vì địa ngục phủ hai tôn diêm vương, có thế không có nửa điểm đối cứu vớt mặt khác địa ngục phủ tà tu quỷ tu lưỡng lự, cũng không quay đầu lại liền lao ra vết nứt. Địa ngục phủ người tu hành ngã xuống rất nhiều, chết đi rất nhiều, nhưng đối với diêm vương mà nói, tử vong sớm đã là trạng thái bình thường, ken ken ken. Vết nứt không gian hung hăng rút đánh vào hư không giáp bên trên, phát ra thanh âm càng ngày càng vang dội, giống như là bị gõ vang cổ lão đồng chung, hư không giáp đấu đang rung động, đối vết nứt không gian lực lượng suy yếu càng ngày càng yếu, hoặc là nói là vết nứt không gian thủy triều càng ngày càng hung mảnh, an nhạc giáp vị dưới thể phách cũng bắt đầu gặp cắt chém, cứ việc này phần lực cắt lượng chỉ ở trên da dẻ của hắn lưu lại bạch ngấn, có thế an nhạc biết, hắn không thể dừng lại thêm, đến rời đi, oanh, một tiếng đổ đùng, cửu cảnh tiên của chiến trường, triệt để bị không gian loạn lưu thôn phệ, An Nhạc ngoái nhìn, có thể thấy mông lung tại mưa bụi bên trong sông núi tại tịch diệt, cổ lão thành trì tại đổ sụp, cái này tồn tại vạn năm tuế nguyệt tiên cổ chiến trường, tại bây giờ, sụp đổ, vết nứt không gian thủy triều bên trong, mùi máu tươi nồng đậm, rất nhiều thi cốt chập trùng, như ẩn như hiện, An Nhạc chưa từng lại ở lại lâu, này một đợt mượn nhờ thủy triều lừa giết không ít kẻ địch, thậm chí nhường tiểu tiên nữ hổ tang cũng ngã xuống ở đây. An Nhạc vừa lòng thỏa ý, công đức viên mãn kết thúc lần này hư không đi sang, hai tay xen lẫn, đánh ra không gian ấn, chịu lấy kinh khủng loạn lưu lực lượng, hướng phía lối ra thỉ vút đi, mà theo cửu cảnh cổ thành hủy diệt, lối ra tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi khép kín, An Nhạc lại không rời đi, sợ là phải bị triệt để lưu tại vô tận trong hư không, bị không gian quy tắc chỗ đồng hóa, dù cho hư không giáp cũng không giữ được tính mạng của hắn, cuối cùng phiêu lưu mê thất tại trong hư không, thê lương vẫn đi đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là quá yếu bằng không như thế thiên thời địa lợi nhân hòa ta nên đem này chút địch thủ đều lưu lại mai táng tại vết nứt không gian thủy triều bên trong khiến cho bọn họ cùng hắc ám làm bạn an nhạc toàn thân ngân mang sáng lạng đứng lặng tại cửa thông đạo quay đầu xem hư không khẽ thở dài một cái cắm rễ tại an nhạc đầu vai cây da cắm kiếm trúc thanh sơn nghe nói an nhạc cảm khái như thế liền rễ cây đều trực tiếp tê ngươi còn ngại chính mình không đủ cường đại bát cảnh có thể cùng cửu cảnh viên mãn tranh phong càng là mượn nhờ vết nứt không gian loạn lưu bực này không chừng nhân tố lừa giết tiên cổ bạch hổ thế gia hậu duệ bên trong thiên chi kiêu nữ hổ tang ngươi còn phát ra như thế không phải người cảm khái quả thực là không làm người a à. cây da có loại mong muốn tức miệng mắng to xúc động bất quá lời nói đến bên miệng liền biến vị đau lòng nhạc ca nhạc ca còn rất dài mạnh lên không gian nhạc ca cố gắng lên tiểu thụ vĩnh viễn ủng hộ ngươi cây da có thể mắng cái gì đâu nó chỉ sẽ đau lòng nhạc ca an nhạc cười cười đối với này gốc cực kỳ thức thời vụ tên dở hơi bảo thụ cũng là cảm thấy có chút ý tứ an nhạc không tiếp tục quan sát hư không tồn tại vạn năm mộ tán chỗ tiên cổ chiến trường ầm ầm sụp đổ tại cái kia hư không loạn lưu bên trong chỉ còn lại có một tòa thanh đồng lăng mộ nổi lơ lửng bị từng sợi quấn quanh rủ xuống bản nguyên xiên xích chỗ phong cấm lăng mộ hết sức khổng lồ có thể là cùng vô tận hư không so ra, giống như giọt nước trong biển cả nhỏ bé, đi, hư không giáp trung động, ngân mang lấp lánh, tại lối đi sắp khép kính nháy mắt, hóa thành một đạo ngân mang thoát ra. Ly Sơn bên ngoài, hết thảy như cũ, bất quá, hưng có lẽ là bởi vì Ly Sơn bên trong bàn bạc năng lượng phun trào bốc hơi duyên cớ, một mực bao phủ ở trên đỉnh núi phương tuyết mây vậy mà bắt đầu tan rã, tiến tới hóa thành mưa lớn mưa to dội, chỉ bất quá, này trong mưa to nhiễm lên có chút huyết sắc. Đây là một trận huyết vũ, phản phất trời xanh rên rỉ, thiên địa khắp huyết, điều này nói rõ có đủ để chấn động thiên hạ cường giả, tại ly sơn mộ tán bên trong ngã xuống, mưa to rơi xuống mấy ngày, một mực chưa từng ngừng, có thế hôm nay mưa rơi bắt đầu chậm rãi chậm lại, trên trời che đậy mặt trời, giống như vĩnh dạ dài trước khi mây đen, cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chân núi phía dưới, bùng lầy trải rộng, đạo bên cạnh cây cối càng bị đổ vào dội xanh tươi bên trong mang lên có chút màu đỏ tươi cây cối đầu cành giọt mưa như nhỏ máu ngưng tụ ướt ác chưa giọt đem tại dưới đáy hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nổi lên gợn sóng oanh bỗng nhiên một cổ mãnh liệt địa chấn cảm giác từ ly sơn bên trong truyền ra vô hình gợn sóng giống như địa long phiên thân mãnh liệt chấn cảm dường như có thần thoại bên trong thần ma đang gào thét bào hiếu huyết sắc giọt mưa trực tiếp bị chấn đổ tung thành bột nước trên mặt đất nước động cũng là nổi lên hưu hư hư ly sơn nơi chân núi dưới Tiếng xé gió vang vọng không dứt, những cái kêu hội tụ tại chân núi bên ngoài, một mực chờ đợi đợi ly sơn cổ mộ tình huống người tu hành nhóm, đều là tinh thần, đi tới. Đương nhiên, đi mà đến người tu hành cũng không nhiều, theo môn hộ phong tỏa, khó mà lại đặt chân về sau. Phần lớn nghe hỏi mà đến người tu hành, lựa chọn từ bỏ nếm thử tiếng vào mộ táng rời đi ly sơn, dĩ nhiên còn có chút chưa từ bỏ ý định, cũng hoặc là là muốn xem náo nhiệt, xem ai đạt được đại cơ duyên người tu hành còn tạm dừng bước, chờ đợi quan sát, nói thật, thật đúng là để bọn hắn cho xem nhìn vào một đợt. Hai ngày trước thời gian, Ly Sơn nơi chân núi dưới long mạch môn hộ liền mở ra, những cái kia tiến vào bên trong bát cảnh người tu hành nhóm, dùng dập vô cùng chật vật thoát đi ra tới, trong đôi mắt vẫn có lưu kinh quý. Nguyên môn đế quốc bát cảnh bên trong người nổi bật thiết duyên, một cái có thể chiến cửu cảnh trước liệp ưng bản đầu bản thiên kiêu, cũng là vạn phần chật vật, còn lại còn có cảm nghiệp tự thiếu quan âm, Thiên sư phủ tiểu thiên sư, Lạng Kha tự nhân gian hành tẩu, Liên Hoa tự Phật tử chờ chút, những người này sắc mặt tự hồ cũng không phải rất dễ nhìn, có chút hoảng hốt, có chút nghĩ mà sợ, phản phất tại mộ tán bên trong bị cái gì khủng bố sự tình, có thể là bọn hắn không nói, người ngoài tự nhiên không được biết, thế nhưng, bên ngoài không ít người tu hành có khả năng cảm giác được, những người này tu vi khí tức tăng lên rất nhiều, thiết duyên thậm chí đã đột phá cửu cảnh gông cùng xiên xích, trở thành song cửu cảnh cường giả, trong tay nắm một thanh lưu động chí bảo hào quang trường kích, cực kỳ bất phàm, hiển nhiên là tại thủy hoàng trong lăng mộ đạt được đồ tốt, thiếu quan âm, tiểu thiên sư đám người, tu vi thậm chí đều mơ hồ có đặt chân đến bát cảnh viên mãn xu thế, phải biết, bọn hắn vào mộ tán trước, đều không qua sơ nhập bát cảnh mà thôi, này tăng lên thực dọa người, cũng càng để cho người đỏ mắt mộ tán bên trong cơ duyên, đáng tiếc, bây giờ cơ duyên đã bị chia cắt, bọn hắn này chút tham gia náo nhiệt chỉ có thể chân thực xem cái náo nhiệt. Bây giờ, Ly Sơn lần thứ hai chấn động, chấn cảm cực kỳ mãnh liệt, ý vị này môn hộ đem lại lần nữa mở ra, có vào mộ tán tranh đoạt cơ duyên người tu hành muốn theo bên trong trở về, cho dù là tiểu thiên sư, thiếu quan âm, thiếp duyên chờ thiên kiêu, cũng nhịn không được đi đến ngoài núi, bắt đầu nhìn ra xa ngưng mắt, trên thực tế, bọn hắn đều hiếu kỳ. An nhạc vào cửu cảnh tiên của chiến trường tình huống cụ thể như thế nào, có hay không chết trận tại chiến trường, có thể hay không trở về hiện thế, to lớn long mạch sen lẫn thành môn hộ vẫn như cũ vắt ngang ở nơi đó. Giờ phút này, trong cánh cửa kia không ngừng phun ra đen như mực vết nứt, cái kia vết nứt giống như là từng đạo sắc bén kiếm khí, cắt không khí, xé rách không gian, ra đến rồi, bỗng nhiên, có mắt người gặp, phát ra kinh thanh kêu gào, không ít người trợn to con mắt, duỗi dài cổ, nhìn chầm chầm dị tượng nhiều lần ra môn hộ, vết nứt không gian lan tràn mà ra, nhưng vô số hạ xuống giọt mưa, có bị băng diệt, có nổ làm bột nước, có trừ khử vô tung bị vết nứt thôn vệ, mà từng đạo lấp lánh ngân mang ấn ký xếp thành một chiếc tàu thuyền, gánh chịu lấy lần lượt từng bóng người, theo trong cánh cửa chậm rãi lái ra, một cổ thuộc về cửu cảnh cường giả khí tức xen lẫn, nhưng màn mưa triệt để ngưng trệ, là thánh sơn sơn chủ nhóm. Còn có cảm nghiệp tự tố châu thượng sư, còn có. Lâm Phủ Hoa giải băng, người tu hành nhóm nhận ra những cường giả này, Đôi mắt tinh sáng lên, không khỏi kinh hô, đầu tiên là Thánh Sơn Sơn chủ nhóm, từng cái trong ngày thường đều cực ít hiển hiện, giờ phút này năm vị sơn chủ cùng nhau xuất hiện, quả nhiên là kinh diễm tuyệt thế, siêu nhiên Thánh Sơn vị, sáng tạo ra sơn chủ nhóm siêu nhiên thân phận, theo sự xuất hiện của bọn hắn, cái kia màu bạc không gian ấn bắt đầu trừ khử, mọi người đứng lơ lửng trên không, lại không chút nào buông lỏng ý tứ, nỗi lòng xen lẫn, khí huyết cùng nguyên thần đều là điều động. Nhưng Ly Sơn không gian chung quanh một mảnh trầm ngưng, áp lực trầm trọng đến khó dùng hô hấp, cho dù là trong ngày thường ôn hòa vô cùng đệ nhị sơn chủ, ánh mắt bên trong cũng là bộc lộ ngưng trọng, không dám xem thường, thời khắc chuẩn bị bùng nổ sát phạt, tham dự chinh chiến, này phần tư thái. Nhưng không ít người xem nghi hoặc, không biết những cường giả này ra mộ tán, vì sao còn muốn một bộ đại chiến đến tư thái. Ầm ầm, môn hộ chấn động, vết nứt vẫn như cũ chưa từng ngừng, sau đó có nồng đậm đến cực điểm huyết tinh phun trào một đạo cao lớn vạm vỡ khôi ngô thân ảnh cầm trong tay một thanh thần quang lấp lánh quạt lông theo môn hộ bên trong vượt ngang mà ra thân ảnh này bên ngoài thân đang xen vết thương máu tươi điểm điểm vung vãi bộ dáng có chút thê thảm có thế này thê thảm thân ảnh trên thân chỗ bắn ra khí tức lại cường đại đến kinh thiên động địa quấy mưa gió mơ hồ khí huyết thành sơn nhạc sơn nhạc trên đỉnh cao nhất có nguyên thần như thượng cổ thần chỉ vị trước khi a à, là đồ lôi nguyên mông thiết kỵ ba đại nguyên soái một trong đồ lôi đồ lôi nguyên soái chính là cửu cảnh viên mãn cường giả tại nguyên mông đế quốc một phương thần ưng trên bảng ở trên cao trước ba cho dù là ngũ hành phù giáp đại tướng quân đơn độc đối chiến đều không phải là đồ lôi đối thủ có thể cầu lôi bộ dáng này làm sao giống như là bị thương nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ tại trong hầm mộ gặp cái gì mạnh mẽ địch thủ tiếng ồ lên trong nháy mắt theo xem náo nhiệt người tu hành nhóm trong miệng truyền ra, từng cái đều là chấn động không ngừng, nỗi lòng rung chuyển, đồ lôi thân thể khôi ngô khí huyết tràn ngập, trở lại hiện thế bên trong, không nữa gặp vết nứt không gian thủy triều trùng kích đập, cũng là nhường hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, có thể là vừa buông lỏng một hơi, nhớ tới bị an nhạc này gậy quấy phân heo gia hỏa, hố suýt nửa tán thân tại trong hư không trải qua, hắn lập tức giận dữ không thôi, an nhạc đồ lôi toàn thân khí huyết giống như huyết sắc như lôi đình sen lẫn quật, tiếng trống giận dữ sâu vào mây trời, nổ tung mây mưa, đồ lôi một tiếng này kêu gào, lập tức nhường xem náo nhiệt người tu hành nhóm, mộng bức mê hoặc, an nhạc. Đồ lôi nguyên soái kêu chính là an nhạc, là bọn hắn chỗ trong nhận thức biết an nhạc sao? Có thế. An nhạc bất quá là không quan trọng lục cảnh người tu hành A. À. Làm sao lại chọc đồ lôi dạng này cửu cảnh viên mãn cường giả? chẳng lẽ vẫn là an nhạc khiến cho đồ lôi bị thương nghiêm trọng như vậy? Cái kia cũng quá mức thiên phương dạ đàm, bất quá, lòng của mọi người tự rất nhanh liền bị môn hộ bên trong lao ra từng đạo máu me đầm đìa nguyên môn đế quốc cường giả hấp dẫn tầm mắt, thuần một sắc đều là cửu cảnh, có thế thảm nhất thậm chí liền thân thể đều bị chém đi, chỉ còn lại có phiếu miễu nguyên thần, thê thảm vô cùng, có chút lao ra cửa hộ nguyên môn đế quốc cửu cảnh, trong đôi mắt càng là rơi lệ, có loại cuối cùng thấy mặt trời cảm giác. So với Thánh Sơn Sơn chủ nhóm, Tố Châu Thượng Sư cùng Lâm Phủ Hoa giải băng đám người, nguyên môn đế quốc một phương, bao quát đồ lôi ở bên trong các cường giả, bộ dáng quả thực quá thảm, làm sao lại so sánh mãnh liệt như thế cùng rõ ràng. Có thế mọi người tới không kịp nghi hoặc, môn hộ rung chuyển, lại tiếp tục có cường giả theo môn hộ bên trong đi ra, khí thế mênh môn mãnh liệt, thiên địa ý chí vì đó mà động đảng, dường như hiển hóa ra lớn đạo quan mang dội, rõ ràng ra cửa hộ đều là cửu cảnh người tu hành tây lương địa ngục phủ hai vị diêm vương còn có rất nhiều phán quan các loại đồng dạng là máu me đầm đìa bộ dáng so với nguyên mông đế quốc một phương cường giả cũng không khá hơn chút nào làm tiên của bạch hổ thế gia tiên nhân hậu duệ những người may mắn còn sống sót trốn chạy mà ra hổ điền cuốn theo lấy hổ nguyệt còn có một số đến hổ tan xả thân liều mạng đổi được tính mệnh mặt khác tiên nhân hậu duệ từng cái xuất hiện ở ly sơn bên ngoài lần thứ nhất đặt chân hiện thế bọn hắn nhìn cao ngất khung thiên nhìn ra xa mưa bụi bên trong sơn nhạc, hô hấp lấy tươi mát lại không tồn tại một nát mùi vị không khí. Từng cái đôi mắt gợn sóng, trong lòng nhảy nhót, cùng với đầy cõi lòng hy vọng ước mơ, tự hồ cũng tách ra, hổ tan tiểu tiên nữ hy sinh cực kỳ bi ai, này chút là ai, thực lực đều không yếu, mà lại số lượng rất nhiều. Có nhiều như vậy cửu cảnh cường giả vào tới ly sơn mộ tán sao, không biết là người nào, bọn hắn bộ dáng thê thảm, vừa vặn bên trên quấn quanh có tiên khí, chẳng lẽ là chân võ quan đạo nhân? Đối với tiên cổ bạch hổ thế gia tiên nhân hậu duệ, thế nhân tự nhiên cũng không rõ ràng cùng biết được. Cho dù là thiếu quan âm, tiểu thiên sư đám người, kỳ thật cũng là nhận ra một cái hổ nguyệt, bị an nhạc truy sát hổ nguyệt, chưa từng nghĩ, hổ nguyệt thế mà còn sống, lại đi ra mộ tán, an nhạc chưa từng đi ra sao. Thiếu quan âm dung nhan tuyệt mỹ bên trên lấp lánh qua một vệt hoảng hốt, tự trúc trâm cố định tóc xanh, nhẹ giọng thì thào, ầm ầm, bỗng nhiên chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, mà những cái kia theo môn hộ bên trong đi ra, bộ dáng mười phần thê thảm, máu me đầm đìa, có chỉ còn lại có nguyên thần các cường giả, trong đôi mắt đều là toát ra phẫn nộ cùng cừu hận, sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập xen lẫn, nhường mưa gió ngưng trệ, một đạo ngân mang chói lọi bùng nổ, giống như một vòng từ từ bay lên minh nguyệt, toàn thân bao trùm tại ngân giáp dưới thon dài thân ảnh, theo long mạch môn hộ bên trong đi ra, cái kia long mạch xen lẫn môn hộ liền bắt đầu điểm điểm tràn lan sụp đổ, môn hộ đoạn tuyệt, cùng ly sơn mộ tán triệt để ngăn cách, an nhạc, nhận lấy cái chết, đồ lôi cầm trong tay quạt lông, khi nhìn đến bao trùng hư không giáp an nhạc trong nháy mắt, không che giấu chút nào bùng nổ sát cơ, lần này, không có không gian vết nước thủy triều tương trợ, an nhạc cũng không thể kiếm chuyện đi, tại trong hư không ăn bị đè nén, giờ khắc này muốn hết thảy phát tiết, đồ lôi mạnh mẽ khí huyết bắn ra xen lẫn, trong nháy mắt xuất hiện ở an nhạc mới vừa đi ra vị trí quạt lông quét qua phá thần chi phong lăng không mà hiện gào thét lên róc thịt qua bốn phía an nhạc vừa trở lại hiện thế hư không giáp bên trong thân thể còn tại thích ứng lấy bị không gian thủy triều rút kích khóa hình thành băng đay cảm giác liền cảm thấy bàn bạc phá thần chi phong hư không giáp lập tức ngân mang chói lọi bỗng nhiên nổi lên hào quang lấp lánh chói mắt vô cùng như huy hoàng mặt trời lăng không không gian nhảy vọt an nhạc tan biến tại tại chỗ phá thần chi phong róc thịt tại ly sơn phía trên trên núi lớn không ít cây cối bị quét khô héo mất đi sức sống đá lởm chởm núi đá càng bị róc thịt xuất ra đạo đạo giống như thấu xương dấu vết an nhạc lại lần nữa xuất hiện đã tại đồ lôi sau lưng không có chút nào lùi lại tư thái hư không tán thủ nện xuống cổ yêu dị tượng hiện ra hóa ra hổ yêu bào hiếu đầu vai bảo thụ hung hăng càng quấy cười to cành cây quật sen lẫn kinh văn màu vàng ống như thần mâu xuyên thủng hư không hướng phía đồ lôi đâm vào. Bất quá, đồ lôi dù sao cũng là cửu cảnh viên mãn, dù cho đối đầu hổ hải đều có thể một trận chiến cường đại tồn tại, cầm trong tay chí bảo quạt lông, càng là lực áp bách mười phần, quay người chính là một quyền ném ra, quạt lông quét ra, đại đạo hình thức ban đầu xen lẫn, cùng hư không tán thủ va chạm, trước lấy tứ tán sóng khí bao phủ, bảo thủ thần mâu cành cây bị quạt lông đập trúng, lập tức tán loạn bị rút về, đau bảo thủ gào gào thét lên an nhạc thân thể cùng đồ lôi thân thể phát sinh va chạm, tiếng oanh minh như hai cái chuông lớn va chạm vào nhau thanh âm. An nhạc dù sao chẳng qua là bát cảnh, dù cho đến cổ kinh khắc ấn, luyện hóa hai cái sơn hà đỉnh, nhưng đối đầu với đoán thể đi đến cửu cảnh cực hạn viên mãn, dùng thân thể mạnh mẽ lấy xưng nguyên môn nguyên soái đồ lôi, vẫn là thoáng bị thua thiệt chút, có thể cầu lôi ngưng mắt. Lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được an nhạc lực lượng cường đại, đoán thể bát cảnh lực lượng lại có thể bộc phát ra uy lực như thế, cùng cửu cảnh viên mãn chống lại. Đương nhiên, đồ lôi cũng cảm nhận được an nhạc công phạt bên trong, cũng không chém giết hổ hải thời điểm lực áp bách, rõ ràng loại kia cảm giác áp bách là an nhạc cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thi triển, như thế khiến cho hắn cảm giác được an nhạc hơi như thường. Cái quỷ A, đồ lôi trong lòng kiên kỵ chi ý, cuồn cuộn cuồn cuộn, quá quái vật, dạng này yêu nghiệp, một khi trưởng thành, nhất định là nguyên môn đế quốc họa lớn trong lòng, là nguyên môn dọn sạch hết thảy chướng ngại, nhất thống thiên hạ, thành lập vô thượng đế quốc lớn nhất trở ngại, nhất định phải thừa dịp an nhạc chưa chân chính trưởng thành trước đó, đem hắn giết chết, đồ lôi ánh mắt bên trong lấp lánh băng lãnh sáng bóng, trong lòng hắn đã hạ quyết định, đợi đến hắn hoàn thành lần này thủy hoàng mộ tán bên trong thu hoạch, luyện hóa cái kia viên cổ đan, đặt chân đến chân chính thập cảnh, liền nhất định phải đem an nhạc chém giết, mặt khác, nguyên mông đế quốc có thế cũng không phải là chỉ có nguyên mông hoàng đế một tôn thập cảnh tại bên ngoài còn có dương địch vương này tôn mạnh mẽ thập cảnh cường giả đồ lôi cảm giác mình thậm chí đến dốc hết toàn lực thuyết phục dương địch vương ra tay giết an nhạc hai người tâm tư dị biệt hai người va chạm về sau liền lẫn nhau rút đi cũng không tiếp tục va chạm bởi vì một bên khác thánh sơn sơn chủ nhóm lần lượt ra tay tố châu thượng sư cửu cảnh viên mãn tâm kiếm đưa ra lưu ly bảy màu tựa như ảo mộng Hình thành đáng sợ nguyên thần áp bách, ra cửa hộ địa ngục phủ Diêm Vương, đã sớm cũng không quay đầu lại chạy trốn, địa ngục phủ quân ngã xuống, chắc chắn mang đến to lớn ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là Tây Lương quốc khách hàng Bạch Kình, tự hồ cũng bị phong cấm tại Thủy Hoàng Địa Cung bên trong vô pháp trở về, cái kia mang ý nghĩa địa ngục phủ phủ quân truyền thừa có thể muốn xuất hiện to lớn lo lắng, hai vị này Diêm Vương, tự nhiên không muốn cùng an nhạc chém giết, không cẩn thận ngã xuống ở đây đánh mất tranh đoạt truyền thừa cơ hội. Tại hai vị Diêm Vương trong mắt, bây giờ địa ngục phủ phủ quân truyền thừa so giết chết an nhạc trọng yếu vạn lần. Đến mức hổ điền, hổ khuê chờ tiên nhân hậu duệ thì trốn chạy càng nhanh, bọn hắn không nghĩ lấy vì hổ tan báo thù, bởi vì bọn hắn biết, bây giờ hiện thế cũng không phải bọn hắn sân nhà, bọn hắn thuộc về dị tộc, một khi bị ngoại giới cường giả bao vây, bọn hắn chắc chắn bị bắt lấy được, thậm chí chết thảm, bởi vậy, đồ lôi cùng an nhạc giao tay khẽ vẫy về sau, liền riêng phần mình dừng tay, chưa từng lại tiếp tục tranh phong. Hai bên đều không có riêng phần mình chém giết đối phương nắm bắt, giao phong xuống ý nghĩa không lớn, huống hồ, vừa trở lại hiện thế, lẫn nhau đều phải cần một khoảng thời gian thích ứng, an nhạc thu hoạch cực lớn, trước không nói tiên quân bản nguyên thanh khí thu hoạch, liền vẹn vẹn khắc ấn tại thịt trên người cổ kinh, ngoài ra còn có đối tuế nguyệt trường hà cảm ngộ, cùng với hư không tán thủ cùng không gian chính ấn lĩnh hội, đều là an nhạc phải cần một khoảng thời gian đi lắng động, cùng hấp thu. Hai người dừng tay, có thể là ly sơn chung quanh quan chiến rất nhiều người tu hành lại là tê. Từng cái trong lòng run sợ, nổi lên kinh đào hải lãng. Thiếp duyên, thiếu quan âm, tiểu thiên sư chờ đã từng cùng an nhạc giao phong qua bát cảnh người tu hành. Tại thời khắc này, mờ mịt luống cuốn nhìn cùng đồ lôi một phiên giao phong, không rơi vào hạ phong bao trùng tại màu bạc hư không giáp dưới thân ảnh. Đồ lôi đại soái nói. Này ngân giáp dưới cường giả. Là an nhạc. Thiết duyên cả người đều hôn mê rồi, đây quả thực, làm trò cười cho thiên hạ, khó mà thuyết phục, an nhạc. Không phải mới thất cảnh tu vi sao, thất cảnh chiến cửu cảnh, thất cảnh có thể cùng cửu cảnh viên mãn cường thế va chạm mà không rơi vào hạ phong. Hắn biết an nhạc có thể giết hổ thương, hết sức yêu nghiệt, có thể là hổ thương cũng bất quá là bác cảnh viên mãn thôi, cùng hắn chia 5 năm. Vì vậy, hắn thiết duyên cũng có thể cùng an nhạc chia 5 năm, thiết duyên thậm chí lập xuống thể ngôn muốn vào cửu cảnh tiên của chiến trường phá cửu cảnh, tự tay giết chết an nhạc, mặc dù trong lúc đó bác cảnh tiên của chiến trường xuất hiện to lớn tai nạn, khiến cho hắn trước thời gian rời đi mộ tán, có thế lúc này mới bao lâu thời gian a? An nhạc vậy mà có thể đề lên tới trình độ như vậy, cùng đồ lôi nguyên soái cường giả như vậy va chạm mà không rơi vào hạ phong, thiếu quan âm, tiểu thiên sư, lạng kha hành tẩu, liên hoa Phật tử chờ thiên kiêu cũng đều là rung động, khó mà ngăn chặn trong lòng kinh ngạc cảm xúc. Những thiên tài này đều kinh ngạc như thế, càng chớ nói chi chung quanh quan chiến xem náo nhiệt một đám người tu hành, nguyên bản huyên náo không ngừng bọn hắn, nhìn xem an nhạc thối lui mặt nạ màu bạc, lộ ra chân thực khuôn mặt bộ dáng, trong lúc nhất thời, trong lòng như gặp phải trên trời thiên thạch trùng kích, nổi lòng nhất lên sóng to gió lớn, trên mặt như nghẹn ở cổ họng, mưa to mưa lớn mà xuống, toàn bộ ly sơn bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, chương 203, Giang Lăng Vương liền công cẩm quan thành, an nhạc kích chảy máu tẩy Giang Lăng Phủ, quá cường đại, đủ để chấn kinh toàn bộ thiên hạ mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều không thể lời nói, thiên phú như vậy, yêu nghiệp như thế, thế gian bất luận một vị nào thiên tài đối mặt, đều muốn sinh ra một loại nghẹt thở cảm giác, Bát cảnh chiến cửu cảnh viên mãn, mạnh mẽ chống đỡ thân thể, tuyệt đỉnh va chạm, mà không rơi vào hạ phong, đây là thế nhân hiểu bên trong an nhạc sao, phải biết, an nhạc khi tiến vào thủy hoàng lăng mộ trước đó vẫn là tại giang lăng phủ bị giang lăng vương phục kích có tin tức truyền ra trận chiến kia an nhạc chỗ hành vi đội ngũ bị giang lăng vương bức bách không thể không phân tán rút đi cuối cùng an nhạc lựa chọn dùng thủ đoạn đặc thù na di xuất hiện ở thủy hoàng lăng mộ mới là thoát khỏi giang lăng vương tất sát một trận vây giết giang lăng vương đồng dạng là cửu cảnh viên mãn có thể là trận chiến kia an nhạc đối mặt giang lăng vương căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng nếu không phải Tô Mạt già, Vương Yến Thăng chờ kiếm trì cung cường giả đỉnh cao toàn lực ra tay, nói không chừng An Nhạc mới ra Lâm An phủ, liền phải bỏ mạng tại Giang Lăng phủ, người nào cũng khó có thể nghĩ đến. Như thế trong thời gian nắng ngủi, An Nhạc lại có thể thực hiện tu vi bên trên phi tốc tăng lên, đạt đến mạnh mẽ như thế mức độ, thậm chí có thể chiến cửu cảnh viên mãn, nhưng lại có không ít người tỏ ra là đã hiểu, trong đôi mắt toát ra cực kỳ hâm mộ cùng cuồng nhiệt, bọn hắn cảm thấy An nhạc có thể có này phần tăng lên cùng đột phá, khẳng định là tại thủy hoàng trong lăng mộ đạt được lợi ích cực kỳ lớn cùng cơ duyên, phần cơ duyên này lớn đến đủ để cho an nhạc thực hiện như vậy nhảy vọt, tự thân yêu nghiệp thiên phú, lại thêm thủy hoàng trong lăng mộ cơ duyên. Tạo nên trận này bây giờ đủ để ghi vào trong sử sách dùng yếu đối mạnh chiến tích, thiếu quan âm, tiểu thiên sư chờ từng cùng an nhạc cùng thế hệ tranh phong thiên kiêu nhóm, tắt lưỡi không thôi, cho dù là xinh đẹp như thiếu quan âm cũng là nhịn không được phun ra đỏ thẫm đầu lưỡi, hơi mang theo mấy phần xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, xen lẫn tràn ngập rung động. Tiểu thiên sư thì là ôm đầu, vô lượng đặt nương cái thiên tôn, quá mảnh A An công tử. Triệt để quét mới thiên kiêu cái này khái niệm, cùng An công tử so sánh, chúng ta tính là cái gì chứ A, à, bần đạo đạo tâm đều muốn sập, này đặt nương quả thực là quái vật. Bất quá, bần đạo tâm linh may mắn đạt được có chút an ủi, lão thiên sư tuệ nhãn biết châu thật sớm liền đem thiên sư phủ đặt cược tại an nhạc trên thân thậm chí đưa ra ngàn năm tuổi tử khí kim liên hiện tại an nhạc cùng ta tiểu thiên sư là cùng một bọn tiểu thiên sư rung động về sau liền vui vẻ ra mặt trong lòng nghĩ thông thấu thoải mái không thôi cùng dạng này quái vật làm bạn trong lòng quả nhiên là không có nửa điểm áp lực có chỉ còn đối tương lai ước mơ lạng kha tự nhân gian hành tẩu một vị dáng người thon dài tiểu tăng chấp tay hành lễ, cũng là mười phần tán thành tiểu thiên sư lời nói, trong lòng thở ra một hơi thật dài, không cần cùng dạng này quái vật là địch, đích thật là ít đi rất nhiều áp lực, thế nhưng, áp lực hết sức hiển nhiên là đi tới liên hoa Phật tử bên này, còn có nguyên môn đế quốc thiết duyên chờ liệp ưng bản đã từng thiên kiêu phía trên, liên hoa tự cùng an nhạc quan hệ rõ ràng không tốt, nguyên môn đế quốc liền càng không cần phải nói, đã từng vây giết qua an nhạc, cùng an nhạc có đổ máu thù hận, cho nên, bọn hắn áp lực bỗng cảm giác cảm giác to lớn, ly sơn vùng trời, bấp bên, mưa to nổ vang cọ rửa, mây bay giống như là theo đại địa dân lên, mông lung bốn phương, an nhạc toàn thân bao trùm màu bạc giáp vị, rút đi mặt nạ, hô hấp lấy không khí mát mẻ, toàn thân lỗ chân lông đều tại giãn ra, giống như là hồi phục lại, những ngày qua chìm nổi tại trong hầm mộ, mặc dù tiên cổ chiến trường giống như một cái tiểu thế giới, có thể là dù sao cũng là trấn áp mộ tán địa phương, càng giống là một cái khác loại cỡ lớn phần mộ, cho nên, há miệng ngậm miệng tràn vào đều là tử khí, dù cho trong không khí đều xen lẫn một nát mùi vị, trở về đến hiện thế, ngửi ngửi thiên địa sông núi bắn ra thanh khí, an nhạc tự nhiên cảm giác được một phần sản khoái tinh thần, chưa từng sẽ cùng đồ lôi mà chiến, làm nguyên môn đế quốc ba đại nguyên soái một trong đồ lôi, an nhạc mong muốn giống như là chém giết hổ hải như vậy chém giết đối phương, trên cơ bản là không thể nào, hổ hải rất bất cẩn, cũng không hiểu biết an nhạc đạt được đột phá, lại tăng thêm hắn an nhạc theo thập cảnh tiên của chiến trường trở về, trực tiếp bộc phát ra sát phạt, nhưng không có chút nào phòng bị hổ hải trực tiếp ăn thua thiệt ngầm, mới có thể nắm giữ chủ động, chiếm thượng phong, không ngừng áp chế hổ hải mà tiến đánh. Vì vậy, an nhạc mới có cơ hội thi triển toàn bộ nội tình, vận dụng gia trì tám sợi tuế nguyệt khí lực lượng, đánh nổ hổ hải thân thể, sáng tạo chân chính truyền kỳ, có thế đối mặt đồ lôi liền không có dễ dàng như thế dù sao đồ lôi biết được an nhạc chiến lực, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, sẽ không cho an nhạc bất kỳ cơ hội nào. Đây cũng là hai người không tiếp tục tiếp tục dằn co nửa nguyên nhân. Đồ lôi kiên kỵ nguyên nhân thì là bởi vì nguyên môn hoàng đế rất nhiều thập cảnh bị phong cấm tại thủy hoàng lăng mộ sự tình, như nghẹn ở cổ họng, khiến cho hắn kiên kỵ cùng kinh hải, không dám ở đây cùng an nhạc quá nhiều dây dưa, hy vọng đem tin tức truyền trở về, nhưng nguyên môn đế quốc làm tốt chuẩn bị ứng đối đem thiên hạ thập cảnh trừ khử không sai biệt lắm, ảnh hưởng là to lớn, sẽ cải biến các phe chiến cuộc. Thế nhưng, thiên hạ bên trong thập cảnh cường giả, rồi lại cũng không phải là hoàn toàn tan biến. Giống như là nguyên môn đế quốc có dương địch vương, mà đại triệu bên trong còn có bán tiên triệu thái tổ chờ thập cảnh chiến lực. Mặt khác, chân võ quan cái này cùng thượng thương cấu kết thế lực, có tồn tại hay không có ẩn dấu thập cảnh, còn chưa thể biết được, Phật môn ba tự cụ thể nội tình, cũng rất khó đoán được. Lạng Kha tự làm uy tín lâu năm Phật tự, trừ bỏ cái kia tôn danh chấn thiên hạ thời gian Phật bên ngoài, có thể còn có một tôn ẩn thế thập cảnh, gần như chân chính đại nạn thập cảnh tỏa trấn, cảm nghiệp tự, liên hoa tự đều là như thế, chân võ quan, Phật môn ba tự, trích tinh giáo. Những thế lực này cùng thiên sư phủ cùng kiếm trì cung khác biệt, bọn hắn nội tình, thế nhân đều nhìn không thấu, thập cảnh là có hay không chỉ có một vị, còn chưa thể biết được. Có thế thiên sư phủ cùng kiếm trì cung thì mọi người đều biết, thập cảnh chỉ có một người, một vị là lão thiên sư, một vị là lão kiếm thánh phái mân, mà nguyên môn đế quốc mặc dù có dương địch vương tỏa trấn, có thể là, chân chính có thể làm cho nguyên môn che đậy thiên hạ thì là nguyên môn hoàng đế, nguyên môn hoàng đế bị phong cấm, cái kia ảnh hưởng là 10 phần to lớn, có thể sẽ nhường nguyên môn đế quốc đánh mất chủ động, nhường thiên hạ cách cục trong khoảng thời gian này rung chuyển. Đây cũng là đồ lôi không dám cùng An Nhạc tiếp tục đánh nguyên nhân. Nguyên Mông Đế Quốc vào mộ tìm kiếm cơ duyên cửu cảnh, bị An Nhạc lừa giết mấy tôn mặc dù đều là tu vi yếu nhất sơ nhập cửu cảnh, có thể là bất luận một vị nào cửu cảnh vẫn đi, đối với Nguyên Mông Đế Quốc mà nói, đều đau lòng vô cùng, lần này vào thủy hoàng mộ tán, Nguyên Mông Đế Quốc một phương vốn nên thu hoạch tương đối khá, nhưng tại thời khắc cuối cùng, bị An Nhạc cho hố một tay, đối chọi gây gắt bầu không khí cũng không kéo dài quá lâu đồ lôi mang theo máu tươi chảy đầm địa nguyên môn đế quốc người tu hành nhóm lần lượt rời đi, nhìn qua rất có vài phần thảm liệt, có thể là không có cách, mọi người tại vết nứt không gian thủy triều bên trong, đều bị thiệt lớn, cho dù là đồ lôi, đều bị làm có chút ác tâm, bị vết nứt cắt chém ra vết thương, tiết ra máu tươi, càng đừng nói những cái kia thân thể trực tiếp bị chém đi, nguyên thần bị thương phun ra nguyên thần chi huyết người tu hành nhóm, bởi vậy, giờ phút này đấu nữa, tốn công mà không có kết quả. Nguyên môn đế quốc người tu hành nhóm, tại Đồ Lô xuất lĩnh dưới, lần lượt rời đi, Thánh Sơn Sơn chủ nhóm cũng chưa từng lựa chọn cản trở, An Nhạc không động thủ lần nữa, nhìn bọn hắn rời đi, một trường phong ba kết thúc, An Nhạc toàn thân bao trùm ngân giáp, đầu vai sinh bảo thụ, ánh mắt lập loè, khí tức hùng hồn, thủy hoàng lăng mộ chuyến đi, An Nhạc thu hoạch cực lớn, hắn cũng cần nắm chặt thời gian đi hoàn thiện hòa luyện hóa này chút lấy được cơ duyên, nên rời đi. Ly Sơn bây giờ vẫn là nguyên môn đế quốc lãnh địa bên trong, một khi đụng phải đại quân vòng vây, phối hợp thêm nguyên môn ngũ hành phù giáp đại tướng, cùng với ba đại nguyên soái, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, đệ nhị Sơn chủ tô chim tiên ôn hòa nói, mọi người đối với cái này cũng không kháng cự, Ly Sơn bây giờ mông lung tại mưa bụi bên trong, có thế bọn hắn cũng đều biết, nơi này đã không tồn tại để bọn hắn lưu luyến cơ duyên, tiên cổ chiến trường tại rách nát bên trong yên diệt, chỉ còn lại có một tòa phong cấm lấy bao quát nguyên mông hoàng đế ở bên trong thập cảnh cường giả lăng mộ mà bọn hắn cũng đoán được một khi lăng mộ phong ấn bị thập cảnh các cường giả cho đánh vỡ bọn hắn thoát khỏi phong ấn mà ra lăng mộ hẳn là cũng khoảng cách sụp đổ không xa thủy hoàng lăng mộ có thể sẽ tại tương lai trở thành truyền thuyết vẻn vẹn chỉ có thể ở hư vô mờ mịt tuế nguyệt trường hà bên trong nhìn thấy một chút an nhạc ánh mắt lấp lánh quay đầu nhìn phía đất thuộc phương hướng trong lòng lại là không khỏi hơi hơi bay lên một vệt vẻ lạnh lùng, lúc trước bị Giang Lăng Vương vây quét, phối hợp thêm Địa Ngục phủ Diêm Vương nhóm, nhưng An Nhạc ăn một đợt thiệt lớn, không thể không từ bỏ đi tới kiếm trì cung, lựa chọn vận dụng đế hoàng thạch tượng còn sót lại tại Ly Sơn trên tấm bia đá một vệt kiếm khí, mà vượt ngang thoát thân, buông xuống Ly Sơn. Cứ việc, một lần kia thoát thân đối với An Nhạc mà nói mười phần tiêu sái, có thể là này phần tiêu sái sau lưng, lại là một phần biệt khuất trốn tránh. An Nhạc trong lòng tự nhiên vẫn là mang theo không cam lòng. Giang Lăng Vương giấu giếm rất sâu, có thể sẽ cho kiếm trì cung mang đến nguy cơ to lớn. Kiếm trì cung trợ giúp ta rất nhiều, mang đến cho ta rất nhiều cơ duyên. Lại ta cũng đáp ứng lão kiếm thánh, phải đi kiếm trì cung đi một lần. An Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ, cần chúng ta tương trợ sao? Đệ nhị sơn chủ tô chim tiên ôn hòa hỏi, đối với cái này yêu nghiệt đến cực điểm tiểu sư đệ, hắn mười phần xem trọng cũng rất là cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn dù cho thánh sư lập hạ quy củ thánh sơn sơn chủ nhóm tận lực đừng quá mức nhiều tham dự vào thế gian thế lực tranh phong bên trong nhưng hôm nay là tiểu sư đệ sự tình vi phạm hạ thánh sư quy củ nhất ăn nhiều một chút tiểu xử phạt không tính là gì lý huyền cơ văn lữ thượng cố hải đường chờ sơn chủ nhóm cũng lần lượt nhìn tới đệ lục sơn chủ hai tay ôm ngực mang gỗ thông hộp kiếm Hắn hôm nay mặc dù tại về mặt chiến lực khả năng đã bị An Nhạc làm hạ thấp đi, thế nhưng ngạo kiều vẫn như cũ, "Tiểu sư đệ, cần muốn giúp đỡ cứ việc nói, chớ muốn cùng ta chờ khách khí." Đệ Lục Sơn chủ lạnh lùng nói ra, An Nhạc đôi mắt lập tức nhu hòa rất nhiều, cười nói, "Đó là tự nhiên, bất quá, chư vị các sư huynh sư tỷ tại Tiên Cổ chiến trường cũng thu được không ít đồ tốt cùng cơ duyên, trước đem những cơ duyên này luyện hóa đi, tăng lên thực lực bản thân, đến mức ta bên này nếu là thật gánh không được, tất nhiên sẽ cùng chư vị các sư huynh sư tỷ cầu cứu. An nhạc nhếch miệng cười một tiếng nói, sơn chủ nhóm dùng dập gật đầu, thấy an nhạc đều nói như vậy, tự nhiên không cưỡng cầu nữa, cũng là hóa thành lưu quan, lần lượt rời đi, trở về các đại bên trong ngọn thánh sơn, luyện hóa theo tiên bên trong chiến trường cổ lấy được cơ duyên. Hoa phu nhân, tố châu thượng sư còn có nơi xa chạy như bay tới thiếu quan âm, ba vị cảm nghiệp tự tuyệt thế nữ tử dùng dập nhìn về phía an nhạc các nàng đẹp đều có đặc sắc. Tố Châu Thượng Sư vẽ mặt kỳ thật có chút phức tạp, bởi vì thân phận của nàng kỳ thật cũng không đơn giản. Nàng cùng đệ nhất sơn chủ ở giữa từng có đạo lữ duyên phận, cứ việc bây giờ này phần duyên sớm đã chặt đứt, có thế đệ nhất sơn chủ yến đồng thúc đối an nhạc xuống tử thủ, khiến cho nàng trong lòng có chút ấy nấy. An nhạc, ngươi ngưng luyện ra tâm kiếm, bây giờ tâm kiếm phẩm giai hẳn là đặt chân bát giai, vì bác cảnh tâm kiếm, thế nhưng tâm kiếm mong muốn ngưng tụ vào cửu giai, kỳ thật cũng không dễ dàng, ngươi về sau có thể tới một chuyến cảm nghiệp tự, cảm nghiệp tự bên trong có luyện tâm quật, có thể nấu luyện tâm kiếm, đến bất hủ cảm ngộ, tố châu thượng sư Mỹ Lệ ung dung trong con ngươi, mang theo tán thưởng nói ra, an nhạc nghe vậy, trong lòng ngưng tụ, mang theo nghi hoặc, luyện tâm quật, hoa phu nhân cùng an nhạc trao đổi rất nhiều, thấy an nhạc bộ dáng này, liền biết an nhạc cũng không hiểu biết cảm nghiệp tự luyện tâm quật, liền môi đỏ khẽ mở, mở miệng nói rõ lý do luyện tâm quật chính là cảm nghiệp tự bí địa phật môn ba tự đều có một chỗ bí địa theo thượng cổ lưu truyền đến nay từng sinh ra rất nhiều cường giả cảm nghiệp tự luyện tâm quật lạng kha tự thời gian phòng liên hoa tự hàng yêu tháp này ba khu đều là có năm tháng dài đằng đẳng dấu vết nghe đồn trong đó đều là có phật môn ba tự lão tiền bối nhóm phủ bụi vào trong đó dĩ nhiên đây chỉ là truyền thuyết đặt chân luyện tâm quật có thể tốt hơn nấu luyện tâm kiếm nhưng tâm kiếm phẩm trực thực hiện to lớn tăng lên cùng nhảy vọt, phần lớn thời gian đều chỉ có cảm nghiệp tự bên trong đệ tử thiên tài nhóm, tâm kiếm kẹt tại bát cảnh thời điểm mới sẽ mở ra, nhưng các đệ tử tại luyện tâm cuộc nấu luyện ra cửu cảnh tâm kiếm, thực hiện thuế biến, tâm kiếm của ta có thể thực hiện thuế biến, cũng là tiến vào luyện tâm cuộc bên trong thăm dò mới phát sinh, có hoa phu nhân ngữ làm nói rõ lý do, An Nhạc nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, cái kia nói như vậy đến tố châu thượng sư hứa hẹn đã có thể rất có giá trị đương nhiên bây giờ an nhạc cũng là chưa gặp được tâm kiếm bình cảnh bởi vì hắn tâm kiếm theo hắn luyện thần phá bát cảnh cũng là đặt chân bát cảnh lĩnh vực bây giờ chính là đại phóng phong mang thời điểm an nhạc kỳ thật cũng có thể cảm nhận được này phần bình cảnh đại hắn đặt chân bát cảnh viên mãn mong muốn ngưng tụ cửu cảnh tâm kiếm khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy bình cảnh hẳn là liền sẽ vào lúc đó xuất hiện đa tạ tố châu thượng sư tại hạ nếu là có cơ hội tất nhiên sẽ đi cảm nghiệp tự bái phỏng an nhạc nghiêm túc nói tâm kiếm chi pháp rất là cao thâm dù cho an nhạc bây giờ sáng lập ra tuế nguyệt quan tưởng pháp phụ trợ cô động vẫn như cũ là tâm kiếm tâm kiếm có thể sẽ xỏ xuyên qua hắn luyện thần nhất đạo tương lai con đường tu hành bởi vậy an nhạc không được khinh thường mà lại an nhạc có thể xác định luyện thần cửu cảnh thời điểm hắn đối tâm kiếm lĩnh hội khẳng định sẽ kẹp lại cần trợ lực tố châu thượng sư nhẹ gật đầu liền chưa từng lại nhiều nói mang theo hoa phu nhân cùng thiếu quan âm lần lượt rời đi các phương cường giả tất cả đều tán đi chỉ có chung quanh vây xem người tu hành nhóm vẫn bộc lộ kinh sợ nhìn an nhạc an nhạc cũng chưa từng lựa chọn tại tại chỗ bị mọi người quan sát thân hình khẽ động hư không giáp âm vang ngân mang bùng lên hóa thành lưu quan hướng phía thương lãng giang hướng đi bay đi dự định vượt sông bắc hạ vào đất thục hồi trở lại đệ thất sơn thương lãng giang nước sông chảy xiết nổ vang không ngớt đầu này sông theo tuyên cổ tồn tại đến nay năm tháng dài đằng đẳng vẫn tại chảy xiết chưa từng ngừng gục rửa qua tuế nguyệt quan sát qua thương hải tan điền thay đổi thương lãng giang hai bên bờ dương cung bạc kiếm nguyên môn đế quốc đại quân do tả tướng bá ngôn thống soái giờ phút này bố trí thành phòng tuyến để phòng lấy thương lãng giang bờ nam diệp gia quân chủng gia quân còn có võ khôi địch tàn mặt xanh quân giờ phút này một tòa trên tường thành che kính loan lỗ dấu vết cổ lão thành trì bên trong bá ngôn đình chỉ lắc lư quạt lông sắc mặt ngưng trọng mở ra tại mọi người ra thủy hoàng mộ tán tại an nhạc cùng đồ lôi tiến hành khủng bố va chạm giao phong thời điểm cái kia chấn động gợn sóng liền có thật nhiều cường giả đỉnh cao sinh ra mỏng manh cảm ứng bá ngôn nguyên thần xuất khiếu sôi nổi lên không trung ngắm nhìn ly sơn hướng đi đáng tiếc vô pháp thấy được ly sơn bên trong tình huống bởi vì ly sơn bị sương mù dày bao phủ có huyền bí gợn sóng khuếch tán phòng ngừa nguyên thần thăm dò không chỉ là bá ngôn Nguyên mông trong đại quân vô số cường giả, còn có thương lãng giang bờ nam dịp long thăng, chủng sư cực, địch tàn, lý ấu an đám người, đều là nguyên thần sôi nổi, giáo giác quan sát lấy, đáng tiếc, đều là cùng hắn, thấy không rõ lắm hư thực, chỉ có thể thông qua năng lượng khuếch tán gợn sóng, cùng với thiên đạo ý chí gợn sóng, cảm ứng được đây là một trận cửu cảnh viên mãn giao phong, vài vị tuyệt thế võ tướng, cùng với nguyên mông cường giả nguyên thần, đều là nhìn chầm chầm ly sơn khu vực, đột nhiên sắc mặt bọn họ đều hơi hơi biến hóa, bởi vì bọn họ nguyên thần nghe được rất nhiều theo ly sơn thoát ly, bắn mạnh hướng các phe người tu hành nhóm cao giọng truyền ngôn, an nhạc trở về, dùng bát cảnh chiến cửu cảnh viên mãn đồ lôi nguyên soái không rơi vào hạ phong, lắng nghe như vậy nghe đồn, cho dù là bá ngôn đều biến sắc, trong lòng run sợ, nhấc lên sóng lớn, cái này sao có thể? Thiên phương dạ đàm thuộc về là, bất quá, khi bọn hắn còn không tới kịp kinh ngạc cùng chất vấn thời điểm, hóa thành một đạo ngân mang phá vỡ mây bay ở trên mặt đất mênh mông trì cướp an nhạc liền ánh vào tầm mắt của bọn họ dịp long thăng địch tàn đám người chính là tuyệt thế võ tướng đối với cường giả khí tức vô cùng mẫn cảm bọn hắn thậm chí tại bây giờ an nhạc trên thân cảm nhận được một cổ hư vô mờ mịt cảm giác nguy hiểm ý vị này bây giờ an nhạc lại có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác nguy cơ lý ấu an nguyên thần hào quang như vòng kiếm khí bốn phía huyền không mây bay ngắm nhìn xé rách đại địa một đạo hào quang màu bạc, ánh mắt bên trong lóe lên tinh mang, an nhạc, trưởng thành A, ta quả nhiên không nhìn lầm. Có thế cái này cũng thành lớn lên cũng thực quá nhanh một chút, Lý Ấu An thì thào, nỗi lòng không khỏi chập trùng kích động lên, an nhạc tóc đen cứng cáp, ngân giáp sáng chói, mi tâm hơi hơi tỏa ánh sáng, đang ở luyện hóa chém giết hổ tan mang đến có chút thanh khí phản hồi, cũng có lẽ là bởi vì không phải là lần đầu tiên chém giết cửu cảnh viên mãn, cũng có thể là bởi vì hổ tang chính là tự vận, an nhạc chỉ có thể coi là tham dự đánh giết, cũng không phải là chính diện mạnh mẽ chống đỡ chém giết, cho nên, dũng cảm tâm và đạo quả gia trì tuế nguyệt khí, thì là ít đến thương cảm, nói là nhỏ bé không thể nhận ra đều không quá đáng, chỉ có thể coi là an ủi thưởng, bất quá, an nhạc cũng là cũng thấy đủ, dù sao cũng là cọ trợ công, lại có thể yêu cầu nhiều ít đâu, đầu vai bảo thụ thì là không được đông đưa lấy cành cây, Đối với có thể đi ra tiên cổ chiến trường, tại bên ngoài vẫy vùng, cây da vạn phần xúc động, năm tháng dài đằng đẵng trầm luân, cuối cùng chờ đợi đến một ngày này. Nhạc ca, lần thứ nhất xem đến phong cảnh phía ngoài, đa tạ nhạc ca, cây da vô cùng kích động, xúc động đồng thời lại cũng không quên nhớ đối với nó nhạc ca tiến hành một phiên cuồng liếm. Đối với cây da mà nói, chỉ cần liếm nhạc ca là được rồi, nó tự nhiên có thể được đến chỗ tốt, để cho mình qua càng tốt hơn. An nhạc mi tâm tỏa ánh sáng, ngồi ngay ngắn tuế nguyệt trường hà phía trên nguyên thần chầm chậm mở mắt nhìn ra xa không trung cùng vô số cường giả nguyên thần lẫn nhau đối mặt an nhạc hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu chính là dùng một loại nhìn thẳng tư thái từng đạo quen thuộc nguyên thần gợn sóng dịp long thăng chủng sư cực địch tàn còn có lý ấu an này chút đã từng cũng phải cần an nhạc ngưỡng vọng tồn tại bây giờ an nhạc cũng có đánh với bọn họ một trận tư cách này chút cửu cảnh viên mãn cường giả mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách tuyệt thế võ tướng đều không kém gì đồ lôi có thế an nhạc bây giờ có thể dùng bình đẳng tư thái đối mặt đây là an nhạc trưởng thành là thực lực tu vi sau khi tăng lên lực lượng bên trên biến hóa lý ấu an hết sức vui mừng đối tương lai tràn đầy hy vọng dịp long thăng ánh mắt kỳ dị chủng sư cực thì là ánh mắt phức tạp địch tàn khí huyết cuồn cuộn cười ha ha gật đầu không ngừng bọn họ cùng an nhạc vốn cũng không có cái gì ân oán thậm chí vẫn luôn mười phần tán thưởng an nhạc, cho nên trên thái độ cũng là đều mười phần thoải mái. Bá ngôn làm nguyên môn đế quốc tả tướng, thời khắc này nỗi lòng cũng tuyệt đối là mười phần không tốt. Cảm ứng an nhạc nguyên thần cùng với tầm mắt, hắn liền xác định, những cái kia truyền ngôn, tuyệt đối là thật. An nhạc thật sự có cái kia phần đối chiến cửu cảnh viên mãn thực lực cùng lực lượng, thật là một cái quái vật A, à. nếu là ta nhớ kỹ không sai. Hắn tiếp nhận lý ấu an hổ phù quy hàng. Phi hổ quân bây giờ để hắn khí phách ngưng tố, hình thành quân thế khí phách, sợ là mạnh mẽ vô song, kẻ này. Đã có thành tựu, đợi đến bệ hạ trở về, nhất định phải lên sách bệ hạ, nhưng bệ hạ coi trọng kẻ này uy hiếp, thậm chí tốt nhất có thể ra tay chém giết đối phương. Bá ngôn ánh mắt lấp lánh, trong lòng lập tức định ra đối an nhạc phán đoán, cùng với tương lai phương thức xử lý. Nhưng mà, nơi xa, đột nhiên có một đầu to lớn hắc ưng dương cánh tới, Hắc ưng phía trên còn cuốn theo lấy nguyên thần đưa tin, đưa tin người chính là đồ lôi, khiến cho hắn bá ngôn tự mình chạy tới đại đô nghị sự, nguyên nhân. Nguyên Mông hoàng đế bị phong cấm tại Thủy Hoàng Lăng mộ bên trong, đến mức khi nào có thể phá phong mà ra. Tạm cũng chưa biết, đây tuyệt đối là đủ để chấn động thiên hạ việc lớn a, bá ngôn sắc mặt lập tức có chút khó coi, làm Nguyên Mông đế quốc túi không nhân vật, hắn một cái chớp mắt liền phân tích ra Nguyên Mông hoàng đế rất nhiều thập cảnh bị phong cấm về sau sẽ đối với thiên hạ đại thế mang đến ảnh hưởng to lớn mà đối mặt cổ gió lốc này cùng ảnh hưởng nguyên mông đế quốc có thể hay không chống đỡ chờ đến nguyên mông hoàng đế phá phong liền trở thành trọng yếu nhất bá ngôn rất rõ ràng nguyên mông hoàng đế mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là nhân gian bởi vậy nguyên mông đế quốc tuyệt đối không cho sơ thất đối mặt sắp thay nhau nổi lên thiên hạ đại thế là nên chủ động xuất kích vẫn là bị động gìn giữ cái đã có chờ đợi nguyên mông hoàng đế trở về có thể chính là tiếp xuống nguyên môn đế quốc cao tầng cần thiết làm ra lựa chọn. Thương lãng giang bờ, ngân mang gào thét, trong nháy mắt từ đằng xa tới gần, theo một cái nhỏ chút, rất nhanh hóa thành chói lọi màu bạc trùng sáng, như đâm hào quang tán đi, lộ ra an nhạc bao trùng tại hư không giáp dưới thon dài thân hình, cỏ lau phiêu đảng, nước sông lao nhanh, nho sam bay lên Lý Ấu An chấp lấy tay nhanh nhẹn mà tới, tại Lý Ấu An bên người còn đi theo đã từng văn viện ba phụ tử vương bán sơn từ khi một lần kia hợp lực đối kháng Diêm Vương sang sông cuộc chiến về sau, Vương Bán Sơn liền một mực ngốc đang phi hổ trong quân, dùng tự thân hạo nhiên chính khí, đến giúp đỡ trấn áp cùng chiếu sáng những cái kia ẩn nấp sang sông địa ngục phủ tà tu. Bây giờ, Vương Bán Sơn đang phi hổ trong quân địa vị, có thể là cấp chiến lược biệt, 10 phần khó mà thay thế. Lý Tướng Quân, Tam Phu Tử, An Nhạc thấy được Lý Ấu An cùng Vương Bán Sơn, không khỏi cười ôm quyền. Diệp Long Thăng chờ tuyệt thế võ tướng, thì là chưa từng tới Bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn trấn thủ trận địa Chưa từng tùy tiện rời đi Bởi vì bọn hắn tự hồ Cũng đều là thu vào một chút liên quan tới Thập cảnh lăng mộ bí mật Nhân gian rất nhiều thập cảnh cường giả Bao quát vị kia phong hoa tuyệt đại thiên hạ Đệ nhất nguyên môn hoàng đế Đều là bị phong cấm tại địa cung bên trong Khó mà ảnh hưởng hiện thế Tạm thời vô pháp trở về Người thuế biến quá mức khó có thể tin Người thế mà có thể chiến cử cảnh viên mãn đây là ta tuyệt đối không ngờ rằng lý ấu an nhìn về phía an nhạc bùi ngùi mãi thôi đồng dạng là tụ vô địch thế lý ấu an vẫn luôn tự xưng là tự thân tu vi tốc độ tăng lên nhanh đáng sợ tại trong thiên địa đều thuộc về tuyệt thế nhất lưu chưa có người có thể sánh được có thế an nhạc xuất hiện mới khiến cho hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính chiến lực tăng lên cái gì gọi là vô địch chân chính quái vật tại mộ tán trúng được chút cơ duyên thôi chẳng qua là vận khí tương đối tốt An Nhạc cười nhẹ giải thích một câu, nhưng cái này cũng giải thích thông, có cơ duyên mạnh lên không cũng rất hợp lý. Lý Ấu An nở nụ cười, lời giải thích này, không có kẻ hở, thật là nói đến vận khí, đại gia trong lòng đều rõ ràng, có thể làm cho An Nhạc phát sinh thật lớn như thế thuế biến cùng tăng lên cơ duyên, tuyệt đối bất phàm, An Nhạc có thể được đến như cơ duyên này, khẳng định đã trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm, vận khí có lẽ có, nhưng chiếm so cũng không lớn ngươi bây giờ hẳn là dự định hồi trở lại để thất sơn tiêu hóa thủy hoàng trong lăng mộ lấy được cơ duyên a lý ấu an hỏi an nhạc nhẹ gật đầu bất quá lại là hỏi lý tướng quân không biết kiếm trì cung bây giờ tình trạng như thế nào ta lúc đầu vào ly sơn lăng mộ chính là bị giang lăng vương bức cho vội vã truy sát bất đắc dĩ mới tiến vào lăng mộ cái kia giang lăng vương cùng địa ngục phủ gút mắt cực sâu thân phận càng là cùng u minh có liên lụy Giang Lăng Vương lại đối kiếm trì cung nhìn chầm chầm, trong lòng ta tồn đang sầu lo. An nhạc ra hỏi, nhưng Lý Ấu An khuôn mặt từ từ nghiêm túc lên, nụ cười trên mặt cũng một chút biến mất. Giang Lăng Vương lòng lan dạ thú đã hiển hiện, tại các ngươi tiến vào ly sơn cổ mộ này chút một tháng thời gian bên trong, Giang Lăng Vương khởi binh phản triệu, tuyên bố tạo phản. Bây giờ, Giang Lăng phủ xung quanh mấy chục tòa thành trì, đều là bị đánh hạ, mà Giang Lăng Vương tại nửa tháng trước, cũng là phát binh cẩm quan thành muốn đánh hạ cẩm quan thành cuối cùng này một khối ghép hình an nhạc nghe vậy sắc mặt hơi hơi biến hóa quả nhiên hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh giang lăng vương quả nhiên ra tay với kiếm trì cung có thế trên thực tế an nhạc cũng đoán được rất nhiều thập cảnh cường giả đều là vào ly sơn cổ mộ cái này mấu chốt giang lăng vương tự nhiên muốn làm mưu đồ lớn nếu là đánh hạ kiếm trì cung chiếm lĩnh kiếm trì hồ giang lăng vương đem đại thế thành hình phóng xạ xung quanh bắt đầu từ, từ từ từng bước xâm chiếm đại triệu hoàng triều còn lại lãnh thổ cuối cùng triệt để thủ tiêu đại triệu bất quá tô mạc già cung chủ vương yến thăng đại sư dẫn đầu kiếm trì cung đệ tử cùng với cẩm quan thành bên trong kiếm tu nhóm liều mạng chống cự một cổ tinh thần ý chí dẫn động kiếm chung kiếm chung bắn ra chí bảo thần uy ngược lại để giang lăng vương công phạt tạm thời chưa từng đạt được thế nhưng căn cứ tin tức đáng tin giang lăng vương đi đến đại lý quốc cùng đại lý quốc đương đại quốc chủ hợp lại, đại lý quốc tại Cẩm Quang Thành về sau, Giang Lăng phủ tại phía trước, tiền hậu giáp kích, Cẩm Quang Thành có thể sẽ tồn tại thất thủ tình huống, Lý Ấu An ngưng trọng nói ra, An Nhạc nâng lên kiếm trì cung, Lý Ấu An tự nhiên đến đêm này phần tin tức kịp thời đưa ra, An Nhạc sắc mặt hơi hơi biến hóa, đại lý quốc cũng lựa chọn nhúng tay. Cùng Giang Lăng Vương hợp lại, Chẳng lẽ đại lý quốc quốc chủ không biết Giang Lăng Vương chính là thân có U Minh, cùng Địa Ngục phủ quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng Giang Lăng Vương hợp lại, không khác tranh ăn với hổ. Vương Bán Sơn một mực tại An tỉnh lắng nghe hai người đối thoại, nghe vậy thở dài nói: "Bây giờ đại lý quốc quốc chủ, đăng cơ không lâu, vẫn muốn hợp lại Trích Tinh Giáo Thái Thượng trưởng lão, đem uy vọng theo quốc sư Lục dựa vào núi trên thân thu hồi, đáng tiếc, quốc sư Lục dựa vào núi không phải phàm nhân, dù cho hợp lại Thái Thượng trưởng lão, vẫn như cũ khó mà đè xuống quốc sư uy vọng." đại lý quốc quốc chủ cùng Giang Lăng Vương hợp lại, có thể liền có mong muốn thừa dịp quốc sư vào ly sơn cổ mộ, tăng cường tự thân quyền thế lực lượng, mượn Giang Lăng Vương sau lưng Tây Lương địa ngục phủ lực lượng, triệt để trưởng khống đại lý quốc, khu trừ đi quốc sư ảnh hưởng lực mục đích tại, nói về quốc sư lục dựa vào núi, an nhạc không khỏi nghĩ đến vị kia ngồi ngay ngắn xe lăn tương trợ hắn ra tay, cản trở một tôn thập cảnh nam tử, mặc dù nam tử bị đánh máu me đầm đìa, không ngừng đổ máu, có thế ít nhất là đang cấp an nhạc ra mặt, thế cục bây giờ như thế nào? Đại binh đã tiếp cận sao? An nhạc vội vàng hỏi nói, hắn biết Lý Ấu An hẳn là có tình báo con đường. Lý Ấu An nghiêm mặt nói, Giang Lăng Vương Cương liên hợp đại lý quốc quốc chủ, đại quân đã tại tiến lên trên đường, ngày mai liền có thể đến Cẩm Quang Thành, đối Cẩm Quang Thành tiến hành trước sau công phạt, dùng phán đoán của ta, Cẩm Quang Thành nói chung bên trên sẽ thất thủ, bất quá, có kiếm chung bảo hộ, kiếm trì cung người tu hành nhóm, từ bỏ cẩm quan thành, lui giữ kiếm trì cung, vấn đề liền không lớn, không phá được kiếm chung, giang lăng vương liền công không được kiếm trì cung, ngày mai liền đến cẩm quan thành, an nhạc hiếp hiếp mắt mắt, hư không giáp dưới thể sát khí huyết lao nhanh phun trào, nổ vang rung động, huyết dịch giống như sóng lớn vỗ khắc ấn đầy cổ lão kinh văn linh cốt, có cổ tức giận trộn lẫn tại trong máu cuồn cuộn cứ việc lý ấu an nói có kiếm chuông này khẩu chí bảo cổ chung bảo hộ có thể là nếu là cẩm quan thành bị phá, dùng Giang Lăng Vương bây giờ bại lộ địa ngục phủ tà tu thân phận, đối cẩm quan dân chúng trong thành cùng người tu hành, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cẩm quan thành có thể muốn gặp nạn, an nhạc ánh mắt bên trong sát cơ phun trào, đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, kiếm trì cung lão kiếm thánh đem hết thảy đặt cược ở trên người hắn, đại biểu tín nhiệm với hắn, nếu là thật bị này đại kiếp, đợi đến lão kiếm thánh theo lăng mộ phá phong mà ra, An nhạc có thế không còn mặt mũi đi đối mặt lý tướng quân ta phải đi gấp rút tiếp viện an nhạc nghiêm túc nói lý ấu an cũng không cảm thấy bất ngờ chân thành nói cần phi hổ quân gấp rút tiếp viện sao phi hổ quân bây giờ có ba vạn binh ít nhất cần phải có hai vạn quân trấn thủ thương lãng giang ven bờ bằng không tây lương thái tử cố thừa lân khẳng định sẽ điên cuồng tấn công đổ sông nhường địa ngục phủ tà tu trùng kích phòng tuyến cho nên có thể điều động một vạn phi hổ quân tương trợ an công tử gấp rút tiếp viện cẩm quan thành Vương Bán Sơn nhìn Lý Ấu An liếc mắt, phi hổ quân nếu là phân đi ra một vạn binh mã, cái kia tại thương lãng giang chỗ đối mặt Tây Lương Đại Quân đã có thể sẽ có vẻ vô cùng cố hết sức, có thế Lý Ấu An vẫn như cũ làm ra quyết định này, hiển nhiên là dự định dùng tự thân lực lượng, chèo chống này phần cố hết sức, An Nhạc trầm ngâm một chút, ánh mắt lấp lánh một phiên, Giang Lăng Vương bây giờ có nhiều ít binh mã, Lý Ấu An nói, căn cứ mật thám tin tức, Giang Lăng Vương công phạt cẩm quan thành binh mã, đại khái là chừng 5 vạn, mà lại, này 5 vạn đều là tinh binh, đều có tu vi tại thân, yếu nhất cũng có một ít cảnh tu vi, hết sức hiển nhiên là Giang Lăng Vương những năm này ẩn nút thời kỳ bồi dưỡng được tinh nhuệ, hắn giả tâm rất sớm lúc liền bắt đầu hiện ra, kiếm trì cung kiếm trì hồ, Giang Lăng Vương tất nhiên 10 phần ngấp nghé, chỉ có thể nói, cẩm quan thành cuối cùng có này nhất kiếp, an nhạc hít sâu một hơi, năm vạn binh mã lại đều là tinh binh, có tu vi tại thân, hình thành quân thế áp bách tuyệt đối không tầm thường lý tướng quân không cần điều động một vạn phi hổ quân sẽ dẫn đến bên này áp lực quá lớn 5.000 phi hổ quân liền điều động 5.000 phi hổ quân gấp rút tiếp viện đi tốt gấp hành quân gấp dùng phi hổ chiến thuyền theo thương lãng giang một mực phiêu lưu hướng xuống một ngày liền có thể ngăn cản cẩm quan thành lý ấu an nói ra an nhạc ngân giáp tiếng len ken vang có sát khí dậy sóng lại là lắc đầu không không đi cẩm quan thành nhường năm ngàn phi hổ quân chạy xiết thẳng hướng đi giang lăng phủ vây quét cẩm quan thành đối đãi ta bưng giang lăng vương lão xào huyệt lại nhìn hắn có thể còn muốn tiếp tục tiến đánh lý ấu an nghe vậy không khỏi ánh mắt tinh sáng lên chiếu sáng rạng rỡ nhìn thẳng an nhạc bây giờ an nhạc càng ngày càng chói mắt tây lương quốc lớn đất phản phất đều nhiễm lên huyết sắc tây lương thái tử cố thừa lân đứng lặng tại đống xương trắng chồng xương xem qua bên trên tóc bạc trắng bay lên đau tước trên khuôn mặt mang lên một chút kinh ngạc, ngươi nói. Lý Ấu An điều khiển 5.000 phi hổ quân, cùng An Nhạc cùng nhau theo thương lãng giang mà xuống, đây là có cỡ nào xem thường ta Tây Lương quốc, thái tử cố thừa lân lãnh khốc vô cùng, Tây Lương cùng phi hổ quân tranh phong nhiều năm, lẫn nhau đều quen thuộc nhất, đối với lẫn nhau quân sĩ điều động, đều có 10 phần bén nhạy cứu giác, lại thêm thám tử hồi báo, vì vậy đạt được rõ ràng tình huống, có thế cố thừa lân ánh mắt lấp lánh, lại cảm thấy sự tình không giống bình thường. Lý Ấu An sẽ không như thế kinh thị Tây Lương, kinh thị địa ngục phủ, chỉ có thể nói, An Nhạc cần này 5.000 phi hổ quân. Đi xuôi dòng, đây là đi cẩm quan thành sao, cố thừa lân cười lạnh, Giang Lăng Vương cùng địa ngục phủ quan hệ tâm đầu ý hợp, càng là danh xưng U Minh con trai, bây giờ đang tại tấn công kiếm trì cung, dự định thừa dịp lão kiếm thánh không nửa nhân gian thời điểm, để ngang hạ kiếm trì cung, chiếm cứ kiếm trì cung tài nguyên, nhưng này tòa truyền thừa vạn năm tuế nguyệt thế lực, quỷ hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mà, ngoài ý liệu là, cố thừa lân cũng không làm ra cái gì ứng đối, hắn ánh mắt lấp lánh, ngẩng đầu lên, nhìn xem tây lương cái kia đen kịp lại bầu trời âm trầm, làm bóng tối bao trùm đại địa, ánh trạng đông không còn tồn tại, hết thảy đều là hắc ám người cùng hoang, đây cũng là bây giờ tây lương, vừa mới địa ngục phủ hai tôn đỉnh tiêm diêm vương truyền về tin tức, địa ngục phủ quân vẫn lạc tại mộ tán bên trong địa ngục phủ quân chính là gánh chịu lấy u minh trở về chức trách lớn cường giả bây giờ ngã xuống cái kia mang ý nghĩa u minh đem lại chọn chọn chúng người giang lăng vương cùng ta có thể đều có lớn nhất khả năng nếu là giang lăng vương vẫn đi cái kia phần cơ duyên này liền chỉ còn lại có bản cung u minh cũng chỉ chọn bản cung cố thừa lân hít sâu một hơi khóe môi ý cười càng điên cuồng cho nên hắn thậm chí chưa từng hạ lệnh nhường Tây lương tiểu quỷ thủy sư đối phi hổ thủy sư khởi xướng bất kỳ công phạt cho ra cái gì áp lực, hắn thậm chí còn vô cùng chờ mong, Giang Lăng Vương tại đây tràn tranh phong bên trong vẫn đi, hắn cố thừa lân đem nằm trở thành nắm giữ U Minh, lớn nhất doanh gia. Tàu thuyền đang lao nhanh, đó là một chiếc tiểu chu, an nhạc chuyên môn tìm lý ấu an muốn tới một chiếc tiểu chu thuyền, sớm thuận chảy xuống, sau lưng 5.000 phi hổ quân cũng là mở ra tàu thuyền đi theo, làm trong rủi thương lãng giang tứ đại thủy sư một trong, phi hổ thủy sư có tuyệt đối không tầm thường chiến lực, ngồi tại tàu thuyền đằng trước, An nhạc thì là bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, điều động tự thân cảm xúc, tiến vào một loại huyết dịch sôi trào trạng thái chiến đấu, đồng thời cũng tại nghiên cứu khắc ấn tại thịt trên người hoàn chỉnh cổ lão kinh văn, kinh văn như lửa, mỗi một cái cổ lão chữ viết, liền giống như là một đóa bùng cháy hỏa diễm. An nhạc tại nghiêm túc nghiên cứu cùng nghiên cứu, bất quá này cổ kinh hết sức phức tạp, an nhạc trong thời gian ngắn, căn bản không có chút nào thành tích, không có chút nào thu hoạch, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, này cổ kinh quá mức bất phàm, theo truyền niên của thời đại truyền thừa xuống, có thể ghi chép tu hành cảnh giới cao hơn phương pháp tu hành, cùng tiến lên chi pháp, thuyền cô độc bị thương lãng giang nước sông đập, không ngừng hướng phía gian lăng phủ phương hướng trì vút đi, bọc nước đập đánh lên đến, phun ra tại bông thuyền, phun ra đang ngồi xếp bằng an nhạc trên thân thể, chớp mắt bị bốc hơi thành hơi nước, mông lung lấy không khí, thương lãng gian sông chảy chảy xiết, thuận chảy xuống, tốc độ cực nhanh lại thêm an nhạc mịt mờ đối khí huyết trưởng khống, hình thành xoắn ốc tăng ép loại hình năng lực, khiến cho tàu thuyền cơ hồ tại thương lãng giang trên mặt như như bay trì cướp, tốc độ quá nhanh, thân tàu thậm chí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nửa ngày, sắc trời vừa mới ảm đạm, chỉ có một vòng cô độc minh nguyệt treo ở không trung, làm tàu thuyền đến gian lăng phủ khu vực thời điểm, bà ngồi ở mũi thuyền an nhạc mảnh mở mắt ra, hư không giáp bùng lên lên hào quang màu bạc, bước ra một bước, liền trực tiếp không gian nhảy vọt, vượt qua thương lãng giang, xuất hiện ở bờ sông. Giang lăng phủ này tòa phồn hoa như mộng thành trì đứng lặng tại dựa vào thương lãng giang ven bờ, màn đêm buông xuống, thành bên trong lửa đèn cũng là bay lên. Này tòa bị giang lăng vương quản lý năm tháng dài đằng đẳng thành trì, tựa như đèn sáng, tại đen kịp trên mặt đất được thắp sáng, an nhạc tóc đen cứng cáp, đầu vai sinh ra bảo thụ, liếu ríu, đối với nhân loại thành trì mười phần tò mò, bất quá, An Nhạc cũng không cùng nói nhiều bảo thủ tán gẫu, toàn thân ngân giáp hào quang chói lọi, đứng lặng tại Giang Lăng phủ bên ngoài trên quan đạo, ánh mắt lập lòe, khí huyết tại giáp vị hạ lưu chuyển, giống như một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. An Nhạc nhắm mắt, mi tâm hơi hơi phát sáng, đợi đến mở mắt, nguyên thần trợn mắt, nguyên thần trợn mắt dưới Giang Lăng phủ, theo An Nhạc, đúng là giống như đang chảy máu, nồng đậm tà khí cùng quỷ khí bốc lên xen lẫn, giống như một chỗ đáng sợ lại âm u tà tu tìm ẩn chỗ, dấu thật sâu, nguyên thần của ta nấu luyện ra bát cảnh tâm kiếm, có thể khám phá chân thực, này mới là chân thực gian lăng phủ, cái gọi là phồn hoa đều là giả tượng, huyết tinh tràn ngập, ác quỷ đương đạo, phồn hoa phía dưới, ẩn dấu không bờ bến tội ác, để cho người ta giận mà không dám nói gì tội ác, an nhạc thì thào. Có thể gian lăng phủ làm lại so với Tây Lương quốc rất nhiều, có thể là, cũng đồng dạng là một chỗ ma thổ ở dưới bóng đêm giang lăng phủ bên trong an nhạc cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc đó là trước đó phối hợp giang lăng vương vây quét hắn địa ngục phủ cửu cảnh diêm vương giang lăng vương xuất quân hợp lại đại lý quốc muốn tiến đánh cẩm quan thành ở lại giữ một vị cửu cảnh hậu kỳ diêm vương trấn thủ giang lăng phủ có thể nói giang lăng vương cũng rất ổn thế nhưng cửu cảnh hậu kỳ tu vi địa ngục phủ diêm vương tại địa ngục phủ thập đại diêm vương bên trong hẳn là miễn cưỡng bài đến bên trong đạt tiêu chuẩn bất quá chẳng qua là cửu cảnh hậu kỳ. An nhạc đứng lặng đứng dậy, giơ tay lên, ngân giáp chói lọi, không gian trữ vật ấn đánh ra, vết nứt không gian hiện ra, một cây trường kích rơi vào trong tay của hắn. Đó là chí bảo trường kích, theo hổ hải trong tay đoạt được, Vi năng cực kỳ to lớn. An nhạc nắm chặt trường kích, gân cốt tề minh, khí huyết như sóng lớn, trường kích phía trên, đúng là sinh ra kiếm khí, tràn ra kiếm quang. Trên thân càng có từng tia từng sợi hạo nhiên xen lẫn an nhạc thậm chí chưa từng lựa chọn nhường hư không giáp mũ giáp mặt nạ che đậy khuôn mặt ẩn dấu hành tung hắn giết liền là một cái quan minh chính đại ngân mang chói lọi không gian nhảy vọt an nhạc bước ra một bước trong nháy mắt hoành vượt lại lần nữa xuất hiện liền đã tại giang lăng phủ đầu tường màu bạc giáp vị phú lưu quang nghiêng nắm trường kích cực kỳ thần dị nguyên thần trong nháy mắt khóa chặt tọa trấn trong thành trì cái kia tôn diêm vương trường kích xa xa dơ lên thoáng chốc sát cơ ngập trời vắt ngang giang lăng phủ vùng trời, nhường đêm đen như mực bằng thêm sơ sát tiêu điều. Giang lăng phủ bên trong, tỏa trấn tại giang lăng trong vương phủ cái kia tôn diêm vương, lập tức lông tơ dựng thẳng, trùng mình, oanh, một đạo kiếm quan sáng chói chém tới, dùng trường kích làm kiếm, tích ra tuyệt thế kiếm mang, trong nháy mắt chém về phía giang lăng vương phủ, cả tòa vương phủ trực tiếp tại một kích phía dưới, sụp đổ, cái kia tôn diêm vương bay lên trời, khói đen cuồn cuộn, huyết khí u mịch nhưng mà chỉ thấy được thân mang hư không ngân giáp an nhạc từng bước đi tới mỗi một bước đều để không khí đều đang chấn động nhưng huyết dịch đều đang rung rẩy vì đó mà ngưng trệ ngừng chảy an nhạc này tôn diêm vương rung sợ thất sắc trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin an nhạc làm sao lại xuất hiện ở chỗ này an nhạc chưa từng nhiều lời trường kích nhẹ nhàng nâng lên đen kịch thương phát cũng là tại trong gió đêm phất động đầu vai bảo thụ cành cây sinh trưởng lan tràn kim văn lấp lánh trong chốc lát, cành cây hóa thần mâu, sau một lát, này Tôn Cửu cảnh hậu kỳ Diêm Vương đầy mắt tuyệt vọng, thân thể run rẩy, làm thấy được bản thân đập ra Diêm La cung khuyết, bị An Nhạc đập ra lớn chừng bàn tay cung khuyết cho nện bạo thời điểm, hắn là mờ mịt, cái kia giống như là Phủ Quân nắm giữ Chí Bảo U Minh cung khuyết a, tại sao lại tại An Nhạc trong tay? An Nhạc tự nhiên chưa từng giải thích cho hắn, trường kích quét qua, mang theo một cái đầu lâu, lại tích dưới, trùng thiên khởi đầu liên đới lấy này tôn diêm vương thân thể, trực tiếp bị an nhạc cho chém đi, tờ mờ sáng hào quang theo đường chân trời phần cuối phun trào chiếu rọi, tỏa ra Giang lăng phủ một mảnh huyết sắc, chương 204, kiếm khí trường minh quét bất bình, an nhạc quyết chiến muốn trảm Giang lăng vương, triều dương theo đường chân trời phần cuối bay lên, giống như là bày vẫy mở màu vàng kim thủy triều, bao trùm đại địa, cho đại địa nhiễm lên khác biệt màu sắc, xua tan một đêm băng lãnh, có thể là Giang lăng phủ bên trong, băng lãnh vẫn như cũ, dù cho ấm áp triều dương đều khó mà hòa tan này phần băng lãnh, giống như là âm khí bao phủ hội tụ năm tháng dài đằng đẳng chôn xác, thi khí như vạn năm băng sơn chưa từng hòa tan, tại an nhạc trong đôi mắt, có thể thấy rõ ràng, đây là một tòa tội ác phủ thành, thi cốt đầy rẫy, xếp thành núi, máu tươi hóa thành dòng sông đang chảy, bạch cốt mai tán trên mặt đất, hội tụ tại trong ao, nhìn thấy mà giật mình, an nhạc bao trùm ngân giáp, cầm trong tay trường kích, đứng lơ lửng trên không, đầu vai sinh bảo thụ ánh mắt như đuốc, sáng loá bị lực tích ra một tôn diêm vương, thân thể bạo liệt chết đi, nguyên thần thoát ra, tràn đầy hoảng sợ, hắn là một tôn song cửu cảnh hậu kỳ diêm vương, mặc kệ là đoán thể cũng hoặc là luyện thần, đều đặt chân cửu cảnh hậu kỳ, tại thập đại diêm vương bên trong không tính kẻ yếu, hắn đã từng vượt sông muốn giết an nhạc, có thế một lần kia bị Lý Ấu An phối hợp vương bán sơn hạo nhiên chính khí cho trọng thương, nghỉ ngơi nhiều như vậy thời gian, mới rốt cục là khôi phục lại có thế hôm nay bị đuổi giết an nhạc tái hiện trong tay trường kích quét qua mục tích bá đạo vô cùng liền chém đi hắn thân thể diêm vương huyền không chỉ còn lại có huyết sắc nguyên thần tại hoảng hốt không có nửa điểm cùng an nhạc giao phong suy nghĩ cùng khẩu vị này tôn diêm vương quay người liền muốn phải bay trì rời đi bỏ chạy rời đi lại nghĩ biện pháp đoạt xá thân thể kéo dài sinh mệnh địa ngục phủ đi ra diêm vương đối với đoạt xá không có nửa điểm kháng cự bọn hắn vốn là làm được là tội ác sự tình đoạt xá sinh mệnh, kéo dài tự thân, tại Diêm Vương xem ra, liền chuyện ác cũng không tính, dù sao, người không vì mình, trời tru đất diệt, thế nhưng, An Nhạc tự nhiên không nguyện ý khiến cho hắn rời đi, mi tâm lóe ánh sáng, tâm kiếm lập tức ngang tàn trảm ra, ào 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 tiếng nước chảy, chiếu rọi ra tuế nguyệt trường hà chảy xiết hình ảnh, tâm kiếm từ dòng sông bên trong trảm ra, mang theo bảy màu hào quang, chém xuống một kiếm, đêm này tôn cửu cảnh hậu kỳ diêm vương nguyên thần trảm đổ máu nguyên thần chi huyết phun ra bay tứ tung, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, nguyên thần trọng thương, sẽ rất khó lại hình thành phòng ngự, bị chém giết liền thuận lý thành chương. Này Tôn Diêm Vương khả năng làm sao cũng không nghĩ đến, hắn cũng không đi theo Giang Lăng Vương xuất chinh, đi tới chinh phạt Cẩm Quang Thành, chưa đi tiến đánh kiếm trì cung, kết quả người trong nhà ngồi, nồi theo trên trời đến, phản mà trở thành trước hết nhất chết trận cửu cảnh, này loại biệt khuất cảm xúc, nhưng lúc này Diêm Vương trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc, bắn ra đến cực hạn. Thế nhưng, An Nhạc lại chưa từng để ý tới, tâm kiếm chém ra kiếm mang, liên tục vài kiếm, giống như trong tinh không liên châu, tại nguyên thần của đối phương bên trên đâm ra lỗ thủng, tiến tới xé rách, băng vì mưa ánh sáng, như thế động tĩnh, tự nhiên không có khả năng không làm cho chú ý. Giang lăng phủ phủ thành bên trong, làm Giang lăng vương đại bản doanh, ở chỗ này ở lại giữ lấy rất nhiều cường giả, làm An Nhạc cùng Diêm Vương giao phong khí thế cùng gợn sóng chấn động, nội thành cường giả liền đều là cảm ứng được, dùng dập xuất hiện, có sông trì đến trên đường cái, có đứng lặng tại nóc nhà, có hoành không mà ra, tư thái khác nhau, có thể là, rất nhanh đều là rung động đờ đẫn, nhìn cái kia dương rắc vào phủ thành vùng trời nguyên thần mưa ánh sáng, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập cửu cảnh khí huyết, một tôn diêm vương, thậm chí chưa có thể chống đỡ quá nhiều thời gian, liền bị chém đi, an nhạc ánh mắt lập lòe, ngân giáp lấp lánh ngân mang, cầm trong tay trường kích, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy thành bên trong lướt đi cường giả không chỉ có như thế ở lại giữ thành trì hộ thành quân cũng nghe tin lập tức hành động bao trùm giáp vị chạy nhanh mà ra sắc mặt ngưng trọng nhìn chỗ không trung khí hơi thở tràn trề thiếu niên mặt giáp bạc an nhạc hộ thành quân thống lĩnh chính là một tôn đoán thể cửu cảnh tuyệt đỉnh trung kỳ người tu hành chính là gian lăng vương tâm phúc cũng là gian lăng vương tín nhiệm nhất mặc cho hắn lưu lại thủ thành người dĩ nhiên đồng dạng có đối cái kia tôn địa ngục phủ Diêm Vương tiến hành giám thị mục đích tồn tại. Thế nhưng vị này thống lĩnh thấy chém giết Diêm Vương An Nhạc, sắc mặt đại biến, chưa từng nghĩ, An Nhạc vậy mà xuất hiện ở chỗ này, chuẩn bị đối xuất chinh cẩm quan thành Giang Lăng Vương quân đội phía sau phát động công phạt, đơn thương độc mã. Làm thật điên cuồng lại càng rỡ, An Nhạc mục đích, làm hộ thành quân thống lĩnh cường giả tự nhiên đoán, hiển nhiên là dự định thông qua tiếng đánh Giang Lăng Phủ, tới bức bách Giang Lăng Vương hồi trở lại thủ, từ bỏ hoặc là giảm bớt đối cẩm quan thành công phạt cường độ, không thể không nói, cái này đích xác là một cái rất điên cùng ý nghĩ, nhưng nếu là thật thành công, còn thật sự có khả năng đem Giang Lăng Vương theo cẩm quan thành bức cho vội vã mà về, nhưng điều kiện tiên quyết là An Nhạc thật sự có thể diệt đi Giang Lăng Phủ Thành, bày trận, thống lĩnh suy đoán ra An Nhạc mục đích, sắc mặt càng ngưng trọng, nguyên thần chấn động, truyền âm đại quân. Điều động một vạn hộ thành quân, đều là rung chuyển bắt nguồn từ thân khí huyết cùng thần tâm, xen lẫn thành bàn bạc quân thế, xông vào giang lăng phủ trên thành không. Mơ hồ tự hồ có một tôn huyết sắc tướng quân dị tượng hiển hiện, đó là quân thế ngưng tụ khí phách dị tượng. Vì sao nói hai nước giao chiến, trừ bỏ cường giả đỉnh cao tranh phong, quân đội va chạm cũng là không thể thiếu, thậm chí nhiều khi, quyết định tình hình chiến đấu chính là là quân đội lực lượng, chính là là bởi vì quân đội ngưng tụ ra quân thế, chính là là một loại khí vận lực lượng, thuộc về trong cõi U Minh đại đạo quy tắc sen lẫn hiển hóa, giữa người và người cảm xúc cấu kết, điều động đại đạo quy tắc, uy năng tự nhiên không thể khinh thường, 10 vạn đại quân ngưng tụ quân thế khí phách, thậm chí có khả năng áp chế thập cảnh cường giả, trăm vạn đại quân khí phách, thập cảnh gặp gỡ đều phải tránh lui, tránh né mũi nhọn, đến mức thập nhất cảnh bản nguyên tôn giả, cái kia đã là không phải người cảnh giới, đối đại đạo quy tắc nắm giữ vượt xa phàm tục tưởng tượng, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ chính như tuyên cổ lưu truyền tới nay liên quan tới trên tu hành một cái thuyết pháp, có thể đối kháng thập nhất cảnh, chỉ có thập nhất cảnh, dù cho mạnh như nguyên môn hoàng đế, 20 cảnh đỉnh phong, đều khó mà vượt cấp chiến thập nhất cảnh, liền là bởi vì thập cảnh cùng thập nhất cảnh chi ở giữa trên lệch quá khổng lồ, này phần trên lệch khổng lồ, thậm chí vượt qua cửu cảnh cùng thập cảnh chi ở giữa trên lệch, có thể nói, theo thập cảnh bắt đầu, cảnh giới ở giữa trên lệch, liền đã thuộc về không phải người lĩnh vực bây giờ an nhạc tự nhiên còn không có đi đến có khả năng bỏ qua vạn người quân thế trình độ thế nhưng vẻn vẹn là vạn người quân thế an nhạc lại cũng sẽ không thái quá e ngại bởi vì hắn tự thân ban đầu liền không tầm thường cũng đồng dạng ủng có khí vận thủ đoạn an nhạc nghiêng nắm theo hổ hải trong tay đoạt tới trường kích này thanh trường kích chính là hổ hải tại cửu cảnh trong cổ thành dùng mạnh mẽ chiến lực tranh đoạt đến bảo vật phẩm dai mặc dù chỉ là nhất dai nhưng trên đó bắn ra huyết khí lại không hề yếu này thanh trường kích tại vạn năm trước tất nhiên vì một tôn huyết chiến vạn tràn thiết huyết tướng quân sử dụng, tóc đen cứng cáp, hư không giáp nở rộ hào quang màu bạc, quan sát thành bên trong hội tụ đại quân, nhìn vị kia từng bước lên trời mà thức dậy quân thế gia trì thống lĩnh, cùng với giang lăng phủ bên trong các cường giả rất nhiều, nhưng an nhạc có chút ngoài ý muốn. Giang lăng phủ bên trong cửu cảnh thế mà không ngừng bị hắn dùng tấn lôi chi thế chém giết địa ngục phủ Diêm Vương, trừ bỏ cửu cảnh trung kỳ thống lĩnh, còn có hai vị luyện thần đi đến cửu cảnh tiên đài cấp độ môn khách phụ tá. Bất quá, hai người này luyện thần cấp độ bất quá là tiên đài sơ kỳ. Ba vị cửu cảnh, phối hợp thêm gian lăng phủ thành bên trong một vạn thủ vệ đại quân, đối với an nhạc mà nói, này phần cảm giác áp bách. Cũng không mãnh liệt, oanh, bước ra một bước, an nhạc hai con ngươi trong veo sáng lên, trên đỉnh đầu, vô địch thế chân long uống lượng bào hiếu lấy xuất hiện. Đầu này thôn vệ rất nhiều vận số vô địch thế chân long, đã sớm phát sinh không giống bình thường thuế biến long sinh ngũ trảo tôn quý nhất đầu này vô địch thế chân long sinh ra ngũ trảo sáng lạng kim quang sáng chói chói mắt vô cùng vô địch thế chân long vừa hiện xoay quanh tại an nhạc quanh thân cái kia cổ vạn người quân thế mang tới bi áp lập tức tan thành mây khói an nhạc chỉ cảm thấy một hồi dễ dàng trạng thái tăng lên trở về cực hạn ba vị cửu cảnh cường giả lập tức phá không trừ cái đó ra còn có bát cảnh cùng thất cảnh thủ vệ quân cường giả tại mệnh lệnh được đưa ra dưới, dùng dập lên trời mà lên, thẳng hướng an nhạc. Nếu là có thể đem an nhạc lưu tại Giang Lăng Phủ, cái kia tất nhiên là một cái công lớn. Cứ việc an nhạc chém giết địa ngục Phủ Diêm Vương, có thể là cái kia thoáng hiện U Minh Cung Khuyết, vẫn là để ở đây cường giả đều sinh ra một cái ảo giác. Đó chính là an nhạc chính là mượn nhờ địa ngục Phủ Bí Bảo tới trấn áp Diêm Vương, mới thực hiện chém giết. An nhạc có lẽ chiến lược phi phàm, nhưng tự thân dù sao chẳng qua là bát cảnh mà thôi mà ly sơn phạm vi bên trong tin tức mặc dù đã truyền ra lại chưa như thế nhanh chóng truyền đến gian lăng phủ gian lăng phủ bên trong vô số cường giả cũng không hiểu biết cũng là tình có thể hiểu an nhạc thần tâm trầm ngưng cũng không vì đã từng đấu qua cửu cảnh viên mãn mà có bất kỳ khinh thường cùng chủ quan vô địch thế chân linh triệt tiêu quân thế mang tới áp bách hư không giáp ngân mang như vòng ánh sáng nở rộ không gian nhảy vọt chớp mắt vượt ngang mấy trượng xuất hiện ở đạt được vạn người quân thế gia trì đi đến cửu cảnh hậu kỳ thống lĩnh trước mặt, trường kích phía trên phong mang tất lộ, nhập vào xuất ra từng tia từng tia kiếm khí, mảnh quét ra, nửa vần trăng cung trường kích hào quang bỗng nhiên quét qua thành trì vùng trời, giống như một vần loan nguyệt buông xuống nhân gian, một tòa khí huyết sơn nhạc tại an nhạc lưng sau khi ngưng tụ, nguy nga bàn bạc, cao không thể chạm, giống như gánh chịu thượng của thần con thần sơn giáng trần, kinh khủng áp chế lực đột nhiên bắn ra, hư không giáp dưới, thân thể phía trên, cổ lão kinh văn lan tràn lấp lánh, giấy lên ngọn lửa màu vàng, đoán thể bát cảnh. Đây là đoán thể bát cảnh, cuốn theo vạn người quân thế, vung vẫy trường đao ngăn cản an nhạc này một trường kích quét ngang thống lĩnh, trong nháy mắt đổ máu, trường đao hung hăng đặt ở tim, cả người bị quét bay, gan bàn tay nứt ra, điểm điểm máu tươi dội, vừa đối mặt mà thôi, gia trì đến cửu cảnh hậu kỳ thống lĩnh liền có lạc bại dấu hiệu, an nhạc mong muốn huyết tẩy gian lăng phủ nhường ra Chinh Giang Lăng Vương tức giận trở về thủ hộ, đương nhiên sẽ không tại thời khắc này có bất kỳ lưu thủ, huống hồ, An Nhạc cũng nhìn ra, này Giang Lăng phủ bên trong. Tội ác tầng tầng, này chút binh lính thủ thành, còn có này chút thống lĩnh, đều là Giang Lăng Vương thi vải tội ác đồng lõa, trên thân huyết quan trùng thiên, nhường trong cơ thể hắn hạo nhiên kiếm khí rục rịch, không ức chế được muốn chém ra, giết, thống lĩnh đôi mắt đỏ bừng, trong lòng sợ hãi, đã có chút e ngại vị này an đại gia thực lực tại sao lại mạnh mẽ như thế hắn đến vạn người thủ thành quân quân thế gia trì chiến lực tăng lên tới cửu cảnh hậu kỳ a cửu cảnh hậu kỳ phóng nhãn thiên hạ đều tuyệt nhiên là đỉnh cấp cường giả liệt kê mặt khác hai tôn cửu cảnh sơ kỳ luyện thần tiên đài cường giả làm giang lăng vương phụ tá cùng khách khanh bọn hắn sở dĩ sẽ vì giang lăng vương khăng khăng một mực tự nhiên là đạt được không ít chỗ tốt tấn giang lăng vương bí pháp thôn phệ không ít tội ác mượn nhờ của lực lượng này đột phá cửu cảnh, giờ phút này, tự nhiên muốn toàn lực ra tay, một khi Giang Lăng phủ thất thủ, đối với xuất chinh Giang Lăng Vương mà nói, chính là một trận khí thế bên trên đã kích, an nhạc ánh mắt lãnh tịch, lường đầu vai bảo thủ liếc mắt, giết, bảo thủ chập chờn hưng phấn hét trầm lên, nhạc ca, hết thảy bao tại tiểu thụ trên thân, cổ lão kinh văn leo lên sen lẫn tại bảo thủ cành cây, cành cây lăng không rút ra, không khí tự hồ cũng bị rút bạo liệt, giống như thần mâu xuyên thủng nhánh cây kia đều cổ lão kinh văn khắc ấn, vi lực mạnh mẽ vô cùng, một vị cửu cảnh sơ kỳ luyện thần tiên đài cường giả, hoàn toàn chưa có thể ngăn cản cành cây, bị xuyên thủng mi tâm, bảo thủ cành cây đụng vào thần tâm không gian, hung hăng quất vào tiên đài bên trên, khiến cho tiên đài đứt gãy sụp đổ, máu tươi dội, nguyên thần chi huyết hóa thành mưa ánh sáng nổ vang, an nhạc trường kích nhẹ nhàng quét qua, liền chém đi này tôn cửu cảnh sơ kỳ, mặt khác hư không tán thủ đánh ra, dung hợp thượng cổ hổ yêu dị tượng, một đầu yêu khí trùng thiên mảnh hổ, theo hư không tán thủ dị tượng bên trong nhào ra, năng lượng thiên địa hội tụ, lòng bàn tay sinh mảnh hổ, một vị khác tiên đài cảnh cường giả, yếu đuối thân thể trực tiếp nổ tung, phá toái xương cùng máu bắn tung tóe an nhạc hư không tán thủ trực tiếp đập vào nguyên thần của đối phương tiên đài, tịch diệt nguyên thần, khiến cho tiên đài từng khúc sụp đổ, hai vị cửu cảnh sơ kỳ trực tiếp bị miễu sát, hóa thành thịt nát rơi xuống từ trên không lốc bốt rơi xuống trải đầy địa phương, như thế hình ảnh, nhưng gian lăng phủ bên trong không hề có thanh âm, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn trân trối, cho dù là vạn người quân coi giữ, cũng là lâm vào tĩnh lặng, quái vật A, an nhạc thuấn sát hai tôn cửu cảnh sơ kỳ, lại là căn bản chưa từng bộc lộ bất kỳ tự đắc cảm xúc, ánh bạc bùng lên, không gian nhảy vọt, trường kích nện xuống, gào thét lên không khí, tạo nên từng cơn sóng gợn hình dáng năng lượng phát tiết, thống lĩnh dốc hết toàn lực phòng thủ trên người quân thế càng ngày càng yếu giống như là muốn bị đều gọt mài mà đi có thế dù cho như thế vẫn như củ đổ máu dội hoành không bay ngược thống lĩnh sợ hãi dưới đáy vạn người quân coi giữ cũng là đấu chí hoàn toàn không có đây rốt cuộc là quái vật gì an nhạc lúc trước không phải còn bị phủ chủ cho truy sát không thể không dùng bí pháp trốn chạy chạy trốn tới ly sơn sao làm sao lúc này mới qua nguyệt nắm sau khi liền thực hiện đáng sợ như vậy bay vọt giết cửu cảnh sơ kỳ như thế dễ dàng này tôn thống lĩnh biết mình trốn không thoát nhìn xem đạp không chậm rãi mà đến an nhạc trong đôi mắt hiển hiện tuyệt vọng phủ chủ mau trở về nhà nguy thống lĩnh chưa từng nghĩ tới uy hiếp giang lăng phủ không phải cái kia tôn làm việc không hề cố kỵ địa ngục phủ diêm vương ngược lại đột ngột xuất hiện an nhạc an nhạc đằng đằng sát khí đây là dự định báo thù phốc trường kích phong mang tất lộ bén nhọn quấn quanh lấy hạo nhiên cùng bảo táp xuyên thủng thống lĩnh mi tâm mảnh lắc một cái xé mở đầu chém đi nguyên thần, mưa ánh sáng dội, thiên địa ý chí sụp đổ, bám vào gia trì ở trên người quân thế, cũng là ầm ầm tán loạn, nương theo lấy này tôn thống lĩnh chết đi, an nhạc càng thế không thể đỡ, rơi vào gian lăng phủ bên trong, chân đạp đá xanh, sợi tóc màu đen cứng cáp tại gió bên trong bay dương, mặc cho nhuốm máu ánh bình minh rải đầy thân thể, nhìn xung quanh tựa hồ trải qua đặc thù huyết dịch tẩy lễ, thân thể vô cùng cường đại gian lăng phủ quân đội, an nhạc đôi mắt nổi lên lãnh ý nửa yêu chi huyết khí tức mượn nhờ nửa yêu tàn sát đẫm máu địch thân thể cái này cần giết nhiều ít nửa yêu sinh mệnh an nhạc trong lòng hít sâu một hơi mặc dù thủ thành quân đội thống lĩnh chết đi thế nhưng chi quân đội này nhưng như cũ lấy dũng khí hướng phía an nhạc khởi xướng công kích thế nhưng an nhạc bây giờ chiến lực sớm đã không giống ngày xưa trường kích quét ngang khí huyết lao nhanh cuồn cuộn toàn thân tuôn ra suốt lực lượng cuồn cuộn không kịp một ngày này gian lăng phủ bị máu tươi nhiễm đỏ An nhạc vung vẫy trường kích, mỗi một lần quét ngang đều sẽ có sinh mệnh vẫn đi, có thủ thành binh sĩ bị chém giết, giết tới đằng sau, phố dài hai bên, máu chảy thành sông, thiết huyết nổi mái chèo, đến cuối cùng, triệt để tan tác thủ thành quân đội, rốt cuộc hình không thành được công kích cùng phòng thủ, bị an nhạc triệt để sông nát, gian lăng phủ bên trong, giang hồ người tu hành sớm đã chết lặng, tránh trong phòng, trốn ở ngõ hẻm làm bên trong, cẩn thận từng ly từng tí quan sát này một trận chiến giang hồ người tu hành kinh dị toàn thân rung lên, kích động sắc mặt đỏ lên, An Nhạc mi tâm phát sáng, nguyên thần sôi nổi mà ra, càng quét ra, bao phủ toàn bộ gian Lăng phủ, đang dò xét lấy chút gì, quả nhiên, trong lòng kiếm nguyên thần dò xét dưới, nửa yêu yêu khí căn bản không chỗ che giấu, An Nhạc đi theo bàn bạc yêu khí, đi tới một chỗ lộng lẫy đến cực điểm lầu các trước đó, tại lầu các bên trong, An Nhạc gặp được một đám như heo cẩu bị bắt bắt thuần dưỡng tại phòng tối bên trong, trong lòng giam nửa yêu này chút nữa yêu có vẫn chỉ là ba bốn tuổi hài tử, gầy trơ xương, hai con ngươi hào không hào quang, thậm chí không biết mình tương lai vận mệnh nên như thế nào. Tại tối tâm không ánh mặt trời trong lồng giam, tràn đầy đối với cuộc sống chết lặng, để bọn hắn cho là mình sinh ra chính là như thế ti tiện xuống tràn. An nhạc yên lặng hành tẩu tại đây tòa lộng lẫy vô cùng lầu cắt về sau, gian lăng phủ các quyền quý, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ quan lâm tòa lầu cắt này, nhấm nháp trong lầu các chuyên môn sản xuất rượu ngon trở thành tà ác đồng lõa, trong bọn họ, có người không biết này chút hắc ám sao. Kỳ thật cũng không là, chỉ bất quá, bọn hắn không có lựa chọn phản kháng hắc ám, mà là lựa chọn cùng hắc ám thông đồng làm bậy. Giang Lăng Vương theo đại triệu hoàng triều các nơi bắt nửa yêu, mặc kệ là thành thục nửa yêu, cũng hoặc là là tuổi nhỏ nửa yêu, mặc kệ huyết mạch có hay không thức tỉnh, chỉ cần trong cơ thể chảy xuôi nửa yêu huyết mạch, đều là sẽ chụp tới. An Nhạc không khỏi nhớ lại lúc trước Giang Lăng Vương Động dùng huyết trì, trong huyết trì hiện ra sáu tôn cửu cảnh nửa yêu, bọn hắn bị luyện hóa, bất đi bản thân ý chí, ý chí bị áp chế tại linh hồn chỗ sâu, bọn hắn bắt đầu từ này chút trong lầu cát đi ra, trải qua tuyệt vọng hắc ám, mới có thể liền ý chí đều ẩn giấu. An Nhạc toàn thân hạo nhiên kiếm khí phun trào, gần như muốn dâng lên mà ra, muốn rút kiếm trảm bất bình, Giang Lăng Vương, An Nhạc ánh mắt băng lãnh, sát ý nồng đậm. Đối gian Lang Vương sát tâm, đạt đến trước nay chưa có nồng đậm trình độ, cây già dọn dẹp một chút, An Nhạc đi tới lầu các cuối hành lang, vẫn như cũ là bóng tối vô tận, không nhìn thấy quang minh. Hắn nắm lên trường kích, chém ra phong bế cuối hành lang vách tường, quang minh theo trong cái khe chiếu rọi mà vào, chiếu sáng An Nhạc sau lưng từng vị mờ mịt bên trong, mang theo tỷ lệ hy vọng hào quang nửa yêu đám trẻ con. Nhạc ca giao cho cây già, cây già trầm thấp nói ra, mặc dù nó là một cái cây thế nhưng, hắn kỳ thật. Cũng là có thể xưng là yêu, tương lai hắn hóa hình làm người, hành tẩu hồng trần sinh ra dòng giỏi, cũng là xưng là nửa yêu, nếu là hắn dòng giỏi tao ngộ đãi ngộ như thế, hắn sẽ như gì, đặt nương, tức chết cây da, hết thảy cho cây da chết, an nhạc đầu vai bảo thụ gầm thét, cành cây trong nháy mắt phân hóa sinh ra vô số cành cây, cây da đối chiến cường giả có thể không thái hành, thế nhưng, hành hạ người mới lại là có một tay. Lúc trước cái kia bảo thụ sinh cành cây, tại bắc cảnh tiên bên trong chiến trường cổ xuyên thủng rất nhiều bảy tám cảnh người tu hành, đồng thời hút khô máu của bọn hắn cùng thần tâm, một màn kia quả nhiên là kinh diễm đến an nhạc, phốc phốc phốc, nương theo lấy thê lương bi thảm, trong lầu các bất luận cái gì liên quan sự tình người, đều bị cây da cho mặt vào cái thông thấu, cho dù là người tu hành, cũng ngăn không được cây da, an nhạc thần tâm khẽ động, chiến khôi xuất hiện, quấn tại áo choàng màu đen bên trong, đứng lặng sau lưng an nhạc, hắn dự định an bài chiến khôi bảo hộ này chút đáng thương nửa yêu nhóm, rời đi giang lăng phủ, hướng cẩm quan thành mà đi, bây giờ có thể thu lưu này chút nửa yêu liền chỉ có cẩm quan thành, đã từng bị an nhạc sách động sáu tôn nửa yêu cường giả đều gia nhập kiếm trì cung, có chung nhau tao ngộ, này chút nửa yêu ở nơi đó cũng có thể được coi trọng, chiến khôi hộ tống, bây giờ chiến khôi cùng an nhạc một dạng, đều là bát cảnh hậu kỳ, chiến lực rất không tệ bình thường cửu cảnh đều có thể một trận chiến cho dù là cửu cảnh trung kỳ đều không là vấn đề bất quá chiến khôi dù sao cùng an nhạc không giống nhau chưa từng thắc ấn cổ kinh cho nên cũng không có thể giống như an nhạc yêu nghiệp đến cực điểm đối chiến cửu cảnh viên mãn thế nhưng dùng chiến khôi lực lượng hộ tống này chút nữa yêu nhóm rời đi tuyệt đối không là vấn đề đưa tiễn này chút nữa yêu bảo thủ cũng là phẫn nộ thu hồi cành cây chỉnh tòa lầu cát lâm vào tĩnh lặng lại không một chút sinh mệnh khí tức những cái kia phóng túng tội ác, chủ đạo tội ác đồng lõa, đã đều vẫn đi, an nhạc thân hình ánh bạc bùng lên, xuất hiện ở lầu các ngói đen mái công trên nóc nhà, trường kích xỏ xuyên qua nóc nhà, đứng ở trên đó, an nhạc thì là ngồi xếp bằng, liền như vậy ngồi tại lầu các đỉnh, tắm giữa thiên địa Phật tới gió nhẹ, mặc cho thanh phong lay động hắn phát, an nhạc nhắm mắt, tắm gội huy hoàng mặt trời phổ chiếu hào quang, chờ đợi Giang Lăng Vương trở về thủ, toàn bộ Giang Lăng phủ hoàn toàn tĩnh mịch, một ngày này, chết quá nhiều người, rất nhiều tội ác bị cọ rửa, rất nhiều hắc ám bị trảm phá, máu tươi tràn ngập cả tòa thành trì, lại ngược lại nhường thành trì mùi vị càng thêm dễ ngửi. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, giáp ánh sáng ngày xưa kim lân mở, cẩm quan ngoài thành, giáp vị chiếu rọi hào quang lấp lóe không yên, bầu trời đen kịch vô cùng, đè nén trầm muộn mây đen, giống như cự nhân đè thấp nhìn xuống nhân gian khuôn mặt, mang đến to lớn vô cùng áp bách, ngày mùa hè mây. Tại tích xúc một trận ngày mùa hè mưa, đợi đến thời cơ chín mùi, liền sẽ cuốn theo bão táp nhập vào nhân gian, vì sắp bùng nổ một trận đại chiến mà giống lên thanh thế hò hét, đen nghiệp quân đội, đem cẩm quan thành tòa cổ thành này cho triệt để phong tỏa, cẩm quan thành địa thế rất không tệ, có thể là lại không sai, cũng không cách nào chống cự Giang Lăng Vương cùng đại lý quốc quốc chủ sai phái tới quân đội liên hợp công phạt, cẩm quan thành trên cổng thành, thủ thành giáp sĩ nhóm, khuôn mặt kiên nghị, nhếch môi, chịu lấy ngoài thành như hãng hải sóng lớn áp lực cẩm quan thành thành chủ dư giới chính là một vị cửu cảnh trung kỳ người tu hành sắc mặt cương nghị trâu đẹp đón gió mà bay lấy một thân giáp vị eo đeo bảo kiếm xung phong đi đầu đứng lặng đầu tường ở bên cạnh hắn còn có tô mạc già vương yến thăng vạn tiệt liễu chờ kiếm trì cung cường giả trừ bỏ thủ thành giáp sĩ bên ngoài kiếm trì cung các đệ tử cũng tận số tham chiến đứng lặng lầu cổng thành phòng thủ cẩm quan trong thành kiếm trì hồ bờ có một ngụm chung lớn trôi nổi mà lên ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ thỉnh thoảng trường minh khuếch tán ra tiếng chuông bao phủ lại cẩm quan thành cẩm quan thành sở dĩ có thể tại giang lăng vương đại quân công phạt dưới chống đỡ đến bây giờ dựa vào chính là kiếm chung tô cung chủ giang lăng vương triệu hy liên hợp đại lý quốc quốc chủ vị kia đại lý quốc mới đăng cơ quốc chủ càng là thỉnh động trích tinh giáo trưởng lão vận dụng chí bảo xem sao cầu để xem tin đồ tới phá kiếm chung phòng ngự, cẩm quan thành sợ là thủ không được, một khi cẩm quan thành bị phá, các ngươi liền dẫn dân chúng đều lui giữ kiếm trì cung. Kiên trì, có thể còn có thể nhìn thấy hy vọng, dư mổ sẽ dẫn đầu cẩm quan thành thủ thành tướng sĩ nhóm, dốc hết toàn lực giết địch, tận khả năng chém giết kẻ địch, cho đại gia giảm bớt áp lực, đợi đến lão kiếm thánh trở về, cẩm quan thành cuối cùng rồi sẽ gặp lại Quang minh, thành chủ dư giới khuôn mặt quyết tuyệt, khí phách phi phàm. Tô mạc và mi tâm khép mở, kiếm khí tạo thành kiếm cung tại tâm thần trong không gian tản ra quang minh, nàng không có trả lời, lại cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, tiếp xuống tình huống, có thể thật sẽ như dư giới dự đoán như vậy, kiếm chuông đích thật là chí bảo, có thế trích tinh giáo trích tinh cầu đồng dạng là chí bảo, cứ thế bảo áp chế chí bảo, đây cũng là Giang Lăng Vương liên hợp đại lý quốc mục đích, Giang Lăng Vương muốn chính là phá vỡ cẩm quan thành, sẽ mở kiếm trì cung phòng ngự nhưng truyền thừa vạn năm kiếm trì cung ở thời đại này kết thúc dù cho vì thế bị đại lý quốc chia cắt chút tài nguyên đều sẽ không tiếc giang lăng vương quá mạnh luyện thần cùng đoán thể đều là cửu cảnh viên mãn hắn giấu quá sâu bây giờ triển lộ đầy đặn lão kiếm thánh không tại chúng ta làm thật khó dùng cùng hắn chống lại ngoại trừ giang lăng vương còn có một tôn địa ngục phủ diêm vương cộng thêm rất nhiều phán quan cùng quỷ sai trừ cái đó ra còn có giang lăng vương bồi dưỡng ra được cửu cảnh cường giả mà bây giờ hợp lại đại lý quốc, đại lý trích tinh giáo cửu cảnh tinh tú, càng là triển lộ thần uy. Cẩm quan thành thật rất khó, dư giới thở dài, tô mạc và cắn môi, trong mi tâm kiếm khí đinh đinh đang đang, nhìn xuống thi triển đại diễn kiếm trận xúc động, đại diễn kiếm trận là kiếm trì cung cuối cùng bình chướng, một khi bị xé rách, dù cho lui giữ kiếm trì cung, đều khó mà cản trở đại quân, cuối cùng đem máu chảy thành sông, vạn cổ truyền thừa biến thành phế tích, vương yến thăng lão gia tử, không nói gì thêm, gánh vác lấy một ngụm đen kịp đại kiếm Tại bên cạnh hắn, chính là an nhạc đạo nô Lý Thanh Xuyên Một sợi chân linh bị đèn lưu ly thu nạp Bây giờ tồn tại ở an nhạc nguyên thần không gian Lý Thanh Xuyên ôm an nhạc tồn tại tại đệ thất sơn bên trên bảo kiếm Nhất phẩm cực yến quy sào, tam phẩm mặt trì Còn có nhất phẩm định phong ba Đây đều là an nhạc binh khí Lý Thanh Xuyên theo đệ thất sơn mang đến Tham dự vào cẩm quan thành phòng thủ chiến bên trong Hắn biết An Nhạc cùng Cẩm quan thành quan hệ, tự nhiên hiểu rõ tự thân định vị, sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục như vậy. Cẩm quan thành thật sẽ bị công phá, huyết quan đem bao phủ cổ thành, đạo nhân Lý Thanh Xuyên thì thào, hắn thở dài, Giang Lăng Vương Triệu Hy giấu quá sâu, hắn đã từng cùng Giang Lăng Vương đồng hành cộng ẩm, thậm chí uống qua Giang Lăng Phủ bên trong lưu truyền sôi sùng sục rượu ngon, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy một cổ vẻ ý từ trong lòng lan tràn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có toàn lực phòng thủ, triệu hy sở dĩ dám tiến đánh cẩm quan thành, liền là bởi vì lão kiếm thánh đi hướng ly sơn cổ mộ, nếu là lão kiếm thánh trở về, lại đạt được cơ duyên, triệu hy tự nhiên sẽ lui binh, vương yến thăng xem thông thấu, nói ra cẩm quan thành biện pháp duy nhất, đó chính là tử thủ, mây đen vô cùng nặng triểu, phản phất có huyết sắc ở trong đó quay cùng, nộ lôi bào hiếu, kinh lôi như rồng thuộc đang quay cùng, cùng cẩm quan thành tường thành bên ngoài, lít nha lít nhíp giáp sĩ đại quân hô ứng lẫn nhau, Giang Lăng Vương Triệu Hy một thân nho sam, nho nhã hiền hòa, trong tay chập chờn thanh từ chén rượu, chén rượu bên trong là màu đỏ tươi đến cực điểm tử dịch, chính là dùng nửa yêu máu thịt sản xuất, chính là hắn tác phẩm đắc ý, khiến cho hắn vô cùng say mê, kiếm chuông chính là kiếm trũng, chôn giấu lấy vạn năm tuế nguyệt đến nay hạo đảng kiếm hồn, cũng là ta lần này mục đích, đánh hạ kiếm trì cung, liền có thể đồng thời trưởng khống kiếm trì hồ cùng kiếm chuông ta liền có cơ hội trùng kích thập cảnh. Giang Lăng Vương Triệu Hy trong đôi mắt toát ra một vệt tinh mang, nhìn tự hồ tràn ngập ra bi tráng chi ý Cẩm quan Thành, khóe môi treo lên một vệt lạnh lẽo độ cong, không thể không nói, Cẩm quan Thành vị thành chủ kia dư giới, hết sức ngoài ý liệu của hắn, trước đó theo không để ý qua, dù sao chẳng qua là một vị cửu cảnh trung kỳ mà thôi, có thể là, vị thành chủ này giống như linh hồn nhân vật, tại Cẩm quan Thành bên trong uy vọng cao đáng sợ. Nhưng cẩm quan thành thủ thành giáp sĩ nhóm ý chí kiên định tính bền dẻo cực cao tăng thêm chí bảo kiếm chung cộng minh sinh ra tiếng chung hộ vệ khiến cho giang lăng phủ đại quân mấy lần công thành đều là lấy thất bại mà kết thúc cho nên triệu hy không đi không được cùng đại lý hợp lại con đường này triệu hy vô cùng rõ ràng hắn một bên muốn ứng đối đại triệu hoàng triều trở lên trụ quốc lưu quan thế xuất lĩnh bình định đại quân còn vừa phải nắm chắc thời cơ đánh hạ cẩm quan thành áp lực cực lớn hợp lại là vô cùng tốt một con đường đại lý quốc tân quốc chủ mong muốn thủ tiêu quốc sư, tại đại lý trong nước uy vọng, vừa vặn cho triệu hy cơ hội hợp tác, đánh hạ cẩm quan thành. Ta đem chân chính đưa thân thiên hạ đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, cho dù là nguyên môn hoàng đế, ta cũng là có thể cùng tranh tài. Giang lăng vương triệu hy ánh mắt lấp lánh, hắn có u minh truyền thừa, chỉ cần đặt chân thập cảnh, liền có tư cách hóa thân thành chân chính u minh con trai, câu thông u minh, có năng lực chiếu rọi u minh tại nhân gian, thu hoạch được cực lớn lực lượng tăng thêm, đây cũng là hắn giả vọng, người nào cản trở ngăn hắn, đều phải chết, hả, bỗng nhiên, Giang Lăng Vương cầm nắm ở trong tay thanh từ chén nhỏ đột ngột hiển hiện vết trạng, rắc một tiếng, đột nhiên bạo liệt, màu đỏ tươi tử dịch nổ thành sương máu, hưu, một đạo gào thét tới, bột phát ra bén nhọn thanh âm tiễn mất, cuốn theo lấy thư tính, theo Giang Lăng phủ phương hướng phi tốc thị cướp tới, Giang Lăng Vương đôi mắt ngưng tụ, giơ tay lên một túm, tiễn mất liền vững vững vàng vàng rơi vào trong tay của hắn. Bày ra tiễn mất bên trên viết tại trên tờ giấy tin tức, Giang Lăng Vương Triệu Hy đôi mắt ngưng tụ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại sát cơ, an nhạc. Giang Lăng Vương Triệu Hy nho nhã khuôn mặt lập tức vặn vẹo, trở nên dữ tợn đáng sợ, cũng không tiếp tục phục đạm lập minh ước hợp tung cho, an nhạc xuất hiện tại Giang Lăng Phủ Phủ Thành, đại khai sát giới. Chém giết trấn giữ Diêm Vương cùng với thủ thành thống lĩnh, trực tiếp phá hủy ta. Lưu ly tiên lâu, Giang Lăng Vương nhẹ giọng thì thào, đọc lên trên trang giấy miêu tả tin tức. Đầu tiên là không thể tin, An Nhạc mới tu vi gì, một tháng trước còn bị hắn truy sát như chó nhà có tan, không thể không thi triển bí pháp thoát đi, mà bây giờ. Đơn thương độc mã liền dám giết đi Giang Lăng Phủ, nhìn tới. Là tại Thủy Hoàng trong lăng mộ đạt được đại cơ duyên A, liên cửu cảnh hậu kỳ đều có thể chém giết. An Nhạc hẳn là mới ra lăng mộ không lâu, ta nằm vùng, gấp chầm chầm ly sơn thám tử, thế mà không có đem tin tức truyền về, xem ra hẳn là bị Lý Ấu An giết chết, ly sơn chung quanh thiên địa ý chí hỗn loạn, đại đạo xen lẫn, như sương mù che đậy, vô pháp dùng nguyên thần dò xét, nguyên thần của ta cũng không cách nào thời khắc quan tâm, tin tức không có truyền về, ngược lại để An Nhạc giết trở tay không kịp, một người, đơn thương độc mã. Muốn huyết tẩy Giang Lăng Phủ, An Nhạc hẳn là biết ta xuất lĩnh Giang Lăng Phủ Đại quân Liên Hợp Đại Lý Quốc Quân đội, muốn tiến đánh cẩm quan thành, cho nên mới không kịp chờ đợi đơn thương độc mã tiến vào Giang Lăng Phủ, mong muốn bức ta trở về. Giang Lăng Vương Triệu Hy ánh mắt lấp lánh, trong nháy mắt liền phân tích ra an nhạc mục đích, có thể phân tích ra được lại như thế nào. Giang Lăng Vương Triệu Hy thật đúng là không thể không quan tâm Giang Lăng Phủ, mặc cho an nhạc thanh tẩy, lại an nhạc nắm giữ lấy phi hổ quân, nếu là phi hổ quân đánh tới, chiếm lĩnh Giang Lăng Phủ. Vậy đối với Triệu Hy mà nói, thật đúng là sẽ rất đau đầu. Dù sao, Giang Lăng Phủ là triệu hy căn cứ, hắn rất nhiều bí mật, rất nhiều sản nghiệp đều tại Giang Lăng Phủ, chính là hắn khởi thế địa phương, một khi mất đi, đối với vận số ảnh hưởng có thế tuyệt đối không nhỏ, tựa như là đại triệu Hoàng Triều Lâm An Phủ bị công phá, đại triệu quốc vận liền trực tiếp băng cái hơn phân nửa một dạng, Giang Lăng Phủ một khi mất đi, triệu hy phản triệu về sau chỗ dơ lên vận số, liền cũng đem bị hao tổn trọng thương, thật sự là càng rỡ, cũng thật không sợ chết đã như vậy muốn chết cái kia liền thành toàn ngươi gian lăng vương triệu hy trong lòng cười lạnh đối với thực lực bản thân có rất lớn tự tin bởi vì một đoạn thời gian trước không biết vì sao hắn cùng u minh ở giữa liên hệ sâu hơn mơ hồ trong đó thậm chí đều có thể thấy chân chính u minh đây cũng là hắn tự tin một cái chủ yếu căn nguyên huống hồ một tháng trước an nhạc bất quá là thất cảnh người tu hành hắn có thể nghiền an nhạc như chó nhà có tan một tháng sau an nhạc lại yêu nghiệt cũng không thể trực tiếp đối kháng hắn A, à. đến mức an nhạc chém giết cửu cảnh hậu kỳ Diêm Vương, Giang Lăng Vương lại là biết an nhạc có chút ác chủ bài nơi tay, bây giờ, ác chủ bài cũng sử dụng. Cái kia an nhạc, ngoại trừ chết, không có mặt khác kết quả, Giang Lăng Vương triệu hy thần tâm khẽ động, truyền âm mà ra, trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh phá không tới, rơi vào bên cạnh hắn, khí tức hùng hồn, vô cùng cường đại. Chính là ba tôn toàn thân bao trùm lấy huyết sắc cốt giáp nửa yêu, trong hai con ngươi không có thần quang, cốt giáp phản phất theo trong máu thịt của bọn họ phá xuất, uống lượng bao trùm lấy thân thể, lộ ra mười phần dữ tợn. Mặt khác, còn có tinh quang rực rỡ lấp lánh, mấy đạo thân ảnh đến gian lăng vương truyền âm, bồng bình mà tới, chính là từng vị quanh thân quanh quẩn có tinh quang thân hình. Người cầm đầu là một vị lão giả, lão giả mặt mũi hiền lành, khoác lên tô điểm tinh quang y phục, sắc mặt ôn hòa, trừ cái đó ra, còn có một vị thanh niên, cũng là khoác vẫy tinh quang y phục. Đinh Nguyên trưởng lão, An Nhạc trở về, trực tiếp đánh lén ta Giang Lăng phủ đi, bức bách ta trở về, bổn vương liền trở về gặp một lần An Nhạc, gỡ xuống hắn trên cổ đầu người, đến mức cẩm quan thành bên này, trưởng lão có khả năng nếm thử khởi xướng đối cẩm quan thành công phạt, công được hạ tốt nhất, công không được. Thay mặt bổn vương lấy An Nhạc đầu trở về, phá vỡ kiếm trì cung rất nhiều đệ tử nhuệ khí cùng lòng tin, bất quá, có chí bảo xem sao cầu trấn áp kiếm chuông, cẩm quan thành thủ không được quá lâu, Giang Lăng Vương Triệu Hy nói ra, vị kia mặt mũi hiền lành tắm gội tinh quan đinh nguyên trưởng lão cười một tiếng, vương gia cứ việc đi, an nhạc mong muốn công Giang Lăng Phủ tới giải cứu phóng thích cẩm quan thành áp lực, ý nghĩ không sai. Nhưng hắn có chút xem thường vương gia, tại đinh nguyên trưởng lão bên người, một vị tắm gội tinh quang thanh niên vừa cười vừa nói, vương gia, tại hạ đinh thương, đã từng đứng hàng sao trời bản đầu bản, cũng tính là là thiên kiêu hàng ngũ bây giờ đặt chân cửu cảnh, muốn gặp một lần vị này yêu nghiệt đến cực điểm an đại gia. Giang Lăng Vương nho nhã hiền hòa, Ông hòa cười một tiếng, đinh thương thiếu hiệp thiên phú vô song, chững chạc chi linh liền đặt chân cửu cảnh, tương lai có hy vọng, vậy mà như thế, liền theo bổn vương cùng nhau đi chém giết an nhạc. Đinh thương thiếu hiệp nếu có thể tự tay chém xuống an nhạc đầu, chắc chắn khí phách đạt được tăng lên, tương lai đại lộ quang minh. Đinh thương nghe vậy, tự tin cười một tiếng, chẳng qua là nhẹ gật đầu, vậy mà cũng không có khiêm tốn đáp lại Giang Lăng Vương lời nói. Giang Lăng Vương khuôn mặt như thế, nho nhã vô cùng, vừa ý đầu lại là khinh thường đến cực điểm. Mặc dù hắn cùng An Nhạc đứng tại mặt đối lập, nhưng An Nhạc yêu nghiệt trình độ, là hắn triệu hy đời này thấy qua đáng sợ nhất một vị, này đinh thương. 40 tuổi mới miễn cưỡng đặt chân cửu cảnh, cái gì cấp bậc A? Cũng dám cầm tự thân cùng An Nhạc so, chưa từng nhiều lời, triệu hy lưu lại hai tôn bao trùng cốt giáp, bị hắn chém đi chân linh ý chí nửa yêu, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn, điều khiển quân đội, công phạt cẩm quan thành. Một bên khác, hắn triệu hy thì là mang theo một vị bao trùng cốt giáp tuyệt thế nửa yêu, còn có trích tinh giáo đinh thương, cùng nhau hướng phía giang lăng phủ phương hướng đi mà đi. Triệu hy phóng xuất ra khí thế mênh mông, cuốn theo ở đinh thương, cực tốc phá vỡ mây bay, nửa bước thập cảnh khí tức không còn bảo lưu, như một viên sao băng vắt ngang qua thương khung, hướng phía giang lăng phủ trong rủi mà đi còn có dậy sóng sát cơ hiện ra mãnh liệt. Hôm nay, hắn nhất định phải đem An Nhạc triệt để lưu tại Giang Lăng Phủ. An Nhạc ngồi ngay ngắn ở nhà này gọi là lưu ly lâu trên nóc nhà, ngói đen mái cong, hiển thị rõ lộng lẫy, lại bị hắn ngồi tại dưới mông. Trường kích dựng đứng, đen kịp kích thân dưới ánh mặt trời, ngay cả ánh sáng mang cũng không từng chiếu rọi. An Nhạc tóc đen cứng cáp, nhắm mắt ngồi xếp bằng, mi tâm tỏa ánh sáng, trong cơ thể khí huyết phun trào, tại điều động lấy trạng thái cổ lão kinh văn tại màn da hạ nhúc nhích, giống như hỏa diễm đốt cháy nhảy lên, an nhạc thần tâm như lưới, giăng đầy toàn thân, tại nghiên cứu này cổ kinh. Hắn biết theo Giang Lăng Vương xuất hiện, tất nhiên là một trận đại chiến thảm liệt, nhưng cơ hội này, hắn nếu có thể nghiên cứu ra cổ kinh huyền bí, có thể có khả năng tăng lên hạ tu vi chiến lực, đồng thời, thân thể khí huyết cuồn cuộn cũng tại gia tốc đối ngụm thứ hai Sơn Hà đỉnh luyện hóa, Giang Lăng Phủ bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám thở mạnh, thiếu niên mặt giáp bạc ngồi một mình cao lầu, liền nhiếp trong phủ tất cả mọi người kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Dù sao, vị này thiết huyết thiếu niên, giết quá nhiều người, nhường gian lăng phủ đổ máu, nhường gian lăng phủ đệ nhất lâu, triệt để biến thành một tòa chết lâu. Có người ở bên ngoài nhà nhìn thoáng qua, thấy lưu ly trong lầu những cái kia ngày thường vênh vang đắc ý quản sự hộ vệ các loại, đều bị xuyên thủng, đính giết tại trên tường, trên mặt đất, trên bậc thang, cực kỳ thê thảm, máu tươi lệch ra xoay hội tụ thành dòng nhỏ, bỗng nhiên, an nhạc chậm rãi mở mắt ra, tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, hắn thấy được thiên ngoại hướng Tây Bắc, có nồng đậm huyết vân cuồn cuộn tới, phản phất có nhảy nhót lôi đình tại huyết vân bên trong quay cuồng, một cổ bàn bạc uy áp, cách hứa xa, liền không ngừng phun trào trùng kích, như đại lãng thao thiên, giang lăng vương trở về, an nhạc bức bách giang lăng vương trở về mục đích chính là cho cẩm quan thành bên kia buông lỏng chút áp lực bất quá hắn cũng biết giang lăng phủ quân cùng đại lý quốc quân đội thế tất sẽ đối với cẩm quan thành khởi xướng công phạt cứ việc thiếu đi giang lăng vương có thế áp lực vẫn như cũ rất lớn có thế ít nhất thiếu một vị cửu cảnh viên mãn nửa bước thập cảnh giang lăng vương phòng ngự áp lực giảm mạnh có thể phòng thủ càng lâu chờ đợi phi hổ quân gấp rút tiếp viện ổn định thế cục an nhạc đứng người lên mi tâm lóe ánh sáng chậm rãi đứng dậy hư không giáp nở rộ chói lọi ngân mang đôi mắt trầm ngưng đây là An Nhạc chủ động cầu tới một trận chiến đấu, có thể xưng là một trận quyết chiến. Chính như Giang Lăng Vương mong muốn chém giết An Nhạc, giải quyết uy hiếp, An Nhạc cũng muốn chém đi Giang Lăng Vương, ngoại trừ rửa nhục bên ngoài, cũng đầy hứa hẹn cẩm quan thành quét dọn nguy cơ mục đích. Mặt khác, còn có một cái mục đích, An Nhạc trong lòng hiện ra tại Lưu Ly trong lầu nhìn thấy vị kia vị bị cầm tù yêu hài đồng chết lặng vô thần tầm mắt, thấy cái kia bị mài đi máu thịt, thê thảm vô cùng nửa yêu thi thể. Bọn hắn tuy là nửa yêu, nhưng cũng chảy xuôi theo người huyết mạch, chưa từng thức tỉnh huyết mạch trước, kỳ thật cùng người không khác. Vì vậy, An Nhạc lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là đại ác, mà Giang Lăng Vương tế luyện nửa yêu vì khôi, dùng nửa yêu máu thịt cất trụ, Rút ra huyết mạch lực lượng tới nghiên cứu phát minh. Chính là hắc ám đại ác người sáng lập, An Nhạc mong muốn trảm hắn, có thể, cái này thuần túy mục đích, thậm chí đè lên trước hai cái mục đích, Giang Lăng phủ bên trong, huyết sắc bao trùm bao phủ tới trong thành trì không ít người ngửa đầu nhìn lại, hít một hơi thật sâu, có hoảng sợ, có nhảy nhót, có thở dài, có thể, rất nhiều người biết gian lăng phủ hắc ám, nhưng bọn hắn không có dũng khí đánh vỡ hắc ám, bởi vì bọn hắn biết rõ trong đó đáng sợ cùng tuyệt vọng, xa như vậy không phải sức người chỗ có thể chống đỡ lực lượng, mà an nhạc tựa như là một chùm sáng, đục mở hắc ám, rơi xuống điểm điểm quang minh, nhưng hôm nay, này bôi quang minh có thể sẽ bị trảm diệt, bị hắc ám một lần nữa lấp đầy. Bởi vì, Triệu Hy trở về, hắn chính là Giang Lăng Phủ Vương, vì Giang Lăng Phủ. Thần, thần tại, Giang Lăng Phủ. Thì không cho có ánh sáng, chương 205, giấy lên đạo quả vải tuyệt thế sát trận, tác ở giữa trận lên trảm Giang Lăng Vương, lưu ly lâu, Giang Lăng Phủ bên trong cực kỳ lộng lẫy một tòa phủ đệ, xa hoa lãng phí, phồn vinh, tôn quý chính là thân phận tượng trưng, điêu lương ngọc xây, mái công vĩnh lên sừng, rất có phong cách đặc sắc, tại Giang Lăng Phủ, chỉ có quyền quý mới có tư cách đặt chân lưu ly lâu tại lưu ly lâu ngợp trong vàng son hưởng thụ đủ loại chân tu rượu ngon nổi danh nhất chính là do giang lăng vương ủ chế mà ra lưu ly tửu nói là lưu ly tử dịch lại là huyết sắc tản ra dị hương danh xưng là dùng bảo dược ủ chế có nhiều người phàm tục thuế biến sinh ra tu hành khí cảm nhiều người tu hành tu vi tinh tiến công hiệu thậm chí lưu ly tửu còn điểm phẩm dai phẩm dai càng cao đối với tu hành người tác dụng lại càng lớn khiến cho lưu ly tử tại toàn bộ đại triệu hoàng triều bên trong đều rất có nổi danh, nói là chén rượu thiên kim đều không quá đáng. Bây giờ, giang lăng phủ phồn thịnh nhất lầu cát, lại là biến thành một tòa tử địa, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông. Trên nóc nhà, ngói đen thấm vào máu tươi, tràn ngập huyết tinh, có thiếu niên mặt giáp bạc chậm rãi theo trên nóc nhà đứng lặng, nhìn thẳng phương xa, mi tâm lóe ánh sáng, khí phách như thần chỉ, toàn bộ giang lăng phủ câm như hến không người dám lớn tiếng náo động cùng lên tiếng, chẳng qua là kinh ngạc nhìn mái nhà, thiếu niên khí phách như sơn hà, càng có hạo nhiên phun trào, muốn tẩy đi thành bên trong hắc ám cùng tội ác, có thể là, rất nhiều người không hiểu, vì sao an nhạc còn không rời đi, tiếp xuống đem đứng trước tử kiếp A, dù sao nơi này là Giang Lăng Phủ, bây giờ Giang Lăng Vương khởi binh phản triệu, khí thế vô song, uy thế vô lượng, há là có thể tùy tiện chống lại, an nhạc thừa dịp Giang Lăng Vương không tại Giang Lăng Phủ thời cơ, chém giết cường giả, nhường Giang Lăng phủ đổ máu, như chiến tích này đã rất là không tệ, có thể bình yên rời đi, nhưng hắn giết hết người, huyết tẩy một tòa thành, nhưng như cũ ngồi ngay ngắn chờ đợi, là bành trướng vẫn là tự tin, hắn chẳng lẽ cảm thấy tự thân có thế chiến cử cảnh viên mãn Giang Lăng Vương, mơ hồ trong đó, lại là có một loại quyết chiến không khí, tại Giang Lăng phủ bên trong sen lẫn tràn ngập, huyết vân cuồn cuộn tới, Giang Lăng Vương đứng lặng giữa không trung, nho sam bay lên, trên mặt ôn hòa mỉm cười, khi nhìn đến ngồi ngay ngắn ở lưu ly lâu bên trên an nhạc thời điểm liền bắt đầu dần dần biến mất thậm chí hoàn toàn không thấy chỉ lưu có âm trầm cùng phẫn nộ lưu ly lâu là tâm huyết của hắn là hắn vơ vét tài phú một cái thủ đoạn cùng diêu tiền thụ càng là ẩn giấu đi hắn to lớn bí mật nhưng hôm nay lưu ly lâu bị an nhạc cho huyết tẩy an đại gia tới bổn vương giang lăng phủ bổn vương chưa từng đón lấy là bổn vương chi tội không bằng ngươi ta ngồi xuống nhưng bổn vương thỉnh an công tử uống ngừng lại rượu mảnh trò chuyện một thoáng như thế nào bổn vương kỳ thật cũng không muốn làm to chuyện an công tử tiến vào giang lăng phủ là muốn bức bách bổn vương trở về giảm bớt đại quân đối cẩm quan thành công phạt áp lực a sự tình hết sức dễ thương lượng bổn vương đã từng nhiều lần vào cẩm quan thành đối kiếm trì cung cũng rất có hiểu rõ nếu là có thể bất động trang qua giải quyết tự nhiên tốt nhất giang lăng vương nho nhã cười một tiếng thế nhưng sau lưng sinh ra huyết vân lại là khiến cho hắn này phần nho nhã, lộ ra có chút dữ tợn. An nhạc thân mang ngân giáp, trường kích vẫn như cũ cắm ở trên nóc nhà, xuyên thủng ngói đen, thẳng tắp đứng vững, đôi mắt hào không dao động, trong bình tĩnh mang theo sát cơ, nhìn Giang Lăng Vương, đối với Giang Lăng Vương lời nói, không có trả lời. Giang Lăng Vương Triệu Hy cũng là cũng không giận, cười nói, An công tử nếu là có thể thuyết phục kiếm trì cung, giao ra kiếm chuông tại bổn vương, cùng với đem kiếm trì hồ tương lai trăm năm quyền sử dụng giao cho bổn vương, bổn vương tự nhiên có khả năng hạ lệnh nhường đại quân lui binh, dù sao, đánh hạ cẩm quan thành, một khi thành phá, vẫn là cơ sẽ tạo thành sinh linh đồ tháng, đó là bổn vương chỗ không muốn nhìn thấy, Giang Lăng Vương lời nói, đạo mạo trang nghiêm vô cùng, nói đúng không nguyện nhìn thấy, nhưng trên thực tế, vu Giang Lăng Vương mà nói, người bình thường sinh cùng tử, hắn căn bản sẽ không quan tâm, một tôn tru diệt vô số nửa yêu bạch quốc chồng chất như núi tà tu, như thế nào sẽ để ý phàm tính mạng người. Vì vậy, hắn lời nói này, kỳ thật liền là đang uy hiếp An Nhạc, nói cho An Nhạc, cẩm quan thành thành trì bị công phá sau xuống tràn. An Nhạc nghe vậy, trong đôi mắt lãnh ý càng dày đặc, trên thân mơ hồ tựa hồ cũng có hạo nhiên kiếm khí một chút tràn ra, không cần nhiều lời, chém ngươi, liền hết thảy dễ nói. An Nhạc cuối cùng mở miệng, thanh âm lại vô cùng lạnh lùng, đối với Giang Lăng Vương uy hiếp, An Nhạc đương nhiên sẽ không rối tung lên, chỉ có toàn lực ứng phó chém Giang Lăng Vương, hết thảy đều sẽ kết thúc, sát cơ nồng nặc xen lẫn, hắn đối Giang Lăng Vương sát tâm, đi đến một cái trước nay chưa có sôi trào cấp độ, Giang Lăng Vương trên khuôn mặt ý cười hoàn toàn biến mất, hắn cũng không lãng phí nửa miệng lưỡi, hắn sợ dĩ mở miệng cùng An Nhạc nói chuyện với nhau, tự nhiên là vì tê liệt An Nhạc, phòng ngừa An Nhạc lại lần nữa bỏ chạy, lần trước, An Nhạc tại hắn ngay dưới mắt bỏ chạy, khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, Hắn đến để phòng một tay, bất quá, hiện tại xem ra, An Nhạc căn bản không có trốn khả năng, nói cách khác, An Nhạc vậy mà thật dự định lưu lại cùng hắn quyết chiến, quả nhiên là càng rỡ đến cực điểm a. Chẳng lẽ là có bài tẩy gì? Giang Lăng Vương ánh mắt lấp lánh, trong lòng lại là không tự chủ được cảnh giác lên, An Nhạc ác chủ bài rất nhiều, tại Lâm An bên trong, từng dùng ác chủ bài chém thái sư Tần Ly Sĩ, kinh diễm cả tòa thiên hạ, có thể hôm nay An Nhạc lưu lại một chiến duyên cớ, cũng là bởi vì cái kia ác chủ bài có khả năng một lần nữa vận dụng, Giang Lăng Vương không dám kinh thường, trong lòng bay lên cảnh báo, bên cạnh hắn, một tôn máu thịt bên trong sinh ra cốt giáp nửa yêu khôi, băng lãnh huyền không, bàn bạc yêu khí cùng khí huyết xen lẫn lan tràn, tản ra khí tức ngột ngạt, nửa yêu khôi nhìn chồng chọc vào An Nhạc, trong đôi mắt màu đỏ tư sát cơ, không che giấu chút nào, trừ cái đó ra, tại Giang Lăng Vương bên cạnh người, còn có trích tinh giáo thiên tài đinh thương đồng dạng là họ đinh cùng vị trưởng lão kia đinh nguyên có huyết mạch ở giữa liên hệ giờ phút này đinh thương trên người tinh thần bào phục có tinh quang lấp lánh trôi nổi tại không tóc đen phần phật ánh mắt sáng lạng nhìn đứng lặng tại trên lầu các an nhạc có từng điểm từng điểm chiến ý tại đồng tử bên trong ngất nhiễm vương gia tại hạ nghe qua an đại gia tên hôm nay vừa nghe cũng là có cơ hội cùng hắn giao lực tay một cái vương gia có thể cho tại hạ một cơ hội Đinh Thương vừa cười vừa nói, sau lưng một thanh lưu chuyển sao trời bảo kiếm ra khỏi vỏ, giống như tinh huy sen lẫn, hắn phong thái bay lên, ánh mắt sáng lạng, ý chí chiến đấu sụp sôi. Giang Lăng Vương trên khuôn mặt nho nhã nụ cười lại lần nữa hiển hiện, cười nói, Đinh Thương công tử chính là trích tinh giáo thiên kiêu, tự nhiên không kém an nhạc, an nhạc bất quá bát cảnh, cùng Đinh Thương công tử làm sao có thể so, Đinh Thương công tử nếu muốn chiến, cái kia bổn vương đương nhiên sẽ không cản trở chúc Đinh Thương công tử thắng ngay từ trận đầu, Dương Trích tinh giáo uy danh. Đinh Thương nghe vậy, khí phách càng tăng vọt, chân đạp ở không trung, tinh quang tràn ngập kiếm khí triển lộ ra sáng chói kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều giống như sao băng vạch phá bầu trời đêm, lôi kéo ra sao trời dấu vết. Oanh, Đinh Thương dùng chững chạc chi linh, đặt chân đến cửu cảnh, quả thực là có tự ngạo tiền vốn, dù sao, bác cảnh người tu hành liền có thể sống 300 năm thọ nguyên, rất nhiều cửu cảnh đều là qua trăm tuổi mới hoàn thành đột phá, chững chạc chi linh đột phá, có thể xưng là thiên tài. Sao băng kiếm, Đinh Thương mong muốn dẫm lên an nhạc mà nổi tiếng thiên hạ, một cái bừa bãi vô danh người mong muốn nổi danh, nhanh nhất phương thức là như thế nào, tự nhiên là dẫm lên trên đời này có danh khí nhất những người kia mà lên trời lên. An nhạc tại như nay thế hệ trẻ tuổi bên trong, thanh danh hiển hách, thời gian tu hành vô cùng ngắn ngủi, lại là thật sớm đột phá đến thất cảnh, thiên phú chi yêu nghiệt đã sớm được xưng là gần với nguyên môn hoàng đế tuyệt thế thiên kiêu cho nên dẫm lên tuyệt thế thiên kiêu hắn đinh thương tự nhiên có dương danh cơ hội hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này đánh với an nhạc một trận đinh thương vẫn có chút lòng tin dù sao trước đó lấy được tin tức là an nhạc bất quá thất cảnh tu vi bị giang lăng vương truy sát tựa như chó nhà có tang căn bản cùng cửu cảnh người tu hành không có lực đánh một trận bây giờ an nhạc khí phách mạnh mẽ rõ ràng đã không còn là thất cảnh tăng lên tới bát cảnh, có thể chiến lực tăng lên chút, thế nhưng hắn chính là cửu cảnh. An nhạc thiên phú coi như lại yêu nghiệp, hắn đinh thương cũng không tính là phàm tục, cửu cảnh ép bát cảnh có lẽ vẫn là làm đến đi, huống hồ, dầu gì, hắn đánh không lại an nhạc, trốn luôn có thể trốn đi được, còn có Giang Lăng Vương ở một bên bảo hộ lấy, an nguy của hắn tự nhiên là không cần lo lắng, đánh thắng dương danh, thua cũng không có gì đáng ngại, không có nguy hiểm tính mạng, chuyện tốt như vậy hắn đinh thương có lý do gì không ra tay đâu. An đại gia, trích tinh giáo đinh thương, đến đây thỉnh giáo. Đinh thương hào khí vượt mây lời nói vang vọng chấn động, vang vọng tại giang lăng phủ trên thành không. Giang lăng vương trên khuôn mặt, một lần nữa bao phủ mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt lấp lánh nhìn xem. An nhạc theo ngồi xếp bằng tư thái đứng lên, chân đạp lưu ly lâu ngói đen, mi tâm lóe ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy nguyên thần ngồi ngay ngắn, thần tâm lực lượng giống như sóng triều bao phủ, trải đẳng giữa thiên địa đinh thương sao băng kiếm đánh tới thuộc về trích tinh giáo đỉnh cấp kiếm thuật kiếm khí vung vãi như sao băng bất quá tại an nhạc trước mặt hiện ra kiếm thuật này đinh thương chỉ có thể nói quả thực có chút ý chắc hẳn phải vậy an nhạc đối với kiếm có trời sinh duyên thông thần kiếm thể kinh khủng bực nào càng không nói đến là bây giờ khắc ấn đầy cổ lão kinh văn thông thần kiếm thể đối với kiếm khí thậm chí sinh ra bản thân miễn dịch an nhạc tầm mắt khóa chặt giang lăng vương hắn đằng đằng sát khí hôm nay mong muốn chém giết tự nhiên là giang lăng vương chỉ có trừ bỏ giang lăng vương mới có thể tính tạm thời dọn sạch áp lực đinh 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 an nhạc quanh thân hư không giáp bột phát ra sáng chói ngân mang đinh thương sao băng kiếm đập xuống thậm chí liền hư không giáp phòng ngự cũng không từng phá vỡ liền trực tiếp bị đẩy lùi Tuế mở như kiếm quan bao phủ tại thành bên trong phòng ốc cùng trên tường thành bao phủ xuyên thủng ra rất nhiều lỗ thủng đinh thương hơi biến sắc mặt trong lòng không khỏi nồng đậm An nhạc bên ngoài thân cái kia màu bạc giáp vị, tuyệt đối là một kiện phẩm trật không thấp pháp bảo. An nhạc vương tay bắt lấy trường kích, nương theo lấy trong yên tĩnh vang lên chói tai tiếng ma sát. Lưu ly cắt trên đỉnh ngói đen bắt đầu không được rung động, mơ hồ có muốn bạo liệt xu thế. An nhạc ánh mắt trực tiếp vượt qua đinh thương, nhìn về phía sau người giang lăng vương. Trong mắt của hắn địch thủ chỉ có giang lăng vương, bởi vì, này một trận chiến hắn nhất định phải chém giang lăng vương. Đinh thương trong lòng có chút tức giận, hắn tự hồ bị an nhạc bỏ qua, cái này khiến hắn rất không cam lòng, trên người khí phách liên tục tăng lên, lan tràn tinh quang nhất phẩm bảo kiếm, chạy như bay trôi nổi tại hắn quanh thân, tinh quang sáng lạn ngươi tại xem thường ta, đinh thương trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, chỉ có chém giết an nhạc mới có thể rửa sạch này phần sỉ nhục, bác cảnh xem thường cửu cảnh. Thế nào dũng cảm, đinh thương gầm thét, khí huyết sôi trào, thần tâm cực điểm thăng hoa, nguyên thần sôi nổi ra thần tâm không gian, giống như lăng kim mặt trời nở rộ vô tận sáng chói mang bảo kiếm bị hắn nắm trong tay hắn hướng phía an nhạc đột nhiên đánh tới một kiếm này dường như chân đạp sao trời hoành không bà đến máu của hắn sôi trào trạng thái rất tốt có lẽ là bị an nhạc bỏ qua nhưng trong lòng hắn hỏa diễm bội đốt bắn ra trước nay chưa có sát phạt an nhạc đôi mắt khẽ động sôi nổi ánh mắt cuối cùng thu hồi rơi vào đinh thương trên thân Trích tinh giáo đại lý quốc cùng giang lăng vương hợp lại tại tấn công cẩm quan thành. Ngươi cùng Giang Lăng Vương đồng hành, ngươi nhúng vào, An Nhạc Đạm Mạc nói, đại lý quốc chủ tôn sùng quốc giáo, trích tinh giáo bây giờ tại đại trưởng lão dẫn đầu dưới, thế tất đi về phía huy hoàng, thái thượng trưởng lão trở về, trưởng khống đại lý quốc, tương lai chắc chắn tại thiên hạ như quái vật khổng lồ chiếm cứ, không người có thể chống lại, đinh thương lần thứ nhất nhìn thấy An Nhạc đáp lại hắn, đôi mắt gợn sóng, đúng là có mấy phần kiêu ngạo cảm xúc phun trào. An nhạc khóe môi cong lên, vậy xem ra, ngươi chính là lẫn vào đến cẩm quan thành vây quét, dường như thì thào mở miệng. Sau đó, an nhạc nắm màu đen trường kích, người khoác màu bạc hư không giáp, từ lưu ly rơi trên lầu cát, nhẹ nhàng bước ra một bước, cái kia bị hắn một mực dẫm lên mảnh ngói bắt đầu kịch liệt lay động, mà chung quanh chỉ còn lại có chói lọi ngân mang, an nhạc thân hình đã không thấy, không gian nhảy vọt, đinh thương bên cạnh người, tóc đen cứng cáp bay lên an nhạc, người khoác ngân giáp, vai sinh bảo thụ cầm nắm trường kích mà hiện, trường kích mũi đao lập lòe băng lãnh hàng mang, ngang tàn quét qua đường cong, hướng phía đinh thương ném tới, đinh thương trong lòng kinh hải, an nhạc này trực tiếp vượt ngang không gian thủ đoạn, khiến cho hắn lông tơ dựng thẳng, đối mặt kích tới trường kích, hắn không thể không thu hồi bảo kiếm, phòng thủ ngăn cản, nhưng mà, lưỡi kích chém xuống trong nháy mắt, một cổ kinh khủng, giống như vạn trượng sơn nhạc đổ xuống cảm giác áp bách, theo thân kiếm bao phủ, rắc, nhất phẩm bảo kiếm mặt ngoài, tinh quang gào thét bị trảm sụp đổ khuếch tán, giống như là hóa thành tinh sương mù tràn ngập, mà đinh thương trong nháy mắt phúng huyết, lực lượng kinh khủng đụng vào hắn thân thể, khiến cho hắn lòng ngược lõm, sau đó chỉ cảm thấy một cổ xé rách cảm giác nương theo lấy đau thấu tim gan đau dữ dội, bao trùm trong đầu của hắn, trải rộng hắn thân thể, đinh thương liền thấy nhục thân của mình, bị an nhạc một trường kích cho trực tiếp tích bạo, giống như là bị cao tốc trong rủi bánh xe cho ép qua khí cầu, trong nháy mắt nổ tung giống như một đoàn sương máu trên không trung tỏ khắp điểu điểu hướng phía bốn phía khuếch tán nhìn thấy mà giật mình cực kỳ chấn động một vị song cửu cảnh sơ kỳ người tu hành tại trích tinh trong giáo cũng có thể coi là thiên tài hàng ngũ tồn tại thế mà bị an nhạc vừa đối mặt liền trực tiếp đánh nổ đinh thương nguyên thần sắc mặt trắng bệch vô cùng trôi nổi mà lên ý tuyệt vọng lan tràn vạn phần hoảng sợ chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy đinh thương mong muốn dẫm lên an nhạc dương danh dù cho bại kỳ thật cũng cũng không thèm để ý, chỉ bất quá. Lại chưa từng nghĩ, hắn liền an nhạc một chiêu đều ngăn không được, một kích nện xuống, liền nện bạo hắn thân thể, đinh thương đều nhanh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, lúc trước hắn là tại tu hành sao. Vì sao cửu cảnh hắn sẽ bị một vị bác cảnh hậu kỳ cho thuấn sát, đồng dạng là thiên tài, lẫn nhau thiên phú ở giữa có thể tồn tại trên lệch, hắn đinh thương hoàn toàn chính xác không bằng an nhạc. Có thế tu vi cảnh giới chẳng lẽ còn vô pháp xóa đi này phần trên lệch, đinh thương nguyên thần trôi nổi, mờ mịt lại kinh dị, an nhạc hai con người giống như kim đăng, lường đinh thương nguyên thần liếc mắt, cửu cảnh sơ kỳ. Cũng dám tới người giả bị đụng hắn, chẳng lẽ hắn chém giết địa ngục phủ diêm vương này tôn cửu cảnh hậu kỳ cường giả tin tức không có truyền đi, lại cũng hoặc là là, này người, liền là thuần túy đi tìm cái chết. Đối với hợp lại Giang Lăng Vương vây công cẩm quan thành đại lý quốc trích tinh giáo cường giả, An Nhạc tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm, bất quá, bởi vì vị quốc sư kia lục dựa vào núi, còn có đã từng thấy qua nữ tử kiếm tiên lục tử vi, cho nên An Nhạc cố ý hỏi thăm một phiên. Kết quả, Đinh Thương trả lời, liền đã chú định trận này thảm bại cùng tử cục, thần tâm khuếch tán xen lẫn, hình thành một vệt kiếm quang, kiếm quang lưu ly, chính là tâm kiếm hào quang, ngang tàn trảm ra nguyên thần chi huyết bảo tố bay, đinh thương nguyên thần rú thảm, bất quá vậy mà chưa từng bị triệt để chém đi, trên đó hiện ra một bức sao trời sen lẫn bức họa, mơ hồ trong đó tản mát ra chí bảo khí tức, đinh nguyên trưởng lão quả nhiên là ưa thích cùng coi trọng cái này hậu bối, thế mà đem xem sao cầu một chút vi năng cùng hắn buộc chặt, muốn bảo hộ hắn linh hồn, này có thể thực là có chút công khí tư dụng. Giang Lăng Vương nhẹ cười rộ lên, đối với rú thảm đinh thương nguyên thần, hắn không có chút nào ra tay trợ giúp ý tứ, an nhạc muốn giết, vậy dĩ nhiên là giết đinh thương tốt nhất, cái gì A Miu A cậu cũng dám hung hăng càng quấy, khen tặng hai người câu còn tưởng thật, còn tới khiêu chiến an nhạc, 40 chững chạc chi linh cửu cảnh rất lợi hại phải không? Như thế kéo khố cũng không biết tại đắc ý cái gì, Giang Lăng Vương khinh thường nở nụ cười, trong đôi mắt đều là lạnh lùng, đối mặt đinh thương nguyên thần xin giúp đỡ, hắn thờ ơ, an nhạc giết đinh thương tốt nhất, vừa vặn triệt để nắm trích tinh giáo trưởng lão Đinh Nguyên cho làm mất lòng, nhưng trích tinh giáo có thể càng khăng khăng một mực tiến đánh cẩm quan thành. Đây cũng là Giang Lăng Vương từ vừa mới bắt đầu liền muốn muốn hiệu quả, chí bảo. Với ai dường như không có, huống hồ này còn không phải là chân chính chí bảo, chẳng qua là một sợi chí bảo khí tức, bảo hộ nguyên thần mà thôi. An nhạc nhấp nhô nói ra, trên người hư không giáp ngân mang bùng lên, sau một khắc, trong đó bắn ra màu bạc thần mang, đang xen rung rung không gian áo nghĩa cùng năng lượng. Oanh, đinh thương nguyên thần bên trên bức tranh các vì sao bị hư không thần mang cho sông bạo tán, lại cũng khó có thể hình thành phòng ngự, tâm kiếm chém xuống, chém đi đinh thương đầu, mang theo nguyên thần chi huyết, mưa ánh sáng trận trận dội, đinh thương liền như vậy xui xẻo hồ bôi liền vẫn đi bị chém giết. Cẩm quan ngoài thành, đại lý quốc đại quân trải rộng, cùng giang lăng phủ quân đội xen lẫn, vi đổ cẩm quan thành, chặt đứt cẩm quan thành cùng ngoại giới liên hệ cho cẩm quan thành mang đến không ngừng bao phủ áp bách. Bỗng nhiên, đại lý quốc trong quân doanh, một vị người khoác tinh thần bào phục, mặt mũi hiền lành lão nhân mảnh mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo đau lòng cùng chấn nộ, thương mà, trích tinh giáo trưởng lão Đinh Nguyên, lập tức bi thống gầm thét, Đinh thương chết rồi, xem sao cầu cùng hắn nguyên thần buộc chặt một vệt khí tức, thế mà đều bị chém đi, ý vị này Đinh thương gặp căn bản khó mà chống lại lực lượng, chết không thể chết lại, Giang Lăng Vương Triệu Hy không phải mang theo thương mà đi vây giết An Nhạc sao, thương mà làm sao lại như vậy đã chết đi, Giang Lăng Vương Triệu Hy. Chẳng lẽ đều không xuất thủ cứu giúp, Đinh Nguyên đau lòng vô cùng, che ngực, khuôn mặt dữ tợn, mất con thống khổ trước không nói, bây giờ bởi vì vị quốc sư lục dựa vào núi cùng Thái Thượng Trưởng Lão đều là đặt chân đến Thủy Hoàng Mộ Tán Bên trong thăm dò cơ duyên, vì vậy, xem sao cầu do hắn tạm thời đời trưởng, bởi vậy hắn mới dẫn dắt một sợi khí tức cùng Đinh Thương Giao Hòa có thế theo đinh thương nguyên thần bên trên cái kia sợi chí bảo khí tức bị chém đi đinh nguyên nguyên thần cũng là nhận phản hồi khó chịu vô cùng giống như bị róc xương lóc thịt một đao thậm chí tràn lan ra điểm điểm nguyên thần chi huyết an nhạc đinh nguyên hít sâu một hơi vận chuyển tu hành pháp tỉnh dưỡng nguyên thần ánh mắt của hắn theo trong doanh địa bắn ra mà ra rơi vào cẩm quan thành trên tường thành sát cơ cuồn cuộn hắn nguyên thần gợn sóng gọi đến đại lý quốc vài vị dẫn đội cửu cảnh tướng quân hạ lệnh phát động đối cẩm quan thành phát động công phạt, an nhạc giết hắn dòng giỏi, vậy hắn liền công phá cẩm quan thành, sang bằng kiếm trì cung, nhưng an nhạc cũng nhận thức một trận bi thống cảm giác, bất quá, đinh nguyên tâm vẫn là đang rỉ máu, đinh thương chết đi, vô pháp sống lại, cuối cùng vẫn là càng bi thống chút, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng đinh thương theo giang lăng vương triệu hy đi tới vây giết an nhạc, giang lăng vương triệu hy, đinh nguyên hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lấp lánh, Bây giờ đại lý cùng Giang Lăng mặc dù là hợp lại quan hệ, chỉ khi nào cẩm quan thành công phá, kiếm trì cung đạp phá, quan hệ của song phương, chắc chắn đối địch, những ngày qua ở chung, nhưng Đinh Nguyên cảm nhận được Giang Lăng Vương Triệu Hy đáng sợ. Trong đêm tối, có tiếng kèn giòn vang, trống trận giống lên, tinh quang từ cửu thiên chi thượng bày vẫy, phát họa đang dệt ra một bức chói lọi sao trời bức tranh, phản phất có tinh hải ở trong đó chậm rãi cuốn lên, ông ông ông, cẩm quan nội thành một ngụm cổ chung chấn động, hạo đảng tiếng chuông như sóng triều lao ra, cùng xem sao cầu rơi xuống tinh huy va chạm, tiếng chuông cùng tinh huy sen lẫn đập, vô hình chí bảo khí thế tại va chạm sáng tắt, hai cổ năng lượng ba động tại lẫn nhau dây dưa nổ tung, bởi vì chí bảo va chạm nhau hình thành cuồng phong bỗng nhiên gào thét, tại cẩm quan trước thành nổi lên, gào rít giận dữ như quỷ khóc, bào hiếu như kinh lôi, giang lăng phủ vùng trời, sương máu mông lung, đinh thương trong nháy mắt bị chém giết, nhưng lại vì ảnh vang đến quá nhiều, chẳng qua là nhường an nhạc cùng Giang Lăng Vương ở giữa bầu không khí, bằng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều cùng huyết tinh. An nhạc cầm nắm trường kích, ánh mắt lập lòe như kim đăng, khí phách liên tục tăng lên, trong cơ thể da thịt tầng ngoài, cổ lão kinh văn như ngọn lửa bùng cháy, tại không được nhảy lên, nhường an nhạc khí huyết càng cường thịnh. Giang Lăng Vương đôi mắt nheo lại, nho nhã không còn, bây giờ Giao Phong chỉ có hắn cùng an nhạc, tự nhiên không cần lại duy trì nho nhã hình ảnh tháo xuống mặt nạ dối trá, một chút huyết mang theo Giang Lăng Vương trong cơ thể chảy xuôi tràn ra, cuối cùng tại sau lưng của hắn hóa thành một tôn huyết trì, cùng với một khẩu huyết chung, U Minh huyết trì chính là hắn lấy được truyền thừa, đến mức huyết chung càng là hắn quan sát U Minh về sau, dùng trong U Minh một ngụm khủng bố đến cực điểm chung lớn vì hình thức ban đầu sáng lập nấu luyện ra pháp bảo, tại trở thành Giang Lăng Vương này chút năm tháng dài đằng đẵng, hắn dùng Giang Lăng vì căn cứ địa, bắt thiên hạ nửa yêu huyết mạch người chút xương, chích máu đổ vào huyết chung, cuối cùng quẩn dưỡng ra này khẩu huyết chung, nhưng huyết chung phẩm trật đạt đến nhất giai trí bảo cấp bậc. Phải biết, đây chính là mô hình bàn u minh của chung bàn tạo huyết chung, vẻn vẹn chẳng qua là bàn tạo huyết chung đều có thể đi đến trí bảo cấp độ. Cái kia tọa lạc trong u minh ngụm kia đỉnh thiên lập địa giống như hoành áp thiên vũ bảo chung, nên hạng gì cấp bậc pháp bảo, Giang Lăng Vương tự nhiên biết trí bảo điểm tam giai, cùng thập cảnh người tu hành một dạng, dựa theo vượt qua tai kiếp tới phân chia, niết bàn chi hỏa, phá thần chi phong, yên diệt chi lôi. Đem đối ứng tam kiếp, chính là trí Chí bảo tam giai, có thế cho dù là giang lăng vương đều không cách nào tưởng tượng, siêu việt trí bảo pháp bảo, lại là cái gì cấp độ bảo vật, phải biết dù cho sơn hà đỉnh. Đơn độc sách ra tới một tôn, cũng chỉ là tam giai trí bảo thôi, huyết trì cùng huyết chung cụ hiện, giang lăng vương khí tức trở nên huyết tinh, tỏa ra hắn nho nhã nho sam đều nhiễm lên huyết sắc, khuôn mặt dữ tợn, như vừa bước ra huyết trì ác quỷ, hắn nhìn chầm chầm an nhạc, ánh mắt lãnh tịch, lại sát cơ nghiêm nghị, ra tay, Giang Lăng Vương Hoàng là hết sức cảnh giác, muốn phòng ngừa an nhạc bùng nổ ác chủ bài, cứ việc, dù cho an nhạc thật sự có ác chủ bài, hắn cũng không sợ, trải qua đoạn thời gian trước không hiểu thấu thế thân, đạt được U Minh Quyển chú ý, hắn bây giờ Tu Vi đã đạt đến cửu cảnh viên mãn, chỉ kém bảy may liền có thể phá vỡ bình cảnh đặt chân thập cảnh hắn vô cùng tự tin bất quá an nhạc quả thực quá mức quỷ dị cùng yêu nghiệp cho nên hắn vẫn là muốn phòng một tay trống giang lăng vương chu thân cái kia tôn theo trong thân thể sinh ra cốt giáp nửa yêu hướng phía an nhạc kéo ra răng nanh phát ra bào hiếu huyết khí quấn quanh lấy yêu khí bắn ra khí phách trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành một đạo huyết quang hướng phía an nhạc đánh giết tới an nhạc trường kích mảnh ném ra hạo nhiên kiếm khí tại lưỡi kích phía trên mơ hồ nhập vào xuất ra lấp lánh, cong, trường kích cùng huyết cốt nửa yêu va chạm, phát ra tinh thiết giao thương thanh âm, lực lượng lẫn nhau phát tiết va chạm, huyết cốt nửa yêu thân thể vô cùng bền bỉ, chính là giang lăng vương kiệt tác, bằng được cửu cảnh viên mãn, đạt đến thân thể cực hạn, thế nhưng, khuyết điểm duy nhất chính là huyết cốt nửa yêu trưởng thành có hạn mức cao nhất, cửu cảnh viên mãn chính là hạn mức cao nhất, không cách nào lại tinh tiếng là vĩnh viễn không có khả năng đi đến thập cảnh trình độ tồn tại hư không tán thủ hư không giáp ngân mang nở rộ không gian ba động sen lẫn an nhạc đánh ra hư không tán thủ năng lượng trên không trung sen lẫn màu bạc chói lọi bàn tay to hoành kích trời cao đập vào huyết cốt nửa yêu trên thân điên cùng huyết cốt nửa yêu bị ngang tàn đánh bay trên không trung lăn lộn nện ở phủ thành mặt đất khiến cho mặt đất trong nháy mắt che kín sen lẫn vết trạng dù cho phủ thành bên trong có hộ thành trận pháp bảo hộ có thế đối mặt cửu cảnh viên mãn cường giả va chạm, vẫn như cũ khó mà kháng trụ, này giáp vị. Chính là một kiện tam gia chí bảo, người đoán thể tu vi bát cảnh hậu kỳ, vậy mà có thể cùng bổn vương huyết cốt nửa yêu ngạnh bính thân thể. Quả thật là yêu nghiệt a à, giang lăng vương đôi mắt thích chặt, sau lưng huyết trì quay cùng, huyết chung nổ vang, trong lòng bay lên tối kỵ đan. người tại Thủy Hoàng trong lăng mộ đạt được đại cơ duyên, thân thể đạt được thuế biến, bền bỉ vô cùng bây giờ ngươi, không kém gì bất luận cái gì một tôn cửu cảnh hậu kỳ, có thể cùng cửu cảnh viên mãn một trận chiến. Khó trách ngươi dám đơn thương độc mã đánh tới Giang Lăng Phủ, Giang Lăng Vương thở ra một hơi, hắn tự thân chính là thiên kiêu, có thế đối mặt an nhạc dạng này yêu nghiệt, hắn vẫn cảm giác được vô lực, phát giác được tự thân cùng an nhạc trên lệch, này phần trên lệch, khiến cho hắn thấy xấu hổ, bị U Minh xem trọng hắn, há có thể bị an nhạc làm hạ thấp đi, hôm nay, ngươi phải chết đi. Giang lăng vương trong mắt sát cơ nghiêm nghị Không nửa quan sát Hắn đã nhìn ra An nhạc chính là là bởi vì tự thân tu vi tăng lên cùng chiến lực thăng hoa Mới là gan lớn đánh tới Đương nhiên An nhạc nếu là thật sự có ác chủ bài Cũng tất nhiên là chờ hắn ra tay phương sẽ sử dụng Như tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống Huyết quốc nửa yêu rất có thể sẽ bị an nhạc trấn ép đánh tan Đến lúc đó Liền thiếu đi thủ đoạn đối phó với an nhạc Cho nên Giang lăng vương xuống tràn ra tay huyết trì ào ạt phun trào, nhấp nhô đấu đá mà đi. Trong nháy mắt mà thôi, an nhạc chung quanh liền cảm giác huyết trì đập tới, cả tòa giang lăng phủ vùng trời, đều là bị huyết sắc bao phủ, thân hình như đọa vũng bùng, dòng máu hình như có linh trí, mỗi một giọt máu trong nước đều có bào hiếu oan hồn đang vặn vẹo dụng tâm trí cùng khuôn mặt, gào thét muốn hướng phía an nhạc thân thể bên trong chui vào, muốn ăn mòn an nhạc thân thể, đem hắn hóa thành dòng máu, rất là đáng sợ thủ đoạn bất quá hư không giáp chính là tam gia chí bảo lực lượng phòng ngự đỉnh cấp dù cho an nhạc bây giờ vô pháp hoàn toàn phát huy ra công hiệu bị động cản trở nhưng cũng có thể thay an nhạc ngăn lại huyết trì ăn mòn bất quá an nhạc động tác bị hạn chế chiến lực có trượt xu thế gian lăng vương thân hình tại trong huyết trì hiện ra huyết dịch ngưng tụ ra thân thể của hắn xuất quỷ nhập thần hướng phía an nhạc đánh ra sát phạt an nhạc quét ngang trường kích cùng cái kia trong huyết trì sinh ra trường mâu va chạm trường mâu trong nháy mắt bị chém vỡ, nổ tung thành giọt máu, giọt máu lại kéo dài, hóa thành mũi tên máu không ngừng bắn ra mà tới, an nhạc vung trường kích, trường kích như máy xay gió, đem mũi tên máu dồn dập ngăn, nhỏ máu không gần người, có thể là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, an nhạc hiển nhiên là bị Giang Lăng Vương cho áp chế đánh, tại ngạnh thực lực bên trên. Vẫn là tồn tại vô cùng trên lệch rõ ràng Huyết cốt nửa yêu cũng là dung nhập trong huyết trì Thỉnh thoảng giết ra Đánh lén an nhạc huyết trì che giấu thần tâm nhường thần tâm vô pháp dò xét nhường an nhạc khó mà khóa chặt vị trí địch ở trong tối ta tại sáng tình huống dưới an nhạc tự nhiên phải bị thua thiệt thân thể bị huyết cốt nửa yêu đánh trúng cứ việc có hư không giáp lột bỏ lực lượng cổ lão kinh văn rung động tán đi kình đạo nhưng lại nhường an nhạc thua thiệt ngầm ăn tận giang lăng vương nho sam bay lên thân hình tại trong huyết trì ở khắp mọi nơi thỉnh thoảng hiển hóa liền này an nhạc a à an nhạc ngươi liền này chút thủ đoạn, cũng dám ở huyết tẩy bổn vương Giang Lăng Phủ, còn tại Giang Lăng Phủ trung đẳng bổn vương trở về. Chờ bổn vương tới tiễn ngươi lên đường sau, Giang Lăng Vương đôi mắt lấp lánh yêu dị hào quang, cười nhạo nói, an nhạc ánh mắt lập lòe, không hề bị lay động, khí huyết cuồn cuộn cổ lão kinh văn đang nhảy nhót, ngăn lại huyết trì ăn mòn, đột nhiên, an nhạc trong lòng lớn quý. Đã thấy trong huyết trì hiển hóa ra một khẩu huyết chung, huyết chung như cự hạm hoành không, phá sóng tới, hung hăng hướng phía an nhạc nện xuống, chí bảo uy áp, nhưng huyết trì đang sôi trào, cùng cuộn khí tức lan tràn bao trùm, màn trụ bào hiếu, giống như thần long gầm thét, hai cái sơn hà đỉnh hiện ra, phiêu nhiên mà ra, một trước một sau xoay quanh tại an nhạc quanh thân, cùng cái kia như chiến hạm va chạm mà đến huyết chung phát sinh va chạm, đương, chung đỉnh chạm vào nhau, trong chốc lát nổ tung sóng âm, nhưng trong huyết trì nổ lên từng đóa từng đóa chói lọi huyết hoa, huyết trì bên ngoài, giang lăng vương thân hình hiển hiện, hiện sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thế mà luyện hóa hai cái sơn hà đỉnh. Này ngụm thứ hai sơn hà đỉnh, chẳng lẽ là tồn tại ở thủy hoàng trong lăng mộ cái kia một ngụm. Kẻ này, thế mà có thể tại rất nhiều thập cảnh cường giả cơ duyên tranh đoạt bên trong, lấy được một ngụm sơn hà đỉnh, giang lăng vương trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huyết trì bị phá ra, hai cái sơn hà đỉnh rủ xuống đạo đạo mờ mịt hào quang, phản phất có sơn hà dị tượng bức tranh tại sơn hà đỉnh thượng trình hiện bày ra an nhạc ngân giáp chói lọi cất bước mà ra trường kích mảnh điểm ra cùng theo trong huyết trì toát ra đánh tới huyết cốt nửa yêu va chạm huyết cốt nửa yêu bị một lần nữa nện hồi trở lại bên trong huyết trì đụng lên huyết sắc gần sóng một ngụm sơn hà đỉnh gào thét mà ra trên đó có chữ viết xa xưa hiển hiện giống là có người sừng sững đỉnh núi tụng niệm kinh văn trước lấy lôi đình cùng ánh lửa tế tự lấy cổ lão đại địa thần linh An nhạc tay cầm chậm rãi vỗ, này khẩu sơn hà đỉnh lập tức đâm vào huyết cốt nửa yêu trên thân, đưa hắn áp bách tại hắn dưới, giống như dùng một ngụm sơn hà đỉnh trấn phong này tôn huyết cốt nửa yêu. An nhạc cho thấy chiến lực, đơn giản mạnh mẽ đáng sợ, gian lăng phủ dưới thành phương, sớm đã tâm như hến, vô số người liền quan sát trận này kinh thế dũng khí chiến đấu đều không có, thân thể run rẩy, vạn phần hoảng sợ, lo lắng bị tai bay vạ gió, bởi vì huyết trì dòng máu thỉnh thoảng vung vải. Rắc vào bàn đá xanh đường, lầu cắt trên phòng ốc, lộ diện ăn mòn, đem phòng ốc xóa đi, lực phá hoại cực kỳ kinh người, mạnh mẽ thần tâm càng là nhất lên như gió bão đáng sợ sát phạt. Chiến đấu như vậy, trăm năm khó gặp, càng không nói đến là an nhạc dạng này yêu nghiệt, dùng bát cảnh hậu kỳ tu vi, nghịch phạt cửu cảnh viên mãn, vượt ngang một cái đại cảnh giới đối địch. Kinh diễm vô song, giờ này khắc này, mạnh mẽ như thế chiến đấu gần sống, sớm đã kinh động đến thiên hạ vô số cường giả nơi này cũng không phải là ly sơn không có có thần bí đại đạo lực lượng bảo hộ che lấp vì vậy một cổ lại một cổ cường đại nguyên thần càng quét tới dò xét cùng quan sát lấy trận này kinh thế cuộc chiến thương lãng giang hai bờ cường giả nguyên thần phá vỡ mây bay ngồi cao trời cao thần mang sáng lạng, trông về phía xa giang lăng phủ diệp long thăng chủng sư cực địch tàn lý ấu an chờ tuyệt thế võ tướng sắc mặt ngưng trọng một bên khác thì là cổ lão trong thành trì nguyên môn đế quốc tả tướng bá ngôn, ngũ hành phù đem các loại đỉnh cấp cường giả. Trong hư không, có thánh sơn hư ảnh hiển hóa, thánh sơn sơn chủ nhóm cũng là tại điểu điểu dãy núi ở giữa tranh mắt. Cuộc chiến đấu này đã đưa tới giữa thiên địa cường giả chú ngục. So với an nhạc chém giết địa ngục phủ diêm vương một trận chiến, này một trận chiến lực ảnh hưởng rõ ràng càng lớn. Thậm chí, này một trận chiến đại biểu cho an nhạc sôi nổi thành vì thiên hạ cường giả hàng ngũ chiến đấu. Giang Lăng phủ vùng trời, Giang Lăng vương sắc mặt âm trầm, thao túng huyết trì tiếp tục áp chế bao phủ an nhạc, huyết chung thì là trở về sau lưng của hắn, rủ xuống vẫy huyết tinh lại yêu dị huyết mang, như trong u minh huyết hải cuồn cuộn, trong lòng hắn trầm ngưng, có chút bình tĩnh, có thể so với đoán thể cửu cảnh viên mãn huyết cốt nửa yêu bị trấn áp, thế nhưng liên lụy ở an nhạc một ngụm sơn hà đỉnh, không tính quá thua thiệt, Giang Lăng vương trong lòng có chút giật mình, an nhạc trong tay chí bảo nhiều lắm cái kia cán màu đen trường kích, trên người màu bạc giáp vị, còn có hai cái sơn hà đỉnh, càng có chưa từng vận dụng kiếm trúc thanh sơn, nhiều như vậy chí bảo gia thân, nhưng vốn là yêu nghiệt an nhạc vượt ngang cảnh giới hàng rào, dùng bát cảnh hậu kỳ chiến cửu cảnh viên mãn, nhưng cũng có loại đương nhiên cảm giác, giơ tay lên, mảnh đẩy, huyết trung hạo đã nổ vang, lại lần nữa hướng phía an nhạc ném ra, an nhạc ngưng mắt, ngụm thứ hai sơn hà đỉnh hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, giờ phút này nghĩ muốn ứng đối ngăn lại này khẩu chí bảo cổ chung, có chút khó khăn, bất quá, an nhạc vẫn là không có lưỡng lự, ném ra ngụm thứ hai sơn hà đỉnh, mặt khác, trong tay màu đen trường kích cũng là ném ra ngoài, trường kích cào thét, cùng sơn hà đỉnh vần quanh, và về phía huyết chung, huyết chung mặt ngoài hình như có máu me tung tóe mông lung sương máu khuếch tán, sơn hà dị tượng như vẽ quyển chém ra, màu đen trường kích chấn động, giống như có một cổ kinh khủng bá khí theo trường kích bên trong bao phủ ba kiện chí bảo tranh phong dị tượng thay nhau nổi lên giang lăng vương khóe môi treo lên một vệt cười dùng huyết chung ngăn lại an nhạc hai kiện chí bảo hắn tự nhiên là không lỗ dạng này xuống tới an nhạc chỉ còn lại một kiện chí bảo giáp vị giang lăng vương bước ra một bước huyết trì trở về quanh thân cũng là hóa thành một kiện đẹp đẽ vô cùng lưu chuyển lên huyết sắc hoa văn giáp vị bám vào ở trên người hắn giang lăng vương khí hơi thở liên tục tăng lên hắn dự định cường thế trấn sát an nhạc cướp đoạt an nhạc trên người bàn bạc vận số thông vệ quy về bản thân thực hiện tuyệt đối thăng hoa huyết quang thỉ cướp giang lăng vương tốc độ cực nhanh xuất hiện ở an nhạc bên người một quyền đánh ra vô số huyết tinh sụp sôi vô số vong hồn vặn vẹo khuôn mặt theo quyền mang phía dưới hiển hóa như bách quỷ kêu khóc giống như u minh nện xuống an nhạc ngưng mắt vui mừng không sợ hư không giáp hạ cổ lão kinh văn sáng lạng bùng cháy hư không tán thủ đánh ra trong cơ thể ngũ tạng yêu khí sôi trào hổ yêu cùng hư không tán thủ giao hòa, trong lòng bàn tay sinh mảnh hổ cùng giang lăng vương một quyền va chạm, hổ gầm thương khung, huyết sắc quyền mang sâu không, an nhạc toàn thân chấn động, giáp vị âm vang, cho dù là cổ kinh khắc ấn thân thể, đều phát ra nổ vang, gân cốt trung chuyển, khí huyết cuồn cuộn giang lăng vương bao trùng huyết trì giáp vị, thân thể cực kỳ cường đại, cho dù là đã từng tiên nhân hậu duệ bên trong thiên kiêu hổ hải, tại thân thể cường độ bên trên, đều không kịp giang lăng vương. Này người ẩn giấu thật sâu a, à, An Nhạc đoán thể dù sao chẳng qua là bác cảnh hậu kỳ, cửu đỉnh binh chủ kinh cũng chỉ luyện hóa hai cái sơn hà đỉnh, cổ lão kinh văn cũng chưa nghiên cứu hiểu rõ, thân thể so sánh trạng máu trì tại thân thể Giang Lăng Vương Hoàng là yếu đi chút, thế nhưng An Nhạc cũng không lùi bước, hư không tán thủ lại lần nữa đánh ra, một đầu ma viên bào hiếu, An Nhạc thân hình trở nên vô cùng linh hoạt, Giang Lăng Vương Hoàng tích ra tay đao, ma viên nổ tung, hư không tán thủ bị ngăn lại, An nhạc thân thể chấn động, trong lỗ chân lông có máu tươi tràn ra, cùng bùng cháy hỏa diễm kinh văn xen lẫn. Kết thúc, Giang Lăng Vương thở ra một hơi, hắn cảm thấy an nhạc vùng vẫy dãy chết. An nhạc thân thể không kịp hắn, mà luyện thần bên trên, cửu cảnh viên mãn Giang Lăng Vương quan tưởng U Minh, càng là vô cùng khủng bố. An nhạc không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhìn xem bị hắn không ngừng đánh tan, thân thể dội máu tươi an nhạc, lần lượt đánh ra tán thủ, hóa cổ yêu dị tượng đánh tới, kiếm hạt thần lộc, hung bi không ngừng biến hóa, đều bị hắn chém vỡ. Giang Lăng Vương bỗng nhiên có loại sản khoái cảm giác, nhìn xem tuyệt thế thiên kiêu tại chính mình áp chế hạ tuyệt vọng dãy dụ, trong lòng há có thể khó chịu. Bỗng nhiên, Giang Lăng Vương sắc mặt hơi đổi, bởi vì an nhạc đột ngột đã ngừng lại thân hình, ngân giáp bắn ra chói lọi đến cực điểm hào quang, ánh mắt như kim đăng nhìn chăm chú lấy hắn, an nhạc giơ tay lên, kết ấn, lập tức, Giang Lăng Vương chu thân không gian đột nhiên rung động, từng cái không gian ấn giống như đón gió hiển hiện chiếu vào giữa không trung hiện ra vòng tròn hình đem gian lăng vương cho bao lòng hư không tán thủ mặc dù nhiều lần bị đánh nát thế nhưng mỗi một lần hư không tán thủ bên trong an nhạc đều âm thầm đánh xuống không gian ấn bởi vì giấu ở hư không tán thủ không gian ba động bên trong cho nên che đậy gian lăng vương cảnh giác thăm dò bây giờ rời rạc không gian ấn tại bốn phía sen lẫn cuối cùng thành hình không gian chính ấn là an nhạc theo mặt gia lão quái chỗ ấy học được bí pháp, chính là dính đến không gian đại đạo bí pháp, có thể nói là giữa thiên địa đỉnh cấp bí pháp, mặt gia lão quái chính là thập nhất cảnh bản nguyên tôn giả, không gian đại đạo chính là hắn bản nguyên dung luyện sản phẩm, quy lực cực cường, chính ấn công năng riêng phần mình khác biệt, sắp hàng tổ hợp liền có thể hình thành không tầm thường trận pháp, cũng là an nhạc sớm liền chuẩn bị xong nhằm vào giang lăng vương sát phạt, an nhạc đánh vào giang lăng vương chu thân ấn ký chính là ở trong tối từ bày trận, hình thành không gian đặc thù trường vực. Cứ việc duy trì an nhạc bỏ ra thân thể rung động, không ngừng bay lả tả máu tươi đại giới. Thế nhưng, như thế yếu thế, cũng xem như bị tê giang lăng vương. Bây giờ, đến thu hoạch thời điểm, an nhạc mượn nhờ hư không năm tán thủ, tổng cộng mịt mờ đánh ra 18 cái không gian ấn. Trong đó, không gian cắt chém ấn 10 đạo, đông kết ấn 4 đạo, trấn phong ấn 4 đạo, dùng không gian cắt chém làm chủ. Không gian đông kết cùng không gian trấn phong hai ấn làm phụ, hạn chế gian lăng vương thoát thân, hình thành kinh khủng trường vực sát phạt. Đây là an nhạc tại cửu cảnh tiên của chiến trường băng diệt thời khắc, quan sát vết nứt không gian loạn lưu vắt ngang xen lẫn, lòng có cảm giác, mô hình bàn bố trí ra tới kinh thế sát trận, an nhạc song trưởng kết ấn, trên thân hư không giáp ngân mang chói lọi, không gian đại đạo gợn sóng kịch liệt, sáng chói đến cực điểm ngân mang, nhưng an nhạc tại giữa không trung, giống như huy hoàng màu bạc mặt trời, chói mắt lóa mắt, mà như thế vẫn chưa đủ. An Nhạc dự định hiến tế một khỏa tuế nguyệt đạo quả, nhưng đại trận uy lực đi đến đến nay mới thôi cực hạn, thần tâm khẽ động, đạo quả không gian bên trong, một ngôi sao lấp lánh đạo quả rung động ở giữa, ngang tàn chạy như bay mà ra, mi tâm sáng lạng, có thất thải mờ mịt hào quang như sương, một khỏa như sao kim chói mắt đạo quả hiện lên ở trong tay, đạo quả, huyết quan âm, viên này đạo quả vì An Nhạc hiện ra qua hai lần sát phạt, tại An Nhạc yếu khi còn bé, trợ giúp giết qua hai tôn cửu cảnh bây giờ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. An Nhạc dự định nhường huyết quan âm đạo quả, tại đạo quả tàn lụi thời khắc, lại lần nữa hiện ra cực hạn thăng hoa, năm ngón tay một nắm, đạo quả nổ vang, giống như có ngọn lửa màu vàng tại đạo quả chung quanh bùng cháy, chói lọi mưa ánh sáng tại An Nhạc sau lưng dội, huyết sắc quan âm tái hiện nhân gian, có nước mắt vạch phá đẹp để hai gò má, mơ hồ trong đó hiện ra huyết sắc quan âm hư ảnh, phản phất tuyệt nhiên vô cùng cất bước đặt chân đến không gian sát trận bên trong, tựa như thân hướng địa ngục, đốt sạch tự thân, lưu kim hỏa diễm tại huyết quan âm quanh thân hiển hiện, cuối cùng, huyết quan âm hóa thành một vệt bùng cháy lưu kim tuế nguyệt khí, gia trì tại không gian sát trận bên trong, Giang lăng vương bao trùng huyết sắc giáp vị, khuôn mặt chấn động, một cổ mãnh liệt đến cực điểm mối nguy bao phủ tinh thần của hắn, cái kia huyết quan âm đốt cháy tự thân, sôi nổi vào trận, sát trận bị kích hoạt, khiến cho hắn cảm giác được tử vong trước mắt, không bổn vương làm sao có thể chết ở chỗ này giang lăng vương triệu hy khuôn mặt dữ tợn gào thét huyết giáp nổ tung hóa thành huyết trì quay cùng lượng vòng lấy hướng phía bốn phương tám hướng căng ra muốn đánh vỡ trận pháp mà ra an nhạc ngân giáp chói lọi tóc đen cứng cắp bay lên ánh mắt như kim đăng trong veo sáng lên hắn nhìn dốc hết toàn lực lực bột phát lượng giang lăng vương mi tâm lóe ánh sáng tia nước nhỏ tuế nguyệt trường hà vắt ngang ngồi ngay ngắn trên đó nguyên thần tranh mắt Nguyên thần tiểu nhân cùng an nhạc bao trùng giáp vị thân thể cùng nhau giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, liền bỗng nhiên ép xuống, tác ở giữa, sát trận thay nhau nổi lên, ầm ầm, gian lăng phủ vùng trời, số trong phạm vi 10 trượng, trong nháy mắt trở thành chân không lĩnh vực, không gian cắt chém ấn bột phát ra hào quang sáng chói, giống như một đạo lại một đạo tuyệt thế kiếm tiên tích ra kiếm mang, ẩn chứa thuần túy lại cực hạn lực cắt lượng, điên cuồng trảm tại gian lăng vương phía trên ao máu, huyết trì nổ lên, không ngừng bị trảm lên huyết hoa, mà cắt chém lực lượng lít nha lít nhíp sen lẫn, giống như là cờ vây trên bàn cờ hoành thỏa sức sen lẫn hoa văn, bao hàm thiên địa, bao trùm càng khôn, không chỗ che thân, xoẹt xoẹt, giang lăng vương hai con ngươi xích hồng, kiệt lực ngăn cản, hắn nghĩ gọi hồi trở lại chí bảo huyết chung chống cự, có thể là huyết chung cũng là bị sơn hà đỉnh cùng màu đen bá khí trường kích cản trở, khó mà thoát ly, nguyên bản hắn coi là hạn chế an nhạc chí bảo, hiện tại xem ra, bị hạn chế ngược lại là hắn. Vết nứt không gian thủy triều bản liền đáng sợ, nguyên môn đế quốc nguyên soái đồ lôi cầm trong tay chí bảo, đều bị trảm huyết dịch tràn trề. Càng đừng nói an nhạc cố ý dùng không gian ấn thao túng dưới dùng vết nứt không gian thủy triều làm chủ đạo sát trận, gian lăng vương đổ máu, rất nhanh toàn thân liền bị róc thịt máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, huyết dịch bay tứ tung, cắt chém ấn sen lẫn phía dưới, cuối cùng. Đen kịch lại thâm thúy vết nứt không gian hiển hiện, một đạo, hai đạo ba đạo lít nha lít nhíp như khủng bố thủy triều trong nháy mắt phun trào huyết trì bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy phân tán tận vết nứt không gian thủy triều đập như biển sâu sóng lớn bào hiếu hung hăng va chạm tới vừa nhanh vừa mạnh đảo biển chi thế không thể ngăn cản phốc 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 vang trầm kinh thiên máu bắn tứ tung giang lang vương cường hãn cửu cảnh viên mãn thân thể bị vết nứt không gian thủy triều bao phủ lại bị xé nứt chém làm vô số tàn phá máu thịt cùng xương vỡ theo tuế nguyệt đạo quả bắt đầu thành thánh chương 206, cổ lão kinh văn diễn nhân đạo tổ trải qua đến từ u minh ánh mắt nhìn chăm chú ống ánh huyết dịch dội tại vết nứt không gian xen lẫn trường vực bên trong mỗi một giọt máu đều như kim cương thạch sáng long lanh viễn như trân bảo đáng sợ lực cắt lượng giống như là muốn yên diệt hết thảy trường vực xen lẫn vết nứt như sóng triều thay nhau nổi lên giang lăng vương căn bản không có nghĩ đến an nhạc lại có thể bố trí ra như thế sát trận khiến cho hắn thấy tuyệt vọng, khó mà chống cự, trực tiếp bị chém đi thân thể, không gian đại đạo, thập phần thần bí, thuộc về 10 phần khó mà lĩnh hội thiên địa ý chí một trong, bát cảnh cảm ngộ thiên địa ý chí, cửu cảnh tạo nên đại đạo hình thức ban đầu, thập cảnh chính là trưởng khống một đầu đại đạo, mà đại đạo cơ sở cùng căn bản, trên thực tế vẫn là thiên địa ý chí, giang lăng vương thân thể ở đây vực bên trong nổ tung, xâm bạch lại ống ánh xương cốt, sáng long lanh như kim cương máu máu thịt không ngừng bay tứ tung dội, nguyên thần phát ra rú thảm, cuốn theo lấy chấn nộ, dù cho đối với cửu cảnh người tu hành mà nói, thân thể bị trảm, cũng là 10 phần tuyệt vọng sự tình, mang ý nghĩa bọn hắn tương lai đường gãy rồi, rất khó về việc tu hành đi càng xa, cường giả chân chính, thân thể cùng nguyên thần thiếu một thứ cũng không được. Giang Lăng Vương mượn nhờ U Minh huyết trì nấu luyện thân thể cực kỳ cường đại, ẩn chứa U Minh lực lượng, phóng nhãn đương thời thiên hạ, có thể cùng hắn tại thân thể phương diện chống lại cực kỳ thưa thớt có thể chỉ có dịp long thăng địch tàn chủng sư cực bực này chuyên tu thân thể tuyệt thế võ tướng cùng với phật môn ba trong chùa liên hoa tự kim cương lạng kha tự trưởng thời gian phật pháp thân thể nguyên thần đều là đồng tu cảm nghiệp tự nấu luyện tâm kiếm tại nguyên thần một đạo hiển lộ tài năng liên hoa tự trấn tự chi bảo vì kim cương kinh tu thành phật môn kim cương thân thể vô lậu vô hà cực kỳ cường đại Giang Lăng Vương dùng huyết trì nấu luyện thân thể, lại có vô cự hoa sen kim cương tư bản cùng lực lượng. Có thể là, hôm nay hắn tự tin nhất thân thể lại bị trảm phát nổ. Nguyên thần chi phong tung bay, Giang Lăng Vương đối mặt bị trảm nổ thân thể, đã không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể tàn lụi, máu thịt bị vết nứt không gian thôn vệ, như tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng Giang Lăng Vương hối hận cùng đau đớn, mất đi thân thể, tương lai của hắn tương đương bị chém đứt trong lòng hắn giận dữ, có thể là không có biện pháp, vết nứt không gian vẫn tại gào thét, từng cái không gian ấn tản ra huyền ảo, bắn ra lấy sáng lạng ngân mang, cắt chém, đông kết cùng bạo liệt, đều là sát phạt cực kỳ cường hãn không gian ấn, chính là không gian chính ấn bên trong chủ đạo sát phạt thủ đoạn, đem không gian lợi dụng đến cực hạn, Giang lăng vương triệu hy nguyên thần sôi nổi ra thân thể, có thế giờ phút này, vẫn như cũ chưa từng thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì là không gian lực chất lượng, giống như đao khí kiếm quan tung hoành, cho dù là nguyên thần, tự hồ cũng có thể bị chém đi cắt chém khả năng, mặc dù lực lượng nguyên thần vô hình vô chất, thật là bị cắt chém đến, vẫn sẽ có thương tổn nhỏ. Giang Lăng Vương Triệu hy nguyên thần huyền không, một điểm huyết sắc theo nguyên thần của hắn sau lưng lượng vòng lấy xuất hiện, đó là bị vết nứt không gian thủy triều xé rách thôn vệ huyết trì, huyết trì vậy mà lại lần nữa hiển hiện từ nguyên thần của hắn về sau. Giang Lăng Vương sắc mặt sớm đã âm trầm giống như giọt nước, thử nghiệm đối vết nứt không gian trường vực bên ngoài khởi xướng công kích may mà vết nứt không gian đối nguyên thần áp chế cũng không có đối chân thực vật chất ngưng tụ mà thành thể xác mãnh liệt như vậy cho nên gian lăng vương triệu hy nguyên thần chịu lấy tỏa ra ánh sáng chói lọi như liệt nhật treo cao không gian cắt chém ấn lực lượng trốn chạy việc nặng trận pháp toàn bộ gian lăng phủ vùng trời giống như thành tận thế chỗ hư không từng khúc phá toái đen kịp vết nứt như sóng triều không ngừng đập mỗi một lần đập đều đủ để nhường cửu cảnh cường giả biến sắc, an nhạc người khoác hư không giáp, sắc mặt ngưng trọng, mi tâm hào quang thâm thúy, như một vòng huy hoàng mặt trời, nhìn xem Triệt để bỏ qua thân thể, thoát ly khỏi trường vực Giang Lăng Vương, trong đôi mắt vô hỷ vô bi, chẳng qua là tiếc núi, không gian sát trận không thể triệt để lưu lại Giang Lăng Vương, chém đi cái này đáng sợ đầu nguồn, mà giờ này khắc này, những nguyên thần đó sôi nổi lên không trung, nhìn ra xa các phương đem An Nhạc cùng Giang Lăng Vương quyết chiến hình ảnh cho xem rõ ràng, có thế cho dù là bọn hắn, giờ phút này đều hơi choáng, không nghĩ tới chiến cuộc vậy mà lại là như thế nghiền ép hình dạng, An Nhạc triệt để nghiền ép Giang Lăng Vương, bộc phát ra không gian sát trận, nhưng thiên địa cũng vì đó mà nhưng lại rối trí thất sắc, dạng này sát trận, thập cảnh phía dưới, bất kỳ người nào rơi vào trong đó, sợ đều là phải gặp kiếp, đáng sợ. An Nhạc trưởng thành quá nhanh, khuôn mặt bao trùm mặt nạ đồng xanh địch tàn, thân thể khôi ngô khoác che giáp vị giờ phút này nguyên thần sôi nổi thượng vân mang hai con ngươi sáng lạng nỉ non lên tiếng địch tàn còn nhớ kỹ tại võ trong miếu nhìn thấy an nhạc khi đó ít năm còn là một vị nếm thử hành tẩu hướng võ khôi thạch tu hành người mới tu vi yếu đuối vô cùng nhưng hôm nay đã có thể bố trí ra như thế sát trận sôi nổi vào đương thời cường giả đỉnh cao hàng ngũ thập cảnh phía dưới an nhạc đều có một chỗ cắm dùi trận pháp này hắn bố trí mịt mờ cũng là chưa bao giờ hiện ra qua thủ đoạn, cho nên Giang Lăng Vương Triệu Hy mới mắc lừa, nên như vậy ác chủ bài bại lộ, cường giả sẽ cùng hắn giao phong, đều sẽ lưu thêm một cái tâm nhãn, sẽ không có dễ dàng như vậy hiện ra sát trận uy năng. Chủng sư cực nguyên thần cũng là đứng lặng đám mây, dáng người thon dài, hào quang vạn trường, dịp long thăng nguyên thần ngưng trọng gật đầu, Giang Lăng Vương Triệu Hy đã rất xem trọng an nhạc, nhưng vẫn là mắc lừa, bởi vì an nhạc bố trí này sát trận quá mức mịt mờ chính là tại giao phong thi triển chiến pháp quá trình bên trong lặng yên đánh ra ấn ký thật là yêu nghiệp chi tài vạn cổ khó gặp dịp long thăng cảm khái hoảng hốt nhớ tới cái kia còn cùng mình hậu bối dịp văn khê tranh phong an nhạc bất tri bất giác vậy mà đã đặt chân tới được đỉnh phong may mà bọn họ cùng an nhạc ở giữa không có quá lớn mâu thuẫn thậm chí quan hệ còn rất tốt không cần đối mặt yêu nghiệp như thế lý ấu an nguyên thần mỉm cười ánh mắt sáng lạng có thể tưởng tượng đến an nhạc tại thủy hoàng trong lăng mộ thu được bao lớn cơ duyên, phần cơ duyên này nhường lục cảnh an nhạc, liên vọc tam cảnh, đạt đến bát cảnh, Liệu Nguyên chi hỏa đã có thế không thể đỡ xu thế, muốn bắt đầu chân chính cuốn thấp thiên hạ, Lý Ấu An có mấy phần mong đợi, Nguyên Mông đế quốc một phương, loan lỗ trên tường thành, bá ngôn cũng là phóng thích ra nguyên thần, ngắm nhìn giang lăng phủ vùng trời kinh diễm một trận chiến, cái này giang lăng vương. Kế thừa U Minh huyết trì lại có một ngụm trí bảo huyết chung, ẩn dấu cực sâu, tuyên bố phản triệu về sau, càng là mang theo lên đại thế, có thôn vệ thiên hạ giả vọng, không thể kinh thường. Ta bản đều sẽ hắn cho rằng là nguyên môn đế quốc chiếm đoạt thiên hạ đại thế bên trong, 10 phần trọng yếu một địch thủ. Có thế hiện tại xem ra, an nhạc mức độ nguy hiểm càng sâu, vẫn là đến giết an nhạc. Không ai có thể so kẻ này càng thêm yêu nghiệt, bá ngôn tính toán thiên hạ, bấm ngón tay ở giữa phản phất nhìn thấy an nhạc trên thân không ngừng bàn bạc dâng lên vận thế, bệ hạ bị phong ấn ở thủy hoàng trong lăng mộ, không biết khi nào mới có thể giải phong mà ra, tin tức này giấu giếm không được bao lâu, thế tất cuốn thấp thiên hạ, đến lúc đó, loạn chiến sắp nổi, thiếu đi bệ hạ nguyên mông, uy hiếp giảm mạnh, rất nhiều người sẽ mượn nhờ thời cơ này, tốc độ cao trưởng thành, cuốn theo thôn vệ vận thế, tại sao ta cảm giác, bệ hạ bị phong cấm không giống như là một cái trùng hợp, càng giống là có người cố ý hành động, cho người ta sáng tạo trưởng thành cùng phát dục hoàn cảnh. Loại cảm giác này quá cường liệt, thật chẳng lẽ chính là như thế, bá ngôn trong lòng cảm giác bất an càng mãnh liệt, làm thấy an nhạc bố trí ra sát trận, nhưng gian lăng vương triệu hy thân thể sụp đổ đổ máu thời điểm, loại cảm giác này trùng kích đạt đến đỉnh phong, làm nguyên môn đế quốc túi khôn, mục tiêu lớn nhất chính là trợ giúp nguyên môn hoàng đế thống nhất thiên hạ, tụ thiên địa đại thế tại nguyên Mông nhưng nguyên môn hoàng đế đánh vỡ bây giờ tu vi suy kiệt tình trạng dưới cực hạn, đột phá thập nhất cảnh, trở thành vạn năm tuế nguyệt đến, tái hiện nhân gian thập nhất cảnh, có thể hiện tại, bá ngôn cảm thấy mối nguy, bá ngôn ngón tay kết động tốc độ cực nhanh, không ngừng biến hóa, thần tâm như mưa ánh sáng tràn ngập, không ngừng mà suy tính lấy, chân tướng sương mù dày che đậy trước mắt, hắn lại là muốn xé mở sương mù dày, nhìn thấy một góc, hắn nhìn chầm chầm an nhạc, trên trán mồ hôi nhấp nhô mà xuống không phải là ảo giác. Bệ hạ là thật cố ý bị phong ấn, chẳng qua là làm người sáng tạo cơ hội vùng lên, bá ngôn hít sâu một hơi, cao tốc suy tính dưới hắn, sắc mặt trắng bệch, thần tâm tiêu hao rất nhiều, đế quốc không thể lại không động, không thể làm chờ lấy bệ hạ phá phong mà ra. Đến cho thiên hạ thế lực khắp nơi dùng áp lực, nhưng nguyên môn thiết kỵ động, trường mâu chỉ, thương chỗ hướng, bệ hạ mặc dù bị trấn phong, nhưng nguyên môn cũng không phải là không có chút nào ỷ vào nguyên mông còn có dương địch vương. Đương thời thập cảnh, nguyên mông còn có định hải thần châm. Giang lăng phủ vùng trời, sớm đã không còn bình tĩnh, năng lượng như gió bão sen lẫn xé rách, không gian sát trận chỗ quấy sát phạt trường vực, còn có chí bảo va chạm chỗ rung động ra năng lượng ba động, nhưng khung thiên đều giống như đang vặn vẹo, trong thành trì tất cả mọi người đang run sợ, phàm tục tránh né tại trong phòng, hoảng sợ không thôi, sợ tai bay và gió. Người tu hành càng có thể cảm thụ trong đó đáng sợ, đang tràn ngập uy áp dưới, thần tâm bị áp chế liền động đậy dũng khí đều không có, vì vậy cả tòa thành hoàn toàn tĩnh mịch, an nhạc treo lơ lửng giữa trời, ngân giáp chói lọi, tóc đen rủ xuống đầu vai, ánh mắt như sắc, sâm nhiên ngưng trọng, mặc dù trảm phát nổ gian lăng vương thân thể, thế nhưng an nhạc cũng không có quá mức lạc quan cùng hài lòng, dấy lên một khỏa tuế nguyệt đạo quả huyết quan âm, gia trì lưu kim tuế nguyệt khí sát trận, uy năng tăng lên trên diện rộng, vậy mà không thể kèm thêm lấy chém đi Giang Lăng Vương Nguyên Thần, triệt để gạt bỏ hắn, luận đến khó dây dưa trình độ. An Nhạc cảm thấy Giang Lăng Vương Triệu Hy đã siêu việt đã từng bị hắn chém giết tiên nhân hậu duệ thiên kiêu hổ hải. Hổ hải cũng rất mạnh, thế nhưng An Nhạc cảm thấy khi đó hắn nếu là có thể bố trí ra không gian sát trận, hổ hải chết hẳn là sẽ càng thêm dứt khoát. Mà trên thực tế, không gian này sát trận uy năng, bất luận một vị nào cửu cảnh viên mãn bị cuốn vào, đều là phải gặp tội, kia ngụm máu trì đến từ U Minh, mượn U Minh lực lượng che chở che lại nguyên thần sao, an nhạc thì thào, bất quá vấn đề không lớn, an nhạc trong lòng sát cơ phun trào, không nữa có bất kỳ che lấp, đầu vai bảo thủ phía trên kiếm trúc thanh sơn thị cướp tới, rơi vào an nhạc trong tay, thanh sơn không gian bên trong, đế hoàng thạch tượng đang ở thôn vệ lấy tiên quân bản nguyên thanh khí tiến hành thuế biến, an nhạc ngay từ đầu là có chút bận tâm chính mình vận dụng kiếm trúc thanh sơn đối địch sẽ ảnh hưởng đến trong đó thuế biến nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu rõ chính mình nghĩ quá nhiều làm nắm giữ không gian lực lượng người tu hành thanh sơn không gian mặc dù giấu ở kiếm trúc bên trong nhưng trên thực tế cũng không phải là tu di nạp giới tử thủ đoạn mà là dùng kiếm trúc vì neo điểm mặt khác mở ra một cái không gian mà thôi kiếm trúc dù cho đứt gãy đều chưa hẳn sẽ ảnh hưởng đến thanh sơn không gian nhiều nhất chẳng qua là sẽ dẫn đến thanh sơn không gian mê thất thôi thế nhưng kiếm trúc chất liệu vô cùng đặc thù so với chí bảo đều muốn kiên cố, cho đến tận hôm nay An Nhạc chưa từng thấy qua bẻ gãy kiếm trúc lực lượng, dĩ nhiên. Thánh sư ngoại trừ, bổn vương. Quả nhiên là kinh thường ngươi A, à, Giang Lăng Vương Triệu Hy thoát ly sát trận, nguyên thần bị huyết trì cuốn theo, tản ra điểm điểm u quan, nguyên thần hào quang bị thủ tiêu, chỉ có vô tận huyết quan lan tràn ngất nhiễm thiên địa, An Nhạc nắm chặt kiếm trúc, nguyên thần trung chuyển, không gian sát trận muốn bắt đầu tán loạn, bất quá, hắn sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình, đã thấy từng cái không gian ấn sáng lạng như ngôi sao màu bạc xoay quanh tại an nhạc quanh thân, hư không giáp đột ngột thu lại ánh bạc, trở nên đen kịp như bầu trời đêm. 18 đạo không gian ấn lượng vòng lấy khắc thu vào đến hư không giáp bên trong, tạo thành hoàn chỉnh sát trận vải nhóm, tại hư không giáp bên trong quẩn dưỡng, nếu là muốn sử dụng, chỉ cần một ý niệm là có thể một lần nữa tế ra, như thế niềm vui ngoài ý muốn, an nhạc không ngờ tới hư không giáp thế mà còn có như vậy tác dụng. Làm mặt gia cự tử chỗ tế luyện tam giai không gian chí bảo, hẳn là có thể nói là nhân gian cao cấp nhất không gian chí bảo. An Nhạc bây giờ đối với hư không giáp luyện hóa chỉ đạt tới khoảng 7 phần 10, chưa có thể hoàn toàn phát huy ra hư không giáp lực lượng, vì vậy phát hiện chức năng mới, cũng là tính một trận niềm vui ngoài ý muốn. Hư không giáp có khả năng thu thập không gian sát trận, tiết kiệm xuống không ít thời gian, tương lai đại chiến, nhất niệm liền có thể bày trận, giảm mạnh thời gian thậm chí có khả năng trảm kẻ địch một cái xuất kỳ bất ý. Thế nhưng, sát trận tế ra khẳng định là có động tĩnh, mong muốn như lần này vô thanh vô tức đem không gian ấn giao hòa tại hư không tán thủ bùng nổ năng lượng bên trong, sau đó bắn ra sát phạt, cũng có chút khó khăn, chỉ có thể nói có lợi có hại, an nhạc cười cười, tâm tình cũng là có chút không sai. Giang Lăng Vương Nguyên Thần nhìn xem không gian sát trận biến mất, đôi mắt lấp lánh vẻ phức tạp, hắn thân thể cứ như vậy bị chém đi, bây giờ theo trận pháp biến mất, thân thể dư tận cũng tan biến ở nhân gian, trong lòng có một ngụm tích tụ khí muốn phun ra, chỉ có chém vết an nhạc mới có thể xóa đi không cam lòng. Ông, nơi xa, huyết quốc nửa yêu bỗng nhiên gào thét một tiếng, đụng vỡ chiếu rọi sơn hà họa quyển sơn hà đỉnh, hướng phía Giang Lăng Vương Triệu Hy phương hướng thị cướp tới. Giang Lăng Vương Triệu Hy cắn răng, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quan ngang tàn chui vào huyết cốt nửa yêu mi tâm, một cổ sôi trào khí tức theo huyết cốt nửa yêu trong cơ thể tự thân, trên đó huyết cốt vậy mà lại lần nữa sinh trưởng, từng sợi xương cốt trở nên vô cùng sắc bén, phá vỡ máu thịt, càng dữ tợn, huyết cốt nửa yêu mở mắt, trong miệng mũi phun ra sôi sùng sục hơi nóng, dậy sóng sát cơ theo xua tán đi thô bạo trong đôi mắt bắn ra, Giang Lăng Vương Triệu hy thế mà chiếm cứ huyết cốt nửa yêu thân thể, làm nguyên thần gánh chịu thân thế, tính là một loại khác loại đoạt xá, có thể kéo dài sinh mệnh, ít nhất nguyên thần sẽ không ở thiên địa ý chí ăn mòn dưới, từ từ trừ khử. Cứ việc huyết cốt nửa yêu tiềm lực có hạn, tương lai mong muốn đột phá vào thập cảnh, khó khăn tầng tầng. Có thế là đối với Giang Lăng Vương Triệu Hy mà nói, huyết cốt nửa yêu cũng bất quá là hắn tính tạm thời thân thể thôi. Tương lai hắn có thể tìm tìm thiên phú rất tốt đứa bé, tới tiến hành một lần nữa đoạt xá. Thế nhưng hiện tại, có một cổ nhục thân cùng thiếu huyết thân thể mang đến chiến lực tự nhiên là khác biệt. Chiếm cứ huyết cốt nửa yêu thân thể Giang Lăng Vương Triệu Hy, yêu khí trùng thiên, sôi trào sát cơ mãnh liệt hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, phá vỡ khung thiên, cuốn theo lấy dậy sóng huyết khí đánh tới, trên nắm tay màu đỏ tươi huyết quang đại thịnh, ầm ầm nện xuống, như biển máu đập tới sóng cả. An nhạc hư không ngân giáp một lần nữa chói lọi, không gian nhảy vọt, bỏ qua thời gian không gian rút ngắn khoảng cách, hư không tán thủ lại lần nữa đánh ra, có thượng cổ hổ yêu tại tán thủ ở giữa nhào ra, há miệng bào hiếu, giống như muốn chấn lạc tinh thần, cả hai tại gian lăng phủ vùng trời giao thủ thân thể va chạm, chiến pháp đối banh, vẹn vẹn chẳng qua là một lát, liền giao phong không dưới trăm cái hiệp, hư không năm tán thủ, hình thành đủ loại sắp hàng biến hóa, dung nhập cổ yêu ngũ cầm dị tượng về sau, bắn ra càng nhiều biến hóa, đều bị an nhạc bày ra, vô cùng nhường nhuyễn. Giang Lăng Vương dùng huyết trì tế luyện thân thể bị hắn chém đi, an nhạc áp lực tự nhiên yếu không ít, huyết cốt nửa yêu thân thể mặc dù cũng là cửu cảnh viên mãn, có thể là dù sao không phải Giang Lăng Vương tự thân thân thể, thích hợp điều phối độ không đủ an nhạc có thể rõ ràng cảm giác được gian lăng vương sát phạt trong động tác tồn tại có chút ngưng trệ này phần ngưng trệ nhường an nhạc có thể cùng gian lăng vương đánh ngang tay màu đen bá vương kích cùng luyện hóa hơn phân nửa sơn hà đỉnh bắn ra sát phạt cùng huyết chung va chạm tiếng chuông rung chuyển bào hiếu kích mang phá không sơn hà đỉnh vắt ngang quét tới to lớn trầm trọng áp bách cũng là rung chuyển không ngớt thành trì vùng trời giống như nổ tung từng đạo tiếng sấm tiếng sấm nặng trĩu cuồn cuộn như nhất tuyến sông triều bày ra ra, liền nước sông bị xé mở, hai đạo điện quang một bạc nhất huyết, tại thủy triều bên trong va chạm, thế lực ngang nhau, giang lăng vương trôi nổi trên không, nửa yêu thể phách mặc dù không kịp hắn dùng huyết trì tế luyện thân thể, hắn ngay từ đầu liền bị an nhạc bày một đạo, thế nhưng, giờ phút này giang lăng vương cùng an nhạc va chạm trăm cái hiệp về sau, khóe môi đã phủ lên nụ cười gằn hắn biết, này một trận chiến, hắn thắng, ngươi mặc dù yêu nghiệt, có thế cuối cùng chẳng qua là bát cảnh hậu kỳ không phải là cửu cảnh dù cho ngươi chẳng qua là đặt chân cửu cảnh sơ kỳ bổn vương cũng đem triệt để không phải là đối thủ của ngươi có thế thế gian không có nhiều như vậy nếu như bổn vương dù sao là chân chính cửu cảnh viên mãn sức khôi phục không phải ngươi có thể so sánh tăng thêm đại đạo hình thức ban đầu nắm giữ ngươi chắc chắn chết tại bổn vương trong tay giang lăng vương thừa nhận an nhạc hết sức đáng sợ có thể là cuối cùng tu hành ngắn ngủi khó mà thực hiện siêu việt. An nhạc tóc đen cứng cáp, tay cầm kiếm trúc, kiếm khí như nước thủy triều, xen lẫn tại chung quanh hắn. Nắm kiếm trúc tay đang hơi rung động, tầm mắt cục xuống, Giang Lăng Vương cũng không bị hắn để ở trong lòng. Thật sự là hắn chẳng qua là bác cảnh không sai, thế nhưng, an nhạc bác cảnh cùng bình thường bác cảnh tuyệt đối khác biệt, chính là là chân chính siêu tuyệt bát cảnh, cứ việc tại cùng Giang Lăng Vương thân thể trong đụng chạm, không thể chiếm cứ đến ưu thế, có thể là... An Nhạc lại phát hiện, Giang Lăng Vương cũng không cách nào cường thế chiến thắng hắn, ngươi không giết chết được ta, An Nhạc ngẩng đầu, cứng cáp dưới tóc đen, khuôn mặt bên trong hai con ngươi như kim đăng, hắn nhẹ giọng mở miệng, Giang Lăng Vương chiếm cứ huyết cốt nửa yêu thân thể, giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, lắng nghe An Nhạc lời nói, có chút thẹn quá hóa giận, lời nói lạnh như băng lối ra, quanh quẩn tại thành trì vùng trời, bổn vương dùng cửu cảnh thể phách, từ từ thôi chết ngươi mỗi một lần va chạm đều muốn làm hao mòn ngươi khí huyết, nhìn ngươi có thể khiên bao lâu, chênh lệch về cảnh giới, dẫn đến ngươi khí huyết cuối cùng vẫn là quá mức yếu kém. Giang Lăng Vương dưới môi sinh ra răng nanh, nhưng lời của hắn lộ ra mười phần khàn khàn, huyết trì ở sau lưng tuôn ra, cuốn theo lấy Giang Lăng Vương lại lần nữa giết ra, có lẽ là bị an nhạc lời nói cho khiêu khích đến, nội tâm có lửa giận dân trào, khí phách càng tăng lên, đông, huyết sắc gợn sóng trên không trung nổ tung, giống như là cự thạch đầu nhập hồ, tạo nên vòng vòng điểm điểm, hư không giáp lột phần lớn kình lực, có thể là lực lượng mạnh mẽ vẫn như cũ đụng vào thể phách máu thịt bên trong, nhưng An Nhạc thân thể lỗ chân lông tràn ra máu tươi. An Nhạc ngưng mắt, huyết trì lực lượng lợi dụng tất cả mọi dịp, mỗi một lần giao phong đều sẽ bắn ra hấp lực, đem An Nhạc khí huyết cho tước đoạt đi thôn vệ hết. Này lên kia xuống dưới, An Nhạc thân thể bên trong khí huyết sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng khô kiệt, bát cảnh khí huyết cùng cửu cảnh không có cách nào so sánh, rất nhanh hắn khí huyết liền sẽ khô tẩn, cuối cùng thân thể bắt đầu suy yếu, xuống tràn tự nhiên chính là bị đánh bạo. Đây cũng là Giang Lăng Vương thời khắc này chiến đấu tư duy, Giang Lăng Vương thừa nhận an nhạc yêu nghiệt, cứ việc bị an nhạc chém đi thân thể, thế nhưng hắn đè xuống trong lòng cừu hận, dự định từ từ sẽ đến, từng bước một từng bước xâm chiếm an nhạc, chỉ có như vậy mới có thể chân chính nắm bắt cơ hội, giết chết an nhạc, hắn không thể gấp an nhạc cũng không nóng nảy bởi vì mỗi một lần va chạm an nhạc đều có thể nghe được trong cơ thể tinh thiết giao thương thanh âm đó là khắc ấn tại thịt trên người mỗi một cái cổ lão kinh văn lẫn nhau lay động va chạm phát ra thanh âm mơ hồ có hỏa diễm tại đốt cháy tại chập chờn va chạm ở giữa an nhạc tự hồ thấy được từng cái cổ lão kinh văn ở trước mắt hiển hiện lắng nghe kim thiết giao thương thanh âm hắn thậm chí thấy được cổ lão mang hoang đại địa bên trong toàn thân khắc ấn đầy kim văn khôi ngô thân hình Đỉnh thiên lập địa, bạo sát thần ma hình ảnh, tại chiến đấu va chạm ở giữa, có thể thấy rõ ràng cổ lão kinh văn, thậm chí lĩnh hội kinh văn chân ý, đây cũng là An Nhạc trong mắt lóe lên kim đăng hào quang duyên cớ, có thể, hắn có thể tại hôm nay chính thức thấy được cổ kinh huyền bí, xé mở sương mù, oanh, An Nhạc khí huyết sôi trào, mơ hồ trong đó, cổ lão kinh văn leo lên thân thể mỗi một cái góc, thậm chí xông lên gương mặt, bất quá, khuôn mặt bị hư không giáp mặt nạ bao trùm, nhưng Giang Lăng Vương thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ cảm thấy an nhạc đấu chí không giảm trái lại còn tăng, không có chút nào khí huyết bị thôn vệ tước đoạt hoảng sợ, này không thích hợp, có thế biết rõ không thích hợp, đối mặt nghịch phạt đánh tới an nhạc, Giang Lăng Vương lại không có khả năng lưu thủ, chỉ có thể lại lần nữa giết ra, huyết trì đè xuống, Giang Lăng Vương theo bên trong ra quyền, quyền mang bắn ra, ống ánh sáng long lanh như kim cương máu, oanh, an nhạc bay ngược mà ra, hư không giáp rung rung phát ra tiếng len keng có thế an nhạc chỉ cảm thấy khắc ấn thân thể mỗi một cái kinh văn đều lay động giống như là có thần ma tại hắn bên tai tụng nhớ kỹ kinh văn mịt mờ không lưu loát kinh văn nội dung một chút tại an nhạc trong óc thành hình thần ma bào hiếu hung cầm phá không sao trời rơi xuống lưu hỏa tung hoành huyền bí hình ảnh tại an nhạc đồng tử bên trong chiếu rọi tuôn ra này của kinh lai lịch rất là cổ lão cho dù là đã từng đạt được cổ kinh thủy hoàng cũng không rõ lắm kinh văn phát triển đầu nguồn, thế nhưng, đế hoàng thạch tượng phỏng đoán, này cổ kinh lai lịch, vô cùng xa xưa, có lẽ là nhân tộc vừa mới sản sinh ra tu hành cái kia mang hoang thời đại, lần lượt hoành không mà ra, khí huyết từ thân thể bên trong tuôn ra, an nhạc không chút do dự thi triển hư không tán thủ, cứ việc mỗi một lần đều bị giang lăng vương cho đánh tan, có thể là an nhạc đấu chí càng tăng vọt, khí huyết mặc dù lần lượt bị huyết trì cho hấp thu lột bỏ có thể là an nhạc khí phách lại càng nóng bỏng đến cùng chuyện gì xảy ra huyết cốt nửa yêu thân thể bên trong gian lăng vương nguyên thần toát ra ngưng trọng cùng không thể tưởng tượng nổi chi sắc hắn có chút xem không hiểu an nhạc mục đích huyết quan âm cái kia tôn ác chủ bài an nhạc vận dụng tại lúc trước sát trận bên trong gọt chém đi thân thể của hắn ý vị này an nhạc hẳn không có lá bài tẩy nhưng không có ác chủ bài về sau an nhạc liền bắt đầu cam chịu sao dạng này giao phong xuống, khí huyết khô kiệt, hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết an nhạc, đông, an nhạc giống như một đạo ti chớp màu bạc, bị khí huyết sâu không, huyết trì cuồn cuộn giang lăng vương một quyền cho chù y hung hăng nện rơi trên mặt đất, giang lăng phủ mặt đất dùng dập che kín sen lẫn vết rạng, mặt đất chập trùng gập ghềnh an nhạc hai chân giống như là thần mâu đâm vào đại địa bên trong, trên không, huyết cốt nửa yêu trạng thái dưới giang lăng vương trôi nổi, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy an nhạc hắn thấy không rõ lắm an nhạc đến cùng muốn làm gì, thế nhưng hắn không cần thiết, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, giết chết an nhạc, mặc cho ngươi an nhạc như thế nào giả thần giả quỷ, cuối cùng đều phải chết đi, mà hai chân đâm vào đại địa bên trong an nhạc, rủ xuống cái đầu, giờ phút này, hắn trong cơ thể, khí huyết lưu chuyển vô cùng mỏng manh, khiến cho khắc ấn thịt trên người kinh văn màu vàng ống, mỗi một cái dấu hiệu chữ viết đều đang lóe lên lên chói mắt sáng lạng kim quang. Trong cõi u minh tụng niệm thanh âm càng đinh tai nhức óc, an nhạc hai con ngươi ánh vàng rực rỡ, cuối cùng, hắn theo tụng niệm tiếng bên trong biết được cổ lão kinh văn trải qua tên nhân đạo tổ trải qua, bốn chữ lớn, mỗi một chữ hiện ra, đều giống như một đạo sấm sét, nổ vang tại hắn bên tai, khiến cho hắn toàn thân chấn động, sau đó, cổ lão kinh văn sắp hàng tổ hợp, tạo thành một tiểu thiên hoàng chỉnh kinh văn, an nhạc nguyên thần xếp bằng ở tuế nguyệt trường hà dị tượng bên trong một tiểu thiên hoàn chỉnh kinh văn hiển hiện, xen lẫn văn đầy, chính là nhân đạo tổ trải qua thiên thứ nhất, oanh, thiên thứ nhất kinh văn triệt để thành hình, an nhạc dựa theo kinh văn con đường vận chuyển, bị huyết trì gọt gần như khô cạn khí huyết, tại thời khắc này, lại là hoàn thành khôi phục, một mực tồn tại ở khí hải đan điền bên trong, muốn nở rộ mà chưa từng hoàn toàn nở rộ, theo thiên sư phủ lấy được ngàn năm tuổi tử, tử khí kim liên, tại thời khắc này, vậy mà rung rung ở giữa, hoàng mỹ nở rộ ra một điểm dòng máu màu vàng ống theo tử khí kim liên bên trong sinh ra, sau đó, càng ngày càng nhiều, giống như là dội ra ao sen nước, từ từ ở trong kinh mạch dân trào, phát ra chảy xiết thanh âm, cuối cùng, màu vàng kim khí huyết xen lẫn, tại an nhạc khí hải đang điền bên trong, ngưng tụ ra một đóa mỏng manh ngọn lửa, ngọn lửa tự hồ cũng không phải là chân hỏa, mà là do đặc thù phù hiệu màu vàng ống xen lẫn mà thành, cẩn thận quan sát, có thể thấy ngọn lửa bên trên hỏa diễm, chính là từng cái thu nhỏ kinh văn màu vàng ống chồng chất triệt để mà thành. Thế nhưng, nhường an nhạc khiếp sợ là, này màu vàng kim ngọn lửa, tản ra một cổ bản nguyên khí tức, này hỏa diễm. Khí huyết này, an nhạc hít sâu một hơi, giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được tự thân kinh lực đạt được thăng hoa, mặc dù tu vi chưa từng có nửa điểm tăng lên, có thể là tự thân cơ sở lại trở nên 10 phần ghim chắc, giống như là đi qua thiên truy bách luyện, cũng như sơn nhạc, màu vàng kim khí huyết, giống như là cho an nhạc toàn thân đều thay máu, đổi lấy huyết dịch trở nên vô cùng bàn bạc cùng mạnh mẽ, nhân đạo tổ trải qua, an nhạc thì thào, hắn đã từng nếm thử cảm ngộ tu hành bản này hoàn chỉnh kinh văn, có thế là không được, vô pháp lĩnh hội, mà bây giờ, trong chiến đấu rèn luyện, hắn hoàn thành tổ trải qua thiên thứ nhất lĩnh hội, đốt lên đệ nhất đóa tổ trải qua ngọn lửa, đổi toàn thân khí huyết, màu vàng kim ngọn lửa nhảy lên, mơ hồ cho an nhạc một loại ảo giác, giống như là lưu kim tuế nguyệt khí đang thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng bên trong, chiếu rọi ra huyền bí hình ảnh, trong tấm hình, chính là mang hoang thời đại khắc họa, là một thời đại lưu lại văn minh dư tận. An nhạc không biết nhân đạo tổ trải qua tổng cộng có nhiều ít thiên, có thể là hắn biết, này kinh văn, là hắn cho đến tận hôm nay gặp phải cao thâm nhất kinh văn, mà lại, nhưng an nhạc kinh ngạc chính là, cái này nhân đạo tổ trải qua, tự hồ cũng không cùng với những cái khác tu hành pháp gạt bỏ an nhạc cửu đỉnh binh chủ kinh cũng không vì nhân đạo tổ trải qua thiên thứ nhất luyện thành mà xuất hiện xung đột tiến tới gạt bỏ sụp đổ ngược lại tạo thành đặc biệt gia trì giống như lúc trước nửa bước kinh văn thời điểm tồn tại gia trì chiến đấu có khả năng gia tốc tổ trải qua lĩnh hội sao an nhạc ánh mắt sáng lạn sau một khắc trong miệng hắn phát ra thét dài huyết quốc nửa yêu giang lăng vương rơi vào an nhạc bên cạnh người ngang tàn đánh ra tuyệt thế công phạt gian lăng phủ bên trong rất nhiều phòng ốc đều tại thời khắc này rung động phá toái, bách tính máu thịt nổ tung, người tu hành tu vi không đủ người cũng là thân thể sụp đổ, thần tâm hóa thành mưa ánh sáng, khó mà chống lại, gian lăng vương trong mắt sát cơ sáng lạng, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, sau lưng mọc lên huyết trì cuồn cuộn, huyết trì bên trong tựa hồ chiếu rọi ra u minh, chết, an nhạc khí huyết bị gian lăng vương gọt không sai biệt lắm, gian lăng vương cảm thấy thiếu đi khí huyết an nhạc đã không có khả năng cùng hắn tiếp tục chống lại, là thời điểm hoàn thành chém giết, an nhạc hết thảy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều sẽ không có chút ý nghĩa nào, đột ngột, an nhạc bao trùm hư không giáp bên ngoài thân, dấy lên một đạo ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng triệt để lan tràn an nhạc toàn thân, cùng mảnh sôi trào khí huyết đụng vào máu và xương bên trên, tựa như biển sâu sóng lớn hung hăng đập đá ngầm, nổ lên hơi nước như giấy lên hỏa diễm, tại an nhạc bên ngoài thân sen lẫn lan tràn làm sao có thể hóa thân huyết cốt nửa yêu giang lăng vương đại giật mình này cái gì quỷ tình huống hắn rõ ràng mượn nhờ huyết trì đang không ngừng công phạt trong đụng chạm chém đi an nhạc khí huyết khiến cho an nhạc khí huyết khô kiệt khí phách suy yếu có thế giờ phút này an nhạc giống như giành lấy cuộc sống mới khí huyết chi sụp sôi so với trạng thái toàn thịnh càng sâu không hợp lý đông an nhạc cũng là một quyền đẩy ngang cùng giang lăng vương nắm đấm va chạm ngọn lửa màu vàng đốt cháy trong nháy mắt tại giang lăng vương nửa yêu thân thể bên trên lưu lại suy suy khói đen cùng với đốt cháy khét cơ thể thân thể giang lăng vương chỉ cảm thấy một cổ giống như thượng cổ mang hoang hung thú lực lượng kinh khủng từ an nhạc nắm đấm bên trong tiết ra huyết cốt nửa yêu trên cánh tay bao trùm huyết cốt ầm ầm phá toái nổ thành vô số xương vỡ máu thịt cũng là đốt cháy khét một cánh tay bị phế đi u minh huyết trì giang lăng vương cảm nhận được kinh khủng mối nguy hắn tê cả da đầu cơ hồ sắp điên cái này là yêu nghiệt sao? Rõ ràng đã bị dồn đến tuyệt cảnh, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể tại trong tuyệt cảnh tìm tới một tia cơ hội, một lần nữa cuộc khởi, nghịch phạt giết địch, luôn là có thể sáng tạo nhường thế nhân khó có thể lý giải được kỳ tích. Kinh khủng nổ tung tại Giang Lăng Phủ Thành bên trong nổ tung, bao trùm Giang Lăng thành hộ thành đại trận, không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nổ tung, liền cả tòa thành trì đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Dẹp an vui sướng Giang Lăng Vương giao phong vị trí làm tâm điểm, năng lượng khuếch tán ra đến vô số phòng ốc tại trong khoảnh khắc đổ sụp bị khủng bố đến cực điểm lực lượng bài không hướng bốn phía chồng chất triệt để mặt đất lõm xuống bốn phía bài không ra ngọn lửa màu vàng bao trùm an nhạc toàn thân nóng trực nhiệt lượng nhưng không khí chung quanh phát sinh không thể ngăn chặn vặn vẹo mênh mông khí huyết ở trong người lưu chuyển phụ trợ lấy cửu đỉnh binh chủ kinh mà lưu chuyển cuối cùng hội tụ ở trái tim tim đập thanh âm như trống trận giống lên vô cùng cao vút vang vọng tại toàn bộ yên tĩnh thành trì phế tích bên trong, mặt đất đá vụn, đều bị nhảy lên trái tim tiếng chỗ giống lên, tùy theo mà nhảy nhót, an nhạc tại thủy hoàng mộ tán bên trong lấy được cơ may thực sự, tại thời khắc này, biểu hiện ra chân chính uy năng, an nhạc trong tay cầm cầm kiếm trúc thanh sơn khẽ chấn động, thanh sơn trong không gian, ở dưới chân núi, một ngụm quan tài đồng an tĩnh tọa lạc, đột nhiên, quan tài bên trong, có nhẹ nhàng tiếng than thở vang vọng phiêu đảng mà lên, tiểu gia hỏa nhanh như vậy liền tìm hiểu ra tổ trải qua sao, không biết tiểu gia hỏa có thể hay không hoàn thành cô còn chưa hoàn thành sự tình, lĩnh hội nhân đạo tổ trải qua chính thiên chân kinh, để cho người ta đạo hỏa diễm, tại này mảnh yên lặng quá lâu trên mặt đất giấy lên, có thể nghĩ tới sẽ rất khó. Thượng thương sẽ không để cho A, à. có thể, vạn năm trước tai kiếp, sẽ lại lần nữa tái hiện, gió nhẹ lướt qua, quan tài bên trong khôi phục bình tĩnh, một mảnh lá khô bị thổi lên, tại mặt đất bên trên nhấp nhô vuốt ve nương theo một hồi nhỏ bé không thể nhận ra thở dài an nhạc hai con ngươi thâm thúy toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng khí phách vô song một quyền bùng nổ lực lượng phát tiết đụng nát giang lăng vương trên cánh tay huyết cốt phế bỏ thứ nhất cánh tay khiến cho giang lăng vương cảnh giác vô cùng rút đi hóa thành một đạo huyết quang gánh vác lấy huyết trì hoành không ánh mắt bên trong đều là nghi ngờ không thôi an nhạc lại là chưa từng để ý tới hắn thần tâm khẽ động ngụm kia theo thủy hoàng mộ tán bên trong đoạt được, bị an nhạc tế luyện một nửa ngụm thứ hai sơn hà đỉnh bay tứ tung tới, màu vàng kim ngọn lửa theo trong đan điền sôi nổi mà ra, đã rơi vào sơn hà đỉnh bên trong, sơn hà đỉnh đỉnh đồng thao thân, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đúng là chậm rãi hóa thành đỏ bừng chi sắc, an nhạc có thể cảm nhận được hắn cùng sơn hà đỉnh ở giữa liên tục, càng rõ ràng, tổ trải qua ngọn lửa, đang ở gia tốc luyện hóa này ngụm thứ hai sơn hà đỉnh lại thêm tuế nguyệt đạo quả vấn đỉnh luyện hóa gia trì, cơ hồ chẳng qua là trong chốc lát, tại Giang Lăng Vương Hoàng tại bình phục nội tâm rung động, đang suy đoán an nhạc phát sinh thuế biến tình huống lúc, liền hoàn thành ngụm thứ hai sơn hà đỉnh tế luyện, sau một khắc, an nhạc thân thể khí phách lại lần nữa đánh vỡ gông cùng xiềng xích, hỏa diễm đại thịnh, khí tức liên tục tăng lên, thiên địa ý chí như thác nước tranh lưu không ngừng rủ xuống vẫy hội tụ tại hắn quanh thân, giờ khắc này, an nhạc đoán thể tu vi bởi vì ngụm thứ hai sơn hà đỉnh hoàng mỹ luyện hóa đặt chân đến bát cảnh viên mãn lực lượng tràn đầy toàn thân cảm giác vô cùng mỹ diệu an nhạc đưa mắt nhìn ra xa hướng trôi nổi giữa không trung bị phế sạch một tay giang lăng vương bước ra một bước hóa thành một đạo kim sắc ánh lửa trong nháy mắt thị cướp vượt qua xuất hiện ở giữa không trung bên ngoài thân ánh lửa chậm rãi bùng cháy an nhạc chiến ý sôi trào hắn biết tổ trải qua lĩnh hội cùng chiến đấu có quan hệ có thể hắn kéo dài chiến đấu Cuối cùng rồi sẽ tìm hiểu ra tổ trải qua mặt khác thiên chương, an nhạc toàn lực ứng phó ra tay, lại lần nữa thẳng hướng giang lăng vương, màu đen bá vương kích tới tay, chui này chí bảo bị ngọn lửa màu vàng bao trùm, mơ hồ tựa hồ có khôi phục dấu hiệu, giang lăng vương cảm thấy áp lực cực lớn, này vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình chiến đấu, an nhạc đoán thể tu vi thế mà lại tăng lên nửa một cái tiểu cảnh giới, giống như là cho tàn lại cháy, chiến lực thực hiện tăng lên. Quái vật a! Làm An Nhạc lại lần nữa đánh tới, cái kia bàn bạc đấu trí, nhưng Giang Lăng Vương cũng không khỏi run sợ, đấu trí bị đánh tan, sát tâm bị bóc tắt, dạng này quái vật trừ phi nắm giữ tuyệt đối nghiền ép lực lượng bằng không, rất khó giết, có thể là Giang Lăng Vương đã không có lùi bước tư cách, bởi vì hắn dùng huyết trì tế luyện bản thể thân thể bị An Nhạc chém đi, chiếm cứ cổ này huyết cốt nửa yêu thân thế, hắn thời gian ngắn rất khó lại phá thập cảnh, nói cách khác hắn phá thập cảnh hy vọng bị an nhạc bóp tắt, chỉ có giết chết an nhạc, kế thừa an nhạc vô địch thế, thôn vệ an nhạc chỗ gánh chịu vận thế, giang lăng vương tài có thể thực hiện thuế biến, phối hợp thêm kiếm trì cung chí bảo kiếm chung cùng kiếm trì cung, triệt để đặt chân đến thập cảnh, có thể nhường cái kia u minh hiện thế, có thế mất đi đấu chí giang lăng vương, chiến lực khí phách đều không có lúc trước mạnh mẽ, mà lại cháy lên tinh hỏa an nhạc, giờ phút này chính vào chiến ý đỉnh phong, này lên kia xuống tự nhiên khó mà chống lại, đông, huyết trì đều có chút không ổn định, Giang Lăng Vương thân thể ở giữa không trung bị nện bay tứ tung, sớm đã bay tứ tung ra Giang Lăng phủ phạm vi, nhập vào một tòa nguy nga đại sơn, đem sơn nhạc cho ném ra lớn hố to động, an nhạc toàn thân bao trùm ngọn lửa màu vàng, trên không trung dậm chân mà đi, hoàng mỹ nở rộ tử khí kim liên, tại dưới chân hắn nở rộ, giống như này sao? An nhạc rất là tiếc nuối, bởi vì, Giang Lăng Vương vô pháp mang gây áp lực cho hắn, tổ trải qua nghĩ phải tiếp tục tìm hiểu ra phần mới, không làm được, thật là kết thúc, An Nhạc nói khẽ, không muốn lại tiếp tục trì hoãn xuống, hắn vẫn phải đi gấp rút tiếp viện cẩm quan thành, cứu viện kiếm trì cung người quen, tuế nguyệt đạo quả, săn yêu, An Nhạc giơ tay lên, bao trùm một tầng hỏa diễm lòng bàn tay, một khỏa huyết sắc đạo quả rung động, mảnh một nắm, ngọn núi lớn kia phế tích bên trong Giang Lăng Vương chỉ cảm thấy trái tim bị nắm lấy, huyết cốt nửa yêu thân thể. Vậy mà tại hoảng sợ, giống như bị khủng bố thợ săn cho để mắt tới, u minh huyết chuông, giang lăng vương gào thét, nguyên thần toàn lực thao túng, khống chế tới huyết chung lướt ngang tới, muốn cản trở hóa thành một đạo kim sắc ánh lửa khí thế hùng hổ đánh tới an nhạc, nhưng mà, nội uẩn màu vàng kim tổ trải qua ngọn lửa sơn hà đỉnh, giống như hoàn toàn khôi phục, ầm ầm đụng vào huyết chung lên, huyết chung bị triệt để trấn áp, an nhạc rơi vào sơn nhạc phế tích ở giữa, trường kích mảnh vung ra lưỡi kích phía trên hạo nhiên kiếm khí tràn lan bao trùm một tầng tinh mịn ngọn lửa mơ hồ trong đó lát thành mở một bộ thuần túy sơn hà họa quyển xích tâm sơn hà phốc phốc trường kích dùng vô cùng tư thái đem gian lang vương huyết cốt nửa yêu thân thể xuyên thủng theo thân thể bên trong sinh ra huyết cốt từng khúc phá toái máu thịt bị xé nứt bị đóng ở lớn như núi trong hầm gian lang vương đổ máu trong đôi mắt hiển hiện hôi bại cùng với một vệt tuyệt vọng Huyết cốt nửa yêu mi tâm phun tỏa hào quang, Giang Lăng Vương Nguyên thần lại lần nữa bỏ qua bộ thân thể này, sôi nổi mà ra, muốn phóng tới huyết trì, mượn huyết trì cuốn theo tới chạy trốn, nhưng mà, ăn nhạc nếm qua một lần thua thiệt, sao lại lại ăn một lần, trên bàn tay bao trùng tổ trải qua hỏa diễm, chỉ chưởng lóe ánh sáng, giống như năm cái thần mâu đâm xuống, giam cầm Giang Lăng Vương Nguyên thần trốn chạy không gian, nhưng Giang Lăng Vương Triệu Hy Nguyên thần, vô pháp cùng huyết trì hội tụ, mi tâm nê hoàng cung hào quang chói lọi, lưu ly bảy màu tâm kiếm trảm ra, chói lọi kiếm mang hoành không, tuyệt diễm kinh thế, phốc phốc, nguyên thần chi huyết bảo tố bay, giang lăng vương nguyên thần đầu phóng lên tận trời, trên vết thương, huyết sắc mưa ánh sáng dội không ngừng, tâm kiếm kiếm quang tung hoành, tiếp tục chém xuống, đem giang lăng vương triệu hy nguyên thần chém thành từng khối, triệt để diệt đi, thân thể trảm diệt, nguyên thần chết không, ẩn giấu cực sâu giang lăng vương triệu hy, tại rất nhiều thập cảnh vào thủy hoàng mộ tán thời điểm bắt đầu triển lộ phong mang muốn hướng về thiên hạ kéo ra răng nanh nắm lấy cơ hội nhất phi trùng thiên có thể là vừa bay lên cánh liền bị an nhạc bẻ gãy bị an nhạc chém đi mang theo muốn nhường u minh tái nhập nhân gian hoành đồ đại chí triệt để chết đi giờ này khắc này toàn bộ thiên hạ đều lâm vào yên tĩnh giống như chết rất nhiều quan chiến cường giả đều là lâm vào bao la mờ mịt cùng trong rung động Giang Lăng Vương ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, thực lực một khi hiện ra, hoàn toàn chính xác có tuyệt thế chi tư, thậm chí bức Bách An Nhạc đánh tới Giang Lăng phủ cùng hắn quyết chiến. Ban đầu, thế nhân đều cảm thấy An Nhạc vội vã dưới sự bất đắc dĩ, có thể muốn gặp nạn, lại chưa từng nghĩ, cuối cùng lạc bại ngã xuống chính là Giang Lăng Vương, từng tôn tọa Lạc đám mây nguyên thần trong lòng kinh dị, nhìn tại phía xa Giang Lăng toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng thân hình, không ít nguyên thần chỉ cảm thấy vạn phần chói mắt. U Minh con trai thế mà sẽ bại. Gánh chịu lấy nhường U Minh dung nhập nhân gian giả vọng U Minh hy vọng, chưa nhường viên này hạt giống của hy vọng nảy mầm, liền bị trảm diệt, bóc chết tại nhân gian. Có người thì thào, trận này quyết chiến, rất nhiều người đều biết, chính là An Nhạc có chút bất đắc dĩ cử động, bởi vì Giang Lăng Vương hợp lại đại lý quốc đại quân, đang ở đối cẩm quan thành phát động công phạt, An Nhạc là vì bức bách Giang Lăng Vương trở về thủ, vì vậy mới tại Giang Lăng Phủ Đại khai sát giới. Kết quả, Giang Lăng Vương trở về thủ, nhưng cuối cùng cũng là bị chém đi, sinh mệnh hướng đi điểm cuối cùng, không thể toại nguyện hoàn thành u minh nhiệm vụ, hết thảy quan chiến cường giả, nỗi lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Giang Lăng phủ bên trong, Giang Lăng Vương dưới trướng ở lại giữa người tu hành nhóm, hai chân như nhũng ra, tê liệt ngã xuống đất, cực kỳ thất thố, bọn hắn biết, Giang Lăng Vương chưa mở ra thời đại, kết thúc, phế tích sơn nhạc bên trong. An nhạc toàn thân trên dưới bùng cháy ngọn lửa màu vàng chưa từng dập tắt, khí phách vẫn như cũ mãnh liệt, chưa từng hoàn toàn buông lỏng, ánh mắt thâm thúy, nhìn chầm chầm cái kia chiếm cứ huyết trì. Giang lăng vương triệu hy chết đi, tràn lan nguyên thần mưa ánh sáng, bị huyết trì triệt để thôn vệ, kia ngụm máu chung cũng là bị dao động đến, bị huyết trì cùng nhau bao phủ. Giờ phút này, này khẩu đến từ u minh huyết trì tại sơn nhạc đỉnh xoay quanh, huyết chung khảm nạm trong đó, lại giống như là một con mắt bắn ra tới không thuộc về cái thế giới này ánh mắt, nhìn chầm chầm an nhạc. Chương 207, Thánh Sư Nộ đổi U Minh Chí Cường, an nhạc băng kiếm quyền toái sao trời. Trang trước chương tiếp danh sách trang kế tiếp, đứng đầu đề cử, theo hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần vũ trụ cấp sủng ái ta thật không phải ma thần lính đặc chủng cuộc chiến sói cuộc khởi chư thiên thời đại mới kiếm tiên ba ngàn vạn nữ xứng nàng thiên sinh tốt số đỉnh chuỗi, thực vật mãnh thú, huyết trì cuồn cuồng, bao vây lấy một ngụm chuông lớn màu đỏ ngòm, giống như là thành một con mắt con, giọt lựu lựu chuyển động, có cực hạn quỷ dị cùng áp bách, theo cái kia trồng mắt bên trong bắn ra, giống như là vượt ngang thời gian không gian, buông xuống tại hiện thế, mang đến đủ để cho người da đầu tê dại kinh dị cảm giác, giống như là có từng tia từng sợi lực lượng linh hồn, vượt qua giới hạn, chỉ là xuyên thấu qua huyết trì này cùng huyết chung hình thành trong mắt, liền áp bách lấy an nhạc, khiến cho hắn huyết dịch cả người đều có loại đông kết cảm giác đó là trên lệch cảnh giới quá lớn, mới có thể mang tới cảm giác, tựa như là rất sớm rất sớm trước đó, An Nhạc vừa đặt chân tu hành thời điểm, Lạc Kinh Trần mang ngồi ở trong xe ngựa quan sát hắn, thời điểm đó An Nhạc cùng Lạc Kinh Trần quả nhiên là trời cùng đất trên lệch, cũng chính là một lần kia trên lệch cực lớn, mới là nhường An Nhạc trong lòng bay lên một vệt bất khuất, không muốn tùy tiện chịu thua, tùy tiện cúi đầu, màn lương như phẳng phiêu chi trúc, không thấp lông mày không lưng, mà lần này, Viên này, trong mắt, sau ánh mắt, cũng là cho an nhạc như thế áp bách. An nhạc toàn thân bao trùm hư không ngân giáp, đạm màu vàng kim khí huyết hỏa diễm, tại thân thể mặt ngoài hơi hơi cuốn lên, lan tràn không ngớt. Ánh mắt của hắn bên trong lấp lánh ngưng trọng, chém giết gian lăng vương triệu hy. Lần này an nhạc xem như quan minh chính đại đánh tan đối phương, cho dù là cửu cảnh viên mãn, đều khó mà mang đến cho hắn bất kỳ áp bách. Thậm chí, bình thường thập cảnh đều rất khó cho an nhạc mang đến như thế cực hạn áp bách. Điều này nói rõ, viên này xuyên thấu qua tròng mắt bắn ra mà đến tầm mắt chủ nhân, tại tu vi cấp độ bên trên, có thể siêu việt thập cảnh, thập nhất cảnh bản nguyên tôn giả. Cũng hoặc là 12 cảnh, an nhạc ngưng mắt, kiếm trúc thanh sơn bị nắm trong tay, hạo nhiên kiếm khí từ trong cơ thể nổ sâu lên, cùng cái kia tròng mắt tầm mắt dằn co, này tòa giang lăng phủ bên ngoài sơn nhạc, đã trải qua một trận kinh thế va chạm, hơn phân nửa bộ phận ngọn núi rạn nứt trên đó thảm thực vật đều là bị phá hủy, hố sâu to lớn, giống như là thiên thạch ném ra, nhiệt độ cao dung luyện bùng đất, hình thành một cái bóng loáng hố, an nhạc liền đứng lặng tại đây bóng loáng hố bên trong, trung ương là giang lăng vương chiếm cứ huyết cốt nửa yêu thân thể, bị bá vương kích cho xuyên thủng, mất đi sinh mệnh khí tức, giang lăng vương nguyên thần, còn dự định mượn nhờ huyết trì tới chạy trốn, nhưng an nhạc nếm qua một lần thua thiệt, cho nên sẽ không lại cho hắn cơ hội, cũng đã sớm lưu lại một tay dự định cản trở chém xuống gian lăng vương nguyên thần nguyên thần cùng thân thể câu diệt gian lăng vương triệt để chết đi nhưng cuối cùng cái kia gian lăng vương nguyên thần bị trảm diệt chỗ tràn lan ra nguyên thần mưa ánh sáng bị huyết trì cùng huyết chung hấp thu an nhạc lại không cách nào hạn chế cùng cản trở vậy cơ hồ là không thuộc về cái thế giới này lực lượng u minh lực lượng trong u minh có cường giả đang dòng ngó an nhạc trong lòng rung lên cảnh giác lên u minh nhân gian cùng thượng thương ba cái khác biệt thiên địa nhân gian tu hành tại khô kiệt mà u minh cùng thượng thương lại không phải như thế giang lăng vương triệu hy một mực danh xưng chính mình vì u minh con trai cùng u minh có liên hệ bây giờ bị an nhạc chém đi chẳng lẽ trong u minh có cường giả muốn vì hắn ra mặt an nhạc không dám khinh thường đối với u minh cùng thượng thương đều rất là coi trọng tại thủy hoàng trong lăng mộ an nhạc được chứng kiến bị trấn phong vạn năm hổ phách tiên quân đó là thập nhất cảnh tiên quân vô cùng cường đại lật tay thành mây trở tay thành mưa, nếu không phải bị thủy hoàng tính toán mà tính, một khi phá phong đến nhân gian, chắc chắn là vô địch tồn tại, mà căn cứ thủy hoàng nói, hổ phách tiên quân ở trên thương bên trong, chẳng qua là một tôn tiên quân mà thôi, tiên quân ở trên thương có thế cũng không phải là chân chính cường giả đứng đầu, lộc cộc lộc cộc, an nhạc nhìn chầm chầm cái kia ánh mắt, hết thảy chung quanh tựa hồ bắt đầu trở nên mông lung, trong không gian có dòng máu thẩm thấu mà ra, soạt huyết sắc dòng nước, giống như đem an nhạc thân thể cho cuốn vào đến trong huyết trì, huyết trì cuồn cuộn, dần dần, an nhạc giống như là xuyên thấu qua huyết trì chỗ sâu, thấy được một đạo mô hình hồ, tọa lạc tại đen kịp một màu huyết sắc trong thế giới thân ảnh, thân ảnh kia mười phần lãnh khốc lại khủng bố, giống như là chống lên cái kia đen kịp huyết sắc thế giới, thoáng rung chuyển, liền sẽ nhường toàn bộ thế giới vì đó mà chấn động, người dết u minh bố trí nhân gian hai vị tiếp dẫn người, băng lãnh thanh âm, giống như là phiêu dương qua biển vượt ngang thế giới truyền đến, tại an nhạc bên tai, từng tia từng sợi vang vọng, giống như là tản ra lãnh ý băng kiếm đang nhẹ nhàng tiếng ma sát âm, an nhạc toàn thân lông tơ dựng thẳng, khí huyết hỏa diễm đều phản phất muốn bị áp chế xuống. Quy áp quá mức mạnh mẽ, an nhạc phát hiện mình khó mà động đậy, giống như là tại đối mặt một tôn trấn áp toàn bộ thiên địa hoàng già. Hoàng giả nhìn xuống, muốn cho an nhạc quỳ sát, dũng cảm tâm ngơ đạo quả tại chiếu sáng rạng rỡ như trong đêm tối ống ánh nhất sao trời. An nhạc cái eo ưỡn lên thẳng tắp, hắn biết đối phương mạnh mẽ đáng sợ, có lẽ là trong u minh chí cường giả. Thế nhưng, an nhạc vẫn như cũ kháng trụ áp bách, không muốn quỳ sát, không thấp lông mày không lưng. Đây là hắn cho tới nay bản tính, đã từng chưa biến, hiện tại không thay đổi, tương lai cũng sẽ không thay đổi. An nhạc trên người hư không giáp đang rung động nhẹ nhẹ, giáp vị va chạm âm vang, áp lực kinh khủng, muốn cho trên người hắn máu thịt, đều đọa xuống mặt đất bị huyết trì thôn vệ, hắn gắt gao nắm chặt kiếm trúc thanh sơn, thanh sơn không gian bên trong, tự hồ có một cổ ý chí tại chậm rãi khôi phục, đó là nằm tại quan tài bên trong, đang tại thuế biến thủy hoàng hạng bạc thân thế, thủy hoàng ý chí không muốn thấy an nhạc gặp nạn, vì vậy dự định khôi phục, thế nhưng, cổ này khôi phục ý chí có lẽ là cảm ứng được cái gì, liền một lần nữa trở nên yên lặng, oanh, đột nhiên, huyết trì nổ nổi lên kinh khủng con sóng lớn màu đỏ ngòm. Một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh, thân mang áo trắng, chắp tay sau lưng lăng không mà hiện, cất bước chạy chậm chậm, những nơi đi qua, huyết trì tự động xé mở, đứng lặng tại An Nhạc bên người, làm rất tốt, lão thất, nhẹ nhàng tiếng cười theo thường thường không có gì lạ thân ảnh trong miệng phát ra. An Nhạc ngưng mắt trông lại, trong lòng chấn động, không nghĩ tới vị này tồn tại vậy mà lại xuất hiện ở đây, thế nhưng người đến xuất hiện, lại là nhường An Nhạc trong lòng vô cùng bình tĩnh cùng an tâm cái gọi là trời sập xuống có người cao chịu lấy, người đến chính là người cao, học sinh gặp qua thánh sư, an nhạc người khoác hư không giáp, cầm trong tay kiếm trúc, ôm quyền chắp tay, thường thường không có gì lạ người đến, thật sự chính là thánh sư, đương thời thần bí nhất cùng mạnh mẽ tồn tại, nghe đồn sống qua năm tháng dài đằng đẵng vượt ngang vạn cổ, có được khó thể tưởng tượng lực lượng, thánh sư mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng toàn thân tản ra hơi nước trắng mịt mờ hào quang, rõ ràng tới cũng không phải là thánh sư chân thân, có thể chẳng qua là một vệt bất diệt chân linh. Thánh sư tán thưởng lại tán dương nhìn về phía an nhạc, mặt địch hư không giáp, lại bị ngươi nắm giữ rồi. Làm vì nhân gian một chút nắm giữ không gian đại đạo bản nguyên thập nhất cảnh tôn giả, hắn vốn nên tại thánh cảnh bên trong hiển lộ tài năng, đáng tiếc, lựa chọn thay doanh tầng trấn thủ mộ tán tiên cổ chiến trường, chưa nhập thánh cảnh, quyết thiếu tuế nguyệt vật chất, vạn năm tuế nguyệt thay đổi, hư không giáp vẫn như cũ, có thế mặt địch tự thân, sợ là đã tiếp cận tiêu vong. Thánh sư phát ra cảm khái, an nhạc đối với thánh sư người mặt gia cự tử mặt địch, cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là theo thánh sư một phiên cảm khái trong lời nói, biết được đến không ít mới tin tức, thánh cảnh. Tuế nguyệt vật chất, thánh sư lóe ánh sáng linh thể nhìn an nhạc liếc mắt, cười cười, lại chưa từng nói rõ lý do, ngươi tìm hiểu nhân đạo tổ trải qua thiên thứ nhất rồi. Xem ra ngươi cùng tổ trải qua hữu duyên, nhân đạo tổ trải qua lai lịch không nhỏ chính là là rất lớn cơ duyên nhưng là muốn lĩnh hội phần mới nhưng không dễ dàng mỗi lần đều cần cũng đủ lớn chiến đấu áp lực cần tại thời khắc sinh tử ma luyện mà ra tổ trải qua chính là hết sức cổ lão kinh văn đó là tu hành vừa mới sinh ra nảy sinh thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm thời đại tổ trải qua tu hành kỳ thật rất là đơn giản thô bạo thế nhưng hiệu quả hết sức rõ rệt chính là là nhân tộc các vị tổ tiên tại an long ở lỗ thời đại cùng viễn cổ đại hung ác thú phấn đấu sinh tử huyết chiến cầu sinh tồn tình trạng hạ sáng tạo ra kinh văn cho nên lĩnh hội tình huống cần phải phối hợp chiến đấu tới lĩnh hội thánh sư nghe nhiều biết rộng sống năm tháng dài đằng đẳng tự nhiên biết rất nhiều mật tân nhân đạo tổ trải qua tổng cộng chính thiên chính vì cực thậm chí tôn chi số lão thất a người có thể tìm hiểu tổ trải qua chính là hiếm có duyên có thể là tuế nguyệt đằng đẳng nhân gian cũng không phải là không có tìm hiểu ra nhân đạo tổ trải qua thiên kiêu, có thế tu hành tổ trải qua, liền mang ý nghĩa thiên địa bất dung, vạn năm trước trận kia đại kiếp sở dĩ sẽ phát sinh, kỳ thật cũng có bởi vì doanh tầng tu nhân đạo tổ trải qua, tìm hiểu ra thiên thứ tư duyên cớ, thánh sư nói với An Nhạc, An Nhạc nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, điểm này kỳ thật hắn cũng đoán được, có thể là theo thánh sư trong miệng đạt được chứng thực, vẫn là để đầu hắn da hơi hơi rung lên, thiên địa bất dung thiên, vì thượng thương, chính là U Minh, chính là ngươi giờ phút này đối mặt U Minh. Thánh sư nói khẽ, sau đó, thánh sư chưa từng lại nhìn về phía nỗi lòng chấn động an nhạc, nhìn phía cái kia huyết trì chỗ sâu, ngồi ngay ngắn chèo chống huyết sắc thiên địa thân ảnh, đường đường trưởng quản U Minh đến cao tầng thứ cường giả, không cần cùng một cái liên cửu cảnh đều không phải là tiểu gia hỏa so đo. Không cảm thấy mất mặt sao, ngươi cũng như thế mất mặt, ta ra tới liền cũng hợp tình hợp lý. Thánh sư nhấp nhô nói, Thánh sư, huyết trì chỗ sâu, đạo thân ảnh kia, ánh mắt kỳ dị lại thâm thúy, nhìn xuyên thời không mà bắn ra, kẻ này giết ta hai tôn u minh tiếp dẫn người, ta chọn chúng hai vị. Đều bị hắn chém giết, có chủ tâm cùng ta không qua được, ta há có thể cam tâm, bóng người màu đỏ ngòm trầm mặt một lát, mở miệng nói, thanh âm nổ vang, chấn động toàn bộ huyết sắc thế giới, Thánh sư nghe vậy, sờ lên cái cầm, hai tôn tiếp dẫn người đều bị giết a cái kia đúng là quá mức chút, dù sao lông dê bắt lấy một đầu hao, xác thực làm người khó chịu, thế nhưng, giết liền giết. Ngươi lại tìm hoặc là lại bồi dưỡng chính là, tự mình xuống tràn khi dễ cái tiểu gia hỏa tính chuyện gì đây. Hiện ra uy phong của ngươi. Không biết xấu hổ đến cực điểm. Thánh sư trong lời nói bao che cho con chi ý làm thật nồng đậm, có bản lĩnh ngươi vượt giới tới, lão phu cùng ngươi qua qua tay, thánh sư nói, khuyết sách trong u minh cường giả tự hồ có chút bị sặc âm thanh, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào lời nói. Thánh sư, ngươi mặc dù nhân gian đắc ý nhất, có thế ngươi cũng đắc ý không được bao lâu. Tuế nguyệt quá mức mạnh mẽ, thế giới đều lại bởi vậy mà một nát già đi, thiên đạo có thiên đạo xu thế. Ngươi cản không được, đến lúc đó, ta tự sẽ đích thân cùng ngươi qua qua tay, lãnh giáo một chút nhân gian thánh sư thủ đoạn, ầm ầm, huyết sắc ô minh bắt đầu chậm rãi khép kín, cặp kia băng lãnh kinh khủng ánh mắt, cũng là tại khép kín vết nứt đỏ lòng bên trong, từ từ bị che lấp, thánh sư lóe ánh sáng linh thể, mặt không biểu tình, chấp tay sau lưng, áo trắng tại huyết tinh trong gió lớn chạy như bay phần phật, bao phủ chung quanh huyết sắc biến mất không thấy gì nữa, thánh sư cùng an nhạc đứng lặng tại hòa tan đất đá trong hố sâu, bốn phía bụi mù tràn ngập, hơi thở nóng bỏng như tạo thành từng dải sương mù sen lẫn, gió nhẹ phất động. An nhạc trên người màu vàng kim khí huyết chậm rãi thu lại hồi trở lại thân thể bên trong, trong đan điền giống như vô số phù văn sen lẫn thành ngọn lửa nhảy lên, chiếu rọi an nhạc khí huyết thành kim sáng chi sắc, thánh sư linh thể chưa tán đi, vẫn như cũ đứng lặng, an nhạc nhìn về phía thánh sư, nghĩ đến cái kia trong u minh bóng người màu đỏ ngòm rơi xuống ngữ, không khỏi ngưng mắt, phản phất có nồng đậm nghi hoặc quanh quẩn trong đầu của hắn, thánh sư, vị kia trong u minh cường giả, sẽ buông xuống thế gian đánh với ngài một trận sao, an nhạc hỏi, thánh sư cười khẽ, không có dễ dàng như vậy, hắn còn cần chờ. Bất quá, tương lai thật sự là hắn có khả năng. Lão Phu từng đã nói với ngươi, sức mạnh của tháng năm cường đại nhất, dù cho thế giới đều lại bởi vậy mà mục nát, khó mà chống lại này phần lực lượng. Vạn năm tuế nguyệt đến nay, thượng thương cùng U Minh tấp nập động tác, không ngừng bố cục, tự nhiên là vì tương lai. Về sau ngươi gặp được, trận kia tương lai, an nhạc nhẹ gật đầu. Hắn biết thánh sư không muốn cùng hắn nói rõ ràng trận kia tương lai, đó chính là hắn hiện tại còn không có tư cách lẫn vào trong đó. Thế nhưng, có thể tưởng tượng đến trận kia tương lai tuyệt đối không đơn giản, thậm chí lại so với vạn năm trước trận kia nhằm vào thủy hoàng biến cố còn muốn tới long trọng. An nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tiêu tán huyết trì cùng huyết chung hướng đi, trong đôi mắt phản phất có lưu hỏa đang lóe lên. Hắn không khỏi nghĩ đến trong cơ thể mình thần bí bản, có thể hấp thu người khác tuế nguyệt khí, hóa thành tuế nguyệt đạo quả, tồn tại đạo quả không gian, thậm chí có thể thấy người bình thường không thể được gặp tuế nguyệt trường hà tất cả những thứ này kỳ thật đều tại tuyên cáo an nhạc trên người không giống bình thường theo tu vi tăng lên trở nên càng ngày càng cường đại an nhạc đột nhiên cảm giác được này phần không giống bình thường khiến cho hắn mơ hồ trong đó có chút cảm giác nguy hiểm bởi vì bất luận cái gì tồn tại đều chắc chắn có hắn tồn tại đạo lý thánh sư nói qua sức mạnh của tháng năm chính là giữa đất trời sức mạnh mạnh nhất thế giới đều khó mà chống cự cường giả cũng không cách nào siêu thoát cũng sẽ ở tuế nguyệt lực lượng tác dụng dưới, hoặc là một nát, hoặc là chết đi. Cái kia tuế nguyệt trường hà có thể bị hắn đoạt được gặp, có hay không lại tồn tại ý nghĩa gì? An nhạc suy nghĩ muôn vàng, chập trùng không chừng. Lão thất, ngươi đang suy nghĩ gì? Bỗng nhiên, thánh sư mở miệng, cắt ngang an nhạc suy nghĩ. An nhạc nhìn lại, đã thấy toàn thân tản ra linh thể sáng bóng thánh sư, trên khuôn mặt toát ra nụ cười ấm áp, không cần nghĩ quá nhiều. Chờ ngươi có thể đặt chân thánh cảnh, rất nhiều chuyện ngươi liền đều sẽ biết. Bây giờ, ngươi luyện hóa sơn hà đỉnh, lựa chọn xuống tràng, gia nhập thiên hạ chi tranh, đã như vậy, lão phu liền đối với ngươi đề một tuần lễ nhìn, kỳ vọng ngươi có thể trở thành nhường thiên hạ nhất thống người, có thể làm được sao? Thánh sư cười nói, bây giờ thiên hạ, nguyên mông đế quốc là cường thế nhất, sau đó còn có Tây Lương quốc, Tây Lương do nhập ma Tây Lương phụ tử trưởng khống, mười phần điên cuồng, hắn sau lưng đứng lặng lấy u minh, còn có tân quốc chủ đăng cơ trưởng khống dưới đại lý quốc, đại lý quốc đứng sau lưng trích tinh giáo, thứ hai còn có đại triệu, bởi vì tương lai trận kia đại thế, U Minh cùng Thượng Thương đều chọn nhúng tay, Thượng Thương ngũ đại tiên của thế gia, còn có thiên đình, sẽ không lại đối xu thế tương lai ngồi yên không lý đến, U Minh cũng là như thế, U Minh thế lực cũng đồng dạng không thể kinh thường, hoàn tuyền, làm sao? Bỉ ngạn tam đại đã từng mai tán thượng của thần con thế lực, còn có không kém gì thiên đình luân hồi điện, liên quan đến trường sinh duyên phận những thế lực này đều sẽ đối nhân gian có chỗ bố trí cho nên kỳ thật thiên hạ nhất thống cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thánh sư ánh mắt thâm thúy nhìn xem an nhạc mặc dù hắn đối an nhạc mang theo rất cao chờ mong bất quá bây giờ an nhạc có thể hay không đang làm đến còn chưa thể biết được bây giờ thủy hoàng lăng mộ phong cấm nguyên môn hoàng đế cùng với rất nhiều thập cảnh này kỳ thật cũng là cho ngươi sáng tạo một cái tương lai cùng nguyên môn hoàng đế tranh phong cơ hội một thời đại không có khả năng có hai cái thiên chi kiêu tử, ngươi cùng nguyên môn hoàng đế trên thân đều có này phần đặc chất, các ngươi thiên sinh đem tranh phong, cho nên, buông tay đi đánh cược một lần đi, thủy hoàng lăng mộ phong cấm không được nguyên môn hoàng đế quá lâu, bởi vì hắn vốn là khoảng cách thập nhất cảnh rất gần, còn kém tới cửa một cước, lại thêm bây giờ luyện hóa chính đạo long mạch lực lượng, ngưng tụ bản nguyên thời điểm chính là hắn phá phong lúc, khi đó, mới là đối ngươi lớn nhất khảo nghiệm, nhân gian sự tình, thượng thương cùng trong u minh chí cường giả chưa từng nhúng tay lão phu liền không sẽ động thủ trong này có một ít cấp độ sâu quy cũ không đủ hướng ngươi nói chi ngươi cần phải hiểu điểm này liền có thể an nhạc nghe vậy tự nhiên hiểu rõ ở trong đó gấp gáp thánh sư đối với hắn tồn tại trong đời muốn khiến cho hắn nhất thống thiên hạ an nhạc thật đúng là thật ngoài ý liệu bất quá an nhạc đạo quả đế hoàng mong muốn thực hiện thuế biến bản liền cần nhất thống thiên hạ thu phục sơn hà cùng thánh sư trong đợi kỳ thật có chút đè lên nhau, cho nên thiên hạ này, An Nhạc vẫn là muốn đi tranh một chuyến, huống hồ, bây giờ An Nhạc. Hẳn là cũng có tranh một trận năng lực, đương nhiên, thế cục hôm nay cùng hắn mà nói, vẫn như cũ không tính lạc quan, các đại quốc gia đều cũng không phải là không có đỉnh cấp cường giả, mong muốn tùy tiện quét ngang, tuyệt đối không thế, chớ có nhìn hắn bây giờ có thể chiến cửu cảnh viên mãn, có thể là... Đối bên trên bất luận một vị nào thập cảnh đều là mười phần gian nan, tất nhiên sẽ bị chém giết, mà gặp được nguyên môn hoàng đế mạnh mẽ như thế tồn tại, căn bản không phải địch, càng chớ nói chi phá thập nhất cảnh nguyên môn hoàng đế, cho nên, an nhạc vô cùng rõ ràng, bây giờ hắn đến thừa dịp nguyên môn hoàng đế bị phong cấm thời điểm, nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, ít nhất, đến đêm tu vi tăng lên tới thập cảnh, mới có thể miễn cưỡng có năng lực chống lại chắc chắn đặt chân thập nhất cảnh nguyên môn hoàng đế. Thánh sư có thể cảm nhận được an nhạc trong lòng cảm giác cấp bách, hắn tán thưởng giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống an nhạc đầu vai, cảm xúc phun trào, có khen ngợi, tán thưởng, trong đợi các loại, ông, thánh sư linh thể hóa thành mưa ánh sáng dội tiêu tán tại tỏ khắp nóng bỏng khí sơn nhạc hố bên trong. Bởi vì huyết trì cùng huyết chung cấu kết trong u minh cái vị kia cường đại tồn tại xuất hiện, vì vậy dẫn động thánh sư linh thể buông xuống, trợ giúp an nhạc giải quyết mối nguy, bây giờ u minh không nữa. Thánh sư Linh thể dặn dò vài câu, liền cũng từ từ tiêu tán, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, thánh sư bề bộn nhiều việc, mặc dù an nhạc không biết hắn đang bận rộn cái gì, nhưng như thế cấp độ tồn tại, đủ để ngạo thị toàn bộ nhân gian cường giả làm những chuyện như vậy, chắc chắn không đơn giản, theo thánh sư cùng U Minh tiêu tán, an nhạc cùng Giang Lăng Vương quyết chiến, cũng tính chính thức hạ màn kết thúc, trận này quyết chiến kinh động đến toàn bộ thiên hạ, vô số sôi nổi tại đám mây quan sát các cường giả đều là thần tâm chấn động, chấn động theo, này một trận chiến, chính là An Nhạc hướng nhân gian vung vẫy lên nắm đấm, chính thức tuyên cáo hắn An Nhạc đặt chân đến thiên hạ tối vi tuyệt đỉnh chiến lực, hư không bên trong, năm tòa thánh sơn hư ảnh như ẩn như hiện, đệ nhị thánh sơn, sơn chủ Tô Chim Tiên áo trắng bồng bềnh đứng lặng đỉnh núi, hắn khuôn mặt ôn hòa, có loại vũ hóa mà thành tiên cảm giác, vừa rồi, tiểu sư đệ thân hình phản phất từ thiên địa ở giữa tan biến, bị lực lượng đáng sợ cho che đậy sau này một lần nữa trở về, xuất hiện thánh sư khí tức. Là lão sư ra tay rồi sao? Tô Chim Tiên thì thào, trong mắt có chỗ tinh mang lấp lánh, làm đệ nhị núi sơn chủ, hắn biết rõ thánh sư nghĩ muốn trở về nhân gian có khó khăn dường nào, trừ phi nhân gian bên trong xuất hiện thượng thương cùng trong U Minh Kinh khủng tồn tại khí tức, thánh sư mới có thể trở về, giống như cái kia vạn năm trước, thượng thương về sau có chí cường giả, quấy quy tắc, thấu quá thiên môn đối nhân gian động thủ một lần kia thánh sư mới có thể trở về, đồng thời hiện ra tuyệt thế lực lượng, mà lần này, vậy mà dẫn động thánh sư, mặc dù chỉ là linh thể, nhưng cũng nói, vừa mới an nhạc có thể gặp phải cực hạn lực lượng đáng sợ, lão sư chưa từng cáo tri chúng ta tương lai đại thế, có thế kỳ thật có thể đoán, thượng thương cùng U Minh, đệ nhị sơn chủ tô chim tiên ánh mắt lấp lánh, đứng lặng đỉnh núi, nhẹ giọng thì thào, hắn quanh thân mưa ánh sáng đằng đẳng, quanh quẩn bay tứ tung, như vũ hóa thành tiên. An nhạc ngân giáp chói lọi, theo bị xung kích gần như muốn đổ sụp sơn nhạc bên trong bay tứ tung mà lên, tốc độ cực nhanh, thì cướp về tới Giang Lăng phủ thành bên trong. Phủ thành bên trong, phế tích ngổn ngang, lúc trước An nhạc cùng Giang Lăng vương giao phong tạo thành phá hư, nhưng nửa tòa thành đều mất đi trật tự. Những cái kia trú đóng ở nội thành thủ thành đại quân, bị An nhạc giết liễn xiển, giờ phút này căn bản khó mà hình thành bất kỳ phòng ngự. Xong. Vương gia mạnh đại tuyệt thế, lại bị chém giết trước mặt mọi người, thật là đáng sợ, cái này là cái quái vật. Vương gia có thể là cửu cảnh viên mãn A. Vương gia khởi binh phản triệu kết quả. Đại nghiệp vừa lên, liền ngã xuống, cái kia xuất trinh trinh phạt cẩm quan thành đại quân làm như thế nào? Giang lăng phủ thành phế tích bên trong, bóng người đông đảo, rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến an nhạc chém giết giang lăng vương. Huyết vũ mặc dù đã ngừng, có thể là trong không khí như củ tràn ngập nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh trong lúc nhất thời, rối loạn mơ hồ trong đó tại Giang Lăng phủ nội thành bắn ra, đột nhiên, một thân ngân giáp an nhạc như đạo vạch phá tinh không sao băng, chớp mắt đã tới, rơi vào phá toái không thể tả phố dài mặt đất, vốn nên bắn ra một trận rối loạn, đều là tại an nhạc xuất hiện, mà trong nháy mắt an tĩnh lại, không người dám có dị động, một chút có ý khác hạng người, chính là muốn nhấc lên náo động hạng người, đều là mồ hôi lạnh sầm sầm, không dám thở mạnh, dù sao, an nhạc chém giết gian lăng vương, có thể là không thể giả được, mạnh đáng sợ, giang lăng phủ ngoài thành, trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, năm ngàn phi hổ quân lấy giáp, chạy nhanh tới, rất nhanh liền đi tới giang lăng phủ dưới thành, đại quân không trở ngại chút nào tiến nhập nội thành, tiếp quản này tòa thành, một vị người khoác hổ đầu hộ tâm giáp thân ảnh thị cướp tới, rơi vào dạo bước hành tẩu tại che kính vết rạng đá xanh trên đường phố An Nhạc, đây là một vị sơ nhập cửu cảnh võ tướng, khí huyết bàn bạc, hình thành huyết sắc sương mù dày xen lẫn tràn ngập. Thế nhưng, rơi vào an nhạc bên người, vị này võ tướng lại mặt mũi tràn đầy cung kính, ôm quyền chắp tay, mặt tướng Trương Thanh Tuyền, gặp qua chủ thượng. Trương Thanh Tuyền chính là Lý Ấu An điều động một vị phi hổ quân phó tướng, phụ trách thống soái 5.000 phi hổ quân, đến đây trợ giúp An Nhạc. An Nhạc khẽ vuốt cầm, cũng là không có quá mức xa lạ, lúc trước nếu lựa chọn tiếp nhận Lý Ấu An đưa tới hổ phù, vậy liền cần phải nhận lãnh này phần trách nhiệm, phi hổ quân chính là binh mã của hắn. Trương phó tướng, Giang Lăng Vương bây giờ đã đền tội bị ta chém giết, bây giờ này tòa Giang Lăng Phủ tạm thời vô chủ, ngươi liền thống soái phi hổ quân tiếp quản Giang Lăng Phủ, có thể hay không có thể làm được, An Nhạc nói, Trương Thanh Tuyền nghe vậy, ông quyền hành lễ, mặt tướng tuân lệnh, bây giờ Giang Lăng Phủ bên trong người tu hành, đã sớm bị An Nhạc cho đánh sợ, có thể nói An Nhạc một người đánh hạ một thành đều không quá đáng, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì thủ thành binh mã không nhiều duyên cớ, nếu là Giang Lăng Vương đại quân ở đây, kết thành quân trận, 10 vạn binh mã chỗ cuốn theo lên quân thế, cho dù là An Nhạc cũng phải tránh né mũi nhọn, mà bây giờ Giang Lăng phủ, sớm đã không có này phần chống cự đấu chí, phi hổ quân cường thịnh mà vào, nếu là loại tình huống này, hắn Trương Thanh Tuyền đều không thể tiếp quản Giang Lăng phủ, hắn Trương Thanh Tuyền đều không mặc lại tự xưng phi hổ quân phó tướng. An Nhạc nhẹ gật đầu, đối với Trương Thanh Tuyền năng lực cũng không nghi vấn, Lý Ấu An chọn lựa phó tướng, rõ ràng đều không phải là hạng người tầm thường khẳng định có năng lực bằng không cũng không có khả năng tại thương lãng giang biên tái chiến trường ngăn trở tây lương quốc những ác quỷ đó thủy sư lâu như vậy hợp nhất giang lăng phủ quân coi giữ hoàn thành tất cả những thứ này về sau ngươi lại phái binh trợ giúp cẩm quan thành cẩm quan thành bên kia binh mã không chỉ có có giang lăng phủ quân đội càng có đại lý quốc cùng trích tinh giáo quân đội tồn tại bọn hắn chưa chắc sẽ bởi vì giang lăng vương chết đi mà lựa chọn lui binh giống trống khô chiên hành quân chắc chắn muốn có thu hoạch đánh hạ kiếm trì cung khẳng định là bọn hắn giả vọng ta trước đi đã đi tiếp viện người tiếp quản giang lăng phủ tu chỉnh hoàn tất về sau có thế phái phái một nửa binh mã tới trợ giúp an nhạc người khoác ngân giáp tóc đen cứng cáp khoác vẫy quay đầu nhìn về phía phó tướng trương thanh tuyền nói nghiêm túc trương phó đem lập tức chào quân lễ thậm chí lập xuống quân lệnh trạng chính mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành giang lăng phủ tiếp quản cùng rải rác quân coi giữ hợp nhất an nhạc ôn hòa cười một tiếng sau đó mi tâm nở rộ hào quang sáng chói, thần tâm lực lượng đột nhiên quét qua, giống như như phong bạo cuốn qua, nhường gian lăng phủ bên trong người tu hành nhóm, đều là tâm quý lại hoảng sợ. Giang Lăng Vương Bình ngày tại Giang Lăng phủ bên trong liền 10 phần cường thế, mặc dù hắn giả bộ như nho nhã hiền hòa bộ dáng, có thể là một chút biết được nội tình cường giả, đều rất rõ ràng Giang Lăng Vương tàn nhẫn cùng hắc ám, mà chém giết Giang Lăng Vương an nhạc, thời khắc này uy thế, càng khiến người ta kính sợ. An nhạc chấn nhiếp giang lăng phủ bên trong cường giả một phiên về sau, liền lên trời mà lên, hóa thành một đạo ngân mang, hướng phía cẩm quan thành phương hướng, phi tốc lao đi. Phó tướng Trương Thanh Tuyền cung kính nhìn an nhạc trời đi hướng đi, sau đó, ánh mắt bộc lộ lạnh lùng cùng băng lãnh sát cơ, phi hổ quân nghe lệnh, thống kê giang lăng phủ nội thành người tu hành nhân số, như người nào chống lại, chém, tiếp quản giang lăng phủ thủ thành nhiệm vụ, nguyên giang lăng phủ quân coi giữ bất tuân người, chém nương theo lấy một tiếng lại một tiếng cao vút đến cực điểm, xé rách vân tiêu mệnh lệnh được đưa ra, phi hổ quân tại Giang Lăng phủ nội thành động, bởi vì an nhạc chém giết Giang Lăng vương uy hiếp, khiến cho Giang Lăng phủ nội thành người tu hành nhóm đều là không dám nộ cũng không dám nói, hết sức phối hợp an nhạc dưới trướng phi hổ quân. Lan yên trùng thiên khởi, kim qua thiết mã, nửa thành khói cát, cẩm quan trước thành, hô tiếng hô, giết trung trời trích tin giáo trưởng lão Đinh Nguyên khi biết chính mình dòng giỏi Đinh Thương bỏ mình thời điểm mặt âm trầm, lập tức liên hệ đến đại lý quốc lần này thống binh nguyên soái đoạn quân. Đoạn quân tu vi không yếu, chính là đại lý quốc một vị vương gia, cùng bây giờ đại lý quốc quốc chủ, chính là huynh đệ quan hệ. Vương gia đoạn quân cũng có thể coi là tuyệt thế võ tướng, sinh uy vũ có lực, một thân khí huyết sụp sôi như chảy xiết sông chảy, luyện thần nhất đạo mặc dù yếu đuối, thế nhưng, không chịu nổi đoán thể tu vi mạnh mẽ đặt chân cửu cảnh hậu kỳ tự xưng có thể cùng dịp long thăng chủng sư cực chờ đại triệu tuyệt thế võ tướng chống lại cứ việc chưa từng va chạm qua nhưng hắn vẫn luôn dùng như thế tiêu chuẩn tới đánh giá chính mình oanh đoạn quân cầm trong tay trường thương dết ra mạnh mẽ khí huyết phá không vắt ngang ánh mắt chói lọi như điện đại lý quốc đại quân áp cảnh cẩm quan thành đoạn quân đã sớm muốn ra tay có thế bởi vì giang lăng vương duyên cớ một mực ngưng lại chưa từng xuất binh đoạn quân là hết sức có ý kiến bởi vì hắn cảm thấy cẩm quan vùng ven bản không có khả năng gánh vác được đại lý quốc quân đội cùng giang lăng đại quân hợp lại, nếu là kiếm trì cung lão kiếm thánh phái mân còn tại, cái kia có thể có khả năng, có thế phái mân không tại, kiếm trì cung rất khó thủ hộ, cẩm quan thành bên trong, thủ thành đại tướng dư giới xung phong mà lên, vị này bừa bãi vô danh tướng lĩnh, tại thời khắc này hiện ra cực hạn sát phạt, thủ thành cẩm quan thành quân đội quân thế xen lẫn ngưng tụ, giống như huyết sắc giáp vị bao trùm dư giới thân thể nhưng dư giới vẻ giận giữ phun trào, trường đao vung vẩy, đao khí tung hoành. Dù cho tự thân chiến lực không thể so đoạn quân, lại là cùng đoạn quân chiến cái bất phân cao thấp, mà theo đại lý quốc quân đội xuất binh, Giang Lăng đại quân thống binh đại tướng cũng không có khả năng lại ngồi yên không lý đến. Giang Lăng đại quân đệ nhất thống binh nguyên soái tự nhiên là Giang Lăng Vương, nhưng ở Giang Lăng Vương phía dưới, có một vị địa ngục phủ Diêm Vương, hai tôn huyết cốt nửa yêu, còn có một vị mạnh mẽ luyện thần cửu cảnh viên mãn, chính là Giang Lăng Vương tụ tập rất nhiều phụ tá bên trong người nổi bật. Hai tôn huyết cốt nửa yêu ý chí điên thô bạo, Giang Lăng Vương thì là đem khống chế huyết cốt nửa yêu quyền lực giao cho vị này phụ tá. Vị này phụ tá cùng Giang Lăng Vương kỳ thật quan hệ hết sức phức tạp, giờ phút này, đứng lơ lửng giữa không trung, làm Giang Lăng Vương bị an nhạc chém giết trong nháy mắt, hắn liền lòng có cảm giác, vương gia vẫn lạc. Phụ tá Dương Khang mặt mũi tràn đầy phức tạp cùng rung động, hồi lâu sau, khuôn mặt bên trong hiển hiện một vệt tàn khốc giang lăng vương cùng hắn miêu tả kế hoạch lớn bá nghiệp chưa bày ra liền đã chết một khi giang lăng vương vẫn rơi tin tức truyền đến này bảy vạn giang lăng đại quân chắc chắn phân loạn giang lăng vương nhiều năm như vậy bố trí chắc chắn tại thời khắc này sụp đổ phụ tá dương khang thở dài hắn cùng giang lăng vương quan hệ tâm đầu ý hợp tùy tùng giang lăng vương nhiều năm như vậy vẫn muốn phụ tả giang lăng vương đứng lặng tại thiên hạ đỉnh đáng tiếc Giang Lăng Vương không có mạng này, làm bây giờ Giang Lăng đại quân thống soái, nếu là nhìn tận mắt đại quân sụp đổ tự nhiên 10 phần đáng tiếc, cho nên Dương Khang hạ lệnh phát động nhằm vào Cẩm Quan thành công thành chi lệnh, phối hợp thêm đại lý quốc đại quân, cùng nhau công thành, đại quân công thành, cường giả giết nhau, Dương Khang cầm trong tay trường kiếm giết ra, hai tôn điên cùng huyết cốt nửa yêu tại hắn khống chế dưới, giống như hai tôn huyết sắc đại yêu, căn bản không sợ phô thiên cái địa mưa tên hung hăng đâm vào cẩm quan thành trên tường thành, nửa khấu trừ chén lớn hộ thành đại trận, trong nháy mắt bị đụng tản ra tầng tầng gợn sóng, cẩm quan nội thành, kiếm chuông hạo đảng khuếch tán ra tiếng chuông, cẩm quan thành trên cổng thành, huyết khí ngút trời, lan yên rót vào vân khung, giống như hướng thương khung nộ khiếu huyết sắc nộ long. Vương Yến Thăng từ trên lưng kéo xuống cái kia một ngụm lão thiết kiếm, râu tóc bay lên, từng bước từng bước đạp vào vân khung, đi ra thành trì, hướng phía cái kia hai tôn điên cùng đụng chạm lấy hộ thành đại trận, để cho kiếm trì cung bố trí hộ thành đại trận đụng che kín vết trạng hai tôn huyết cốt nửa yêu đánh tới. Tô mạc và ngón tay trắng nõn điểm tại mi tâm, mi tâm khép mở, kiếm khí cung khuyết lách cách rung động, bắn ra kinh khủng kiếm khí sát phạt. Thời khắc này cẩm quan thành đã bị dồn đến cùng đồ mạc lộ, thành trì một khi bị công phá, cẩm quan thành chắc chắn gặp huyết tẩy cọ rửa. Cẩm quan thành bên này, cường giả số lượng kém xa tích tắp liên quân bên trong cường giả số lượng. Cửu cảnh viên mãn chỉ có một cái vương yến thăng đại sư, tô mạc già dựa vào đại diễn kiếm trận, cũng miễn cưỡng có khả năng cùng cửu cảnh viên mãn một trận chiến. Dư giới mượn nhờ quân thế, cũng có thể miễn cưỡng chiến một chọi chính cảnh viên mãn, có thể là không kiên trì được quá lâu, mà liên quân bên trong, đại lý quốc trích tinh giáo đinh nguyên, miên soái đoạn quân, đều là cửu cảnh viên mãn, giang lăng đại quân một phương liền càng nhiều, dương khang, địa ngục phủ diêm vương, hai tôn huyết cốt nửa yêu, như thế đội hình, khó trách giang lăng vương mười phần chắc chính có khả năng phá thành. Ban đầu, tô mạc già trong tay nắm giữ lão thiên sư nơi trao một tấm dẫn lôi phù, có thể là cái kia trương dẫn lôi phù tại ứng đối giang lăng vương đánh tới thời điểm liền động tới, nổ giang lăng vương không thể không trả giá một tôn huyết cốt nửa yêu tính mệnh, cái kia tôn huyết cốt nửa yêu cửu cảnh viên mãn, tại dẫn lôi phù dưới, bị yên diệt chi lôi oanh trúng, trực tiếp biến thành tro bụi nổ tung tiêu tán mà giang lăng vương cũng gặp ảnh hưởng đến thụ một ít thương không thể không tạm hoãn chút thời gian tập hợp lại đánh tới vương yến thăng lão gia tử rất mạnh có thể là ứng đối hai tôn thân thể đi đến cửu cảnh viên mãn huyết cốt nửa yêu liền đã là cực hạn đoạn quân hoàn toàn là đè ép thành chủ dư giới tại đánh trong khoảng thời gian ngắn dư giới liền toàn thân nhún máu trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ hắn làm thành chủ quá rõ ràng cẩm quan thành thành phá xuống tràng Đinh Nguyên cùng với địa ngục phủ Diêm Vương, hai tôn cửu cảnh viên mãn thì hoàn toàn không cường giả cản trở. Lý Thanh Xuyên cầm trong tay yến quy sào bay lên không, vạn tiệt liễu nắm bảo kiếm mảnh liễu, một vị cửu cảnh sơ kỳ, một vị cửu cảnh trung kỳ. Đinh Nguyên cùng với địa ngục phủ Diêm Vương cười nhạo không thôi, căn bản không để vào mắt, tô mạc già bố trí đại diễn kiếm trận, tóc xanh bay lên, tại sao lưng dương nanh múa vuốt bày vẫy, nguyên thần của nàng gầm thét, một thanh lại một thanh kiếm khí theo trong mi tâm bắn ra mà ra Lít nhà, líp nha líp nhíp tại cẩm quan thành vùng trời tạo thành một tòa kiếm khí cung khuyết địa ngục phủ diêm vương sắc mặt ngưng trọng diêm la cung khuyết ngang tàn ném ra cùng đại diễn kiếm trận đụng vào nhau cả hai tại cẩm quan thành vùng trời giao phong trong nháy mắt nhất lên khủng bố đến cực điểm cơn bão năng lượng đụng nát mây bay vỡ bờ phong vân tô mạc già vốn còn muốn cản trở trích tinh giáo đinh nguyên có thể là địa ngục phủ diêm vương cũng không phải là kẻ yếu Đập ra diêm la cung khuyết có cực kỳ cường đại lực áp bách, nàng dùng cửu cảnh hậu kỳ lực lượng, phối hợp thêm đại diễn kiếm trận, cũng chỉ là có thể cùng địa ngục diêm vương đánh ngang tay, huống hồ. Diêm vương quanh thân còn có từng tôn địa ngục phủ phán quan cùng quỷ sai lần lượt ra tay, quỷ khí âm trầm, nhưng diêm la cung khuyết trở nên càng thêm đáng sợ. Trích tinh thầy tế lão đinh nguyên mặt âm trầm, cầm trong tay một bức tranh, đó là trích tinh giáo chí bảo xem sao cầu theo thái thượng trưởng lão cùng quốc sư lục dựa vào núi vào thủy hoàng mộ tán cầu cái kia trân quý cơ duyên về phía sau trích tinh trong giáo quyền vụ liền rơi vào đại trưởng lão cùng với hắn vị trưởng lão này trên thân đại trưởng lão đinh thái hành tọa trấn trích tinh giáo sơn môn cũng không lựa chọn đến đây hắn đinh nguyên tự nhiên cầm chí bảo xem sao cầu tới chí bảo kiếm chuông trấn thủ cẩm quan thành tự nhiên chỉ có chí bảo xem sao cầu mới có thể phá đi giang lăng vương cũng rõ ràng điểm này sau khi ăn xong thua thiệt ngầm về sau phương không thể không đi tới đại lý quốc tìm kiếm cùng đại lý quốc quốc chủ hợp lại tinh quang bày vẫy y phục bay lên trưởng lão đinh nguyên sợi tóc bay lên ánh mắt thâm thúy ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có tin đấu lưu chuyển tràn lan đương kiếm chuông thanh âm từ cẩm quan nội thành chấn động vang vọng truyền ra tiếng chuông như gợn sóng nổ tung nhưng cẩm quan thành phòng ngự trở nên 10 phần kiên cố dù cho cửu cảnh cường giả đặt chân cẩm quan thành đều sẽ bị tiếng chuông cho chấn đổ máu chí bảo oai tuyệt đối không thể kinh thường càng đừng nói kiếm chuông này loại kiếm trì cung truyền thừa vạn năm tuế nguyệt tam giai chí bảo xem sao cầu đồng dạng là tam giai chí bảo cùng kiếm chuông phẩm trật tương đương chính là trích tinh giáo bảo vật trấn giáo vì vậy chỉ có xem sao cầu có thể phá kiếm chuông đinh nguyên sắc mặt lãnh tịch trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn đinh thương chết tích lũy phẫn nộ hắn muốn đều số phát tiết tại cẩm quan thành bên trong hắn muốn cho cẩm quan thành máu chảy thành sông nhưng an nhạc vì những gì hắn làm mà sám hối xem sao cầu đinh nguyên mi tâm chói lọi mưa ánh sáng bay tán loạn nâng ở trong lòng bàn tay chí bảo xem sao cầu lập tức lăn không mà lên chậm rãi bày ra vô số tinh thần quan huy theo trong bức tranh rủ xuống vẫy mà xuống mỗi một đạo tinh quan đều nặng nề vô cùng có vô cùng cường đại xuyên thủng lực lượng cẩm quan nội thành kiếm chuông một trận rung động sau một khắc nương theo lấy đinh tai nhức ốc chuông vang kiếm chuông vọt lên không ngừng ở giữa không trung trung chuyển, khuếch tán ra từng đợt tiếng chuông cùng xem sao cầu tinh quang làm hao mòn, bầu trời giống như tại thời khắc này, một phân thành hai, nửa bên tiếng chuông nửa bên tinh quang, tiếng chuông tràn lan, hóa thành tuyệt thế kiếm khí mãnh liệt, phong duệ chi khí lao nhanh, như muốn đem trên bầu trời sao trời chém xuống, thật cường đại kiếm chuông, không hổ là kiếm trì cung truyền thừa vạn năm chí bảo, dùng vô số tuế nguyệt đến nay vẫn đi bảo kiếm chi hồn đúc thành bảo chuông theo tuế nguyệt thay đổi, còn lại không ngừng mạnh lên, bởi vì lại không ngừng có chết đi kiếm khí mai tán dung nhập chung bên trong, kiếm chung tức kiếm trũng, đinh nguyên kinh ngạc tán tháng vô cùng, trung động vô biên, trong đôi mắt càng là hiện ra vẻ tham lam, đây cũng là chí bảo, đạt được chí bảo, nếu là thao túng chi, thậm chí có thể đối kháng thập cảnh, đây cũng là chí bảo oai, đáng tiếc, kiếm chuông không người thao túng, khả quan tinh đồ lại có lão phu tại trưởng chi hôm nay cẩm quan thành nhất định phá. Lão Phu nói, Đinh Nguyên giờ phút này lòng sinh phóng khoáng, làm tả hữu chiến cuộc này người, tay cầm chí bảo xem sao cầu, phá vỡ đồng dạng là chí bảo kiếm chuông bày ra phòng ngự, công phá cẩm quan thành, sang bằng kiếm trì cung, tương lai nói về dân lên, hắn chắc chắn trong sử sách lưu danh, trong năm tháng có ngấn, mi tâm hào quang càng chói lọi, thần tâm không ngừng tràn vào đến xem sao cầu bên trong, từng khỏa sao trời vô cùng lóa mắt, tuyển như sao na di theo trong bức họa ném ra, như lưu hỏa xẹt qua chân trời, đông đông đông, kiếm chuông tiếng chuông sinh kiếm khí, chém xuống từng khỏa tính thực chất sao trời, có thể là cuối cùng vẫn là có sao trời nện xuống, nhưng phòng ngự trận pháp khuếch tán ra trận trận dư ba, mơ hồ trong đó, tự hồ có rắc nổ tung tiếng vang lên, đinh nguyên ánh mắt sáng lên, tăng lớn thần tâm lực lượng phát ra, cho lão phu phá. Lão phu muốn cẩm quan thành, máu chảy thành sông, đinh nguyên nguyên thần trận mắt, thần tâm lực lượng như sụp sôi mưa ánh sáng không ngừng dội, bị xem sao cầu chỗ hấp thu, rầm rầm rầm, bỗng nhiên, líp nha líp nhíp giống như vạch phá bầu trời đêm sao băng sao trời, theo xem sao cầu bên trong vắt ngang mà ra, cuốn theo chấn động tinh quang, dùng dập chồng chất chồng lên nhau, giống như là tháo xuống trên trời minh nguyệt, hướng phía cẩm quan thành nện xuống, ngôi sao to lớn, tản ra cực hạn đè nén, giống như là muốn phá hủy hết thảy, nhưng phạm vi ngàn dặm biến thành tĩnh lặng, diệt lấy hết tất cả sinh linh. Tô mạc già sắc mặt trắng bệt, suýt nửa thao túng không được đại diễn kiếm trận, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Vương Yến thăng đại sư trợn mắt bào hiếu, vung kiếm sắc, hung hăng tích bay huyết cốt nửa yêu, nhìn cái kia chí bảo xem sao cầu bên trong đập ra hạo đại sao trời, một loại cảm giác bất lực ở trong lòng lan tràn. Tô mạc già càng là tự trách không thôi, giờ phút này nàng nếu là có lưu lão thiên sư tặng cho cái kia trương dẫn lôi phù, hiên diệt chi lôi hạ xuống, có thể có cơ hội nổ tung viên này dọn tới mặt trăng kiếm chuông rung chuyển, tiếng chuông mãnh liệt, kiếm trì hồ nước đang sôi trào, giống như là đốt lên nước nóng, bốc hơi lên hơi nóng, lít nha lít nhíp kiếm khí, theo kiếm trì cung bay lên, theo cẩm quan thành bên trong bay lên, cẩm quan thành bên trong tất cả bách tính, mỗi người đều là cầm kiếm mà chiến, toàn dân giai binh, tại thời khắc này, cứ việc tuyệt vọng, từng cái trong đôi mắt lại đều toát ra bất khuất chi sắc, đây là một tòa kiếm khách chi thành, diệt. Đinh Nguyên tinh quang trải rộng y phục bay lên, quan sát một màn này, lại là không khỏi cười nhạo, há miệng băng lãnh phun ra một chữ, duỗi ra một ngón tay, giống như một ngón tay dẫn dắt tinh tú nện xuống, bỗng nhiên, đôi mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì, hắn phát hiện xem sao cầu bên trong dẫn dắt mà ra ngôi sao to lớn, thế mà vô pháp nện xuống, vắt ngang ngưng trệ trên không trung, khó mà hạ xuống một chút, chuyện gì xảy ra, đinh nguyên ngưng mắt nhìn lại, đồng tử đột ngột co rụt lại. Một hồi chói lọi hào quang màu bạc nở rộ, giống như dẫn độ nện xuống mặt trăng phía trước nhất, tại cẩm quan thành thành trì vùng trời. Có một đạo toàn thân bao trùm tại màu bạch giáp trong dạ dày, vai sinh một gốc bảo thụ thon dài thân ảnh, một tay nâng lên, màu vàng kim khí huyết tràn ngập xen lẫn, dần dần dấy lên, hóa thành ngọn lửa màu vàng, kim ngân xen lẫn, có lực lượng kinh khủng theo thân ảnh thon dài trong thân thể bắn ra, chống đỡ xem sao cầu bên trong dẫn độ ra sao trời, nhường bắn ra lưu hỏa sao trời, vô pháp ép xuống một tia một tấc ngân giáp dưới, một đôi tròng mắt lạnh khóc vô cùng, một cây đen như mực trường kích bá khí lưu chuyển, có chí bảo khí tức tràn ngập, bị hung hăng đâm ra, lưỡi kích đâm vào trong tinh thần, tinh hỏa bay tứ tung nhảy vọt, lực lượng mạnh mẽ từ trường kích bên trong bắn ra, cái kia ngân giáp thân ảnh nắm quyền hung hăng nện ở đâm vào trong tinh thần trường kích chui đuôi phía trên, trường kích kích thân rung động, như cổ chung bị gõ vang, vang vọng phổ thiên vạn giới, đánh rơi xuống không trung sao trời, băng kiếm một tiếng băng lãnh thanh âm lưu chuyển, kinh khủng nổ tung khuếch tán, màu vàng kim khí huyết như nở rộ hoa sen hướng phía bốn phía khoa trương, bị đập trúng trường kích bên trong đúng là sinh ra cùng phong gào thét kiếm khí, sao trời vịt một tiếng nổ tung, vô số tinh quang tứ tán, từng khỏa rải rác sao trời đá vụn giữa trời, bóng người màu bạc đúng là dẫm lên phù không sao trời đá vụn, mỗi một bước đạp xuống, liền có một ngôi sao đá vụn bị đạp bạo liệt nổ thành thuần túy tinh quang mà bóng người màu bạc tốc độ phản phất mượn nhờ đạp sụp đổ thạch đẩy ngược lực lượng, hướng phía cầm trong tay bức tranh các vì sao đinh nguyên tóe bắn đi, sát cơ càng ngày càng đậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 208, ta nhà công tử thế vô song, bình định đại chiến, trích tinh quốc sư, sao trời bị tích vỡ, nổ tung trong nháy mắt, giống như chói lọi đến cực điểm pháo hoa, vô cùng chói mắt, thời gian đều giống như tại nổ tung nháy mắt trở nên đẹp đẽ, chờ đợi lấy cái kia chói lọi bay tứ tung sao trời đá vụn khuếch tán, cẩm quan trên thành không chỗ bắn ra hình ảnh, cực kỳ lóa mắt, hấp dẫn quá nhiều người tầm mắt, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều là trợn to con mắt, chăm chú nhìn hình tượng này, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, tô mạc già, vương yến thăng, vạn tiệt liễu các loại kiếm trì cung các cường giả, ngừng lại hô hấp, tại giờ phút này không khỏi buông lỏng, thật dài phun ra, làm đinh nguyên tế ra xem sao cầu theo xem sao cầu bên trong dẫn độ ra đáng sợ sao trời đập xuống, muốn đánh vỡ cẩm quan thành phòng ngự thời điểm, bọn hắn kỳ thật làm thật là có chút tuyệt vọng, tô mạc già càng là hận chính mình thực lực quá mức yếu đuối, hận chính mình vô pháp cải biến chiến cuộc, kiếm trì cung không có lão kiếm thánh, liền trở nên như thế không chịu nổi mục kích, bọn hắn thậm chí liền giữ được thành trì đều khó mà làm đến, tự trách cùng tuyệt vọng chung nhau xen lẫn ở ngực, thành chủ dư giới đồng tử bên trong chiếu rọi ra ánh sáng, đều đều là nổ tung sao trời như trút được gánh nặng trên mặt của hắn hiện ra chỉ cần thành chưa phá vậy liền còn có cơ hội cẩm quan nội thành hết thảy đi ra phòng ốc đứng lặng tại phố dài nắm chặt tự thân bội kiếm toàn dân giai binh cẩm quan thành dân chúng cũng là tại thời khắc này phản phất thấy được hy vọng ánh sáng trong tay bọn họ kiếm tại không ngừng run rẩy giống như đã từng cẩm quan thành bên trong vang vọng rung chuyển tiếng chuông mà dẫn đến trong tay bọn họ kiếm đang run rẩy không lúc ngừng khác Bây giờ hình ảnh vô cùng quen thuộc, bọn hắn kiếm. Trung cũng là vô cùng quen thuộc, ông ông ông, mỗi một vị bách tính trong tay nắm kiếm, hoặc là bình thường kiếm sắt, hoặc là bình thường một kiếm, cho dù là người tu hành nắm giữ bảo kiếm, cũng là rung động không chỉ, cuối cùng thoát ly bọn họ trưởng khống, huyền không mà lên, treo lơ lửng ở giữa không trung, kiếm khí theo trong thân kiếm tràn lan mà ra, líp nha líp nhít xen lẫn, giống như trong rừng trúc nhất lên một hồi sóng cả này chút kiếm khí vô hình trên thân, bị kiếm chuông chỗ hấp thu, khiến cho kiếm chuông chỗ khuếch tán ra tiếng chuông, càng cường thịnh, cái kia nguyên bản che kín vết rạn cẩm quan thành phòng ngự trận pháp, giờ phút này đúng là chậm rãi khôi phục lại, phản phất. Kiếm chuông dường như có người tại nắm giữ, tất cả mọi người biết, chân chính cải biến tất cả những thứ này, là vị kia giống như một viên sao băng vắt ngang khung thiên mà tới ngân giáp thân ảnh, an nhạc, tô mạc và thấy ngân giáp thân ảnh trong nháy mắt, cứ việc an nhạc khuôn mặt bị hư không giáp mặt nạ che đậy thế nhưng tô mạc già vẫn như cũ có thể xác định tới trợ giúp chính là an nhạc vương lão gia tử quơ kiếm sắc kiếm quan sáng lạn địa tiên hỏa tại quanh thân quanh quẩn đốt cháy hình thành cuồn cuộn sóng nhiệt ghê gớm a an nhạc tiểu tử này làm sao trở nên mạnh mẽ như thế rồi nghe nói hắn vào thủy hoàng lăng mộ đây là tại trong lăng mộ đạt được đại cơ duyên sao vương yến thăng đại sư chật chật lấy miệng kinh thán không thôi cầm trong tay yến quy sào tham dự vào trong chiến đấu lý thanh xuyên thì là mừng rỡ không thôi làm an nhạc đạo nô hắn là giỏi nhất xác định màu bạc hư không giáp dưới thân ảnh liền là an nhạc người công tử trở về a à? quy thế như thế làm thật vô địch ta nhà công tử thế vô song lý thanh xuyên kinh hỷ lại tán thưởng cẩm quan thành một phương này các cường giả đều là mừng rỡ không thôi áp lực buông lỏng rất nhiều bởi vì an nhạc trở về thư hoãn trong lòng của bọn hắn tuyệt vọng cùng tâm tình khẩn trương, trái lại công thành một phương cường giả, thì hơi hơi biến hóa khuôn mặt, trích tinh thầy tế lão thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới đã nện xuống xem sao cầu bên trong lôi kéo ra sao trời, thế mà còn có thể bị tích mở, như vậy uy thế, đơn giản như trong thần thoại thần ma đi ra, tái hiện tại nhân gian, rầm rầm rầm, rầm sụp đổ rơi xuống sao trời đá vụn ở giữa, một đạo bóng người màu bạc dậm trên đá vụn, xuyên qua lướt ngang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi là ai? Trưởng lão Đinh Nguyên sao trời y phục mảnh bay lên, phát ra gầm thép, năm ngón tay vồ lấy, vô số phá toái sao trời đá vụn, vậy mà hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, giống như Na Di tới một tòa núi cao, hội tụ thành trưởng, hướng phía không ngừng gia tốc vọt tới ngân giáp thân ảnh vỗ tới, an nhạc nắm bá vương kích, một cổ vô biên bá đạo uy thế theo trong cơ thể khuếch tán mà ra, đối mặt mượn nhờ xem sao cầu chí bảo oai, hội tụ mà thành sao trời bàn tay lớn trường kích nâng lên thẳng tiến không lùi lại lần nữa đưa ra không có tránh né không có lùi bước liền là bá đạo vô cùng đâm ra trường kích màu đen trường kích phía trên bá liệt khí tức giống như là cuồng phong gào thét mà lên chui này theo hổ hải trong tay đoạt được chí bảo dường như tại thời khắc này khôi phục oanh sao trời bàn tay lớn cùng an nhạc đâm ra bá vương kích va chạm nổ tung như gợn sóng nhưng mà sao trời tay cầm không có chút hồi hộp nào bị chém ra, không có khả năng. Trích tinh thầy tế lão đinh nguyên toàn thân lông tơ dựng thẳng, đây chính là mượn nhờ tam gia chí bảo xem sao cầu bột phát ra sát phạt, làm sao lại bị dễ dàng như thế phá vỡ. Trường kích phía trên, chí bảo uy thế cũng là bắn ra, mơ hồ trong đó có niết bàn chi hỏa tại trường kích bốn phía bùng cháy, phong hỏa nương theo, chiếu rọi thiên địa, chí bảo. Này trường kích cũng là một kiện chí bảo thiên hạ khi nào nhiều như vậy một kiện chí bảo, Đinh Nguyên giật mình, phải biết tu hành khô kiệt thời đại, pháp bảo phẩm trật cũng đi theo giảm xuống, bây giờ thời đại, mong muốn kiến tạo ra một kiện chí bảo, độ khó so sinh ra một tôn thập cảnh càng khó, cho nên, làm ngân giáp thân ảnh cho thấy trường kích bắn ra chí bảo uy năng, Đinh Nguyên há có thể không kinh hãi, thế nhưng, người này chí bảo, bất quá nhất dai mà thôi, cùng tam giai chí bảo xem sao cầu, không cách nào so sánh có trên bản chất chênh lệch. Cho lão phu trấn áp, Đinh Nguyên gầm thét, thần tâm điên cuồng theo trong mi tâm bắn ra, hình thành mênh mông mưa ánh sáng, đều hội tụ đến xem sao cầu bên trong, khiến cho xem sao cầu bên trong tinh màn bức tranh càng rõ ràng cùng hiển hiện, mỗi một viên bắn ra mà đến sao trời, đều là cuốn theo lấy lưu hỏa, sóng gió cùng với lôi đình, niết bàn chi hỏa, phá thần chi phong cùng với yên diệt chi lôi. Đây cũng là tam giai chí bảo có khả năng bắn ra khủng bố thần dị, này ba loại tai kiếp, chính là thập cảnh cường giả đều phải thua thiệt lực lượng, cứ việc, chí bảo bên trong nổ tung này phần tai kiếp lực lượng cũng không cường đại, thế nhưng đặt vào cửu cảnh giao phong bên trong, nhưng lại có hàng triệu thức uy hiếp, rầm rầm rầm, cuốn theo lấy các thức uy năng sao trời vẽ phá thiên khung, giống như là thượng cổ thần ma trên chiến trường trống trận giống lên thanh âm, nặng triều vô cùng, nhưng mà, ngân giáp thân ảnh toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, đó là khí huyết hỏa diễm vậy mà chưa từng tránh lui, quơ bá vương kích, đen nhánh kích mang phá không nện xuống, tay kia đánh ra, hư không tán thủ, có thượng cổ ma viên bào hiếu, giống như nhô ra tay tới hái từng khỏa rơi xuống sao trời, sao trời bị đánh nát, lưu hỏa bị kích mang chém đi, cái kia quanh thân giấy lên màu vàng kim khí huyết, chọi cứng lấy sao trời bên trên tim nhiễm một chút niết bàn chi hỏa, phá thần chi phong cùng yên diệt hài tử lôi, phong hỏa lôi xen lẫn, lại không cách nào đối thân ảnh tạo thành nửa điểm ảnh hưởng ngân giáp vẫn như cũ chói lọi, màu vàng kim khí huyết y nguyên cường thịnh, ma viên trích tinh, vung sao trời bị nghịch ném trở về, hướng phía xem sao cầu đụng vào, xem sao cầu ở giữa không trung bày ra, giờ phút này bức tranh đang rung rẩy, mơ hồ có thu liễm tình huống hiển hiện, đinh nguyên sắc mặt khó coi, trong đôi mắt bộc lộ không thể tin, đây rốt cuộc là người nào? Sao có thể bá đạo như vậy? Chẳng lẽ là nguyên môn đế quốc ba đại nguyên soái một trong, cũng hoặc là là Diệp Long Thăng, chủng sư cực hàng ngũ tuyệt thế võ tướng, tam gia chí bảo thật là không tệ, thế nhưng, chí bảo không thuộc về ngươi, ngươi lực khống chế, yếu cực kỳ nhỏ, nhấp nhô thanh âm theo thon dài ngân giáp thân ảnh trong miệng truyền ra, sau đó, Đinh Nguyên liền kinh dị thấy, ngân giáp thân ảnh thể phách phát ra long ngâm, giống như là thượng cổ long thần khôi phục, long ngâm chấn thiên, sao trời đều bị chấn rung rung, một ngụm ba chân thanh đồng bảo đỉnh vắt ngang mà ra, dấy lên màu vàng kim khí huyết hỏa diễm, ba chân đỉnh đồng thao dội trúc giận huyết năng lượng, hướng phía xem sao cầu trấn áp tới, một đỉnh trấn tinh cầu, xem sao cầu bên trong mỗi một viên tinh thần đều không thể lại rung động cùng dẫn độ. Đinh Nguyên phát hiện mình vậy mà mất đi đối xem sao cầu điều khiển tư cách, ba chân thanh đồng sơn sông đỉnh. Ngươi là An Nhạc, làm sơn hà đỉnh xuất hiện nháy mắt, Đinh Nguyên lập tức nhận ra An Nhạc, bởi vì cái này thời đại, chỉ có An Nhạc trong tay nắm giữ sơn hà đỉnh, thậm chí điên cuồng đến luyện hóa sơn hà đỉnh cho mình dùng cùng nguyên môn hoàng đế đặt song song vì tên điên nguyên môn hoàng đế là luyện hóa trung thổ long mạch lực lượng mà an nhạc là luyện hóa sơn hà đỉnh tại rất nhiều người tu hành xem ra cả hai cử động đều quá mức điên cuồng lại tương lai có quá nhiều không xác định cùng nguy hiểm cùng tồn tại tỷ như nguyên môn hoàng đế luyện hóa trung thổ long mạch lực lượng tương lai thế tất sẽ bị thượng thương bên trong tiên đạo cường giả chỗ nhớ nhung thậm chí hạ xuống sát phạt giống như vạn năm tuế nguyệt trước tuyệt thế thủy hoàng cuối cùng chết tại thượng thương bên trong tiên đạo trong tay cường giả. Tại bây giờ cái này tu hành khô kiệt thời đại, luyện hóa long mạch lực lượng, có lẽ thật sự có thể nhường nguyên môn hoàng đế thực hiện đột phá, đặt chân thập nhất cảnh, thế nhưng, nhưng cũng nhường tương lai của hắn, trở nên vô tận hung hiểm, mà an nhạc luyện hóa sơn hà đỉnh, tại không ít người xem ra, càng là một đầu vô tật mà chấm dứt đường, giấu ở thủy hoàng trong lăng mộ ngụm kia sơn hà đỉnh, khó mà thu hoạch được, Thứ này cũng ngang với đoạn tuyệt luyện hóa sơn hà đỉnh mà mạnh lên đường, càng đừng nói, ngụm kia bị tiên đạo cường giả cho câu vào thượng thương, di thất ở trên thương bên trong sơn hà đỉnh, mong muốn tìm về đồng thời nắm giữ càng là tồn tại khó có thể tưởng tượng khó khăn, bất quá, khó về khó, có thể là An Nhạc luyện hóa sơn hà đỉnh sự tích đã sớm truyền khắp thiên hạ, bởi vậy, tại An Nhạc tế ra sơn hà đỉnh nháy mắt, Đinh Nguyên liền nhận ra người xuất thủ, An Nhạc nhưng căn bản lười nhác cùng Đinh Nguyên nhiều lời. Sơn Hà đỉnh trấn áp lại xem sao cầu, Đinh Nguyên có thế vận dụng thủ đoạn liền thiếu một loại, an nhạc toàn thân bùng cháy ngọn lửa màu vàng, bao trùm ngân giáp, không gian nhảy vọt thi triển, lưu lại đằng đẳng chưa tràn lan màu vàng kim khí huyết hỏa diễm, trực tiếp lôi kéo mở thời không khoảng cách, xuất hiện ở Đinh Nguyên trước mặt, sáng rực sóng nhiệt tốt thẳng vào mặt, màu vàng kim khí huyết đốt cháy, khiến cho an nhạc xem qua, giống như một vòng huy hoàng mặt trời, phổ chiếu nhân gian, Đinh Nguyên lông tơ dựng thẳng, cảm giác được vô biên mối nguy giống là tử vong đang từng bước tới gần trong bàn tay hắn tràn ra một mảnh tinh quang bởi vì xem sao cầu vô pháp vận dụng hắn không thể không dùng tự thân pháp bảo tới đối địch đó là một chiếc gương tấm gương từng chiếu rọi tinh không bắt dưới một góc tinh không hình chiếu tại giờ phút này đối chụp về phía an nhạc tấm gương này không phải là chí bảo nhưng cũng thuộc về nhất phẩm pháp bảo bên trong đỉnh cấp đồ vật khôi phục bá vương kích bị an nhạc vung lên bá đạo vô cùng chém xuống đem tấm gương kia trong nháy mắt đánh vỡ, trảm nát vụn, mặt kính như bắn nổ thủy tinh, bả vụn bay tứ tung, nhất phẩm pháp bảo trong nháy mắt bị phá, Đinh Nguyên cảm giác được an nhạc bá đạo cùng vô cùng, Đinh Nguyên tay bấm ấn quyết, quanh thân lập tức tinh quang rực rỡ, thi triển trích tinh giáo đấu chiến chi pháp, chân đạp tinh lộ, lòe lòe, nhưng mà, an nhạc đối mặt Đinh Nguyên như thao tác này, căn bản không thèm đế ý, Đinh Nguyên mặc dù là cửu cảnh viên mãn, nhưng chỉ là luyện thần cửu cảnh viên mãn thôi, thân thể tắm gội tinh quang, mặc dù cường hãn, nhưng lại xa xa không đạt được cửu cảnh viên mãn chi cảnh, hư không năm tán thủ, phối hợp thêm cổ yêu ngũ cầm, biến hóa đang dệt ra đủ loại sát phạt, đinh nguyên thân thể tầng ngoài tinh quang bắt đầu phá toái, thân thể che kín vết trạng, bị an nhạc tùy tiện đánh đổ máu, nếu là hắn vận dụng thần tâm lực lượng, không ngừng hạn chế an nhạc, khả năng hắn thân thể đã bị trảm bạo, đinh nguyên không nghĩ tới an nhạc thế mà sẽ xuất hiện tại này nếu là an nhạc xuất hiện ở đây, cái kia Giang Lăng Vương đâu? Giang Lăng Vương mang theo đinh thương đi hồi trở lại Giang Lăng, không phải là vì giải quyết hết an nhạc. Cửu cảnh sơ kỳ đinh thương bị an nhạc giết chết, cũng là có thể lý giải, dù sao cũng là cửu cảnh hạn chót chiến lực. Đinh Nguyên vốn định cho Đinh Thương một cái trảm an nhạc mà dương danh cơ hội, có thế kết quả Đinh Thương phản mà chết đi, Giang Lăng Vương cũng cũng không đến, chẳng lẽ Giang Lăng Vương cũng là bị chém, người đang suy nghĩ Giang Lăng Vương vì sao chưa từng xuất hiện như ngươi suy nghĩ như vậy, Giang Lăng Vương bị ta chém. An Nhạc nhấp nhô nói, lời nói như kinh lôi, lập tức bị Hù Đinh Nguyên mặt xám như tro. Làm sao có thể, Giang Lăng Vương? Đây chính là sông cửu cảnh viên mãn, chân chính nửa bước thập cảnh cường giả A. An Nhạc không quan trọng một cái hậu bối, dựa vào cái gì chém giết Giang Lăng Vương. Lấy cái gì chém giết, An Nhạc, khiếp sợ không chỉ là Đinh Nguyên, toàn bộ chiến trường tất cả mọi người, đều là nghe được này an nhạc cố ý hành động thanh âm đàm thoại, thần tâm rung động, linh hồn đều tại quý động, giang lăng vương phụ tá dương khang sắc mặt ngưng trọng, làm an nhạc thật xuất hiện tại chiến trường, thật nói ra cái này sự thật tàn khốc thời điểm hắn linh hồn đang run rẩy huyết dịch bị đông cứng, dương khang cũng là như thế, càng đừng nói giang lăng đại quân, rất nhiều cửu cảnh tướng quân mờ mịt, rất nhiều phó tướng cùng với thống binh trong đôi mắt toát ra vẻ bối rối, đại quân muốn loạn, quân tâm một khi tan rã, Vậy cái này tràn nhằm vào cẩm quan thành công phạt, đem chân chính tuyên cáo thất bại, trấn định. Hắn không thể tin. Vương gia hạng gì yêu nghiệt, chính là U Minh con trai, đến thượng cổ U Minh truyền thừa, nhất định đứng lặng thiên hạ đỉnh, dám cùng nguyên môn hoàng đế va chạm cường giả, sao lại bị này hoàng mau tiểu nhi chém giết. Dương Khang nhất kiếm bức lui bao trùm quân thế thành chủ dư giới, mi tâm hào quang vạn trượng, nguyên thần trung chuyển, đem tin tức khuếch tán mà ra, muốn muốn cường thế ổn định quân tâm, cửu cảnh viên mãn luyện thần uy thế vẫn là có mấy phần lực chấn nhiếp tồn tại, thật đúng là nhường có mấy phần phân loạn gian lăng đại quân ổn định lại, an nhạc bao trùm ngân giáp, ánh mắt lấp lánh, lơ đễnh, đã bắt đầu náo động quân tâm, tựa như là phá vỡ đồ sứ, dù cho một lần nữa dán lại, vẫn như cũ che kín vết trạng, vừa chạm vào liền sẽ phá, cửu cảnh viên mãn mà thôi, trảm không được sao, ngân giáp phía dưới, an nhạc nhấp nhô thanh âm vang vọng vẫn như cũ rung chuyển toàn bộ chiến trường, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Sau đó, mọi người liền thấy được, an nhạc đối trích tinh thầy tế lão, cửu cảnh viên mãn tu vi đinh nguyên rơi xuống sát thủ, ngọn lửa màu vàng cuốn qua bầu trời, đốt cháy xua tán đi ép thành mây đen, nhường thiên địa không gió, nhường thiên địa yên tĩnh, ầm, đinh nguyên gào lên thê thảm, thân thể bị đánh bạo. An nhạc hư không tán thủ bao trùm khung thiên, tại nhân đạo tổ trải qua thiên thứ nhất gia trì dưới, hắn khí huyết thuế biến, thân thể mạnh mẽ thân thể phương diện cũng không cường đại đinh nguyên như thế nào có thể đỡ nổi an nhạc trực tiếp bị an nhạc trực tiếp đánh nổ giống như một đoàn xương máu trên không trung nổ tung ngất nhiễm lóa mắt nguyên thần mưa ánh sáng từ trong huyết vụ sôi nổi mà ra đinh nguyên nguyên thần chưa tịch diệt còn muốn đào thoát dự định hướng phía xem sao cầu trốn chạy mà đi nhưng mà an nhạc như thế nào sẽ để cho hắn chạy trốn nếu muốn lập uy đánh tan liên quân quân tâm tự nhiên muốn có thể bá đạo nhất thủ đoạn nhất nhìn thấy mà giật mình chiến tích, trực kích nội tâm của bọn hắn. An nhạc mi tâm thất thải quan mang ngất nhiễm, tâm kiếm trảm ra, hướng phía đinh nguyên nguyên thần vung chém mà đi, tuế nguyệt trường hà dị tượng hiện ra, quấn quanh ở tâm kiếm chung quanh, hình thành một cổ đặc biệt nhằm vào nguyên thần áp bách, đinh nguyên nguyên thần căn bản vô tâm giao phong, chẳng qua là đánh ra nguyên thần gió lốc, dẫn độ đập tới mấy khỏa thần tâm lực lượng hình thành sao trời, bất quá, tâm kiếm kiếm khí khoái động, an nhạc sát ý có như thực chất, Thẳng bức đinh nguyên trốn chạy nguyên thần, an nhạc thân thể đến người đạo tổ trải qua thiên thứ nhất gia trì, cực kỳ cường đại, như Phật Đà Kim Cương Chi Thân, lại luyện hóa hai cái nhân gian trí bảo sơn hà đỉnh, thân thể mạnh đối thượng cửu cảnh viên mãn cũng là không sợ một chút, có thể là, nguyên thần một đạo, an nhạc gia trì kỳ thật cũng không đủ, tuế nguyệt trường hà dị tượng. Dù sao cũng là an nhạc sáng tạo tu hành pháp, tuế nguyệt quan tưởng pháp hạ tạo ra dị tượng, dù cho nấu luyện ra tâm kiếm mong muốn chém giết cửu cảnh viên mãn, vẫn là hết sức cố hết sức, bởi vậy an nhạc không chút do dự, gia trì tuế nguyệt khí, ánh mắt quét nhìn bối rối vô cùng đinh nguyên, theo hắn trên thân tước đoạt hấp thu 8 sợi tuế nguyệt khí, một sợi chảy kim, 7 sợi màu xám tuế nguyệt khí, hết thảy gia trì, thất thải tâm kiếm hào quang càng sáng chói, lít nha lít nhíp kiếm khí, hình thành như gió bão cắt chém hư không. Đinh Nguyên Nguyên thần lập tức bị trảm ra vết thương, Nguyên thần chi huyết biểu vẫy, kiếm thế lại bức bách, ánh kiếm bảy màu liên tục quét qua, đinh nguyên nguyên thần liền bị chém xuống đầu, tại rú thảm bên trong vẫn đi, thiên địa dội mưa ánh sáng, tràn ngập tịch diệt mùi vị, chiến trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, vô số người ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cái kia dội mà xuống nguyên thần mưa ánh sáng, lóa mắt mê ly mưa ánh sáng, đại biểu cho một vị cửu cảnh viên mãn cường giả vẫn đi đạo hạnh, chết, trích tinh thầy tế lão đinh nguyên, đã chết đi, cho dù là tô mạc già, vương yến thăng chờ an nhạc người quen, cũng là tắt lưỡi lại rung động. Dương Khang đôi mắt thiếp chặt, giờ khắc này, hắn tâm chìm vào đáy cốc, hắn biết, trận này nhằm vào cẩm quan thành, muốn đạp diệt kiếm trì cung chiến tranh. Bại, đại bại, giang lăng vương vẫn rơi, trận đầu thảm bại, phản triệu chi loạn, tự sụp đổ. Nhìn xem cái kia bao trùng ngân giáp, tóc đen cứng cáp, khí huyết nổi lên ánh vàng, giống như xua tan hắc ám khói mù như mặt trời thiếu niên. Dương Khang giờ phút này trong đôi mắt toát ra một vệt kính sợ, kẻ này, chính là thời đại này thiên chi kiêu tử, loạn thế xuất anh hùng, có thể thu phục bị Nguyên môn đế quốc chiếm cứ sơn hà mất đất, kẻ này có khả năng làm đến. Dưới đấy, đại quân bắt đầu hỗn loạn, rối loạn bùng nổ, liên quân bên trong Giang Lăng phủ đi ra đại quân, dùng dập đánh mất đấu chí, Giang Lăng Vương đô đã chết đi, bọn hắn còn có cái gì công thành lý do, quân tâm tán loạn, quân thế tự nhiên cũng sụp đổ, mà đại lý quốc quân đội cũng là quân thế trung chuyển lại chưa từng như Giang Lăng đại quân sụp đổ, bởi vì bọn họ tướng lĩnh, đại lý quốc vương gia đoạn quân còn tại, lĩnh quân chủ tâm cốt nguyên soái còn tại, đương nhiên sẽ không xuất hiện sụp đổ chi tượng, đoạn quân sắc mặt ngưng trọng, không tiếp tục tiếp tục công phạt, bao trùm quân thế khí phách thành chủ dư giới toàn thân tắm máu, giờ phút này thở dài một hơi, mượn nhờ quân thế dư giới, miễn cưỡng có thể cùng cửu cảnh viên mãn đoạn quân một trận chiến, nhưng là muốn chiến thắng, cơ bản không cần nghĩ, giờ phút này, đoạn quân bởi vì kiên kỵ thế cục cho nên từ bỏ công phạt hắn tự nhiên cảm giác áp lực trừ khử dư giới làm cẩm quan thành thành chủ tự nhiên vô cùng rõ ràng thế cục hôm nay đối cẩm quan thành mà nói tốt đẹp dương khang từ bỏ công phạt cũng chẳng khác gì là từ bỏ dãy dụa không nữa lựa chọn tiếp nhận giang lăng vương tiếp tục chủ đạo trận chiến tranh này nói cách khác cẩm quan thành thủ ở sau đó phòng thủ sẽ càng thêm dễ dàng chỉ dựa vào đại lý quốc nguyên soái đoạn quân rất khó công phá có kiếm chuông phòng thủ cẩm quan thành kiếm trì cung vạn năm tuế nguyệt nội tình không phải dễ dàng như vậy phá vỡ hai tôn diêm vương huyền không cuồn cuộn quỷ khí tràn ngập bốn phía bọn hắn hiếp mắt to lớn diêm la cung quyết trôi nổi trong mắt bọn họ có mấy phần không cam lòng vốn định nhận thức một trận sát lục vui sướng tại sát lục bên trong hấp thu vong hồn tăng lên chiến lực lại không ngờ tới chiến tranh thế mà đình chỉ dương khang tiếp tục chiến a triệu hy chết rồi thế nhưng bầu không khí đều tô đậm đến nước này vì sao không tiếp tục tiến đánh như thế nhiều gian lăng đại quân ngươi tùy ý bọn hắn tán loạn ngươi mong muốn để bọn hắn đi nơi nào đi làm đạo tặc thổ phỉ sao một tôn diêm vương âm trầm nói dương khang nhìn về phía này hai tôn địa ngục phủ diêm vương trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ chán ghét tiếp tục đánh đã không có ý nghĩa binh bại như núi đổ đại quân không có khí phách sẽ chỉ là chịu chết vậy liền chịu chết a à? diêm vương lạnh lùng nói dương khang nở nụ cười lạnh đừng cho là ta không biết tâm tư của các ngươi địa ngục phủ tà tu mong muốn thông qua chiến trường tới hấp thu vong hồn tới tăng cao thực lực bàn tính đánh rất tốt nhưng ta dương khang cũng không bằng ngươi nguyện giang lan vương đối dương khang có ân cũng là đã đáp ứng dương khang chỉ cần hủy diệt đại triệu nhất thống nam phương tất nhiên sẽ lên phía bắc thu phục bị nguyên mông xâm chiếm cố thổ bởi vậy Dương Khang mới một mực tại phía sau màn trợ giúp Giang Lăng Vương, phụ trợ hắn huấn luyện quân đội. Giờ phút này, Giang Lăng Vương chết đi, Dương Khang tự biết đại thế đã mất. Dương Khang, người muốn chết. Hai tôn Diêm Vương giận dữ, giờ phút này đối Dương Khang cũng là triển lộ ra sát cơ. An Nhạc cầm trong tay bá vương kích, ngân giáp phía dưới ánh mắt lạnh khốc nhìn hai tôn Diêm Vương. Này hai tôn địa ngục phủ Diêm Vương, đã từng tham dự vào đối với hắn săn giết bên trong, An Nhạc thời khắc này trong lòng cũng là đối bọn hắn tồn tại sát cơ, mong muốn lưu lại hai tôn cửu cảnh viên mãn Diêm Vương. Thế nhưng, An Nhạc biết không dễ dàng như vậy, vận dụng tuế nguyệt khí chém đinh nguyên tâm kiếm, đã khó mà trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục gánh chịu tuế nguyệt khí, cho nên, có thể tại thân thể phương diện nhưng đánh bạo hai tôn Diêm Vương, lại không cách nào chém đi nguyên thần của bọn hắn. Bỗng nhiên, An Nhạc trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy một cổ bàn bạc thần tâm lực lượng, giống như một mảnh thất thải hào quang, phi tốc bao trùm tới, này thần tâm lực lượng. Làm thật là mạnh mẽ đến cực điểm, giống như một mảnh che đậy khung thiên tinh không, an nhạc đối với cổ lực lượng này, đúng là cảm giác được có mấy phần quen thuộc, ánh mắt ngưng tụ, trong về phía xa nhìn lại, liền thấy một đạo ngồi ngay ngắn xe lăn thân ảnh, tắm gội tại biến ảo chập trần tinh quang bên trong, chậm rãi phiêu đảng tới, đại lý quốc quốc sư, an nhạc khẽ giật mình, đối với vị quốc sư này, hắn trí nhớ khắc sâu, từng tại thủy hoàng trong lăng mộ thập cảnh địa cung bên trong gặp qua đối phương, quốc sư từng ra tay trợ hắn, đáng tiếc bị trích tinh giáo thái thượng trưởng lão chỗ cản trở, bây giờ vị quốc sư này vậy mà lại lần nữa xuất hiện, Dương Khang, đã ngươi không muốn chiến, vậy liền đầu hàng đi, nhấp nhô thanh âm, từ mây bay phần cuối truyền vang tới, đó là quốc sư lục dựa vào núi thanh âm, Dương Khang tự nhiên nhận ra đại lý quốc quốc sư lục dựa vào núi, trên khuôn mặt toát ra một vệt tôn kính, ôm quyền chắp tay, lắc đầu cười khổ đại lý quốc quốc sư cười cười ta biết ngươi tại kiên kỵ cái gì lo lắng an công tử không muốn tiếp nhận ngươi sẽ trước mặt mọi người trảm ngươi bởi vì ngươi hiệu trung sang sông lăng vương triệu hy giang lăng vương triệu hy làm những cái kia chuyện ác ngươi làm đều rõ ràng cho nên ngươi tự biết sẽ không bị an công tử chỗ tiếp nhận an nhạc lông mày nhướng lên cầm trong tay chí bảo bá vương kích trên thân hư không giáp tỏa ra ánh sáng lung linh lại là chưa từng lời nói chẳng qua là nhấp nhô nhìn xem dương khang ôm quyền thở dài chém này hai tôn địa ngục phủ tiểu quỷ liền coi như là cho an công tử nhập đội ngươi muốn gặp được sơn hà về phục người trước mắt mới là hy vọng của ngươi ngươi tốt xấu một thân tu vi chớ có phí phạm quốc sư lục dựa vào núi nói dương khang nghe vậy lập tức ngơ ngác theo bản năng nhìn về phía an nhạc an nhạc nhìn về phía quốc sư lục dựa vào núi đối với vị này đại lý quốc quốc sư an nhạc trong lòng kỳ thực có chút có hảo cảm bởi vì triệu hoàng đình tại qua đời trước từng cùng hắn nói qua có chuyện có thế xin giúp đỡ vị này đại lý quốc quốc sư mà vị này đại lý quốc quốc sư tại thập cảnh địa cung bên trong đã từng vì hắn ra tay mặc dù bị thập cảnh thái thượng trưởng lão đè lên đánh nhưng tốt xấu là một phần tình giờ khắc này an nhạc lựa chọn bán phần nhân tình này cho chút thể diện có thế an nhạc khẽ vuốt cầm dương khang nghe nói an nhạc đáp lại trong đôi mắt lóe lên một vệt ánh sáng hắn bắt đầu có chút tâm động không do dự, nguyên thần cuốn theo lên cuồng phong, trong chốc lát thẳng hướng hai tôn địa ngục phủ Diêm Vương, hai tôn địa ngục phủ Diêm Vương, không nghĩ tới tình huống lại biến thành như thế, bọn hắn còn tưởng rằng quốc sư Lục dựa vào núi xuất hiện là đại lý quốc cường giả viện quân, là tới gấp rút tiếp viện liên quân, kết quả mở miệng chính là như thế lời nói, để bọn hắn kinh dị, nếu như nói nửa bước thập cảnh có đẳng cấp, vị này đại lý quốc quốc sư tất nhiên là đứng lặng tại đỉnh phong nhất, thậm chí dùng nửa bước thập cảnh tu vi, có thể cùng chân chính thập cảnh chống lại, đã từng dùng sức một mình, đem đại lý quốc theo sụp đổ bên trong kéo về, thậm chí nhiều lần đỡ được nguyên môn thiết kỵ công kích. Đây là một vị nhân vật trong truyền thuyết, đưa tay lấy xuống sao trời nhân vật tuyệt thế. Dương Khang đánh tới, hai vị địa ngục phủ diêm vương, tự nhiên là không sợ, bọn hắn cũng không phải việc gì đó có thế tùy ý bắt chẹt kẻ yếu, nhưng mà... Ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn quốc sư lục dựa vào núi nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên hướng phía bầu trời xanh thăm thẳm hơi hơi vạch một cái, thoáng chốc, dường như có hai khỏa sao băng vạch phá, đông đông, đang định muốn di chuyển hai vị diêm vương, lập tức thân thể kịch chấn, chung quanh bọn hắn bị tinh quang tràn ngập, sao băng vạch phá, giống như là xé rách màn trời xé rách thân thể của bọn hắn, trích tinh trận. Người khi nào bày ra trận pháp, hai vị diêm vương đổ máu, thân thể tại chém qua sao trời dưới, bạo ra máu hoa, quốc sư lục dựa vào núi, đáng sợ nhất tự nhiên chính là cái kia tính toán không bỏ sót thủ đoạn, cho dù là nguyên môn tả tướng bá ngôn, nói về vị này đại lý quốc quốc sư, đều vô cùng kiên kỵ, tự xưng đang suy tính năng lực bên trên kém hơn một chút, ta muốn bày trận, sao lại bị các ngươi biết được, lục dựa vào núi ôn hòa cười một tiếng, ngươi đã sớm tính đến giờ khắc này tình huống. Cho nên đã sớm bố cục đang đợi Hai tôn diêm vương thân thể tàn phá Đôi mắt đỏ bừng Gầm thét liên tục Sau lưng sinh mồ hôi lạnh dương khang đánh tới vì nhập đội dương khang cũng là không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó nguyên thần lóe ánh sáng nhấc lên phá thần gió lốc giống như là một tôn thần giáng trần nguyên thần kiếm quan tựa như ảo mộng thiên trọng kiếm ảnh xen lẫn trên không có quốc sư lục dựa vào núi tương trợ hai tôn diêm vương căn bản tổ chức không nổi phòng ngự bị dương khang giết đổ máu không ngừng nguyên thần chi huyết bão tố bay mưa ánh sáng dội chói lọi bầu trời chỉ chốc lát sau hai tôn diêm vương liền đang gào thét bên trong bỏ thân thể, muốn dùng nguyên thần trốn chạy. Quốc sư lục dựa vào núi bấm tay khẽ chọc, một ngôi sao theo vạn trượng trên bầu trời rủ xuống, giống như là nhập vào trong hồ, nổi lên gợn sóng. Hai tôn diêm vương nguyên thần rung động, nổ tung nguyên thần chi huyết chỗ ngưng tụ thành đóa hoa, nở rộ ở trên trời. Dương Khang toàn thân tắm máu theo bay lả tả nguyên thần mưa ánh sáng bên trong chạy như bay mà ra, xa xa nhìn về phía an nhạc, cung kính ôm quyền. An Nhạc cầm trong tay màu đen bá vương kích, nhìn chăm chú Dương Khang, rất lâu, khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía dưới đáy phân loạn Giang Lăng đại quân, mặc dù chưa từng lời nói, thế nhưng Dương Khang lại lập tức hiểu rõ An Nhạc trong lời nói ý tứ, cũng là hiểu rõ, chỉnh đốn cùng hợp nhất Giang Lăng đại quân chính là An Nhạc giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Dương Khang ánh mắt bên trong lấp lánh qua một vệt tự tin, đối với chỉnh biên dưới đáy đại quân, hắn tự nhiên có tự tin bởi vì gian Lăng đại quân vốn là do hắn huấn luyện tới, thân hình lướt qua, hướng phía đại quân bay đi, bắt đầu triệu tập trong quân một chút thống lĩnh, một bên khác, đại lý quốc sư lục dựa vào núi xuất hiện, đối với chiến cuộc ảnh hưởng là to lớn, đại lý quốc nguyên soái đoạn quân sắc mặt 10 phần rung động, trong rung động vẫn có một vệt khó coi chi sắc, hắn biết rõ bây giờ đại lý quốc quốc chủ, liên hợp trích tinh giáo, đối vị này đại lý quốc quốc sư làm cái gì? thừa dịp đại lý quốc quốc sư vào thủy hoàng lăng mộ trong lúc đó trực tiếp rõ ràng quốc sư bố trí tại đại lý trong nước chỗ có nhãn tuyến triệt để nắm giữ đối đại lý quốc trưởng thống quyền đem đại lý quốc quốc sư cho đoạt quyền lực tiên hoàng giao cho đại lý quốc quốc sư một chút quyền lực đều bị thu hồi thậm chí còn liên hợp trích tinh giáo đại trưởng lão bố trí tinh thần sát trận nếu là quốc sư lục dựa vào núi chưa từng tại thủy hoàng trong lăng mộ đạt được cơ duyên phá vỡ mà vào thập cảnh liền dự định vận dụng sát trận trấn áp quốc sư lục dựa vào núi. Bởi vậy, quốc sư lục dựa vào núi xuất hiện ở đây, nhưng đoạn quân mơ hồ có chút bất an, cảm thấy quốc sư lục dựa vào núi sợ là muốn đi hành động kinh người xử trí. Thế nhưng, nguyên soái đoạn quân vẫn giả bộ cái gì đều không biết, trên khuôn mặt bộc lộ vui vẻ nói, quốc sư vậy mà theo ly sơn trong cổ mộ trở về. Vì sao không trở về đại lý, trở về chịu chết sao? Trích tinh giáo chính tên tinh tú, cộng thêm bố trí tốt tinh thần sát trận, chính là bây giờ quốc chủ đối ta nên đón nghi thức. Quốc sư lục dựa vào núi ngồi tại trên xe lăn, khuôn mặt đạm mạc. Hắn tại Thủy Hoàng trong lăng mộ gặp trích tinh giáo thái thượng trưởng lão sát phạt, thương thế không thấp, giờ phút này chưa khôi phục lại, bởi vậy vẻ mặt lộ ra có mấy phần tái nhật. Đoạn quân xấu hổ cười một tiếng, hắn hiển nhiên là biết tình hình bên trong, đối mặt quốc sư lời nói, cũng không biết trả lời như thế nào. Dương Khang dùng hai tôn diêm vương làm nhập đội, ta đây liền bắt ngươi trên cổ đầu người làm nhập đội đi, quốc sư Lục dựa vào núi bỗng nhiên nói, lời nói vừa ra, Đoạn Quân chỉ cảm thấy có lôi đình trong đầu nổ tung, trong lòng hoảng hốt, quốc sư nói giỡn a. À, Ngài chẳng lẽ muốn quy hàng an nhạc, cho dù là an nhạc cũng là sửng sốt, không nghĩ tới thế cục biến hóa vậy mà lại là như thế, đại lý quốc quốc sư. Từ bỏ quốc sư vị trí, từ bỏ hắn đã từng ngăn cơn sóng dữ mà cứu vớt quốc gia, mà lựa chọn hắn, lão hữu đã từng xin nhờ lại thêm. Bây giờ đại lý xác thực dung không được ta, ta tự nhiên muốn làm chính xác lựa chọn. Quốc sư nhấp nhô cười một tiếng, giơ tay lên tại tinh màn bên trong trích tinh, lấy xuống tinh lại bấm tay, tinh quang giống như kiếm quang xé rách tinh không. Đoạn quân lông tơ dựng thẳng, tại thời khắc này cảm nhận được tử vong mối nguy, không chút do dự, cửu cảnh viên mãn khí huyết dân trào, phóng lên tận trời, trực tiếp bỏ qua dưới đáy đại quân, dự định thoát đi nơi này, không trốn nữa nơi này liền muốn trở thành hắn nơi chôn xương. Vậy liền đa tạ tiền bối để ý tại hạ, nguyện cùng tiền bối dắt tay, tại nhân gian sáng tạo một trận kỳ tích. An nhạc cười nói, quốc sư lục dựa vào núi giữa ngón tay nhặt sao trời, nghe vậy mặt tái nhật bên trên ôn hòa cười một tiếng. An nhạc trên thân hư không giáp chói lọi, tóc đen cứng cáp giống như từng chui thần mâu đâm xuyên không khí, lưu lại một trận ngân mang. An nhạc liền biến mất không thấy gì nữa, không gian nhảy vọt, lại lần nữa xuất hiện, liền đã một kích quét về bùng nổ khí huyết, dự định trốn chạy đoạn quân, hôm nay, tới phạt cẩm quan thành người, toàn bộ đều phải lưu lại, đối mặt đột nhiên đánh tới an nhạc, đoạn quân trong lòng giật mình, lại là không sợ, khí huyết bắn ra, trường thương trong tay cũng là quét về phía bá vương kích, thương cùng kích trên không trung va chạm, phát ra chói lọi tiếng vang, kim loại giao thương âm thanh, gạt ra không khí, nổ nát vụn mây bay, đại lý quốc làm làm lần này nắm giữ ấn soái võ tướng Tự hiểu là có khả năng cùng Diệp Long Thăng chờ tuyệt thế võ tướng so sánh, đối mặt đánh tới An Nhạc, tự nhiên không lùi bước lý lẽ. Cứ việc Quốc sư Lục dựa vào núi cho áp lực của hắn cực lớn, dù sao Lục dựa vào núi tại đại lý Sáng Lập vô thượng truyền thuyết, vì thế vô lượng, trong lòng hắn kinh quý cũng thuộc về tình huống bình thường. Có thế An Nhạc, Đoạn Quân đôi mắt lấp lánh hung mang, nếu là có thể chém giết An Nhạc, chẳng phải là đại biểu Quốc sư Lục dựa vào núi lựa chọn là sai lầm hắn có thể có thể vì vậy mà vãn hồi một mạng, khí huyết phun trào, giống như dao mãn thoát thể quanh quẩn trường thương, nhưng trường thương uy thế không ngừng tăng vọt, bắn ra xích huyết chi mang, gầm thét thanh âm nổ vang không trung, giống như tuyệt thế võ tướng khí phát hiện ra, khôi giáp âm vang rung động, nắm chặt trường mâu bên trong giống như có phích lịch lôi đình lấp lánh, một thương này là đoạn quân cực hạn một thương, an nhạc tóc đen cứng cáp, bị mũi thương xé gió cho quét không ngừng đông đưa, thế nhưng hắn sắc mặt như thế, đôi mắt thâm thúy, màu vàng kim khí huyết cuồn cuộn, nhóm lửa diễm, màn trụ như rồng gầm thét, một cái khắc khẩu sơn hà đỉnh hiện ra, ngang tàn đè xuống, trong tay bá vương kích tại hắn khí thế dẫn dắt hạ khôi phục, giống như có tuyệt thế bá đạo võ tướng, bào hiếu thương khung, vũ động trường kích, che đậy quần hùng thiên hạ, an nhạc đem kiếm ý dung nhập trường kích bên trong, xích tâm sơn hà, sơn hà đỉnh chiếu rọi sơn hà, trường kích cũng là như bút lông sói, dùng kiếm khí vẽ ra sơn hà họa quyển, oanh, đoạn quân khí phách tại an nhạc đánh xuống cùng mảnh lực lượng bên trong, sụp đổ, sơn hà đỉnh cùng bá vương kích hai kiện chí bảo, trực tiếp kéo căng đoạn trường thương trong tay của hắn, xích tâm sơn hà kiếm ý hình thành kích mang, như vẽ quyển bày vẫy, giấu giếm được thân thể ấy, đoạn quân toàn thân giáp vị nổ tung, máu thịt một cái chớp mắt liền bị sơn hà đỉnh cho nghiền đập tan, an nhạc bây giờ căn bản không sợ chiến đấu, thậm chí bởi vì nhân đạo tổ trải qua duyên cớ, hắn càng đánh càng hăng, trong chiến đấu hoàn thiện cảm ngộ tổ trải qua thiên thứ nhất, thậm chí chờ mong có thể tìm hiểu ra thiên thứ hai. Đáng tiếc, đoạn quân kém nhiều lắm, tự xưng tuyệt thế võ tướng, hắn có thế cuối cùng chẳng qua là tự xưng. Tại an nhạc cảm giác bên trong, đoạn quân so với hổ hải đều kém hơn rất nhiều, khí phách bên trên so với dịp long thăng, chủng sư cực, địch tàn chờ võ khôi cấp bậc tuyệt thế võ tướng, còn có khoảng cách. Màu vàng kim khí huyết giấy lên ngọn lửa màu vàng đoạn quân thân thể bị an nhạc một kích cho ép bạo, nguyên thần phiêu hốt, đoạn quân mờ mịt vô cùng, ta. Bại. Một chiêu, an nhạc đạm mạc nhìn xem hắn, trong đôi mắt thậm chí có chút ghét bỏ, liền hổ hải cũng không bằng, nguyên thần lại không mạnh, tuế miệt khí tám sợi đều là màu xám, liền lưu kim tuế miệt khí đều không ra, quả thực phế vật, hắn an nhạc giấy lên khí huyết hỏa diễm, toàn lực ứng phó dưới, liền sơn hà đỉnh đều tế ra còn không thể đánh nổ đoạn quân nguyên thần cuối cùng nhận rõ hiện thực tàn khốc, hắn từng tại rất nhiều khen tặng âm thanh bên trong mất phương hướng chính mình, bây giờ tại an nhạc một kích đánh đổ dưới, gặp hiện thực đã kích, không có đấu chí, không còn dám tranh phong, đoạn quân bắt đầu trốn chạy, mà quốc sư lục dựa vào núi nhẹ nhàng trong nháy mắt, sao trời như kiếm chém qua, đoạn quân nguyên thần. Trực tiếp bị chém đi, không có chút nào sức chống cự, mưa ánh sáng dội, đoạn quân bỏ mình. Đại lý quốc lĩnh quân nguyên soái đoạn quân chết thảm lục dựa vào núi ra tay không có chút nào nương tay, hắn giết đoạn quân, cũng là đối đại lý quốc quốc chủ cảnh cáo, từ đó đối đại lý quốc phân rõ giới hạn, gặp lại binh tướng thương đối mặt, đoạn quân vừa chết, dưới đáy đại lý quốc quân đội, ngay người một lát, không có hoảng hốt, không có phân loạn, ngược lại từng cái cuồng nhiệt vô cùng bỏ xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất, hướng phía quốc sư lục dựa vào núi dập đầu, chờ đợi hợp nhất. Quốc sư lục dựa vào núi ánh mắt lấp lánh phức tạp hào quang, thậm chí đều không cần hắn hợp nhất, đại lý quốc quân đội trực tiếp lựa chọn tùy tùng hắn, dù cho hắn bắt đầu từ hôm nay, đem cũng không tiếp tục là đại lý quốc sư, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không oán không hối, cẩm quan trên thành không, vô số cường giả ngốc ngốc quan sát, một mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, thành chủ dư giới người khoác quân thế, trung động nhất, nhìn xem cái kia vốn nên đối cẩm quan thành tạo thành diệt thành nguy cơ đại lý cùng gian lăng liên quân, gần như trong chốc lát thế cục bị thay đổi, khí phách quân thế như núi lở sụp đổ nhường cường giả quy hàng nhường đại quân phản chiến trong lúc nhất thời nhìn cái kia trôi nổi trên không người khoác ngân giáp quanh thân đốt ngọn lửa màu vàng thân ảnh đáy mắt nổi lên khó mà ngăn chặn cung kính xoay chuyển tình thế tại đã đảo đây cũng là lão kiếm thánh lựa chọn người sao đem trọn tòa kiếm trì cung đem cẩm quan thành đều đặt cược đi lên thiên kiêu sao dư giới trong lòng phát lên trước nay chưa có hào khí có kẻ này tại kiếm trì cung không có khả năng hủy diệt, tô mạc già, vương yến thăng, vạn tiệt liễu chờ kiếm trì cung bên trong cường giả, giờ phút này khôi phục nỗi lòng, mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ cùng thoải mái, kiếm trì cung bảo vệ, bọn hắn áp lực giảm nhiều đồng thời, kích động trong lòng, an nhạc đứng lơ lửng giữa không trung, tại bên cạnh hắn, thì là ngồi ngay ngắn xe lăn lục dựa vào núi, lục dựa vào núi nhìn xem an nhạc, cười nói, triệu hoàng đình đã từng tìm được ta, để cho ta phụ tả ngươi, khi đó, ta không có đáp ứng, đáng tiếc. Bây giờ ta đáp ứng, hắn cũng đã không còn nữa. Hắn đối ngươi giấu trong lòng rất cao kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể thu phục cố thổ, nhưng thiên hạ quy nhất, hắn cảm thấy ngươi có thể làm đến. An nhạc nắm trường kích, hư không giáp mặt nạ thối lui, lộ ra đẹp để tuấn giật khuôn mặt, khóe môi khẽ miếm môi, nói khẽ, ta sẽ làm được, dù cho khó khăn tầng tầng, nguy hiểm vạn phần, tiền bối thỉnh giúp ta cùng nhau tiếp tục đi, vượt mọi chông gai hoàn thành triệu tiền bối mong muốn thấy đợi đến ngày khác người ta liền có thể không thẹn với triệu tiền bối trước mộ uống hoàng tửu ăn thịt bò đàm tiếu không phụ kỳ vọng lục dựa vào núi nho sam gió bên trong phần phật ngồi tại trên xe lăn hai tóc mai bay lên lắng nghe an nhạc lời nói trong mắt cũng là toát ra một vệt hướng tới lấp lánh nhu hòa ý cười được an nhạc cười một tiếng nhìn về phía cái kia bị sơn hà đỉnh trấn áp lại xem sao cầu hỏi này xem sao cầu nên xử lý như thế nào đây là một kiện tam giai chí bảo, uy năng không tầm thường, chính là trích tinh giáo bảo vật trấn giáo, trong đó càng là ẩn chứa một tôn thập cảnh lực lượng nguyên thần, nếu là cưỡng ép động tất nhiên sẽ kích phát ra. Lục dựa vào núi ôn hòa nhìn về phía an nhạc, ánh mắt lấp lánh, khẽ cười nói, an nhạc nhìn về phía lục dựa vào núi, đã thấy vị này ôn hòa vô cùng, nho nhã hiền hòa, ngồi ngay ngắn xe lăn người trung niên, ngón tay tại xe lăn bao tay bên trên, nhẹ nhẹ gật gật, có mấy phần bá đạo mở miệng, như thế tam gia chí bảo, chỉ có truyền thừa vạn năm cổ lão thế lực mới sẽ có được. Rất là trân quý, có thế nếu đưa đến bên miệng, tự nhiên là muốn đem hắn ăn, nơi nào có trả lại đạo lý. Chương 209, dẫn độ một góc chân thực tuế nguyệt trường hà, an nhạc sáng tạo nguyên thần lĩnh vực đại sát khí, an nhạc trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt kinh ngạc, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn lục y sơn. Lục y sơn một thân nho sam, thân cao gầy, tóc đen bay lả tả, mặc dù bộ dáng không tuấn giật, nhưng lại có nho sinh đặc hữu nho nhã hiền hòa, có thế nói ra lại tương đương bá đạo cùng cường thế. Quan tinh đồ chính là tam gia chí bảo, nếu là có thể lưu lại, đối với chúng ta tương lai thế lực rất có ích lợi. Lục Y Sơn cười khẽ, tay của hắn chỉ tại xe lăn hộ trên tay có tiết tấu điểm nhẹ, mà bây giờ là cơ hội tốt nhất. Vừa vặn trích tinh giáo thái thượng trưởng lão đoàn Ngọc Khôi bị phong ấn ở thập cảnh địa cung bên trong khó mà trở về chỉ có một sợi còn sót lại trong đó nguyên thần ý chí, lực khống chế đại đại yếu bớt, bất quá, mong muốn chiếm lấy quan tinh đồ trưởng khống quyền vẫn không có dễ dàng như vậy, trích tinh giáo trưởng giáo đoàn thiên vũ sẽ không dễ dàng buông ra, rõ ràng, đại lý quốc sư Lục Y Sơn đối với trích tinh giáo rất quen thuộc, đối với quan tinh đồ cũng là biết sơ lược, đoàn ngọc khôi. Là vị kia trích tinh giáo thập cảnh sao, an nhạc nhớ kỹ ở cung điện dưới lòng đất bên trong, trích tinh giáo trưởng lão từng muốn ra tay với hắn hình ảnh đối với cái kia lão giả có chỗ ấn tượng, cẩm quan trên thành không, an nhạc cùng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn lục y sơn cùng tồn tại huyền không, bất quá hai người thời khắc này cảm xúc đều có chút buông lỏng, bởi vì nhằm vào cẩm quan thành một trận mối nguy đã kết thúc cùng kết thúc, bọn hắn nhằm vào quan tinh đồ ý nghĩ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cẩm quan thành, bọn hắn càng giống là đang thương thảo, tại kế hoạch đối quan tinh đồ như thế nào ra tay, đối với trích tinh giáo, ngươi hiểu rõ khả năng không nhiều, đây là một cái truyền thừa có chút cổ lão giáo phái, tại doanh tầng thời kỳ liền từng phong lưu thiên hạ, đã từng chủ đạo qua một cái các nước chư hầu thống trị, chư tử bách gia âm dương gia cái bóng, cũng ảnh hưởng đến trích tinh giáo, không trung gió gào thét lên thổi, thôi động lục y sơn trên người nho sam phần Phật, hắn đang giảng giải một chút mật tân, rất là cổ lão, thậm chí cũng có thể bị tuế nguyệt bao phủ lại, tại trong dòng chảy lịch sử di thất, thế nhưng lục y sơn nhưng như cũ rõ ràng, nói ra tới. Âm dương gia, không phải cùng địa ngục phủ có quan hệ sao an nhạc ngưng mắt không khỏi nghi hoặc mở miệng địa ngục phủ là cùng u minh có quan hệ cùng âm dương gia quan hệ không lớn bất quá lại cũng không thể bảo hoàn toàn không có quan hệ địa ngục phủ bị đã kích suy yếu thời kỳ âm dương gia đã từng thân xuất viện thủ từng có tương trợ bởi vì âm dương gia bên trong có thiên tài muốn nghiên cứu u minh âm dương gia đã từng đại phóng qua quan thải theo thời đại biến thiên vương triều thay đổi âm dương gia từ từ xuống dốc chưa từng lại tham dự vào trung thổ vương triều thay đổi, dung nhập trích tinh trong giáo, dần dần thối lui ra khỏi trung thổ sân khấu. Trích tinh giáo cũng chỉ là có âm dương gia cái bóng, mà lớn nhất cái bóng, chính là quan tinh đồ. Quan tinh đồ xuất từ chư tử bách gia âm dương gia tay, chính là âm dương gia trí bảo, có thể xem thiên tượng, có thể phỏng đoán một góc tương lai, khả quan ma vũ trụ tinh không, cực kỳ bất phàm. Lục Y Sơn nhẹ nói ra, thiên hạ này tam gia trí bảo làm thật không nhiều, dù cho thật sự có, đều là vạn năm tuế nguyệt trước kia, hiển lộ tài năng chí bảo, đều cùng chư tử bách gia có quan hệ. Lục y sơn thanh âm nhu hòa, chậm rãi nói đến, vì an nhạc nói rõ lý do rất nhiều. Nếu quyết định phụ tả an nhạc, lục y sơn liền sẽ dốc hết toàn lực, đại lý quốc. Hắn xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, từng thay đại lý quốc đỡ được nguyên môn thiết kỵ trà đạp. Phải biết, nguyên môn thiết kỵ vô cùng cường đại, tại trên thảo nguyên tung hoành vô địch, trên thảo nguyên rất nhiều bộ lạc đều là bị đạp diệt, thậm chí còn có đã từng rực rỡ nhất thời Kim Lang Vương đình bị Nguyên Mông Thiết Kỵ cho sông vỡ. Khi đó, Nguyên Mông Thiết Kỵ khí thế hùng hổ tới, thậm chí còn có một vị nửa bước thập cảnh cường giả thống soái, đại lý quốc cả nước trên dưới, đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì hy vọng, tất nhiên sẽ tại Thiết Kỵ hạ hủy diệt, đại triều hoàng triều cường đại cỡ nào. Có thể là tại Nguyên Mông Thiết Kỵ hạ lại là tuyệt vọng lại hoảng sợ nam dời đây không thể nghi ngờ là trợ tăng nguyên môn thiết kỵ uy thế, nhưng thiên hạ chư quốc vì đó mà kinh dị, nhưng chính là như vậy áp lực dưới, lục y sơn xuất lĩnh lấy đại lý quốc binh lính nhóm, cùng với người tu hành nhóm, cử quốc chi lực, bố trí tinh quan đại trận, tay không xé mở tinh màng, dẫn hạ cuồng cuộn tinh hà, đỡ được nguyên môn thiết kỵ xâm lấn, nhưng cái kia tôn nửa bước thập cảnh nguyên môn thống soái đổ máu, đến lấy được đại thắng, nguyên môn thiết kỵ rút đi về sau, liền chưa từng tái phát động công phạt, bởi vì nguyên môn hoàng đế tiến vào luyện hóa long mạch lực lượng thời khắc mấu chốt liền nhường đại lý quốc áp lực giảm nhiều bây giờ mấy trăm năm qua đi đại lý quốc tân nhiệm quốc chủ thượng vị lại đã sớm quên đi lục y sơn đã từng sáng tạo tạo ra vinh quang vì đại lý quốc tranh thủ được thời cơ an nhạc nhìn xem lục y sơn có thể cảm nhận được vị này đã từng đại lý quốc sư nhu hòa đây là một vị tính nết người rất tốt nho gia chí bảo vì văn viện văn khúc bia binh gia chí bảo thì làm võ miếu võ khôi thạch đạo gia chí bảo. Thiên sư phủ tử khí kim liên trì cùng với. Thiên môn, mặt gia chí bảo chính là trên người ngươi hư không giáp, âm dương gia chí bảo vì quan tinh đồ. Đây đều là lưu truyền đến nay chí bảo, đều là tam gia chí bảo, thế gian lưu truyền đỉnh cấp chí bảo, kỳ thật đều cùng chư tử bách gia có quan hệ. Lục Y Sơn nhẹ nói ra, vạn năm tuế nguyệt trước đó, cái kia một trận phạt thiên cuộc chiến, đánh phế đi nhân gian tu hành, sau đó vài vạn năm, tranh kỳ đấu diễm vẫn như cũ là chư tử bách gia. Này cũng tính là là một loại bi ai, an nhạc nâng tay lên bên trong trường kích, màu đen trường kích, lộ ra bá đạo, lục y sơn ánh mắt quét qua, nhẹ nhàng tiếp nhận, trường kích có chút trầm trọng, tản ra ô quan, cực kỳ bất phàm, này thanh trường kích tên là bá vương kích, chính là dùng tinh thần thiết tinh đúc thành, tiếp nhận niết bàn chi hỏa đốt cháy, vì nhất giai chí bảo, chính là doanh tần đế quốc náo động sụp đổ về sau một vị tuyệt thế võ tướng nắm giữ đáng tiếc cái kia tuyệt thế võ tướng binh bại chết thảm lục y sơn đem bá vương kích trả lại cho an nhạc này thanh trường kích làm sao lại di thất tại thủy hoàng trong lăng mộ an nhạc hỏi ra trong lòng nghi hoặc thủy hoàng lăng mộ vạn năm tuế nguyệt đến nay dò xét người vô số tu hành khô kiệt thập nhất cảnh khó ra có quá nhiều thọ nguyên đi đến cảnh đầu đạt đến đại hạng thập cảnh cường giả mong muốn đi thủy hoàng trong lăng mộ tìm phá cảnh cơ duyên hậu nhân bên trong có cầm nắm bá vương kích người tại mộ tán thăm dò quá trình bên trong chết đi cũng không gì không thể khả năng có rất nhiều loại trọng yếu là hiện tại bá vương kích vì ngươi nắm giữ lục y sơn ôn hòa cười một tiếng cứ việc này thanh trường kích tự hồ đại biểu hàm ý cũng không là quá tốt luôn cảm giác đại biểu không rõ không rõ an nhạc nghi hoặc nhìn thoáng qua trong tay màu đen trường kích cầm nắm này kích người đều không được chết tử tế dĩ nhiên ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng này, trên người ngươi vận số, đủ để cọ rửa đi này phần không rõ. Lục Y Sơn nói chính mình cũng không khỏi nở nụ cười, vẫn là tới nói một chút gỡ xuống quan tinh đồ sự tình đi. An Nhạc vừa cười vừa nói, giơ tay lên nhẹ nhàng dùng không gian chứa đựng ấn, đem bá vương kích cho thu hồi. Lục Y Sơn sắc mặt dần dần thu liễm nụ cười, rất đơn giản, chém đi quan tinh đồ bên trong trích tinh giáo thái thượng trưởng lão đoàn ngọc khôi nguyên thần, cùng với trưởng giáo đoàn thiên vũ nguyên thần nói dễ làm cũng không đơn giản a à. an nhạc cảm thấy nắm giữ một kiện có chủ chí bảo nhưng không là cái gì chuyện dễ dàng hắn đến bây giờ đều không có hoàn thành hư không giáp hoàn toàn tế luyện đủ để rõ ràng nắm giữ một kiện chí bảo độ khó thái thượng trưởng lão đoàn ngọc khôi nguyên thần giao để ta tới trảm trưởng giáo đoàn thiên vũ nguyên thần giao cho ngươi tới lục y sơn nói ra quan tin đồ cần hai người tới nắm giữ ngươi cùng ta phù hợp, trưởng giáo đoàn thiên vũ tu vi gì, nửa bước thập cảnh, hắn cũng chỉ có thể là nửa bước thập cảnh, hắn mong muốn phá thập cảnh, chỉ có chờ thái thượng trưởng lão đoàn ngọc khôi đại nạn đem đến, triệt để đem quan tinh đồ quyền chủ đạo truyền đưa cho hắn, áp chế hắn tu vi giới tuyến trói buộc mới có thể đánh vỡ, mới có thể phá thập cảnh, đây là trích tinh giáo cho tới nay truyền thừa, cũng là bảo trì cho tới bây giờ vẫn tồn tại như cũ thập cảnh nguyên nhân. Lục Y Sơn tựa ở trên xe lăn, ngón tay điểm nhẹ lấy, quan sát lấy bị trấn áp trên không trung quan tinh đồ. Làm sao? Đột nhiên, Lục Y Sơn quay đầu nhìn về phía An Nhạc, hỏi. An Nhạc không khỏi cười lên, khí phách đáp lại, làm. Cẩm quan thành đầu tường, thành chủ dư giới hạ xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc, có loại hoảng hốt cảm giác. Lúc trước, hắn đều đã toát ra quyết tuyệt cảm xúc, cuốn theo chắc chắn phải chết tâm tình, tử chiến đến cùng. Có thế không thể nghĩ, một trận đại kiếp, cư nhiên như thế khinh miêu đạm viết phá vỡ, dĩ nhiên nói khinh miêu đạm viết có chút không thích hợp, dù sao, này một trận chiến cũng không đơn giản, vẫn đi quá nhiều cường giả, cẩm quan trước thành vân khung, mưa ánh sáng dội, mộng ảo mê ly, nhìn qua xinh đẹp vô cùng, giống như cực quan đang thay đổi, có thế cái kia là cường giả ngã xuống sau tồn tại dị tượng, trích tinh thầy tế lão đinh nguyên, địa ngục phủ hai tôn diêm vương, đại lý quốc nguyên soái đoạn quân, đây chính là bốn tôn cửu cảnh viên mãn cấp bậc cường giả, thập cảnh không ra, đã thuộc về đương thời đỉnh phong nhất một đám người. Tô Mạc già thu về tất cả kiếm khí, kiếm cung âm vang, sắc mặt trắng bệch, duy trì đại diễn kiếm trận đối nàng mà nói, vốn là tồn tại áp lực thực lớn, kỳ thật thiên phú của nàng rất tốt, có thể bị lão kiếm thánh coi trọng thu làm đệ tử, nàng tự nhiên có cực kỳ bất phàm kiếm đạo tài hoa, có thể là nàng tu đại diễn kiếm trận, có chút kéo nàng chân sau, đại diễn kiếm trận uy năng không tầm thường, có thể là luyện hóa ngàn vạn kiếm khí, mượn nhờ kiếm khí oai, tới bùng nổ kinh thế sát phạt, đại diễn kiếm trận hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, có thể làm cho nàng tùy tiện vượt biên mà chiến, bây giờ cửu cảnh hậu kỳ, có thế chiến cửu cảnh viên mãn, nửa bước thập cảnh, có thể là, nhưng cũng để cho nàng tu hành trở nên thông thả, một mực khó mà đi đến lão kiếm thánh mong muốn, ánh mắt của nàng sáng lạn nhìn cái kia đứng lặng tại vân khung bên trên, một thân ngân giáp cùng ngồi ngay ngắn xe lăn lục y sơn nói chuyện với nhau đối thoại an nhạc đây là triệu hoàng đình xem trọng thiếu niên cũng là tô mạc già tương lai sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp thiếu niên triệu hoàng đình xem trọng chính là nàng tô mạc già xem trọng đương nhiên tô mạc già cảm thấy bây giờ nàng đối an nhạc trợ giúp kỳ thật đã hết sức có hạn ít nhất tại tu vi phương diện an nhạc chiến lực vô song có thế phạt cửu cảnh viên mãn thậm chí không kém gì nàng nàng có thể còn cần dính an nhạc ánh sáng đạt được cái kia lão kiếm thánh cực độ tôn sùng an nhạc sáng tạo dung binh pháp Gây gớm A, à, tiểu tử này, làm chân yêu nghiệt, không biết bây giờ trạng thái dưới, tên tiểu tử này có hay không có thể rèn đúc ra siêu việt nhất phẩm cực kiếm khí, vương yến thăng đại sư đứng lặng tại trên tường thành, càng già càng dẻo dai, cả người đầy cơ bắp, khí huyết như tạo thành từng giải sương mù mông lung, gánh vác lấy đại thiết kiếm, khí phách như hồng, hắn đang thì thào, trong mắt có ánh sáng, hắn đã đúc thành ra nhất phẩm cực bảo kiếm yến quy sào, thế nhưng nhất phẩm cực bảo kiếm cùng chí bảo so sánh vẫn là kém quá nhiều, đó là thuộc về cấp độ bên trên trên lệch, cho dù là Long Uyên, cho dù là lão sư trong tay thừa ảnh, đều chẳng qua là nhất phẩm cực kiếm mà thôi, căn bản không đạt được chí bảo lĩnh vực, hoặc là nói, từ xưa đến nay, kiếm khí. Không chí bảo, Tô Mạc già nhìn về phía Vương Yến Thăng, nói ra, vạn sự không có tuyệt đối, chui này trẻ tre kiếm liền có chí bảo kiếm khí phong thái sao có thể nói kiếm khí không chí bảo đâu huống hồ chúng ta đúc kiếm sư chính là muốn theo không có khả năng bên trong sáng lập ra khả năng tu hành suy kiệt vạn năm tuế nguyệt đến nay nhất phẩm cực kiếm không phải cũng rất khó sinh ra có thế lão phu cùng an nhạc không phải thành công đúc thành yến quy sào vì sao liền không thể đúc thành chí bảo vương yến thăng nhất miệng cười một tiếng trong đôi mắt có chói lọi ánh sáng đó là một loại kỳ vọng cùng chờ mong tô mạc già không biết nên như thế nào khuyên can kiếm khí không chí bảo, cũng không biết là cái nào ngu ngốc quyết định quy tắc, đơn giản chết cười cá nhân, kiếm tại trong binh khí chiếm cứ đại thiên bức, vô số danh kiếm trong năm tháng lưu ngấn, có đủ loại truyền thuyết sự tích, kết quả, kiếm khí không chí bảo, nhưng kiếm đạo tràn đầy tiếc núi, vương yến thăng lắc đầu, nói một câu xúc động, lão phu liền là không tin tà, nhất định phải nếm thử đúc thành ra một thanh chí bảo kiếm khí, ông ông ông, có gió nhẹ quất vào mặt, nóng bỏng khí huyết, giống như là huy hoàng mặt trời hạ xuống, an nhạc toàn thân bao trùm ngân giáp, màu vàng kim khí huyết như hỏa nhẹ đốt, tại bên ngoài thân xen lẫn, hắn rơi vào trên cổng thành, cùng ngồi ngay ngắn xe lăn lục y sơn cùng nhau, mọi người dồn dập đi tới, khuôn mặt bên trong toát ra xúc động cùng cung kính, tiểu tử, làm không sai, vương yến thăng thương phát như kiếm, cười ha hả tán thưởng một câu, xoay chuyển tình thế tại đã đảo, không hổ là lão kiếm thánh xem trọng thiên tài, kiếm trì cung tương lai, liền giao cho ngươi. Đúng rồi, tiểu tử, có hứng thú hay không nếm thử chế tạo một thanh chí bảo kiếm khí, An Nhạc vừa dứt tại cẩm quan thành trên cổng thành, liền đến vương yến thăng đại sư như thế hỏi thăm, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đúc thành chí bảo kiếm khí, hắn hiện tại. Thật đúng là không thiếu chí bảo, hư không giáp, bá vương kích, sơn hà đỉnh hai tôn. Hắn toàn thân trên dưới đều là chí bảo, vì sao còn muốn phế khí lực đi đúc thành chí bảo kiếm khí, vương đại sư, kiếm khí một đạo, Chớ nói vạn năm tuế nguyệt đến nay, coi như tại vạn năm trước, tu hành hưng thịnh, trăm nhà đua tiếng thời kỳ, cũng chưa từng có đúc kiếm sư đúc thành xuất kiếm khí chí bảo, coi như là Âu Giả đại sư. Cũng chưa từng làm đến, Lục Y Sơn ngồi ngay ngắn xe lăn, ôn hòa nói, Vương Yến Thăng nhìn về phía Lục Y Sơn, hiếp hiếp mắt, quốc sư biết đến thật nhiều, thế nhưng chúng ta đúc kiếm sư không phải liền là muốn khiêu chiến cùng sáng tạo không thể nào sự vật sao? Không đi thử thử, tóm lại trong lòng có chút tiếc nuối, một phần vạn, thật đúc thành ra chí bảo kiếm khí đâu, cái kia rất khó, xác suất thành công tiếp cận với không, trong cõi u minh có quy tắc lực lượng hạn chế. Kiếm khí ra chí bảo, chẳng khác gì là đánh vỡ thiên địa quy tắc, hết sức khó khăn. Lục y sơn quanh thân mông lung tinh quang, bấm ngón tay suy tính một phiên, nói khẽ, thế nhưng ta đồng ý vương đại sư lời giải thích, không thể bởi vì khó khăn liền không đi nếm thử như tất cả mọi người không đi nếm thử. Rất nhiều kỳ tích liền sẽ không phát sinh, sách, quốc sư liền là biết nói chuyện, nhà ngươi hậu bối cái kia gọi là lục tử vi tiểu nha đầu, trong tay cầm cầm sao trời kiếm cũng rất không tệ, nghe nói là quốc sư đúc thành, quốc sư xem ra cũng là vị hiểu kiếm người, cũng không phải là chính thống đúc kiếm thủ pháp, nhưng đại sư chê cười, có loại múa rìu trước cửa lỗ ban xấu hổ cảm giác. Lục y sơn tính nết hết sức ôn hòa, cùng nóng nảy vương yến thăng, ngược lại là có thể trò chuyện tại cùng một chỗ. Thành chủ dư giới cung kính đi tới, nhìn về phía an nhạc, ông quyền chấp tay hành đại lễ, đa tạ an công tử cứu vãn cẩm quan thành, như không công tử tại hạ khó có thể tưởng tượng cẩm quan thành chỗ đem gặp phải tai ách, sợ là muốn thay phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Dư giới thở dài nói, trong giọng nói ẩn chứa cảm kích, làm cẩm quan thành thành chủ, hắn từ nhỏ tại đây tòa thành xuất sinh cùng lớn lên, đối với này tòa thành có khó mà dứt bỏ tình cảm từng tại kiếm trì cung bên trong cầu học học qua đúc kiếm cùng với kiếm thuật bởi vì tại đọc sách một đạo hết sức có thiên phú lão kiếm thánh khiến cho hắn đi lâm an kiểm tra khoa cử tại khoa cử trung vị nhóm giáp bản tiến sĩ nhóm cứ việc không phải là hàng đầu lại cũng đã nhận được công danh về tới cẩm quan thành trung thành vì thành chủ có thể đối với này tòa thành yêu sâu lắng cũng là vì cái gì lão kiếm thánh chọn lựa hắn làm cẩm quan thành thành chủ nguyên nhân dư thành chủ nói quá lời ta đối cẩm quan thành giác quan rất cốt đây là một tòa hết sức thuần túy thành không nên tại trong chiến hỏa đổ máu không nên bị xóa đi cho nên ta sẽ tận toàn lực cứu vãn này tòa thành an nhạc vừa cười vừa nói dư giới nghe vậy trên mặt cung kính sau khi cũng không khỏi toát ra một vệt cảm kích lại tôn kính cười an công tử lão kiếm thánh nhường kiếm trì cung phụ trợ công tử cái kia cẩm quan thành tương lai cũng tự nhiên là công tử đặt chân chỗ sẽ cho công tử cung cấp hết thảy trợ giúp có lẽ cẩm quan thành lại là công tử địa phương quật khởi dư giới nói rất chân thành hắn xem trọng an nhạc tự như lão kiếm thánh xem trọng hắn làm thành chủ như thế an nhạc nhẹ gật đầu tầm mắt nhìn phía bên người lục y sơn chúng ta tiếp xuống đem trấn áp quan tinh đồ có thể sẽ mượn nhờ đến kiếm chuông dư thành chủ bây giờ cẩm quan ngoài thành tàn binh bại tướng nhiều không kể xiết phải làm phiền ngươi an trí một phiên đại lý quốc hàng quân còn có giang lăng phủ hàng quân đều cần dư thành chủ tới chủ đạo an công tử chém giết giang lăng vương giang lăng phủ bên kia cũng do phi hổ quân tiếp quản dư thành chủ có khả năng phái người đi liên hệ phi hổ quân lẫn nhau ở giữa hình thành liên hệ thành lập tin tức con đường ít nhất chiến tranh tương lai như lên có thể kịp thời tiến hành tin tức truyền lại lục y sơn ôn hòa cười một tiếng bắt đầu an bài đến tiếp sau sự tình làm có thể đem đại lý quốc an bài ngay ngắn rõ ràng đồng thời ngăn trở đối nguyên môn thiết kỵ công kích nhân vật, thu thập tàn cuộc tự nhiên không phải vấn đề gì. Lời nói xong, dư giới nhìn về phía an nhạc, an nhạc nhẹ gật đầu, dư giới liền hiểu rõ an nhạc đối lục y sơn là thật tín nhiệm, cho nên không tiếp tục lưỡng lự, lập tức bắt đầu hành động, dư giới trưởng quản cẩm quan thành, tự nhiên năng lực cũng phi phàm, thời khắc này trong lòng có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, bởi vì hắn cảm giác mình đại triển quyền cước thời điểm đến hắn có thể có thể trưởng thành là Diệp Long Thăng dạng này tuyệt thế võ tướng, trở thành sừng sững tại võ tướng đỉnh phong cường giả, chân chính mạnh mẽ võ tướng, đó là tại trăm trong chiến đấu ma luyện tự thân, mà tương lai đi theo an nhạc, dư giới cảm thấy, chính mình bắt chiến cơ hội, tuyệt nhiên sẽ không thiếu, hết thảy cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy, có lục y sơn trợ giúp cùng an bài, an nhạc tự nhiên cảm giác dễ dàng quá nhiều, lục y sơn chính là một vị trí giả, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, đối khắp thiên hạ thế cục cũng là có phán đoán của mình an nhạc tiếp nhận lý ấu an phi hổ quân hổ phù trong tương lai nhất định phải đi đến một đầu thu phục đất mất con đường mà lục y sơn phụ tả đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu trên tường thành an nhạc tóc đen cứng cáp bay lên đưa mắt nhìn phía bầu trời kích động trong lòng lục tiền bối ta có thể hỏi ngươi một chuyện không an nhạc hỏi lục y sơn mỉm cười nho sam tại lầu cổng thành gió bên trong bay dương dĩ nhiên có khả năng ngươi tại sao lại lựa chọn tới phụ tả ta nếu là triệu tiền bối chưa từng tìm ngươi ngươi lại sẽ đi theo con đường nào an nhạc nhìn về phía lục y sơn đôi mắt nghiêm túc há mồm hỏi thăm lục y sơn trên khuôn mặt nụ cười vẫn như cũ hắn nhìn cẩm quan thành bên trong trong đôi mắt không khỏi nổi lên mấy trăm năm trước kết bạn mà đi du lịch thiên hạ thiếu niên thân hình khi đó thiếu niên đắc chí hăng hái đại bộ phận là triệu hoàng đình thuyết phục mang tới ảnh hưởng như hắn chưa từng thuyết phục ta có thể sẽ thả vứt bỏ đại lý quốc quốc sư thân phận, rời đi đại lý quốc, rời đi thiên hạ, tìm một một chỗ yên tĩnh, cuộc sống ẩn tính mai danh, ngô, dĩ nhiên, là báo thù về sau, giết chết cố bạch kình về sau, lục y sơn cười nhẹ trả lời, cố bạch kình, tây lương quốc quốc chủ, cũng là dẫn đến hắn hai chân kéo căng quyết tử đi nguyên nhân, cứ việc theo hắn tu vi đặt chân đến nửa bước thập cảnh, thối rửa hai chân, sớm đã có thể khôi phục, nhưng hắn cũng không tuyển chọn khôi phục, ít nhất Tại chưa từng chém giết Cố Bạch Kình trước đó, hắn đều muốn dùng hai chân tàn phế tới nhắc nhở tự thân yếu đuối, thế nhưng dứt bỏ báo thù không nói, Lục Y Sơn cũng là thật không có cái gì giả tâm, bị đại lý quốc xa lánh rời đi, hắn có thể chọn một ngọn núi, một tòa nhà tranh, xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn, qua một cái bình tĩnh ẩn cư tuế nguyệt, an nhạc trong lòng khẽ động, không khỏi có chút cảm hoài, mỗi cái con người khi còn sống đều sẽ có một cái quý nhân. Triệu Hoàng Đình chính là quý nhân của hắn, dẫn dắt hắn tu hành, tặng hắn kiếm trúc thanh sơn, truyền thụ cho hắn kiếm pháp, càng là tại qua đời về sau, còn vì hắn bày sẵn đường lui, Lục Y Sơn phản phất nhìn ra an nhạc tại cảm hoài cái gì, cũng là chưa từng nhiều lời. Sau một lát, Lục Y Sơn vẫn là mở miệng nhường an nhạc thao túng trấn áp quan tinh đồ sơn hà đỉnh vào cẩm quan thành. An nhạc bước ra một bước, màn trụ bên trong, long ngâm bào hiếu chấn động thiên vũ. Sơn Hà đỉnh phía trên Sơn Hà họa quyển hiện ra, tại trấn áp quan tinh đồ đồng thời, dẫn dắt quan tinh đồ hướng phía cẩm quan nội thành bộ bay đi. Ông ông ông, một cổ cường tuyệt nguyên thần gợn sóng, khoái động ra, giống như một thanh sắc bén thần mâu xuyên thủng đâm xuống. Bất quá, Sơn Hà đỉnh chí bảo khí tức bắn ra, rủ xuống đạo đạo trầm trọng Sơn Hà khí hơi thở, khiến cho quan tinh đồ mặt ngoài sao trời rung chuyển, đấu chuyển tinh di, lại cuối cùng chưa có thể giải dụa mở trấn áp. Quan tinh đồ bên trong đoàn ngọc khôi nguyên thần, cũng đã thức tỉnh, bất quá, này phần nguyên thần cùng thủy hoàng lăng mộ bên trong đoàn ngọc khôi bản thể tách rời, vô pháp cấu kết, cho thấy uy năng không tính quá mạnh, ta có nắm bắt trảm diệt, đến mức trưởng giáo đoàn thiên vũ nguyên thần chi lực, liền giao cho ngươi. Lục Y Sơn nhìn về phía tinh hà lưu chuyển quan tinh đồ, ánh mắt lấp lánh, đoán được cái gì, nhẹ nói ra, một vị nửa bước thập cảnh nguyên thần sao, an nhạc bây giờ luyện thần tu vi tại bát cảnh hậu kỳ, có thể là, hắn luyện thần cùng đoán thể không giống nhau, đoán thể có quá nhiều nội tình mặc kệ là sơn hà đỉnh cũng hoặc là là nhân đạo tổ trải qua thiên thứ nhất đều đối với hắn thân thể có cực lớn tăng phúc có thể là nguyên thần chỉ có tâm kiếm cùng quan tưởng tuế nguyệt trường hà chỗ hiện ra một vệt dị tượng cái kia dị tượng mặc dù có áp chế lực nhưng áp chế lực cũng không cường đại so với chân chính tuế nguyệt trường hà kém nhiều lắm an nhạc ánh mắt lấp lánh chân chính tuế nguyệt trường hà khóe môi treo lên một vệt cười an nhạc bỗng nhiên có một cái ý nghĩ giờ phút này nội tâm có một cổ mãnh liệt muốn thử một chút xúc động, vừa vặn, có thể mượn nhờ một cơ hội này tới thử nghiệm một viên. Cẩm quan thành vùng trời, to lớn tinh hà bức tranh vắt ngang, giống như là tinh không đầy trời màn đêm đột ngột buông xuống, một ngụm ba chân thanh đồng đại đỉnh, rủ xuống dương phủ xuống hào quang, hào quang xen lẫn trong tinh không, trấn áp tinh hà, hưu hưu hưu, tiếng xé gió vang vọng, cẩm quan thành chỗ sâu, kiếm trì cung, kiếm trì hồ bờ. Kiếm chuông an tỉnh rơi vào chuông đài bên trên, gió nhẹ phất động, phát ra nhẹ nhàng tiếng chuông tiếng vang, an nhạc, lục y sơn, tô Mạch già, vương yến thăng chờ cường giả dùng dập hạ xuống, an nhạc cùng lục y sơn rơi vào kiếm trì hồ mặt ngoài, mặt hồ nổi lên tầng tầng xếp như lân mịn gợn sóng. Hai người trên đỉnh đầu thì là trích tinh giáo chấn giáo trí bảo quan tinh đồ. Tại ven hồ, tô mạc già, vương yến thăng, vạn tiệt liễu, lý thanh xuyên, lâm tứ gia chờ cường giả, dùng dập ngưng mắt nhìn chăm chú, quan sát lấy cảnh tượng đây là dự định. Nuốt vào trích tinh giáo chí bảo sao, Vương Yến Thăng trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn, này loại kiếm chuyện cảm giác, quá làm cho hắn hưng phấn, đáng tiếc, hắn vô pháp tự mình tham dự trong đó, bằng không mà nói, có thể đối với hắn chế tạo chí bảo kiếm khí có trợ giúp rất lớn cùng dẫn dắt, quan tinh đồ, trích tinh giáo trấn giáo chí bảo, tam gia chí bảo. Trong thiên hạ cấp cao nhất pháp bảo một trong, kiếm trì cung cũng chỉ có kiếm chuông có thể cùng quan tinh đồ so sánh, mà kiếm chuông sinh ra cùng tồn tại, kỳ thật không thể tầm thường so sánh, cùng với những cái khác chí bảo cũng không giống nhau, không có có thành tựu khảo lượng ý nghĩa, thế gian rất khó lại phỏng chế ra ngụm thứ hai kiếm giờ. Lục Y Sơn ngồi ngay ngắn ở kiếm trì hồ bên trên, mặt hồ gió nhẹ phất động nổi lên lân miệng gợn sóng, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, nho sam bay lên, mười phần thoải mái, hắn giơ tay lên, mười ngón đang xen kết ấn, đánh ra ấn ký bắn ra tinh mang, một đạo điểm tại chính mình mi tâm một đạo điểm vào an nhạc mi tâm. Mi tâm của hắn lóe ánh sáng, nê hoàng cung khép mở, một đạo nguyên thần sôi nổi mà ra, dậm trên tinh mang lát thành tinh lộ, đặt chân quan tinh đồ. Tại lục y sơn bên cạnh xa mười trượng trên mặt hồ, an nhạc một thân ngân giáp, chấp tay sau lưng, an tĩnh đứng lặng, hắn cũng là nhắm mắt, mi tâm thất thải quan mang chói lọi, lục y sơn đánh tới tinh mang, lát thành ra tinh lộ, mi tâm nước ra, trong nê hoàng cung, nguyên thần tranh mắt, hào quang vạn trượng, từng bước lên trời, dẫm lên tinh lộ thẳng vào quan tinh đồ bên trong, giống như đặt chân một mảnh mô phỏng tinh không, an nhạc dưới chân, sao trời hiển hiện, nguyên thần đứng lặng sao trời phía trên, giống như thiên địa mới sinh thời kỳ tiên thiên thần ma. Cùng lúc đó, đại lý quốc, mây khói mông lung, như từng chui thần mâu đâm ở trên mặt đất sơn nhạt đỉnh, có một tòa tòa to lớn bao la hùng vĩ thần điện đứng vững, thần điện khoảng cách chân chính tinh không mười phần tiếp cận, sao trời tự hồ cũng quanh quẩn tại thần điện chung quanh ở giữa thần điện giống như có thần hỏa nhảy lên toát ra lóa mắt sáng bóng một đạo thon dài thân ảnh đang đang tiếp dẫn lấy một đạo lại một đạo tinh quang bày vẫy tự thân tắm gội cùng tẩy lễ khiến cho thân thể cùng ý chí phát sinh không giống bình thường thuế biến chỉnh trong một cái thần điện đều bị tinh quang chỗ lấp đầy bỗng nhiên đạo thân ảnh này mở mắt ra trong đôi mắt đầu tiên là hiển hiện một vệt mờ mịt mờ mịt về sau chính là chấn nộ có người tại nếm thử xóa đi ta lưu tại quan tinh đồ bên trong nguyên thần, thân ảnh thanh âm bên trong sen lẫn không bờ bến phẫn nộ, là ai, quan tinh đồ giao cho Đinh Nguyên, nhưng Đinh Nguyên chấp chưởng đi tới trấn áp kiếm trì cung kiếm chuông, tương trợ vị kia đến U Minh truyền thừa gian lăng vương đồ diệt cẩm quan thành, sang bằng kiếm trì cung, kết quả. Bây giờ có người tại nếm thử chém đi hắn lưu tại quan tinh đồ bên trong nguyên thần, tại quan tinh đồ bên trong có lưu nguyên thần, đó là các triều đại trích tinh giáo trưởng giáo quyền lợi, có thể ở trong đó lưu lại nguyên thần trích tinh giáo truyền thừa vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có hai cái thân phận có thể làm được, một cái là trích tinh giáo trưởng giáo, một cái khác chính là trích tinh giáo thái thượng trưởng lão, trên cơ bản, thái thượng trưởng lão đều là lần trước trưởng giáo, kết thúc trưởng giáo quyền lợi thay đổi sau thân phận, thân phận đồng dạng không thể tầm thường so sánh, bất kể là ai. Quan tinh đồ chính là ta trích tinh giáo lập giáo căn bản, mong muốn chém đi nguyên thần của ta, thay vào đó, không thể tha thứ. Nhất định phải trả giá đắt, thân ảnh quanh thân tràn ngập tinh quang, ánh mắt cũng là có tinh đồ đằng đẳng lưu chuyển, trích tinh giáo tại đại lý quốc địa vị tôn sùng vô cùng, chí cao vô thượng, trích tinh giáo trưởng giáo thân phận, thậm chí liền đại lý quốc quốc chủ đều muốn dùng lễ đại chi, mặc dù đợi đến địa vị, kém xa tích tấp thánh sơn, thế nhưng loại kia siêu nhiên cảm giác, nhường trưởng giáo đoàn thiên vũ, không thể chịu đựng có người khiêu khích quyền uy của hắn, mi tâm lóe ánh sáng, nguyên thần sôi nổi vào hư không, tới đi, để cho ta nhìn một chút. Ngươi đến cùng là ai? Sao trời phía trên, an nhạc chậm rãi đứng yên, ánh mắt như sắc, thâm thúy vô cùng, luyện thần bát cảnh hậu kỳ, nhưng nguyên thần của hắn cũng có được vượt xa cùng cảnh mạnh mẽ, lưu ly bảy màu tâm kiếm, trôi nổi vờn quanh tại hắn quanh thân, chung quanh vô cùng an tĩnh, đó là tinh không đặc hữu tĩnh mịch, tinh hà lưu chuyển tỉnh im ắng. Bất quá, này phần tỉnh mịch rất nhanh liền bị đánh phá. An nhạc đưa mắt nhìn lại, thấy được nơi xa có một tôn toàn thân quanh quẩn tại tinh quang bên trong nguyên thần, đứng lặng dẫm đạp sao trời tới, chung quanh từng khỏa thiên thạch gào thét xoay quanh, phát ra tiếng vang trầm nặng. An nhạc biết đây cũng là quan tinh đồ bên trong, thuộc về trích tinh giáo trưởng giáo đoàn thiên vũ nguyên thần. Đoàn thiên vũ nguyên thần rất mạnh mẽ, cửu cảnh viên mãn, đạt đến nửa bước thập cảnh nguyên thần, vô cùng mạnh mẽ bàn bạc vô cùng, cho dù là sao trời hào quang đều bị hắn áp chế xuống, chính là ngươi. Dám can đảm vào quan tinh đồ, muốn trảm ta chi nguyên thần, thay vào đó, đoàn thiên vũ hai con ngươi tản ra tinh quang, nhìn chăm chú lấy an nhạc, nguyên thần trên khuôn mặt, không khỏi toát ra một vệt không thể tin, cùng chấn nộ, đó là một loại bị lừa gạt chấn nộ cảm giác, bác cảnh không quan trọng bác cảnh luyện thần. Cũng xứng, cũng dám tới quan tinh đồ bên trong trảm ta chi nguyên thần, thay thế ta thân phận, làm trò cười cho thiên hạ. Đoàn thiên vũ vừa sợ vừa giận, cười nhạo liên tục. An nhạc bình tĩnh nhìn đoàn thiên vũ nguyên thần, không thể không nói. Đoàn thiên vũ nguyên thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể nói là hắn cho đến tận hôm nay gặp phải cường đại nhất luyện thần cường giả. Nguyên thần phía trên hào quang, đằng đẳng phun trào, thậm chí niết bàn chi hỏa đều bị dẫn động, tùy thời tùy chỗ ở chung quanh quanh quẩn, bị hắn mơ hồ dẫn dắt cùng trưởng khống đại hắn triệt để trưởng khống niết bàn chi hỏa, liền mang ý nghĩa hắn đặt chân luyện thần thập cảnh, niết bàn lĩnh vực, ừm. Thái thượng trưởng lão nguyên thần cũng là bị khiêu khích, có người đi trảm thái thượng trưởng lão nguyên thần. Các ngươi là hai bút cùng vẽ, ngươi xuất hiện. Chính là tới ngăn chặn ta, vì một người khác trảm thái thượng trưởng lão nguyên thần tác dụng sao, bỗng nhiên, đoàn thiên vũ phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy tinh không đen nhánh bên trong, đột nhiên bắn ra chói lọi vô cùng hào quang, đó là nguyên quan huy của thần, cực hạn chói mắt, như là hai ngôi sao va chạm nổ tung hình thành chói lọi mưa ánh sáng, là lục y sơn đi, đoàn thiên vũ nguyên thần, chắc chắn vô cùng mở miệng, nhìn về phía an nhạc, đạm mạc nói, theo đoàn thiên vũ, có thể có niềm tin, có năng lực tiến vào quan tinh đồ trảm thập cảnh thái thượng trưởng lão nguyên thần. Liền một cái lục y sơn, bởi vì lục y sơn chính là trích tinh giáo người tu hành, rất hiểu quan tinh đồ dùng pháp, Đinh Nguyên cầm quan tinh đồ đi hướng cẩm quan thành, trấn áp kiếm trì cung kiếm chung. Xem ra là thất bại, quan tinh đồ thậm chí di thất, vô pháp thu hồi, ngươi là cẩm quan thành bên trong người tu hành, đoàn thiên vũ trong nguyên thần, băng lãnh sát cơ phun trào, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đang gây hấn với một cái truyền thừa đằng đẳng tuế nguyệt mạnh đại tu hành thế lực, lục y sơn ngỗ nghịch thái thượng trưởng lão, ngỗ nghịch một vị thập cảnh, không sớm thì muộn sẽ chết đi mà ngươi cũng muốn đi theo hắn chết chung ngươi bây giờ từ bỏ rời khỏi quan tinh đồ ta có thế xem như hết thảy cũng không từng phát sinh bằng không thế tất trả ngươi nguyên thần khiến tế quan tinh đồ đồng thời đại lý quốc đem toàn binh xuất kích đạp diệt cẩm quan thành an nhạc bình tĩnh nhìn đoàn thiên vũ đối hắn uy hiếp không thèm để ý chút nào chỉ dùng bốn chữ đáp lại ta gọi an nhạc bốn chữ quanh quẩn tại yên tĩnh trong tinh không cho nên. Ngươi gọi an nhạc lại có thể chứng minh cái gì? Hoặc là để cho ta e ngại cùng kiên kỵ cái gì? Đoàn thiên vũ yên lặng một lát, trong đầu suy tư an nhạc tên, làm trích tinh giáo trưởng giáo, hắn nhận biết cường giả vô số, thiên hạ nổi danh cường giả, hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng... Hắn dù sao bế quan nhiều năm, một mực tại nếm thử trùng kích thập cảnh, đối với hôm nay thiên hạ chuyện phát sinh, biết được cũng không nhiều, thậm chí liền thủy hoàng cổ mộ hắn đều chưa từng lựa chọn đi tới, bởi vậy. Hắn thật không biết an nhạc, an nhạc lông mày nhướng lên, hắn theo thủy hoàng lăng mộ trở về, chiến tích có chút lóa mắt, tại giang lăng phủ chém u minh con trai giang lăng vương, trận chiến kia, an nhạc cảm giác được rất nhiều cường giả chú mục, sau này lại tại cẩm quan ngoài thành, chém binh nguyên, đánh tan liên quân, có thế không thể nghĩ đến, vị này trích tinh giáo trưởng giáo, vậy mà cái gì cũng không biết, an nhạc cười cười, Đinh Nguyên chính là bị ta giết chết, đoàn thiên vũ đôi mắt ngưng lên, bác cảnh. Trảm cửu cảnh luyện thần viên mãn, an nhạc không tiếp tục nhiều lời, nguyên thần hào quang đằng đẳng, lập tức hóa thành lưu quan bắn ra, lưu ly bảy màu tâm kiếm trong nháy mắt hiện ra, trở nên vô cùng to lớn, cao tới mấy trăm trượng, vắt ngang ngàn vạn trượng, giống như muốn đem toàn bộ tinh không đều đem cắt ra, đoàn thiên vũ nguyên thần chung quanh vô số sao trời cuồn cuộn, hóa thành từng khỏa lưu hỏa va chạm hướng về phía tâm kiếm cảm nghiệp tự tâm kiếm, ngươi là cảm nghiệp tự thượng sư, thế nhưng, cho dù là cảm nghiệp tự tâm kiếm, tại quan tinh đồ bên trong, cũng không có khả năng cùng ta chống lại. Quan tinh đồ bên trong, chính là ta đoàn thiên vũ sân nhà, đoàn thiên vũ bấm ngón tay, hướng phía trước mảnh một điểm, hướng cái kia tâm kiếm phía trên quét ngang, vô số thiên thạch cuốn theo lấy niết bàn chi hỏa, giống như là muốn đem nguyên thần đều cho đốt diệt, hung hăng đập vào tâm kiếm phía trên, đông đông đông, lực lượng nguyên thần va chạm mưa ánh sáng chói lọi bay tứ tung không ngừng an nhạc tâm thần chấn động có thể cảm nhận được tâm kiếm kịch liệt rung động bị sao trời lưu hỏa chỗ áp chế niết bàn chi hỏa không ngừng hướng phía hắn tâm kiếm bao bọc tới muốn đốt đoạn hắn tâm kiếm tịch diệt nguyên thần của hắn rất mạnh mẽ đây là an nhạc cho đến tận hôm nay cảm nhận được cường đại nhất nửa bước thập cảnh nguyên thần bất quá an nhạc liền chân chính thập cảnh địa ngục phủ phủ quân nguyên thần đều trảm diệt qua lại như thế nào sẽ tại thời khắc này cảm nhận được e ngại đâu. Cứ việc một lần kia địa ngục phủ phủ quân nguyên thần thụ trọng thương, uy năng 10 không còn một, có thể là mang tới áp bách, so với đoàn thiên vũ nguyên thần phải cường đại rất rất nhiều. Thế nhưng, cường thịnh trình độ, đoàn thiên vũ nguyên thần vẫn tương đối mạnh mẽ một chút, an nhạc hít sâu một hơi, luyện thần nhất đạo hắn kỳ thật cũng cực kỳ không tầm thường, quan tưởng tuế nguyệt trường hà, nấu luyện ra bát cảnh tâm kiếm, khiến cho hắn gặp được bình thường cửu cảnh hậu kỳ nguyên thần, đều có thể chống đỡ một phiên, thế nhưng cùng thân thể khác biệt, không có loại kia không có gì sánh kịp áp chế lực, bất quá, lần này hắn tiến vào quan tinh đồ bên trong, chính là vì khai phá luyện thần nhất đạo ác chủ bài, có một việc ngươi nói sai, ta vào quan tinh đồ, cũng không phải là vì ngăn chặn ngươi, mà là vì chém ngươi, an nhạc nhẹ nói ra, cứ việc giờ này khắc này, tâm kiếm bị áp chế, Từng khỏa lưu hỏa sao trời gào thét đập tới, lực lượng vô cùng khủng bố và chạm nguyên thần của hắn đều có chút trung chuyển, nhưng an nhạc vẫn như cũ lên tiếng như vậy. Đoàn Thiên Vũ ngồi ngay ngắn sao trời phía trên, hai người cách tinh không xa xôi dằn co, phản phất tại tiến hành luyện thần phương diện nguyên thần thủ đoạn giao phong đấu pháp càng trở lại mạnh miệng tiểu tử, ngươi chính là con pháo thí, chẳng qua là Lục Y Sơn lấy ra kéo ở công cụ của ta thôi, không quan trọng bác cảnh lại như thế nào yêu nghiệt cũng không thể nào làm được trảm cửu cảnh viên mãn nguyên thần, nhưng ta chém đinh nguyên. An nhạc cười nói, đó là có lục y sơn giúp ngươi, mặt khác, ngươi tại trong hiện thực chém đinh nguyên thân thể, khiến cho nguyên thần uy thế suy yếu, cho nên, ngươi mới có cơ hội trảm hắn nguyên thần, nhưng trên thực tế, ngươi chẳng qua là bác cảnh mà thôi. Đoàn thiên vũ lạnh lùng nói, trong lời nói tồn tại kích thích, muốn náo động an nhạc nguyên thần, nhưng an nhạc nguyên thần tâm kiếm gợn sóng kịch liệt, lộ ra thiếu hụt an nhạc cười cười đoàn thiên vũ là tự đại sao đảo cũng không thể nói là tự đại tâm kiếm lực lượng có hạn cứ việc an nhạc ngưng tụ tâm kiếm cực kỳ không tầm thường thế nhưng không hề giống thân thể đến người đạo tổ trải qua thiên thứ nhất cùng với luyện hóa sơn hà đỉnh như vậy yêu nghiệt tăng phúc cho nên gian nan kháng trụ đoàn thiên vũ nguyên thần công phạt gió lốc ngăn lại niết bàn chi hỏa ăn mòn liền đã rất tốt an nhạc có thể cảm nhận được nơi xa trong tinh không chiến đấu Lục Y Sơn bộc phát ra lực lượng nguyên thần cực kỳ khủng bố, đang toàn lực ứng phó muốn chém đi cái kia tôn thập cảnh thái thượng trưởng lão hấp hối bị ngăn cách tại quan tinh đồ bên trong nguyên thần, sau đó tới tương trợ an nhạc, dẹp an vui làm chủ đạo chém đi đoàn thiên vũ nguyên thần, hai người thay vào đó, nắm giữ quan tinh đồ. Lục Y Sơn hết sức tin tưởng an nhạc, nhưng cũng là cảm thấy an nhạc tại nguyên thần cường độ phương diện, không so được đoàn thiên vũ, nhiều nhất chính là chống đỡ, mong muốn trảm diệt, rất khó làm đến. Thế nhưng, an nhạc tự nhiên không cam tâm chẳng qua là như thế. Hắn xếp bằng ở sao trời phía trên, nguyên thần ánh mắt nóng trực, giống như trong tinh không hai vòng diệu dương. Đoàn thiên vũ nguyên thần uy thế vô song, mưa ánh sáng, hào quang, tạo thành từng giải thần tâm tấm lụa các loại bay tứ tung không ngừng, cực kỳ thần dị. Có thể là tại an nhạc nguyên thần ánh mắt dưới, từng sợi tuế nguyệt khí thoát ly mà ra, một sợi lưu kim tuế nguyệt khí, bảy sợi màu xám tuế nguyệt khí quanh quẩn tại an nhạc nguyên thần chung quanh chập trùng không chừng an nhạc nguyên thần giơ tay lên tuế nguyệt khí liền quấn quanh đầu ngón tay không có quan sát này chút tuế nguyệt khí an nhạc thần tâm khẽ động giống như là một cái trọng chù y hung hăng nện xuống oanh an nhạc chỉ cảm giác lòng của mình thần trong nháy mắt tiến vào đạo quả không gian từng viên đạo quả trôi nổi giữa không trung vô tận lấp lánh sáng chói đoạt mắt sáng như sao tựa như ảo mộng nhiều màu nhiều sắc thế nhưng đạo quả trong không gian tuế nguyệt đạo quả, cũng không phải là an nhạc mục tiêu lần này. Hắn bay tứ tung xuyên qua đạo quả không gian, xé rách mông lung khói đen, bên tai vang dội lao nhanh không nghĩ tiếng vang, đó là tuế nguyệt thủy triều thay nhau nổi lên thanh âm, tuế nguyệt trường hà, an nhạc trước mắt hào quang rực rỡ, hắn ra tại lao nhanh tuế nguyệt trường hà trước đó, cuồn cuộn, thâm thúy, bàn bạc, đè nén. Đủ loại nhường đủ để cho nguyên thần sụp đổ rung rẩy khí tức, nhưng an nhạc nhìn xuống quan tưởng xúc động, nhưng tuế nguyệt trường hà hiện ra tại trong hiện thực. Hẳn là là không thể nào làm được, nguyên thần của ta không thể thừa nhận, thân thể cứ việc đến tăng nhiều bức, nhưng cũng không cách nào gánh chịu, chủ động đem địch nhân nguyên thần lôi kéo nhập đạo quả không gian, lôi kéo vào tuế nguyệt trường hà, cũng là hết sức khó khăn, bởi vì làm địch nhân lực lượng nguyên thần mạnh mẽ hơn ta thời điểm ta rất khó làm đến lôi kéo nguyên thần của đối phương, lại hành động như vậy nguy hiểm cực lớn dù sao đạo quả không gian chính là bí mật chỗ, một khi giao phong, có thể có đạo quả băng diệt nguy hiểm, thế nhưng, ta có khả năng bỏ ra tuế nguyệt trường hà một góc tại nguyên thần không gian, so sánh chí bảo, tăng phúc nguyên thần lực lượng, để thực hiện giết địch, an nhạc lầm bầm, đây cũng là ý nghĩ của hắn, dẫn độ một góc tuế nguyệt trường hà, rất lớn mật, rất điên cuồng, thậm chí một khi thất bại, nguyên thần của hắn không gian sẽ bị tuế nguyệt trường hà cho sông nát vụn nhưng tuế nguyệt trường hà là hắn nắm giữ lớn nhất bảo vật cùng cơ duyên khai phá tuế nguyệt trường hà lực lượng có lẽ là hắn thông hướng mạnh lên chi lộ tốt nhất đường đi một góc tuế nguyệt trường hà dẫn độ liền có thể nhường nguyên thần của hắn lực lượng cũng thu hoạch được so sánh thân thể lá bài tẩy lực lượng thân thể có sơn hà đỉnh cùng nhân đạo tổ trải qua thiên thứ nhất nguyên thần có chân thực tuế nguyệt trường hà một góc ý nghĩ nếu tuôn ra ăn nhạc liền to gan đi nếm thử thần tâm phun trào cùng tuế nguyệt trường hà cấu kết, hắn bắt đầu tiêu hao tuế nguyệt khí. Một sợi lưu kim tuế nguyệt khí trong nháy mắt tràn vào tuế nguyệt trường hà bên trong, bảy sợi màu xám tuế nguyệt khí cũng là tràn vào, thế nhưng, còn thiếu rất nhiều, an nhạc hít sâu một hơi, tiếp tục gia tăng đối tuế nguyệt khí dẫn độ, hắn góp nhặt cất giữ tiếp cận 80 sợi tuế nguyệt khí, toàn bộ đều nhập vào tuế nguyệt trường hà bên trong, trường hà vẫn như cũ lao nhanh, một điểm bọc nước cũng không từng hiển hiện, an nhạc thậm chí đều một hồi hoảng hốt, có chút nhục chí, bỗng nhiên, tuế nguyệt trường hà lao nhanh không ngừng. Lại có một đạo nhánh sông phân ra, có chân thực nước chảy, mỗi một đóa bọc nước thay nhau nổi lên, đều giống như có tuế nguyệt xuất hiện ở biến hóa cùng thay đổi, giống như là lấy ra tuế nguyệt một góc, chém xuống thời gian nhất đoạn, an nhạc kích động trong lòng vô cùng, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Này đạo tuế nguyệt trường hà nhánh sông quanh quẩn tại hắn quanh thân, bị hắn dẫn dắt độ mà ra, An Nhạc cảm giác được chính mình nguyên thần rung chuyển cùng chấn động, mơ hồ có chút gánh không được, hắn cần thay đổi gánh chịu vật, gánh chịu một góc chân thực tuế nguyệt trường hà, mà không có cái gì gánh chịu vật lại so với hắn tâm kiếm thích hợp hơn. Nguyên thần trong nháy mắt thoát ly đạo quả không gian, làm mở mắt nháy mắt, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại xé rách thời không giới tuyến, lao nhanh dòng sông thanh âm, tại An Nhạc bên tai vang vọng mà lên, ầm ầm, An Nhạc giơ tay lên một chiêu đang đang đối kháng với vẫn lạc tinh thần cùng với niết bàn chi hỏa tâm kiếm vắt ngang mà về, lưu ly bảy màu bị an nhạc nâng trong lòng bàn tay, một đạo dòng sông chiếu nghiêng xuống, lao nhanh lưu chuyển, quanh quẩn tại tâm kiếm phía trên, một chút dung nhập vào tâm kiếm bên trong, rắc rắc, an nhạc tâm thần không khỏi nhấc lên, lắng nghe rắc một tiếng vang giòn, tâm kiếm mặt ngoài lại là nổi lên một vết nứt, có thể là, cái kia đạo dẫn độ mà đến một góc tuế nguyệt trường hà, lại là hoàn toàn dung nhập vào tâm kiếm bên trong, nhưng an nhạc nổi lòng lo lắng, không khỏi vuốt lên, hắn biết, giờ khắc này, nguyên thần của hắn một đạo. Cũng là có không kém gì thân thể đại sát phạt thủ đoạn, đối mặt cửu cảnh viên mãn luyện thần cường giả, hắn đem không nữa sẽ thúc thủ vô sách, đoàn thiên vũ nguyên thần thần quan vạn trượng, giống như tuyên cổ thần chỉ hành tẩu tinh không, hắn thấy an nhạc thu hồi tâm kiếm, tâm kiếm mặt ngoài đột ngột hiển hiện một vết nứt, không khỏi toát ra một vệt cười nhạo, gánh không được rồi tâm kiếm đều hiện lên vết trạng, nhìn tới. Nguyên thần của ngươi muốn tịch diệt, bị ta chỗ trảm diệt, ngươi đợi không được lục y sơn nguyên thần đến, đoàn thiên vũ lạnh lùng nói. Sau một khắc, nguyên thần tỏa hào quang rực rỡ, mấy ngàn ngôi sao trôi nổi chung quanh, giống như như đạn pháo tại nguyên thần thao túng dưới, giống như màn trời bên trong đổ sụp rơi xuống muôn vàng thiên thạch, hướng phía an nhạc đập tới. Niết bàn chi hỏa cũng là bị hắn dẫn dắt độ, muốn đốt diệt an nhạc nguyên thần, đốt vì tro bụi không có chút nào thừa, nhưng mà, đoàn thiên vũ trên khuôn mặt cười lạnh. Bỗng nhiên liền cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, thiên thạch có thể nện xuống, thế nhưng, dẫn độ niết bàn chi hỏa, lại là căn bản không động chút nào, phản phất mang theo hoảng sợ, không dám hướng phía an nhạc hướng đi yên diệt đốt cháy mà đi, đoàn thiên vũ trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, đưa mắt uống lượng, nguyên thần đồng tử bên trong, lại có nhất kiếm tỏa hào quang rực rỡ, an nhạc tâm kiếm lại lần nữa chém tới, giống như hóa thành một đạo lao nhanh dòng sông. Hắn thấy được thời gian bọt nước, tuế nguyệt mảnh vỡ. Đây là cái gì? Đoàn thiên vũ thì thào. Vô số sao trời thiên thạch bị chém đi. Đoàn thiên vũ như viễn cổ thần chỉ nguyên thần, cũng là trực tiếp tại trường hà cọ rửa phía dưới, giống như bị sông vỡ tấm gương, chi năm xẻ bảy, hóa thành vô tận mưa ánh sáng, dội trong tinh không, nơi xa, sao trời phía trên, lục y sơn nguyên thần ngồi ngay ngắn, lại mảnh mở mắt ra kinh ngạc vô cùng nhìn phía đoàn thiên vũ nguyên thần băng diệt phương hướng, vừa mới. Xảy ra chuyện gì? Chương 210, ven hồ mưa gió tán phím hạ thế, an nhạc giảng đạo truyền dung binh pháp, quan tinh đồ bên trong, tinh không đằng đẳng, tựa như câu hạ một mảnh tinh không, phong tồn tại này tấm cổ lão cuộn tranh bên trong, tuyên cổ tồn tại sao trời, đang lưu chuyển, đang thay đổi dời, dựa theo lấy một loại nào đó quy tắc mà động, giờ phút này, quan tinh đồ một góc, lại là có ánh sáng mưa không ngừng dội, cái kia là cường giả nguyên thần bị trảm diệt về sau, nguyên thần chi huyết hóa thành mưa ánh sáng, đại biểu cho cường giả nguyên thần ngã xuống, là một loại tử vong hình ảnh, lục y sơn nguyên thần rung chuyển, câu tới một khỏa lại một khỏa sao trời, cùng đối diện cái kia thao túng quan tinh đồ thái thượng trưởng lão đoàn ngọc khôi lực lượng nguyên thần va chạm nhau, đoàn ngọc khôi có thể thao túng quan tinh đồ, trong đó đại bộ phận sao trời đều có thể bị hắn nắm trong tay, hóa thành lưu hỏa hóa thành thiên thạch đập tới, mười phần mạnh mẽ cùng khủng bố, thậm chí, đối với quan tinh đồ trưởng khống, đoàn ngọc khôi lực lượng vượt xa trích tinh giáo trưởng giáo đoàn thiên vũ, dù sao đoàn ngọc khôi chưa chết đi, hắn vẫn là trích tinh giáo người nắm quyền cao nhất, thế nhưng, giờ khắc này, mưa ánh sáng xuất hiện, không chỉ có nhường lục y sơn lâm vào kinh ngạc, đoàn ngọc khôi cũng là mờ mịt vô cùng, kinh ngạc vạn phần, tại mưa ánh sáng hiện ra nháy mắt, Đoàn Ngọc Khôi cảm nhận được hắn đối quan tinh đồ trưởng khống lập tức giống như là bị lột hơn phân nữa, đó là bởi vì do hắn dẫn dắt mà vào Đoàn Thiên Vũ Nguyên thần phá diệt, cũng không tiếp tục từng tồn tại ở chí bảo bên trong, Thiên Vũ Nguyên thần bị trảm diệt. Mất đi đối quan tinh đồ trưởng khống. Lục Y Sơn, ngươi làm sao làm được? Đoàn Ngọc Khôi nguyên thần thiêu đốt lên nồng đậm đến cực điểm niết bàn chi hỏa, làm là chân chính thập cảnh niết bàn cường giả, hắn đối với tam tai một trong niết bàn chi hỏa có cực kỳ thành thạo trưởng khống, có thể là, giờ khắc này, trong lòng hắn có mấy phần sợ hãi, dù sao, hắn lưu tại quan tinh đồ bên trong chẳng qua là một sợi nguyên thần, bản thể hắn cùng này sợi nguyên thần mất đi liên hệ, hắn vô pháp cảm giác được thủy hoàng trong lăng mộ phát sinh tình huống, cho nên, giờ phút này trực diện lục y sơn, tự nhiên có chút hoảng hốt, lục y sơn thu hồi tầm mắt, khóe môi không khỏi đã phủ lên nụ cười, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, hào quang nhảy lên, hết sức đặc sắc, trong lòng vạn phần hài lòng, an nhạc biểu hiện. Quả thực quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đoàn thiên vũ tuyệt đối không phải kẻ yếu, cùng đoàn ngọc khôi không giống nhau, đoàn thiên vũ có thể là đem toàn bộ nguyên thần đều lưu tại quan tinh đồ bên trong, chờ mong một ngày kia có thể hoàn toàn trưởng khống món chí bảo này, cái kia mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch được tuyệt đối quyền thế. Mà đoàn ngọc khôi bởi vì quyết định tiến vào thủy hoàng lăng mộ, liền không có khả năng đem tự thân nguyên thần toàn bộ lưu tại quan tinh đồ bên trong. Như thế mặc dù tăng cường hắn đối quan tinh đồ trưởng khống, có thể là, nhưng cũng mất đi tiến vào thủy hoàng trong lăng mộ tranh đoạt cơ duyên quyền chủ đạo. Nguyên thần cùng thể xác tách rời, sẽ suy yếu tự thân chiến lực, cho dù là đoán thể người tu hành, cũng không phải hoàn toàn không tu luyện thần, đồng lý có thể được, luyện thần người tu hành cũng không phải không đoán thể. Thủy hoàng tu hành lý niệm ảnh hưởng hậu đại, thiên thu vạn thế, cho tới bây giờ, đã rất khó tìm được thuần túy luyện thần, hoặc là thuần túy đoán thể người tu hành, ít nhất đều sẽ phụ tu một chút, bởi vậy, Đoàn Ngọc Khôi nếu là vì vào Thủy Hoàng Lăng mộ tranh đoạt cơ duyên, tìm cái kia hư vô mờ mịt trùng kích thập nhất cảnh thời cơ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn đem nguyên thần lưu tại quan tinh đồ bên trong, bởi vậy, tại quan tinh đồ bên trong, Đoàn Thiên Vũ chỗ có thể điều động lực lượng, không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đoàn Ngọc Khôi nguyên thần hiện tại hết sức mờ mịt, có loại tâm tình sợ hãi đang tràn ngập dù sao có thể trảm diệt đoàn thiên vũ nguyên thần vậy dĩ nhiên cũng có năng lực diệt đi hắn đoàn ngọc khôi nguyên thần quan tinh đồ có thể thật muốn lưu lạc tại bên ngoài không nữa quy về trích tinh dạy lục y sơn nguyên thần bộc lộ nụ cười vẫn như cũ là như vậy nho nhã hiền hòa quan tinh đồ lưu tại trích tinh giáo có chút phung phí của trời ngươi đoàn ngọc khôi căn bản không biết như thế nào sử dụng quan tinh đồ như thế chí bảo trong tay ngươi bị long đong chí bảo đều sẽ thấy đau lòng. Lục Y Sơn nói khẽ, Lục Y Sơn. Ngươi đừng muốn càng rỡ, ngươi cho rằng ngươi liền có thể biết như thế nào sử dụng quan tinh đồ. Đây là chư tử bách gia thời đại, âm dương gia đứng đầu trâu tử lấy xuống tinh không một góc tạo thành liền chí bảo. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể đủ sử dụng, đoàn ngọc khôi nguyên thần phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn đường đường thập cảnh niết bàn cường giả đều đoán không ra quan tinh đồ sử dụng phương thức, lục y sơn bằng cái gì có thể làm đến. Lục Y Sơn lại là cười cười, âm dương gia trâu tử hoàn toàn chính xác bất phàm, sáng tạo ra rất nhiều bí pháp, thế nhưng, ta so ngươi thông minh, ngươi bất quá là được trích tinh giáo dư vị thôi, đoàn thị nhất tộc tại đại lý quốc thâm căn cố đế, cùng trích tinh giáo cấu kết, nếu không phải đoàn thị nhất tộc đi ra, như không từ xưa truyền xuống trích tinh giáo truyền thừa, ngươi làm sao có thể vào thập cảnh, mà ta không giống nhau, ta theo bình dân chi thân đi cho tới bây giờ trình độ, cứ việc nói rõ không được quá nhiều nhưng lại có thể nói rõ một điểm ta sau ngươi thông minh lục y sơn quả thực làm giận vô cùng thái thượng trưởng lão đoàn ngọc khôi bị tức nguyên thần gần như muốn khói bay nhìn xem vô cùng tức giận đoàn ngọc khôi lục y sơn trên mặt ôn nhuận vẫn như cũ dĩ nhiên này chút đều không phải là ta tự tin căn bản ta cho ngươi biết nguyên nhân ngươi ngàn vạn không phải nói ra ngoài đoàn ngọc khôi đôi mắt ngưng tụ liền thấy lục y sơn cười nói bởi vì trâu tử truyền thừa tại ta oanh đằng đẳng sao trời lưu chuyển thất tinh liên châu sát thiên tượng kia đại biến trong nháy mắt vắt ngang qua hư không đoàn ngọc khôi nguyên thần lập tức cảm thấy yên diệt lực lượng thất tinh liên châu bực này tinh trận hạ xuống nguyên thần của hắn trực tiếp bị bóp méo ép bạo ầm ầm nổ tung hóa thành vô số mưa ánh sáng đến mức lục y sơn cuối cùng lời đã nói ra đoàn ngọc khôi có hay không lắng nghe biết được thậm chí lưu trí nhớ đến bản tôn đều không được biết lục y sơn nguyên thần tung bay hơi có chút không ổn định. Bất quá, vì bảo trì tại an nhạc trước mặt mặt mũi, hắn vẫn là bạo phát ác chủ bài, lựa chọn cực kỳ nguy hiểm vận dụng thất tinh liên châu tinh tượng trận pháp, trực tiếp xóa đi đoàn ngọc khôi tại quan tinh đồ bên trong nguyên thần, tại an nhạc trảm diệt đoàn thiên vũ nguyên thần không lâu sau, ít nhất xem như duy trì ở mặt mũi, chỉ có thể nói, an nhạc cho hắn áp lực quá lớn, lục y sơn đối an nhạc dự đoán, 10 phần sai, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận như thế áp lực cường thế yên diệt đoàn ngọc khôi nguyên thần, quan tinh đồ. Bực này chí bảo, bây giờ cuối cùng lưu lạc tại trong tay của ta, lục y sơn nhìn bốn phía tinh quang, lưu chuyển tinh hà, phun trào tinh hải. Khiến cho hắn tâm bình tĩnh tự, hơi hơi rung chuyển, bất quá, lục y sơn vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, đang nhớ lại an nhạc nguyên thần bắn ra lực lượng, chính như đoàn ngọc khôi suy tính như vậy, đoàn thiên vũ nguyên thần tuyệt đối không yếu, nhưng vì sao nhanh như vậy bị chém đi, thậm chí là không có chút nào sức chống cự bị chém đi, coi như đổi thất tinh liên châu tinh trận áp chế, cũng khó có thể sinh ra hung hăng như vậy trảm diệt hiệu quả, ta muốn phụ tả vị này. Xem ra, có chút ghê gớm, tinh không đằng đẳng, lục y sơn không khỏi cười ra tiếng, ít nhất, không thể so với phụ tả đại lý quốc tân quốc chủ càng khiến người ta bực mình đi. An nhạc nguyên thần sáng tối chập chờn, có loại tiêu hao kịch liệt cảm giác, tâm kiếm phía trên che kín vết trạng, thế nhưng này loại vết rạn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí nhường tâm kiếm trở nên càng thêm thần dị, giống như là đúc kiếm thời điểm tại thân kiếm bên trên chế tạo kiếm văn. Đó là dẫn độ tuế nguyệt trường hà một góc về sau lưu lại dư vị, có được hơi thở của thời gian, dụng dần này sợi khí tức, nhường tâm kiếm trở nên vô cùng đặc thù cùng với nhỏ bé không thể nhận ra chuyển biến. Tâm kiếm trở về, nhất kiếm chém đi đoàn thiên vũ nguyên thần, bùng nổ lực lượng quá mức mạnh mẽ, thế nhưng an nhạc là mừng rỡ bởi vì ý vị này hắn nắm giữ luyện thần phương diện đại sát phạt thủ đoạn, đủ để so sánh thân thể, trảm cửu cảnh viên mãn, này một đợt nghiên cứu, nhưng chiến lực của hắn thực hiện một cái đại giai bậc thang phương diện nhảy vọt, bình thường cửu cảnh viên mãn, đã vô pháp uy hiếp được hắn, trừ phi là nửa bước thập cảnh, tìm hiểu ra đại đạo hình thức ban đầu cường giả, mới có thể khiến cho hắn thấy khó giải quyết, vô pháp trấn áp thô bạo cùng chém giết, ăn nhạc nguyên thần hao hết, tại đây một đợt dẫn độ tuế nguyệt trường hà bên trong. Đây đã là ta có khả năng dẫn độ ít nhất một góc tuế nguyệt trường hà, chân thực tuế nguyệt trường hà, quá mức mạnh mẽ, tràn ngập huyền bí, phản phất tuyên cổ ban đầu liền tồn tại, có thể thế giới sinh ra, tuế nguyệt trường hà liền tồn tại, ghi chép phiến thiên địa này biến thiên, cực kỳ cổ lão, an nhạc lầm bầm, trong lòng tại vì tuế nguyệt trường hà huyền bí mà rung động, đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là tại tổng kết cùng nghĩ lại, đối với dẫn độ chân thực tuế nguyệt trường hà một góc chi tiết đẩy ngược diễn mong muốn dẫn độ một góc chân thực tuế nguyệt trường hà ít nhất cần một sợi lưu kim tuế nguyệt khí làm kiếp nổ dùng màu xám tuế nguyệt khí lát thành giống như là dẫn dắt ra một đầu vào nhân gian con đường tuế nguyệt khí là căn bản mà nguyên thần của hắn lực lượng chính là dẫn dắt trường hà lực lượng đầu nguồn đến mức tâm kiếm thì là gánh chịu chân thực tuế nguyệt trường hà gánh chịu vật ba cái thiếu một thứ cũng không được nếu là một người không đạt tiêu chuẩn, đều sẽ dẫn đến dẫn dắt thất bại, hết sức khó giải quyết, nhưng An Nhạc lúc trước nếm thử bên trong, vậy mà thành công, An Nhạc biết, ở trong đó tất nhiên có tuế nguyệt đạo quả mang tới trợ giúp, nhưng càng nhiều. Vẫn là An Nhạc có được đạo quả không gian, đạo quả không gian khiến cho hắn nhìn thấy tuế nguyệt trường hà, nhưng cũng khiến cho hắn tại tuế nguyệt trường hà trước mặt trở nên càng thêm có được chủ động tính, ông, nơi xa, một đạo sao băng vắt ngang, Cuối cùng hóa thành Lục Y Sơn thân hình, tại nguyên thần trạng thái dưới, Lục Y Sơn cũng không ngồi ngay ngắn xe lăn, mà là phong thần tuấn lãng hình ảnh, đạp thấp tinh không tới. An Nhạc, ngươi làm được. Chém đoàn thiên vũ nguyên thần, bây giờ, ngươi cùng ta chính là này quan tinh đồ chủ đạo người cùng trưởng thống giả, chúng ta nắm trong tay món chí bảo này. Lục Y Sơn vừa cười vừa nói. An Nhạc khoanh chân, tại sao trời phía trên, nhẹ gật đầu, nguyên thần của hắn hết sức suy yếu giờ phút này cũng không có bất kỳ ẩn dấu, đem tự thân suy yếu hiện ra ở lục y sơn trước mặt. Đây đối với người bình thường mà nói, chính là một trận lớn dụ hoặc, dù sao, chỉ cần chém đi an nhạc nguyên thần, liền có thể độc hưởng trưởng khống quan tinh đồ cái này tam gia chí bảo quyền lực, cái kia là phi thường mỹ diệu cảnh ngộ, bất quá. An nhạc chưa từng tại lục y sơn trong đôi mắt xem đến bất kỳ tham lam cùng tàn nhẫn. Quan tinh đồ món chí bảo này, dùng nguyên thần của ngươi làm chủ đạo, ta trợ giúp ngươi đem nguyên thần ấn ký đánh vào quan tinh đồ bên trong, ngươi liền có thể nắm giữ món chí bảo này. Lục Y Sơn nói ra, hắn cũng không tham lam, thậm chí liền quan tinh đồ quyền chủ đạo đều không muốn. An nhạc đôi mắt gợn sóng, trong lòng có loại cảm hoài, nhân tính nhưng thật ra là nhất không chịu nổi khảo nghiệm. Thế nhưng có người, phẩm tính liền là mười phần cứng cỏi, mặc cho đủ loại gió táp mưa xa, chân kim hỏa luyện đều không có chút nào phai màu cùng tàn phá. Lục tiền bối, không cần ta, vẫn là dùng nguyên thần của ngươi làm chủ đạo đi ta có được chí bảo đã đủ nhiều mà lại ta đối với quan tinh đồ cũng chưa quen thuộc tiền bối so ta thích hợp hơn tăng cường tiền bối thực lực tự nhiên cũng là tăng cường ta thực lực bản thân nếu là có thể trợ tiền bối phá vỡ mà vào thập cảnh đó mới là món chí bảo này tác dụng lớn nhất an nhạc vừa cười vừa nói cự tuyệt lục y sơn hảo ý lục y sơn trong đôi mắt toát ra một vệt dị sắc không nghĩ tới an nhạc thế mà sẽ cho ra trả lời như vậy dùng lục y sơn tầm mắt, tự nhiên nhìn ra an nhạc toàn thân trên dưới chí bảo rất nhiều, hư không giáp, bá vương kích, sơn hà đỉnh, kiếm trúc thanh sơn, nhiều như vậy chí bảo tập trung tại một người, lục y sơn còn tưởng rằng an nhạc có chí bảo thu thập đam mê đây, không nghĩ tới ngươi có thể giống như này nhận biết, bất quá, nhưng cũng không sai, cho dù là nguyên môn hoàng đế tu vi có một không hai thiên hạ, danh xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu chỉ có hắn một người độc mạnh, nguyên mông cũng không có thể trở thành hôm nay thiên hạ tối vi đế quốc cường đại lục y sơn nói ra dương địch vương ba đại nguyên soái ngũ hành phù giáp đại tướng quân chính là có những cường giả này mới là nhường nguyên mông đế quốc có xưng bá thiên hạ tư bản trở thành thật vô địch đế quốc áp đảo đại lý tây lương cùng đại triệu phía trên cho nên ngươi có thể như vậy muốn ta rất vui vẻ ý vị này ngươi cũng không là một cái bảo thủ người ngươi có được khang khái phẩm tính Tương lai đi theo ngươi người, lại bởi vậy mà bị xúc động, nói là khang khái, kỳ thật cũng có thể nói thành là thu mua lòng người phẩm chất, đây là thân là một cái hoàng giả nên có phẩm chất. An Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn có được trân quý đến cực điểm tử kim tuế nguyệt đạo quả, đế hoàng, viên này đạo quả khiến cho hắn có được mấy phần đế hoàng khí chất, thế nhưng, chân chính đế hoàng xưa nay không là dựa vào một quả đạo quả liền có thể quyết định. Hai người chưa từng nói thêm gì nữa lục y sơn cũng chưa từng cự tuyệt an nhạc hảo ý bởi vì hắn vô cùng rõ ràng hắn nắm giữ quan tinh đồ quả thật có thể có được chỗ tốt rất lớn có thể làm cho hắn có cơ hội đánh vỡ thập cảnh hàng rào trở thành thiên hạ hôm nay chân chính đỉnh tim một nhóm người bây giờ an nhạc cứ việc có lão kiếm thánh có lão thiên sư duy trì có thế rất rõ ràng không đủ tại thập cảnh địa cung bên trong tao ngộ lục y sơn liền đã nhìn ra thập cảnh cường giả làm đỉnh tim chiến lực đủ để ảnh hưởng một trận chiến cuộc phải biết quân đội mong muốn chống lại cùng áp chế thập cảnh cường giả ít nhất phải trăm vạn đại quân nếu là đổi thành toàn bộ đặc chân tu hành quân đội ít nhất phải mười vạn một ít cảnh người tu hành tạo thành quân đội chỗ ngưng ra quân thế mới có thể đối thập cảnh cường giả sinh ra ảnh hưởng bởi vậy thập cảnh cường giả số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt ầm ầm quan tinh đồ bên trong nguyên thần khí tức xen lẫn giống như là có chói lọi cực quan đang hiện lên tựa như ảo mộng từng viên sao trời tại Na Di Thị Cướp, quan tinh đồ tựa như là một bức bàn cờ, mỗi một viên lấp lánh sao trời chính là trên bàn cờ cờ trắng, mà lục y sơn nguyên thần chính là cờ đen, cờ đen vô hình, lại cùng cờ trắng hình thành thảm liệt chém giết cạnh tranh. Quá trình này có thể nói là đầu não gió lốc, an nhạc có thể nhìn hiểu một chút, bất quá, cũng không chiều sâu hiểu rõ. Khảo nghiệm chính là thôi diễn cùng trí tuệ lực lượng, đây đều là lục y sơn am hiểu. Đại lý quốc, trích tinh giáo một tòa cao vút trong mây tiêu, tay có thế hái ngôi sao sơn nhạt đỉnh, một tòa cung khuyết bên trong, đoàn thiên vũ quanh mình tinh quang đột nhiên tán đi, sắc mặt biến đến trắng bệt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người sụi lơ tại bồ đoàn bên trên, nguyên thần của ta. Bị trảm diệt rồi, cái kia đến cùng là cái gì? Đoàn thiên vũ máu trên khóe miệng đang không ngừng chảy tràn mà xuống, giống như là đóa đóa nhuộm thấm mở hoa mai, trong con ngươi của hắn vẫn tồn tại đang sợ hãi, nguyên thần bị trảm tu vi đều có chỗ suy yếu, chỉ còn lại thân thể, hắn thân thể mặc dù cũng không yếu, có thể là, khuyết thiếu nguyên thần, vẻn vẹn thân thể một đạo, áp chế lực lại nhỏ quá nhiều, đó là chí bảo sao. Một đầu lao nhanh dòng sông, phản phất chém xuống thời gian, đem đã từng trôi qua lịch sử hình ảnh, hiện ra tại mỗi một dọc nước hoa bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ, đoàn thiên vũ co quắp trên mặt đất, hồi tưởng đến hình ảnh, liền toàn thân hiện lạnh, an nhạc. Người kia gọi là an nhạc, thiên hạ này, ra như thế cái quái vật sao? Đoàn thiên vũ hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn cực kỳ ảm đạm, hắn biết, trích tinh giáo có thể muốn nên đón to lớn vô cùng mối nguy, theo quan tinh đồ mất đi, lục y sơn đạt được quan tinh đồ, chắc chắn có thể mượn trích tinh cầu đột phá thập cảnh, bởi vì cái này là lục y sơn, một cái có thể trợ giúp đại lý cả ngăn cản lại nguyên môn đế quốc thiết kỵ tồn tại. Cho dù là thân là trưởng giáo đoàn thiên vũ đều không thể không thừa nhận, quan tinh đồ tại lục y sơn trong tay, mới là có thể chân chính bị thôi động, đoàn thiên vũ trong miệng đổ máu, nguyên thần bị trảm, đối thương tổn của hắn quá lớn, khiến cho hắn có chút khó thích ứng, bản đều nhanh muốn xung kích thập cảnh, lập tức ngã vào đáy cốc, hắn biết, đời này đều sẽ không có phá thập cảnh hy vọng, hắn suy nghĩ một chút, đi ra đại điện, gọi tới người, hắn cần phải biết tin tức liên quan tới an nhạc, mặt khác hắn cũng là phái người thông tri đại lý quốc tân quốc chủ. Quan tinh đồ mất đi cùng đại lý quốc quốc chủ có không thể chia cắt quan hệ, chính là bởi vì đại lý quốc quốc chủ đáp ứng muốn công phạt kiếm trì cung, cho nên Đinh Nguyên mới có thể lấy quan tinh đồ đi tới Cẩm Quan Thành, đi tới Phá Thành. Lắng nghe dưới trướng đem an nhạc tin tức toàn bộ nói một lần, đoàn thiên vũ có chút mờ mịt cùng rung động, bởi vì an nhạc sự tích. Quả thực quá mức kỳ tích, không nên nói liền là một cái kỳ tích, thiên hạ đại loạn tất có yêu nghiệt ra, kẻ này, chính là yêu nghiệt này a à. đoàn thiên vũ xóa đi khóe miệng tràn ra huyết dịch, gặp được yêu nghiệt như thế, miên thần của hắn. Bị trảm không oan, quốc chủ tới rồi sao, trưởng giáo đoàn thiên vũ hỏi, đại điện bên ngoài, có một cổ cường đại khí huyết khí tức phun trào, một vị thân thể cường tráng tóc đen tung bay thân ảnh, từng bước từng bước bước vào cung khuyết bên trong, ánh mắt lấp lánh, giống như tinh quang đang lưu chuyển, trưởng giáo, trẫm tới người đến tiếng như chung lớn, vang vọng rung chuyển tại cung khuyết bên trong. Chưởng giáo đoàn thiên vũ ngồi ngay ngắn bồ đoàn, sắc mặt tối tâm nâng lên, nhìn tới, người đến chính là đại lý quốc tân quốc chủ, đoạn càng khôn. Đại lý chính là đoàn gia thiên hạ, một cái lưu truyền năm tháng dài đằng đẳng thế gia, đoàn thiên vũ cùng đoạn càng khôn đều là xuất từ đoàn gia, tại đại lý địa vực, thay đổi qua rất nhiều triều đại, thế nhưng đoàn gia cái bóng đều tại phía sau trưởng khống càng khôn. Ở thời đại này, đoàn gia càng là không nửa quan tâm mặt mũi, trực tiếp đẩy ra hoàng đế, nắm giữ toàn bộ đại lý. Thái thượng trưởng lão bị phong cấm tại thủy hoàng trong lăng mộ, khó mà trở về, vô pháp thanh lý môn hộ. Quốc chủ trầm giọng mở miệng, hắn cùng thẳng đến bế quan đoàn thiên vũ không giống nhau, đối chuyện của ngoại giới, quan tâm rất nhiều. An nhạc kẻ này, cuộc khởi tại bé nhỏ, vốn là lâm an phủ bên trong một vị vào kinh đi thi thư sinh, sau đến gặp gỡ phong vân liền hóa long. Bây giờ càng là Thánh Sơn Đệ Thất Sơn Sơn chủ, thân phận tôn quý, thiên phú yêu nghiệt, nhưng hắn lựa chọn gia nhập Thiên Hạ phân tranh, cũng xem như vì tự thân chôn trận tiếp theo tai họa, quốc chủ thân thể khôi ngô, mở miệng miêu tả hắn đối an nhạc cách nhìn, Thánh Sơn Đệ Thất Sơn Sơn chủ sao? Cái kia liền có thể nói rõ lý do. Đầu kia thoáng hiện, dùng vô địch tư thái chém đi ta nguyên thần dòng sông lai lịch, nếu là thánh sư truyền lại lực lượng, hết thảy liền nói thông. Đoàn thiên vũ ngón tay xoa mi tâm, yếu ớt nói, nguyên thần bị chém đi, đối thương tổn của hắn quá lớn, quốc chủ, thế cục hôm nay không đồng dạng, lục y sơn nắm giữ quan tinh đồ, thế tất sẽ quay đầu trở lại, bây giờ hắn phụ tả an nhạc, an nhạc gia nhập thiên hạ phân tranh, đại lý quốc rất nguy hiểm, trưởng giáo đoàn thiên vũ bây giờ lắng nghe miêu tả, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, đại lý tân quốc chủ ngồi ngay ngắn cái ghế, lại là cười cười, quan tinh đồ mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, trưởng giáo kỳ thật không cần lo lắng, ta đại lý binh lực 20 vạn, càng có tuyệt thế võ tướng cấp đoàn vũ khác đại nguyên soái thống soái 8 vạn tu hành quân đội, an nhạc có cái gì, lý ấu an phi hổ quân quy hàng, thế nhưng, lý ấu an bây giờ cũng không dám điều động phi hổ quân, tây lương những tà tu đó không phải là ăn chay, một mực nhìn chầm chầm, một khi phi hổ quân bị điều khiển, chắc chắn sang sông, uy hiếp thương lãng giang bờ nam rất nhiều thành trì. Đại triệu hoàng triều triệu thiên diễn trên cơ bản là từ bỏ cùng Tây Lương dằn co chư thành, chính là muốn dùng cái này buộc chặt Lý Ấu An. Bởi vậy, Lục Y Sơn coi như lựa chọn phụ tả an nhạc, lại như thế nào có thể uy hiếp được trẫm đại lý. Quốc chủ đoạn càng không cười khẽ, lơ đễnh, liền dựa vào kiếm trì cung đám phế vật kia kiếm tu đệ tử. Cũng hoặc là cẩm quan thành không đến hai vạn thủ thành tướng sĩ, đoạn càng không xùy cười rộ lên, Lục Y Sơn cần phát triển thời gian, gom góp binh lực, đợi đến hắn thật gom góp đến đại quân, thái thượng trưởng lão khả năng đã phá phong mà ra, có thập cảnh trí cường tọa trấn, lục y sơn không lật được trời, lục y sơn tại đại lý uy thế quá mạnh, trong khoảng thời gian này trẫm đã triệt để tiêu trừ lục y sơn vị này truyền kỳ quốc sư đối đại lý ảnh hưởng, mặt khác, trẫm đã liên hệ nguyên mông đế quốc dương địch vương, đang cùng nguyên mông thương thảo liên hợp kế sách, mấy ngày sau, nguyên mông đế quốc đem điều động ba đại nguyên soái một trong đồ lôi nguyên soái đích thân đến lục y sơn nếu là dám đến vừa vặn khiến cho hắn có đến mà không có về truyền kỳ kết thúc lục y sơn dám đến sao đoạn càng khôn trong đôi mắt lấp lánh qua lãnh ý đối lục y sơn có nồng đậm gạt bỏ cùng chán ghét cho dù là truyền kỳ quốc sư lại như thế nào cùng hắn không hợp nhau liền là không hợp nhau lại truyền kỳ đều là đứng tại mặt đối lập địch thủ hắn thể nghiệm qua loại kia cả nước trên dưới chỉ biết quốc sư không biết quốc chủ tình huống loại kia tình trạng khiến cho hắn phát cùng Trích tinh giáo trưởng giáo đoàn thiên vũ nhíu mày, nhìn quốc chủ đoạn càng khôn, muốn nói lại thôi. Lục Y Sơn lúc trước kháng cự nguyên môn đế quốc thiết kỵ, thậm chí lừa giết một tôn nguyên môn đế quốc cửu cảnh viên mãn nguyên được vương gia, thù này nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bây giờ vị này quốc chủ thế mà cùng nguyên môn đế quốc hợp lại, không khác tranh ăn với hổ, sự tình ra khác thường tất có yêu, nguyên môn đế quốc. Có thế tuyệt không phải người lương thiện, bây giờ, theo nguyên mông hoàng đế bị phong cấm tại thủy hoàng đế quốc rất nhiều thập cảnh cũng là cùng nhau phong ấn thiên hạ thế cục đại biến nguyên mông đế quốc khẳng định cũng sẽ có điều động tác có thể là đại lý quốc tình huống như thế nào chưởng giáo đoàn thiên vũ vẫn là biết được một chút bởi vậy cùng nguyên mông đế quốc hợp lại luôn cảm giác không đáng tin cậy vị này tân quốc chủ tự hồ có chút tự tin quá mức mà lại chưởng giáo cảm thấy càng nên kiên kỵ không phải lục y sơn mà là vị kia chém hắn nguyên thần thiếu niên thiên kiêu, tiềm lực cực kỳ đáng sợ, như xuất nguyên tìm long an nhạc A. Kiếm trì cung, hoàn toàn yên tĩnh, kiếm chung tọa lạc, hơi hơi tản ra tỏ khắp tiếng chuông, kiếm trì hồ bên trên, ao nước sóng nước lấp loáng, trên bầu trời đêm tinh quang lấp lánh, an nhạc áo trắng như tuyết, hư không giáp đã ẩn nấp tan biến, nếu là không phải trạng thái chiến đấu, cơ bản nhìn không ra thân mang giáp vị, chậm rãi mở mắt, một cổ vô hình nguyên thần gợn sóng khuếch tán, đánh thẳng vào mặt hồ, an nhạc trên thân, một cổ lại một cổ thôi dũng cảm tâm đạo quả bên trong chỗ phản hồi bản nguyên thanh khí phun trào mà ra, giống như là dao mãn quấn quanh quanh thân, bào hiếu lấy sao trời, liền lại một chút bị thân thể hấp thu, bị mi tâm hấp thu, bởi vì chém giết qua hổ hải, hổ tan dạng này cửu cảnh viên mãn thiên kiêu, cho nên, trảm gian lăng vương đạo quả phản hồi cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, đến mức đằng sau chém giết đinh nguyên phản hồi thì càng ít, thế nhưng, có chút ít còn hơn không này chút đến từ đạo quả bản nguyên thanh khí không đơn giản hoàn toàn không tác dụng phụ tại đây chút thanh khí trở giúp dưới an nhạc bởi vì dẫn độ một góc tuế nguyệt trường hà mà thâm hụt nguyên thần triệt để khôi phục lại thậm chí dẫn độ chân thực tuế nguyệt trường hà mà khiến cho tuế nguyệt quan tưởng pháp đạt được mấy phần hoàn thiện cùng tăng lên tuế nguyệt trường hà dị tượng càng rõ ràng cùng chân thực tăng thêm một đạo đòn sát thủ nguyên thần lại tăng cường rất nhiều đối với an nhạc mà nói lần này dẫn độ tuế nguyệt trường hà, lợi nhiều hơn hại. Duy nhất thiếu hụt chính là tâm kiếm hiển hiện vết trạng, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Sau một lát, Lục Y Sơn cũng là mở mắt ra, đôi mắt của hắn bên trong giống như chuyên chở sao trời. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn trên khuôn mặt toát ra ôn hòa nụ cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ động, phản phất có sao trời bị gợn sóng. Mỗi một viên tinh thần đều giống như phong linh chập chờn phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó, Lớn như vậy sao trời bức tranh khuếch tán, lan tràn bao trùm cả tòa cẩm quan thành. Cẩm quan thành chung quanh, giống như có mê ly tinh vân sương mù tại quanh quẩn lưu chuyển, kiếm trì hồ bờ mọi người, cũng là vội vàng nhìn sang. Tô mạc già, vương yến thăng, vạn tiệt liễu, lý thanh xuyên đám người, trong lòng kích động lên, xem điệu bộ này, là hoàn thành đối quan tinh đồ tranh đoạt, lợi hại A. À. Quan tinh đồ dạng này tam giai chí bảo đều rơi vào chúng ta trong tay trích tinh giáo cùng đại lý quốc cái này sợ là đau lòng hơn rơi nước mắt. Vương Yến thăng lão gia tử cởi mở cười ha hả, không chút nào che giấu chính mình thoải mái cảm xúc. Quan tinh đồ ta bố trí bao trùm cả tòa cẩm quan thành, tại quan tinh đồ phạm vi bao phủ bên trong, sao trời sen lẫn vải bày trận pháp, sẽ hấp thu hấp dẫn thiên địa linh khí sen lẫn hội tụ, đồng thời sao trời quỷ tích ẩn chứa đại đạo hàm ý, có thể phụ trợ tu hành. Lục Y Sơn khẽ cười nói, cẩm quan thành làm an nhạc căn cứ, là an nhạc bây giờ đang phát triển tâm lục y sơn tự nhiên muốn đem trọng tâm bố trí ở này mọi người nghe vậy lập tức trong lòng rung lên dồn dập nhắm mắt cảm ứng an nhạc cũng là hơi kinh ngạc thần tâm khẽ động đích thật là quan sát đến linh khí trong thiên địa bị dẫn dắt hướng phía cẩm quan thành thị cướp tới giống như là phi lưu trực hạ thác nước nổ tại cẩm quan thành bên trong hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán khiến cho người tu hành vì vậy mà được lợi đại thủ bút a an nhạc trong lòng kinh ngạc tán tháng dùng quan tinh đồ dẫn dắt thiên địa linh khí, giống như là bố trí ra thiên địa đại trận, không hề nghi ngờ, thao túng trận pháp này chính là lục y sơn, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao khổng lồ nguyên thần, lục tiền bối vì sao không tá trợ quan tinh đồ phá thập cảnh. Ngược lại bố trí thành đại trận, như mưa móc ban ơn cho toàn thành, an nhạc nghi hoặc hỏi, lục y sơn mỉm cười, ta chính là tại nếm thử phá thập cảnh A, muốn khai phá đối quan tinh đồ vận dụng, từ từ nắm giữ chí bảo chính là đặt chân thập cảnh con đường. Mà có thể ở trong quá trình này thực hiện khai phá, lại có thể ban ơn cho toàn thành, tăng lên thế lực, cớ sao mà không làm, an nhạc, tham dự vào thiên hạ phân tranh, vẻn vẹn chỉ một người mạnh lên là không đầy đủ, cần chính là tập thể mạnh lên, bây giờ cẩm quan thành, bây giờ kiếm trì cung. Không đủ, an nhạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, tô mạc già, vương yến thăng đám người cũng là nhận đồng gật đầu lục y sơn xe lăn chậm rãi theo trên mặt hồ lái tới, về tới trên bờ, tắm gội gió nhẹ, tiếp tục nói, lão kiếm thánh vô cùng rõ ràng điểm này, tại rất nhiều trong thế lực, kiếm trì cung lực lượng có thể nói là hạn chót, không chỉ là đệ tử chất lượng, càng có cường giả số lượng, chân võ quan chớ nói chi, hết sức thần bí, thần bí liền mang ý nghĩa mạnh mẽ, thiên sư phủ mặc dù xuống dốc, có thể là cũng không phải là liền nhỏ yếu, bây giờ lão thiên sư tặng công tử tử khí kim liên, công tử khí vận cường thịnh thiên sư phủ liền sẽ mạnh lên cho nên không phải là kiếm trì cung có thể so sánh tây lương địa ngục phủ đại lý trích tinh giáo chính là quốc một trong giáo cử quốc chi lực mà bồi dưỡng tuyệt đối không kém phật môn ba tự tất nhiên là không cần nói phật môn từ xưa đến nay liền chưa từng yếu qua mặc kệ là lạng kha tự cảm nghiệp tự vẫn là liên hoa tự nội tình đều mạnh mẽ đáng sợ khó có thể tưởng tượng thậm chí ẩn dấu có thập nhất cảnh cũng có thể, thập nhất cảnh, lục y sơn lời nói, nhưng tô mạc và đám người trong lòng rung động, có chút khó tin, vạn năm tuế nguyệt đến nay, ra không được thập nhất cảnh, cái kia những thế lực này thập nhất cảnh, chẳng lẽ sống vạn năm tuế nguyệt, lục y sơn không có nói rõ lý do, tại địa cung bên trong. Liền thấy rất nhiều tồn tại ở trong truyền thuyết thập nhất cảnh, cứ việc bị tuế nguyệt một nát chém đi rất nhiều lực lượng, có thế ít nhất là thật sống vạn năm tuế nguyệt lão quái vật, Liên quan tới điểm này, An Nhạc càng có quyền lên tiếng, Lục Y Sơn có thể là biết, An Nhạc trong tay chui này kiếm trúc thanh sơn bên trong cất giấu cái gì. Lúc trước tại linh đài phía trên, An Nhạc tự tay đem sắp lột xác thành thần thoại sinh linh hạng bạc thủy hoàng quan tài cho thu nạp, An Nhạc là có được này phần nội tình. Lục Y Sơn trần trụi thuyết minh ra kiếm trì cung hạng chóc lý do, tô mạc già yên lặng, nàng biết Lục Y Sơn nói chính là sự thật, bởi vì lão kiếm thánh cũng là như vậy phân tích, cứ việc nàng trong lòng không phục, có thế thua thấp hơn yếu, thật chiến dâng lên, kiếm trì cung chắc chắn bị ma diệt, giống lần này mối nguy, nếu không phải an nhạc kịp thời chạy tới thay đổi chiến cuộc, cẩm quan thành khả năng đã bị công phá, cho nên, kiếm trì cung đến mạnh lên. Bằng không khó mà ứng đối với kế tiếp mối nguy, Lục Y Sơn nhẹ nói ra, bây giờ, thập cảnh bị phong cấm tại Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất, chính là thiên hạ đại biến thời điểm nguyên mông, đại lý, Tây Lương cùng đại triệu đều sẽ có hành động đặc biệt là nguyên môn đế quốc, nguyên môn hoàng đế bị phong cấm, đối nguyên môn đế quốc lực lượng suy yếu là lớn nhất, thiếu đi trấn áp thiên hạ định hải thần châm, khẳng định sẽ phát động công phạt, hiện ra uy thế, thậm chí, mong muốn bình định thiên hạ, nhưng thiên hạ quy nhất, tụ tập khí vận, trợ giúp nguyên môn hoàng đế gia tốc luyện hóa trung thổ long mạch, càng nhanh phá phong, lục y sơn ánh mắt lập loè trí tuệ hào quang, trước mắt của hắn phản phát hiện ra bàn cờ, đem thiên hạ cách cục cho tô điểm trên bàn cờ mười phân rõ ràng thấu triệt, an nhạc trong lòng ngưng tụ, có mấy phần cảm khái cùng kinh ngạc tán thán hắn tu hành thiên phú cường tuyệt, thế nhưng, đối khắp thiên hạ cách cục nhưng lại không có quá mức rõ ràng nhận biết, lục y sơn như vậy túi không phụ tả, có thể trợ giúp hắn thấy rõ ràng rất nhiều thứ, lục y sơn nhìn an nhạc liếc mắt, suy nghĩ một chút, mở miệng cười hỏi, công tử cho rằng nguyên môn đế quốc tiếp xuống trước hết nhất muốn đánh hạ quốc gia lại là cái nào? Đây coi như là lục y sơn đối an nhạc khảo cứu, cũng là một loại đối với hắn thế cục phân tích bồi dưỡng. An Nhạc tự nhiên biết điểm này, trầm tư một lát, nói, đại lý, Lục Y Sơn tán dương gật đầu gật đầu, vì sao là đại lý? An Nhạc cười nói, bởi vì quan tinh đồ, trích tinh giáo bị mất trí bảo quan tinh đồ, lại. Đại lý quốc chủ giống như không quá thông minh dáng vẻ, Lục tiền bối đối đại lý quốc lực ảnh hưởng không cần nghi ngờ, nhưng hắn lại lựa chọn bức trước khi đi bối phận, rất ngu xuẩn. An Nhạc nói rất đơn giản thông thấu, Lục Y Sơn nghe vậy, giật mình chỉ chốc lát, không khỏi nở nụ cười. Công tử nói rất đúng trọng tâm, đại lý Tân Quốc chủ đoạn càng không xác thực không thông minh, hoặc là nói là tự cho là thông minh, như thế tự cho là đúng thông minh, rất dễ dàng hủy đi một quốc gia, đại lý là như thế, đại triệu cũng là như thế. Thương lãng gian chiến trường Nguyên Mông cùng đại triệu cùng Tây Lương dằn co nhiều năm, dịp long thăng, chủng sư cực đám người còn tại, Nguyên Mông liền sẽ không lựa chọn liều mạng, đặc biệt là bây giờ nguyên môn hoàng đế bị phong ấn tình huống dưới cho nên đại lý chính là lựa chọn tốt nhất bất quá ta cho công tử đề nghị là đến tại nguyên môn đánh hạ đại lý trước đó đem đại lý bình định chiếm cứ một nước khí vận nhường tử khí hoa nở nhường nguyên môn hoàng đế không thể quá nhanh phá phong nguyên môn hoàng đế một khi phá phong đại biểu là cái gì công tử lại so với ta rõ ràng hơn an nhạc lắng nghe lục y sơn phân tích đế hoàng đạo quả hơi hơi nhảy lên thế cục phân tích trong đầu dần dần thư thái. Giang Lăng Phủ bây giờ đã bị công tử chỗ tiếp quản, tiếp quản Giang Lăng Đại Quân, tăng thêm quy hàng tại ta đại lý quốc quân đội, đại khái có thể gom góp đến 8 vạn tả hữu, nhưng chi quân đội này là tán quân tạo thành, lại đến từ khác biệt quốc gia, còn cần bồi dưỡng cùng rèn luyện. Phi hổ quân là một nhánh tinh binh, có thế phi hổ quân không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì muốn nhìn chầm chầm Tây Lương, cho nên công tử tinh binh liền chỉ có kiếm trì cung các đệ tử, cùng với cẩm quan thành thủ thành quân đội, chỉnh hợp vì hai vạn quân, kiếm trì cung đệ tử. Đều là kiếm tu, công phạt vô song, lại thiên phú không tồi, đều là người tu hành, hạng mức cao nhất cực cao, cho nên, bồi dưỡng tăng lên kiếm trì cung đệ tử, chính là trong ngắn hạn lớn nhất tiền lời cùng nhiệm vụ, vì vậy ta dùng quan tinh đồ bố trí xuống đại trận, ta cũng hết sức hy vọng có thể cùng chi này tương lai cần kề vai chiến đấu tinh binh, chung nhau tiến bộ lục y sơn vừa cười vừa nói hắn mỉm cười giống như là một trận gió nhưng tô mạt và đám người trong lòng có loại bị xúc động cảm giác cứ việc trong thời gian ngắn kiếm trì cung các đệ tử tăng lên sẽ không quá nhiều thế nhưng có tăng lên chính là cực tốt mà ta nếu có thể phá thập cảnh còn có thể phóng xạ đến toàn bộ kiếm trì cung các đệ tử trên thân để bọn hắn cũng có thể tiêm nhiễm phá cảnh thu hoạch an nhạc nghe vậy ánh mắt lấp lánh một phiên nhìn sóng gợn lăng tăng kiếm trì hồ, vừa nhìn về phía cái kia rung động phát ra chuông lớn thanh âm kiếm chuông, khóe môi dương lên, mở miệng nói, nếu ta có thể làm cho kiếm trì cung các đệ tử trong thời gian ngắn thực hiện tăng lên trên diện rộng đâu, hả, lục y sơn sững sờ, nghi ngờ xem ra, cho dù là bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót hắn, tự hồ lập tức tự hồ cũng chưa từng nghĩ ra trong thời gian ngắn tốc độ cao tăng lên kiếm trì cung các đệ tử biện pháp, an nhạc cười một tiếng, nhìn về phía cung chủ tô mạc già tô mạc già trong lòng chấn động hiểu rõ an nhạc cái gọi là phương pháp tăng đôi mắt đột nhiên phát sáng lên xin nhờ cung chủ triệu tập kiếm trì cung các đệ tử tề tụ tại kiếm trì hồ bờ an nhạc hướng phía tô mạc già ôm quyền chấp tay tô mạc già khóe môi treo lên ý cười trong đôi mắt có chỗ chờ mong chờ mong lão kiếm thánh từng nói với nàng an nhạc cái kia kỳ tư diệu tưởng phía dưới khai sáng chi pháp không chút do dự tô mạc già dưới chân sinh mây khói kiếm khí bừa bãi tàn phá, ầm ầm dập dần mà lên, nàng từng bước một lên trời thẳng lên, ánh mắt lấp lánh, sáng lạng như tinh, một cổ kiếm khí từ trong cơ thể nổ bắn ra, như phi lưu trực hạ thác nước, ầm ầm phát tiết đập vào kiếm chuông phía trên, đường, đinh tai nhức ốc tiếng chuông, trong nháy mắt dùng nhất lên cuồng phong chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết mà đi, khuấy động mà đi, kiếm trì cung đệ tử ở đâu, nhanh chóng tụ tại kiếm trì hồ bờ, tô mạc già cao giọng nói, lời nói hạ xuống, như vậy sóng sóng lớn cuồn cuộn mở đi ra thoáng chốc cẩm quan nội thành bên ngoài từng vị mang kiếm khí kiếm trì cung các đệ tử đều là nghe được số này triệu thanh âm đều là ngoái nhìn đưa mắt thương 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 kiếm quan vọt lên kiếm khí tung hoành gió lốc có tu vi cao đệ tử thanh y bay lên chân đạp kiếm khí hóa thành lưu quan hướng phía kiếm trì cung sơn môn thị cướp có đệ tử tu vi thấp ánh mắt tinh sáng lên triều khí phồn thịnh đeo kiếm chạy nhanh trở về sơn môn giống như kiếm khí bách xuyên tụ hợp vào biển, như vạn kiếm quy tông, toàn bộ kiếm trì cung kiếm khí tự hồ cũng sôi trào lên, đúc kiếm trong phường, từng vị khai lò đúc kiếm đúc kiếm sư nhóm đi ra phòng ốc, đi theo có thiên phú đúc kiếm các đệ tử, từng cái đều là theo đá xanh đường, hướng phía sóng gần lăng tăng kiếm trì hồ, hướng phía cái kia tọa lạc kiếm chung phương hướng triều thánh hành tẩu tới, chỉ chốc lát sau, kiếm trì hồ bờ liền đã líp nha lít, lít nhíp, đứng lặng đầy thước tha bóng người bọn hắn có lúc trước tham dự vào thủ thành đại chiến, có trên thân còn vác lấy thương, có thể là tô mạc già một tiếng hiệu triệu, liền lập tức không chút do dự trở về. Lục Y Sơn ánh mắt lấp lánh, có mấy phần kinh ngạc tán tháng, kiếm trì cung thực lực mặc dù yếu, thế nhưng lực ngưng tụ lại không thấp, các đệ tử đối kiếm trì cung lòng trung thành cực cường, này rất ít gặp, tô mạc già ánh mắt sáng lạng, mi tâm kiếm cung mở ra, kiếm khí âm vang treo, khí thế như cầu vòng, nàng chưa từng nhiều lời, đối mặt với rất nhiều kiếm trì cung các đệ tử tầm mắt ánh mắt na di rơi vào an nhạc trên thân an nhạc cười một tiếng áo trắng như tuyết tóc đen cứng cáp quanh thân cũng là bắn ra bàn bạc đến cực điểm kiếm khí kiếm khí như nước thủy triều giống như sao chổi dâng lên mật đầy sen lẫn như gió lốc chìm nổi ta từng đáp ứng lão kiếm thánh truyền pháp tại kiếm trì cung hôm nay ta liền thực hiện lời hứa ta xem chư vị tại cẩm quan thành thủ thành cuộc chiến bên trong chưa từng lùi bước nửa bước dốc hết toàn lực vì thủ hộ kiếm trì cung mà dốc hết toàn lực các ngươi này phần thủ hộ cùng kiên trì ta vì đó động dung thiên hạ rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả đều nói kiếm trì cung suy bại chính là rất nhiều trong thế lực hạn chót thế nhưng ta cũng không dạng này cảm thấy bởi vì tại kiếm trì cung bên trong ta thấy được một cổ khí phách kiếm tu khí phách mặc kệ là thủ hộ cẩm quan thành vẫn là vì đó mà chinh chiến đều có một cổ ý chí bất khuất có cổ ý chí này tại chúng ta không phải là yếu nhất, các ngươi khí phách, không nên bị cô phụ, chúng ta muốn chứng minh cho thiên hạ xem, hôm nay, ta an nhạc truyền chư vị dung binh pháp. Dung trong tay binh lính, hướng về thiên hạ vung ra các ngươi kiếm trong tay, nhưng thiên hạ nhìn một chút, kiếm trì cung kiếm, an nhạc nói ra, mỗi chữ mỗi câu, như tinh vân hạ xuống, như mưa sa nổ vang, kiếm trì cung các đệ tử đôi mắt sáng lên, nỗi lòng rung chuyển, đã thấy an nhạc cuốn theo kiếm khí, từng bước lên trời trên thân khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, màu vàng kim khí huyết giống như hỏa diễm trong nháy mắt đem bầu trời cho đốt cháy chiếu sáng thành màu vàng kim, màn trụ phát ra gầm thép, tiếng rống như thần long xuất thế, liền hai cái sơn hà đỉnh vắt ngang mà ra, quanh quẩn khí huyết, hào quang lấp lánh, an nhạc diễn luyện dung binh pháp, màu vàng kim khí huyết lưu chuyển, tại rất nhiều đệ tử tựa như ảo mộng trong đôi mắt, dùng một vệt tuế nguyệt khí, chiếu rọi ra hắn dung hợp sơn hà đỉnh từng màng, đem dung binh pháp kinh văn lưu chuyển con đường hiện ra không thể nghi ngờ an nhạc ngồi xếp bằng hư không ánh mắt lấp lánh khóe môi khép mở cho xem như si như say kiếm trì cung các đệ tử giảng thuật chi tiết